tiêu phàm đã không cảm ứng được thần hồn của bọn hắn ấn ký có lẽ là bởi vì cách hai cái khác biệt giao diện lại có lẽ là bởi vì triệt để kích phát ngân dược lôi bằng huyết mạch về sau đem những cái kia thần hồn ấn ký toàn bộ cọ rửa rơi đoán chừng sau một loại khả năng tính lớn hơn cần biết hắn kích phát là trời sinh thánh linh huyết mạch ẩn chứa trong đó uy lực mạnh lớn đến không cách nào tưởng tượng thật sự là đáng tiếc như ý liền than nhẹ một tiếng hao phí vô số thời gian tâm huyết trải qua thiên tân vạn khổ đã cùng thiên hương ngọc lộ gần trong gan tắc, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ cơ hội. Kia tâm lý năng lực chịu đựng hơi kém một chút, chỉ sợ sớm đã tức giận đến thổ huyết. Như ý cũng không phải ngấp nghé cái này nghịch thiên bảo vật, chỉ là thuần túy vì tiêu phàm đáng tiếc. Tiêu phàm ánh mắt rơi vào nguyên hạo trên thân, nguyên hạo minh bạch hẳn ý tứ, lắc đầu, nói. Vương cung điển tịch ghi chép, cũng không phải rất kỹ càng. Bất quá chiếu người thuyết pháp đến suy đoán, kia nước suối dù coi như còn không phải thiên hương ngọc lộ, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Ẩn chứa vô tận sinh mệnh tinh hoa cùng hải lượng thiên địa linh khí, chính là thiên hương ngọc lộ hai đại đặc điểm. Cũng nhất định phải có dạng này đặc tính mới có thể không nhìn bất luận cái gì bình cảnh. Tiến giai, trừ thần thông phóng đại, cuối cùng hay là kéo dài thọ nguyên để tu sĩ có nhiều thời gian hơn tới tu luyện. Vô tận sinh mệnh tinh hoa cùng hải lượng thiên địa linh khí, chính dễ dàng hữu hiệu giải quyết vấn đề này, kéo dài tu sĩ thọ nguyên. Tiêu Phàm cười cười, nói, bảo vật người có duyên cư chi, xem ra ta không phải người hữu duyên, nhìn ra được, tiêu phàm là thật 10 điểm thoải mái, không có chút nào bản thân an ủi chi ý, tại nội tâm của hắn, chính là như vậy nghĩ. Nói đúng, huynh đệ là thoải mái người, nhìn thoáng được. Đến, chúng ta uống rượu, nguyên hạo dơ ly rượu lên, cùng tiêu phàm đụng một cái, đầy uống cúp làm. Đại ca, chúng ta cùng thất giả giới giao diện chi chiến, thế nào rồi? Tiêu phàm uống cạn trong chén rượu ngon, hỏi, tại thất giả giới thời điểm, bởi vì tin tức ngăn cách, bọn hắn đối giao diện đại chiến tình hình hoàn toàn không biết gì. Bây giờ trở lại Nam Châu Đại Lục, đương nhiên phải hiểu rõ một phen. Đang đánh đâu, Nguyên Hạo đáp, chiến trường còn bầy ở Bắc Minh Chi Địa, thất dạ giới đánh Nam Châu Đại Lục một trở tay không kịp, vừa lên đến, Bắc Minh Biển cả liền bị toàn diện chiếm cứ. Sau đó Trần Vũ Môn, Huyền Âm Giáo, Nguyên Linh Giáo những này Bắc Minh Đại Tông bắt đầu phản kích, song phương đại chiến ba lần. Trên cơ bản, đều không có chiếm được bao lớn tiện nghi. Nam Châu Đại Lục muốn đem thất giả giới nhân mã đuổi xuống biển, chưa thể toại nguyện. Thất giả giới muốn mở rộng trận địa, triệt để trên Đại Lục đứng vững gót chân, độ khó cũng là không tiểu. Bất qua tổng thể đến nói, hay là thất giả giới chủ công, Nam Châu Đại Lục chủ thủ. Mặc dù thất giả giới đến chỉ là quân tiên phong, nhưng đều đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh, Nam Châu Đại Lục bên này, vội vàng ứng chiến, cái gì đều không đủ, đa số đều là đám ô hợp. Xem chừng cùng viện binh sau khi tới, lại đánh một trận, Trần Vũ Môn cùng Huyền Âm giáo liền muốn ngăn cản không nổi, khẳng định sẽ vứt bỏ hơn phân nửa địa bàn. Nguyên Hạo không hổ là toàn Nghê Vương tộc thiếu chủ, đối với mấy cái này đại cục bên trên sự tình, nắm chắc phải 10 điểm tinh chuẩn đúng chỗ. Bất quá từ ngữ khí của hắn đến xem, rõ ràng là đem mình xem như người ngoài cuộc, duy trì trung lập vị trí, miêu tả cũng là công bằng. Căn cứ cổ tịch ghi chép, mấy vạn năm trước trận kia giao diện đại chiến, đánh cho cực kỳ thảm liệt, nhưng chủ yếu vẫn là toa ma giới tu sĩ nhân tộc cùng thất dạ giới huyền ta giới cùng dị giới đại quân tác chiến hải tộc sự tình ghi lại phải không nhiều đương nhiên như thế quy mô giao diện đại chiến hải tộc muốn hoàn toàn không đếm xỉa đến tất nhiên là tuyệt đối không thể cũng không ít hải tộc cuốn vào tại giao diện đại chiến bên trong tổn thất nặng nề chỉ bất quá những cái kia tu sĩ dị giới đã không lấy hải tộc làm chủ yếu tác chiến đối tượng hải tộc cũng liền tuyệt sẽ không chủ động nâng lên cùng dị giới cùng chết đại kỳ trên thực tế mặc kệ là toa ma giới hay là thất dạ giới Biển cả đều cực kỳ rộng lớn vô ngần, diện tích xa trên đất bằng, toàn diện cùng hải tộc khai chiến, chẳng những được không bù mất, thủ thắng hy vọng cũng cực kỳ xa vời. Vô luận thất dạ giới huyền ta giới cao cổ giới tu sĩ, tinh thông thủy thuộc tính thần thông luôn luôn số ít, dù coi như đánh bại hải tộc, cũng tuyệt không có khả năng thật toàn diện chiếm cứ hải dương. Biển cả từ đầu đến cuối đều là hải tộc địa bàn. Tiêu Phàm nhíu mày nói: "Thất dạ giới quân tiên phong cố nhiên tinh nhuệ, nhưng nâng Nam Châu đại lục chi lực" chẳng lẽ còn diệt không được địch nhân một chi quân tiên phong a? À? nguyên hạo liền cười lắc đầu nói: huynh đệ, người đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. nam châu đại lục nhiều như vậy tông môn, chính ma ở giữa lẫn nhau không lệ thuộc, muốn thống nhất hành động, độ khó chi lớn. còn tại cùng thất giả giới tác chiến phía trên, riêng là nhà mình trận doanh tranh luận, cũng là mãi mãi cũng lắng lại không xuống. dù sao các ngươi vô cực môn đã, nếu là vô cực môn còn cùng ngàn năm trước đó đồng dạng hưng thịnh, ngược lại là một mặt đỏ xí đang cao nhất hô, ứng người tụ tập, cuộc chiến này liền tương đối tốt đánh. Vương cung điển tịch ghi chép, năm đó giao diện đại chiến, vô cực thiên tôn hoành không xuất thế, liên tiếp đánh bại giới diện khác đại năng giả, khiến tối cao đoan chiến lực sinh ra nghiêm trọng không đối các loại, cố nhiên là kết thúc đại chiến nguyên nhân một trong, một nguyên nhân khác, lại cũng không thể coi nhẹ. Đó chính là toa ma giới từ đây có một vị chân chính lãnh tụ đem tất cả lực lượng đều tập kết tại vô cực môn đại kỳ phía dưới, chỉ đâu đánh đó, tinh kỳ chỉ, đánh đâu thắng đó. Cái này chiến đấu lực nhưng quyết không phải đám ô hợp có thể so ra mà vượt." Nguyên Hạo nói, mặt mũi tràn đầy thần thái bay dương, tựa hồ cũng bị năm đó vô cực thiên tôn tuyệt đại hào hùng chiết phục. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc lại phi thường nặng nề. Năm đó, tòa ma giới có vô cực thiên tôn vị này trụ cột vững vàng, cuối cùng đánh bại địch nhân, giữ vững gia viên của mình. Hiện nay, giao diện đại chiến khởi động lại, vô cực môn lại sớm đã xuống dốc, Nam Châu đại lục năm bè bảy mảng, thất dạ giới lại là mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị mạo xương phân. Thắng bại số lượng, thực tế tại Nam Châu Đại Lục cực kỳ bất lợi. Nam Châu Đại Lục một đời mới nhân vật lãnh tụ, lại ở nơi nào? Kia, kia thủy tổ thánh địa kén máu bên trong, đến cùng thai ngén vật gì, tiêu công tử nhưng thấy rõ ràng rồi sao? Như ý nhẹ giọng hỏi, đôi mi thanh tú cao lại. Nguyên hạo nhìn nàng một cái, nói, như ý, người muốn nói cái gì? Như ý trầm ngâm nói, theo tiêu công tử vừa rồi lời nói, kiêu huyết quang thiếu niên tựa hồ nhớ được năm đó giao diện đại chiến sự tình, rất có thể chính là thất giả mãng hóa thân. Nếu không không có khả năng đem một đám hậu kỳ đồng đạo như không có gì. Một bộ linh thân đã lợi hại như thế, vạn nhất cái này kén máu bên trong, dựng dục chính là thánh linh thân thể, lại thêm việc này hơn mấy vạn năm linh thân, cả hai hợp làm một thể lời nói, đây chẳng phải là. Nàng lời nói mặc dù không có nói xong, nguyên hạo cùng tiêu phàm lại sớm đã nghe được rõ ràng, sắc mặt hai người đều trở nên rất khó coi. Cứ việc hải tộc không phải giao diện chi chiến chủ lực, nhưng thất giả giới nếu thật là lại ra dạng này một vị vô địch đại năng giả, kia là toàn bộ toa ma giới tai nạn, chỉ sợ hải tộc thời gian cũng sẽ không quá tốt qua. Nhất là toàn nghề vương tộc, từ khi nhiều năm trước ra trận kia biến cố về sau, thực lực tức thì bị tiếp tục suy yếu, tại hải trung vương tộc xếp hạng, đã kính bồi ghế chót. Chẳng lẽ, lại đem tất cả hy vọng đều ký thác vào toa ma giới tái xuất một vị vô cực thiên tôn phía trên? Trong bữa tiệc bỗng nhiên trở nên 10 điểm yên tĩnh. Chốc lát, Nguyên Hạo giống là nhớ ra cái gì đó việc quan trọng, đột nhiên hỏi. Huynh đệ, người nói các ngươi sở dĩ có thể từ kia thủy tổ chi địa thoát thân, là bởi vì ngươi phá mất nơi đó không gian cấm chế. Tiêu phàm khẽ vuốt cầm, đáp, vâng, nói như vậy, huynh đệ tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ, ở xa lão ca đoán trước phía trên. Quả thật như thế, vậy liền quá tốt, Nguyên Hạo nháy mắt liền trở nên hưng phấn lên, hai mắt sáng ngời. Tiêu phàm không khỏi thoảng qua sừng sốt một chút, kinh ngạc hỏi. Đại ca có chuyện gì cần phải tiểu đệ a? À? Nguyên Hạo cười lên ha hả, nói kỳ thật lần kia tại Bắc Minh Ma Quỷ Biển người xuất thủ cứu ta, ta ngay tại đoán ngươi tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ hẳn là phi thường cao minh. Chỉ tiếc một lần kia quá vội vàng, huynh đệ cũng không có thời gian đến ta nơi này làm khách. Hiện tại tốt, huynh đệ trực tiếp liền tới nhà ta. Xem ra đây hết thảy đều là thiên ý. mắt thấy Tiêu Phàm một bước mười điểm vẻ khó hiểu, Nguyên Hạo bỗng nhiên thấp giọng nhẹ nói, huynh đệ người cũng đã biết thánh linh chi huyệt cũng không phải là chỉ có thất dạ giới mới có tại chúng ta nam châu đại lục cũng giống vậy có thánh linh chi huyệt tồn tại mà lại cái này thánh linh chi huyệt đã có mấy vạn năm chưa từng bị người quấy dày qua một lời đến đây như ý sau nghi nhẹ nhàng dương lên thấp giọng kêu lên thiếu chủ nguyên hạo khoát tay chặn lại ngừng lại nàng thẳng tắp tiếp cận tiêu phàm tiêu phàm trong lòng hơi động mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường mỉm cười nói Tiểu đệ ngu dốt mời đại ca chỉ rõ, nguyên hạo cười cười, nói, huynh đệ hẳn là rất rõ ràng, chúng ta toàn nghê vương tộc tiên tổ, thánh linh thanh toàn nghe chính là sinh ra tại toa ma giới. Quả thật như là tiêu phàm sở liệu, dù coi như tại huyền linh thượng giới, thanh toàn nghê cũng là bài danh phía trên mạnh đại thánh linh. Nghe nói toàn nghê chính là thiên long chi tử, đương nhiên, truyền ngôn là thật hay không, không thể nào điều tra khảo cứu trên thực tế chỉ có đời thứ nhất thanh toan nghề mới thật sự là trời sinh thánh linh phía sau tất cả toan nghề vương tộc đều chỉ có thể coi là đầu này thánh linh hậu đại thể nội hoặc nhiều hoặc ít chảy xuôi thanh toan nghề huyết mạch tại trong biển rộng cũng bị tôn xưng là toan nghề bất quá bọn hắn cùng chân chính thánh linh thanh toan nghề có bản chất khác nhau thánh linh thanh toan nghề sau trưởng thành dù coi như tại huyền linh thượng giới cũng là tung hoành vô địch nhân vật hung ác mà nguyên hạo thân là tây mạc biển cả toan nghề vương tộc hiếu chủ trước mắt cũng còn chưa từng đưa thân ngộ linh kỳ, cùng thánh linh thanh toan nghe kém cách xa vạn dặm. Tổ tiên đem vương cung xây ở chỗ này, kỳ thật cũng là vì thủ hộ tiên tổ thánh linh chi địa, không dung ngoại nhân khinh nhờn. Tiêu phàm rất chuyên chú nhìn xem hắn, chậm đợi đoạn dưới. Bất quá, mấy vạn năm trước kia thứ không gian lớn sụp đổ, để tiên tổ chi địa ra đại phiền toái, vậy mà trực tiếp đắm chìm đến cực ám vực sâu bên trong, thành một cái độc lập phong bế không gian, bị vô số không gian loạn lưu trùng điệp vây quanh triệt để đoạn mất cùng ngoại giới liên hệ cái này mấy chục ngàn năm đến chúng ta nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp tiến vào tiên tổ thánh địa cái này tiên tổ thánh địa vậy mà cùng chúng ta toàn nghe vương tộc triệt để không có liên quan nguyên hạo nói đến đây không khỏi oán hận liên thanh tiêu phàm nghĩ nghĩ rất cẩn thận mà hỏi thăm nguyên đại ca cái này tiên tổ thánh địa cùng toàn nghe vương tộc hương suy có trực tiếp nhân quả ha nếu như vẻn vẹn chỉ là bởi vì không thể tế điện hoặc là nhớ lại tiên tổ, cũng là khỏi phải dạng này nghiến răng nghiến lợi. Nguyên hạo nói, đương nhiên là có trực tiếp nhân quả, tiên tổ thánh địa, đã có thể sinh ra trời sinh thánh linh, bởi vậy có thể thấy được. Nơi đó thiên địa linh khí là thích hợp nhất chúng ta toàn nghe vương tộc hậu nhân tu luyện. Vương cung trên điển tịch ghi chép, trước kia tiên tổ thánh địa không có xảy ra vấn đề thời điểm. Chúng ta toàn nghe vương tộc nhân đinh thịnh vượng, mỗi đến tiến giai thời khắc mấu chốt, liền đưa đến tiên tổ thánh địa đi tu luyện một đoạn thời gian, thường thường có thể thu đến không tưởng được kỳ hiệu. Nếu như bây giờ còn có thể tiến vào tiên tổ thánh địa, kia ngu huynh chỉ sợ nhiều năm trước liền tiến dai, cần gì phải khốn đến hôm nay, còn tại phí thời gian. Từ từ tiên tổ thánh địa đắm chìm về sau, chúng ta toàn nghe tộc nhân số liền dần dần tàn lụi, nếu như loại tình hình này tiếp tục, chỉ sợ cuối cùng có một ngày, toàn nghe tộc hội tại Tây Mạc Biển cả xóa tên. Tiêu phàm không khỏi khẽ vuốt cằm, không nói đến tiên tổ thánh địa là không đặc biệt thích hợp toàn nghề tộc hậu nhân tu luyện, đơn thuần từ phong thủy bố cục đi lên nói, tiên tổ thánh địa đắm chìm cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Nghĩ kia cực ám vực sâu, nhiều năm âm hàn băng lạnh, như thế nào phong thủy sinh sôi chi địa. Huynh trưởng chi ý, là muốn tiểu đệ hiệp trợ, nghĩ cách mở ra cái này tiên tổ thánh địa. Tiêu phàm cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Đúng vậy, mặc dù ta chưa hề tiến vào tiên tổ thánh địa, nhưng số vạn năm trôi qua trong thánh địa khẳng định hội tụ đại lượng thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa nói không chừng đã sinh ra thiên hương ngọc lộ không trong khu vực quản lý có cái gì chỉ cần chúng ta có thể vào người ta huynh đệ đều hai một thêm làm năm như ý há to miệng tựa hồ muốn nói điều gì cuối cùng vẫn là nuốt trở vào nhìn về phía nguyên hạo ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu tiêu phàm cười cười nhưng như cũng rất cẩn thận mà hỏi thăm đại ca chẳng lẽ vương tộc các tiền bối liền không có nghĩ cách đi vào qua a. À. Không phải hắn không tin Nguyên Hạo, thực tại việc này quá mức trọng đại, không thể không nhiều lần cẩn thận để ý. Toàn nghe Vương tộc tiên tổ thánh địa, kia là gì cùng bí ẩn chỗ. Hắn dù sao cũng là cái ngoại nhân, một nước vô ý, liền có khả năng dẫn suốt đại phiền toái tới. Nguyên Hạo là tính tình bên trong người, Tiêu Phàm có thể nhìn ra được, cái này không thể gạt được ánh mắt của hắn. Nhưng việc này Nguyên Hạo có thể toàn quyền làm chủ a. À. Vương tộc thành viên khác đối với chuyện này sẽ là loại nào cái nhìn. Vạn nhất gây nên phân tranh, lại như thế nào giải quyết. Lấy nguyên hạo cơ trí, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra, tiêu phàm đang lo lắng cái gì. Bất mãn huynh đệ nói, chúng ta toàn nghề tộc cái khác thần thông cũng còn đem liền, nhưng không gian chi đạo, xác thực cũng không phải là sở trường. Điểm này, cơ hồ tất cả hải tộc đều là biết đến. Mấy chục ngàn năm đến, cũng không phải hoàn toàn không có thử qua, nhưng mỗi lần nếm thử, cuối cùng đều là thất bại chuyện này là ta à toàn nghe vương tộc lớn nhất cơ mật cho tới nay đều nghiêm ngặt đối ngoại giữ bí mật mời tới viện thủ cũng là có thể dựa nhất bằng hữu huynh đệ cũng làm biết được vạn nhất việc này bị một chút có ý khác hải tộc biết được đối với chúng ta toàn nghe tộc đến nói cũng không phải cái gì chuyện tốt trên thực tế gần 10 ngàn năm đến cơ hồ không còn có thử qua ban đầu ở bắc minh biển cả lão ca tưởng rằng hẳn phải chết không nghi ngờ lại không nghĩ tới huynh đệ hội trưởng nghĩa viện thủ đơn từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được, ngươi là tuyệt đối người tin cần. Mặc dù bây giờ rất nhiều nhân loại tu sĩ chính đạo, cũng là hữu danh vô thực, nhưng ngươi cùng bọn hắn không giống, cái này ta vẫn là có thể nhìn ra được. Đa tạ đại ca khích lệ, liền sợ tiểu đệ bản sự thấp kém, đến lúc đó sẽ để cho đại ca thất vọng. Tiêu phàm không thế nào do dự, chỉ suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Thực tế thiên hương ngọc lộ đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn. Thật muốn như là nguyên hạo lời nói, cái này thanh toàn nghe thánh linh chi huyệt đã phong tồn hơn mấy vạn năm, không người quấy dày, kia sinh ra thiên hương ngọc lộ khả năng thật là cực cao. Coi như không có thiên hương ngọc lộ, có thể tại thánh linh chi huyệt đạt được chút khác kỳ chân dị bảo. Cũng là tốt, nguyên hạo không khỏi đại hỷ, luôn miệng nói, huynh đệ không muốn khiêm tốn, ta tin được ngươi, bất kể như thế nào, thử một chút lại nói. Coi như tiêu phàm cũng vào không được kia tiên tổ thánh địa, cũng bất quá là duy trì hiện trạng, không có tổn thất gì. Mặc dù đạt thành nhất trí, nhưng lại chưa lập tức hành động. Sau đó một đoạn thời gian, tiêu phàm an tâm tại toàn nghê vương cung ở lại, luyện chế đan dược, toàn lực điều dưỡng. Theo nguyên hạo lời nói, kia thành toàn nghê thánh địa sợ là không dễ dàng như vậy tiến vào được, cũng nên chữa khỏi vết thương thế, đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Mới tương đối có nắm chắc, nguyên hạo rất khẳng khái, đem gian kia linh tuyển chi nhãn mật thất tiếp tục tặng cho tiêu phàm đả tọa điều dưỡng. Tiêu phàm cũng không chối từ, vui vẻ tiếp nhận nguyên hạo hảo ý, vừa về tới mật thất, liền là đem hoàng đường. Hắc lân đều từ linh thú điểm bên trong triệu hoán đi ra, để bọn hắn cùng một chỗ tại trong mật thất tu luyện. Dạng này linh khí nồng đậm chỗ, tu luyện làm ít không to, nhưng 10 triệu không thể lãng phí. Về phần xương chim, tại khác trong một gian mật thất điều dưỡng, tiêu phàm lần thứ nhất quá khứ xem thời điểm, rõ ràng cảm ứng được xương chim thương thế cực kỳ nặng nề. Thậm chí đã từ nguyên anh hậu kỳ cảnh giới rơi xuống ra, trở lại nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn. Bất quá tiêu phàm cũng tịnh không lo lắng, cùng loại tình hình, cũng không phải là lần đầu phát sinh ở xương thân chim bên trên. Về sau xương chim cũng mình khôi phục, lần này cũng không ngoại lệ. Khi sau mấy tháng, tiêu phàm lần thứ hai đi xem thời điểm, lại phát hiện xương chim tu vi đã trở lại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, thậm chí còn đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật cái này không nên nói là xương chim đang nhanh chóng trưởng thành, kỳ thật chỉ là tại ngân dược lôi bằng tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, một chút xíu phóng xuất ra mà thôi. Thời gian thấm thoát, thời gian 2 năm trong chớp mắt. Đối người tu chân đến nói, hai tuổi chưa qua là một cái búng tay thôi. Nhưng hai năm này, hay là phát sinh không ít biến hóa. Tiêu phàm thương thế triệt để khỏi hẳn, ngay cả nửa phân tai họa ngầm đều chưa từng lưu lại, cả người đều ở vào tinh thần sung mãn nhất, sinh mệnh thịnh vượng nhất trạng thái, xương chim thì đã hoàn toàn vững chắc nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, Bế nghệ tự hùng, hoàng đường cùng hắc lân đều có bước tiến dài, hoàng đường chẳng những vết thương cũ phục hồi, mà lại tu vi tinh tiến vào, cùng hắc lân đồng dạng, đều đã đạt đến tại nguyên anh sơ kỳ trạng thái đỉnh cao nhất, chỉ kém một cơ hội, liền có thể đột phá bình cảnh. Đặt chân trung kỳ cảnh giới, trừ đà tọa khổ tu, hoàng đường còn dành thời gian vì tiêu phàm tiếp tục rèn luyện vảy rồng giáp. Tiêu phàm trung thực không khách khí, hướng nguyên hạo vào tay không ít chân quý hải tộc vật liệu, Toàn nghề vương cung xương hùng tây mạc biển cả không biết bao nhiêu 10.000 năm, cung trong thu thập chi dầu, tuyệt không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Tiêu phàm mới mở miệng, Nguyên Hạo liền miệng đầy đáp ứng, dẫn hắn tiến về khố phòng, từ hắn chọn lựa. Đông Hải thiếu khuyết giường Bạch Ngọc, Long Vương đến mời Kim Lăng Vương. Tiêu phàm chưa từng đi qua Long Cung, chỉ có thể bằng tưởng tượng suy đoán Long Cung xa xỉ hào phú. Khi hắn đi tiến vào toàn nghề vương cung phủ khố thời điểm, mới rốt cục xem như minh bạch câu nói này chân thực hàm nghĩa xa hoa hào phú, không cùng luân so. Một chút chỉ ở trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện cực phẩm vật liệu, tại cái này trong khố phòng cơ hồ thành hàng thông thường, tùy tiện cất giữ tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, không tự tin phân rõ, thật đúng là nhận không ra. Thấy tiêu phàm giật mình, Nguyên Hạo liền cười giải thích. Huynh đệ, như người biết, chúng ta hải tộc cùng các ngươi nhân tộc có chút không giống nhau lắm, chúng ta càng thêm cường điệu tại rèn luyện nhục thân của mình, khôi giáp tấm thuẫn loại hình, chúng ta cũng có, nhưng không phải quá mức để ý tiêu phàm đành phải sờ sờ cái cằm, không rên một tiếng. Nói đến nhục thân cường hoành, nhân tộc cùng cái khác thú tộc hải tộc, quả thực thiên xoa địa viễn, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Nghiêm chỉnh mà nói, nguyên hạo bản mệnh lân giáp, lực phòng ngự mạnh, mảy may cũng không tại kim giao vương phía dưới. Cũng khó trách những này luyện chế khôi giáp tấm thuẫn cực phẩm vật liệu, giao dịch hội bên trên một mảnh liền có thể bán ra giá trên trời bảo bối, cơ hồ tại vương cung phủ khố bên trong trồng chất thành núi. Hoàng đường lại là cười đến miệng không khép lại đến, lập tức cũng không khách khí, chẳng những đem vảy rồng giáp một lần nữa rèn luyện một lần, gia nhập mấy dạng cực phẩm vật liệu, để vảy rồng giáp nâng cao một bước, cũng phân biệt vì chính mình cùng Hắc Lân chế tạo một bộ tương đối đơn giản nhưng lại lực phòng hộ mạnh mẽ khôi giáp. Đã có hành động phải nguyên hạo dạng này hào sảng phú nhị đại, kia là không làm thịt thì phí A. À. Hai năm về sau, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Tại một cái gió êm sóng lặng thời gian, tiêu phàm, nguyên hạo, như ý kết bạn mà đi, rời đi toàn nghe vương cung. Tiên tổ thánh địa trước mắt chỗ cực ám vực sâu, cách vương cung cũng không xa xôi, nguyên hạo tế ra một đầu màu xanh dưới nước tàu cao tốc, lấy bốn đầu đầu thường luồng động vật biển kéo xe, bổ sóng chạm biển, nhanh như điện trước mà đi. Theo nguyên hạo giới thiệu, cái này bốn đầu đầu thường luồng động vật biển, bản sự khác 10 điểm bình thường, duy nhất đặc điểm chính là tại dưới nước tốc độ bay cực nhanh, mà lại rất có sức chịu đựng, chính là lái xe lựa chọn hàng đầu. Nói đến, Loại này đầu thường luồng động vật biển, thể nội còn có một tia toan nghe huyết mạch, bất quá tự nhiên cực kỳ mờ nhạt, cùng nguyên Hạo dạng này toan nghe vương tộc dòng chính chính tông hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Mấy ngày sau, dưới nước tàu cao tốc bỗng nhiên ngừng lại. Đến, phía dưới chính là cực ám vực sâu, Nguyên Hạo đi ra khoang, đi tới tàu cao tốc trước bong tàu bên trên, đối bên người Tiêu Phàm nói: "Kỳ thật khỏi phải hắn nói, tàu cao tốc chưa tới gần cực ám vực sâu, kia hỗn loạn không gian chi lực" liền đã bị Càn Khôn đỉnh cảm ứng được. Cảm giác bên trên, Long trên đảo thần không gian cấm chế mặc dù cực kỳ cường đại, lại còn không có như thế hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng mà, đối với không có cùng loại Càn Khôn đỉnh dạng này không gian dị bảo hộ thân người mà nói, hỗn loạn không chịu nổi không gian chi lực, so cường đại không gian cấm chế càng thêm đáng sợ. Tỷ như tại Long thần đảo, nếu như không có Tiêu Phàm đi đầu mở đường, đoàn người căn bản liền không cách nào tới gần, tự nhiên cũng sẽ không lọt vào không gian chi lực giam cầm cùng tổn thương nhưng mà cái này cực ám vực sâu, lại là có thể đến gần, thậm chí có thể xâm nhập trong đó, nhưng không cẩn thận liền sẽ bị không gian loạn lưu cuốn đi, hài cốt không còn. Nguyên hạo cũng nói được rõ ràng, bọn hắn toàn nghe tộc cái khác thần thông cao minh, lại không có cái gì không gian thiên phú. Nhưng vì cái tiêu phàm chữa thương, lại dứt khoát xâm nhập cực ám vực sâu, ngắt lấy 10.000 năm băng sen. Quả thật là trọng tình trọng nghĩa hảo hán tử, đại trượng phu. Một đạo kéo dài không biết bao nhiêu nghìn giảm to lớn rãnh sâu, hiện ra tại tiêu phàm trước mắt. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu như tiêu phàm không vận dụng thiên nhãn thần thông, hắn nhìn thấy trước mắt, nhưng thật ra là một vùng tăm tối. Một đạo thâm đen vết dạn, hướng phương xa kéo dài mà đi. Trừ đầy mắt thâm đen, cái khác cái gì cũng không có. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận chuyển đến cực hạn, cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một đầu dốc đứng vô so đáy biển vực sâu. Bình thường đến nói, đáy biển vực sâu kỳ thật chính là sơn cốc, hai hàng cao mất hải để sơn mạch đem một đầu sâu u hẻm núi kẹp ở trong đó nhưng cực ám vực sâu không phải như vậy cực ám vực sâu là một đầu chân chính đáy biển đại hạp cốc dưới nước vực sâu hai bên đều đều là dốc đứng vách núi treo leo ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một tia chấp loạn sữa hào quang màu trắng đây là không gian loạn lưu tạo thành nguyên hạo nói lại hướng phía trước mấy chục ngàn bên trong chính là cực ám vực sâu khu vực hạch tâm cũng là tiên tổ thánh địa đắm chìm địa điểm bất quá từ nơi này lại hướng phía trước đi không gian loạn lưu sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, có rất ít người tới gần qua. Ta lần kia hái thuốc, cũng là tại phía nam bên ngoài mấy vạn dặm. Nơi đó tương đối mà nói, không gian chi lực tương đối bình thường. Loạn lưu không nhiều, Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói: "Thanh tàu cao tốc thu lại, chúng ta đi qua đi." Đầu thường luồng động vật biển mặc dù dưới nước tốc độ bay cực nhanh, dù sao chỉ là thấp cùng động vật biển. Phản ứng tự nhiên kém xa nguyên Hạo cùng như ý như vậy nhanh nhẹn, lại tới gần một chút. Nếu có cái gì đột phát tình trạng, những này thấp cùng động vật biển vô luận như thế nào đều là ứng phó không được. Nguyên Hạo nhấc tay vừa nhấc, đem tàu cao tốc cùng động vật biển đều thu vào, ba người độn quang cùng một chỗ, hướng ngay phía trước kích bắn đi. Huynh đệ, người cái này khôi giáp rất không tệ a. À. Mắt thấy Tiêu Phàm tại dưới nước tốc độ bay cực nhanh, không chút nào tại mình cùng như ý phía dưới, Nguyên Hạo liền tán thưởng một câu. Bất quá cũng chỉ thế thôi, phải rồng giáp lại thần kỳ, dù sao cũng là tử vật, dưới nước thần thông từ không thể cùng chân chính toàn nghê vương tộc đánh đồng. Càng đi về phía trước, không gian loạn lưu rõ ràng tăng nhiều. Nhưng loại trình độ này không gian loạn lưu, tại tiêu phàm trong mắt, chỉ là bình thường mà thôi, tiện tay liền hóa giải mất. Mà ở nguyên hạo cùng như ý trong mắt, cái này cũng đã là vô cùng ghê gớm thủ đoạn. Nói thật, như ý đối nguyên hạo cái này quyết đoán, là có giữ lại. Mấy chục ngàn năm đến, toàn nghê vương tộc tiền bối đại năng, không biết mời qua bao nhiêu nghiêu nhân, hy vọng có thể phá giải không gian cấm chế, tiến vào tiên tổ thánh địa, cuối cùng đều không công mà lui. Những cái kia trâu người bên trong, nhưng có không ít là ngộ linh kỳ lão quái, hoặc là thành niên hải trung vương người. Tiêu phàm bất quá chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, tuổi quá trẻ nhân loại tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể so với cái kia đại năng càng thêm như bức. Bất quá nguyên hạo tâm ý đã quyết, như ý liền không tốt kiên duy trì ý kiến của mình. Nói cho cùng, nàng chỉ là vương cung tổng quản, hạ nhân thân phận, thậm chí đều còn không phải nguyên hạo bạn nữ Nhưng mà kiến thức tiêu phàm huy sái tự nhiên thủ đoạn về sau, như ý ngược lại là gia tăng mấy phần tin tưởng. Có lẽ vị này trẻ tuổi tiêu công tử, thật có thể sáng tạo kỳ tích. Quả thật như thế, chẳng những là toan nghề vương tộc chi đại hạnh, cũng so mời cái khác ngộ linh kỳ lão quái hoặc là trưởng thành hải trung vương tộc hỗ trợ mở ra tiên tổ thánh địa đại giới thấp hơn nhiều. Mặc dù nguyên hạo chính miệng hứa hẹn, cùng tiêu phàm hai một thêm làm năm, nhưng mà một tên nguyên anh trung kỳ nhân loại tu sĩ, có thể tiêu hao bao nhiêu thiên hương ngọc lộ. Cũng không thể chính mình nhất thời dùng không hết, còn đóng gói mang đi a. À. Tiêu phàm nhìn qua không giống như là như vậy không biết nặng nhẹ người. Nếu như là những cái kia ngộ linh kỳ lão quái, vậy coi như thật trung thực không khách khí, muốn tùy tiện đuổi bọn hắn, không có cửa đâu. Không vất đủ chỗ tốt, bọn hắn là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Khó khăn lắm chống đỡ gần mục đích, ba người tốc độ bay càng thêm chậm lại, bỗng nhiên ở giữa, đáy nước cuồn cuộn sóng ngầm, một cỗ trói mắt sữa cột sáng màu trắng, tại đáy biển xoay tròn lấy, hướng ba người bọn họ cuốn tới, chưa tới gần, ba người liền đều đều cảm nhận được không gian thật lớn áp lực. Không gian phong bạo, nguyên hạo cùng như ý đều thất kinh, thốt ra, tiêu phàm mỉm cười, nói, không phải, một cỗ khá lớn không gian loạn lưu mà thôi. Không gian phong bạo uy lực cũng không chỉ điểm này, lấy tiêu phàm dưới mắt không gian tạo nghệ, có càn khôn đỉnh nơi tay, ứng đối cỡ nhỏ không gian phong bạo không đáng kể, nếu như đụng phải mạnh lớn không gian phong bạo lại cũng khó có thể ngăn cản chỉ có thể nước chảy bèo trôi lập tức tiêu phàm không chút hoang mang tay trái bấm quyết tay phải năm ngón tay luân chuyển từng đạo trừ màu đỏ hỗn độn đồ án bắn ra tại ba người trước mặt hình thành một mặt trừ màu đỏ hộ thuẫn khí thế hùng hổ mà đến không gian loạn lưu đụng một cái đến mặt này hộ thuẫn liền là chuyển hướng từ ba bên người thân sượt qua người thấy tiêu phàm như vậy cử trọng nhược khinh nguyên hạo lập tức đại hỷ khen huynh đệ Cốt tuấn không gian thần thông, xem ra lão ca lúc này là thật tìm đúng người. Tiêu Phàm cười nói, đại ca, hiện tại nhưng còn khó nói, đợi đến phụ cận rồi nói sau. Hai ngày sau, một nhóm ba người rốt cục đến cực ám vực sâu khu vực hạch tâm. Nơi đây không biết thật sâu mấy chục nghìn trượt, dù coi như tiêu phàm người khoác phải rồng rác, cũng có thể cảm ứng được khổng lồ vô so biển sâu thủy áp, thậm chí ngay cả nguyên hạo cùng như ý dạng này hải tộc cường giả, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút ứng đối phi sức. Bất quá giờ phút này, ai cũng không thèm để ý những này, mà là một mực tiếp cận phía trước. Trình hiện tại bọn hắn trước mặt, là một đoàn bạch quang, được không lóa mắt chói mắt. Bốn phía khắp nơi đều là cuồng bạo không gian loạn lưu, lăn lộn phun trào, không có bất kỳ cái gì quy luật mà theo, cho dù ai đến nơi này, lúc nào cũng có thể bị không gian loạn lưu cuốn đi, chết được không minh bạch. Tiêu phàm đã đem càn khôn đỉnh tế ra, chậm rãi tại ba người bên trên không xoay tròn, tản mát ra nhu hòa trừ hào quang màu đỏ, đem ba người thân hình bao phủ nó dưới, Chỗ có không gian loạn lưu, đều bị cái này trừ hào quang màu đỏ che đậy bên ngoài, khó mà tới gần. Giữa bạch quang, hẳn là tiên tổ thánh địa, Nguyên Hạo gắt gao tiếp cận đoàn kia bạch quang, trên mặt lộ ra mê huyễn thần sắc, ánh mắt đã có chút mê ly. Mặc dù hắn biết tiên tổ thánh địa liền đắm chìm ở đây, nhưng lại chưa bao giờ chân chính khoảng cách gần quan sát qua nơi này hết thảy. Đối với tuyệt đại đa số hải tộc cùng tu sĩ mà nói, cực ám vực sâu mảnh này khu vực hạch tâm là tuyệt đối cấm địa. Theo điển tịch ghi chép, đã từng có một vị đã thành niên toan nghe tiên tổ, ý đồ tiếp cận nơi đây, cũng rốt cuộc chưa từng trở về, như vậy không biết tung tích. Có thể khẳng định, vị này có ngộ linh kỳ cảnh giới trưởng thành toan nghe tiên tổ, đã vẫn lạc tại không gian chi lực hạ. Nguyên bản nơi đây là một chút cực ám yêu thú khu quần cư, những này cực ám yêu thú cuồng bạo đến cực điểm, khát máu thành tính, dù coi như là cường đại hơn nửa hải tộc, đều không xa trêu chọc những này điên cuồng cực ám yêu thú. Nhưng từ khi không gian sụp đổ, toàn nghề vương tộc tiên tổ thánh địa đắm chìm ở đây, sinh hoạt ở chỗ này những cái kia cực ám yêu thú, liền không biết đi nơi nào. Có lẽ cũng bị không gian chi lực giết đến tinh quang. Bây giờ lần thứ nhất tận mắt nhìn đến, cứ việc nhìn thấy chỉ là một đoàn lóa mắt bạch mang, nguyên hạo như trước vẫn là hết sức kích động. Tiêu phàm hai mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông trực thấu mà vào, ẩn ẩn nhìn thấy bạch mang trung tâm, có một đoàn bóng đen như ẩn như hiện, bóng đen kia cũng không quá lớn, bất quá mấy trượng lớn nhỏ, cùng trong tưởng tượng toan nghe vương tộc tiên tổ thánh địa một trời một vực. Bất quá tiêu phàm rất rõ ràng, không gian chi đạo là không thể theo lẽ thường đến ước đoán. Tu di giới tử, tự thành thế giới, chính là càn khôn đỉnh bên trong, không gian kia cũng là rộng lớn vô ngần. Bóng đen này vài trượng lớn nhỏ, bên trong coi như cất giấu một cái đại thế giới, đều không hề thấy quái lạ. Huynh đệ, như thế nào? Tiêu phàm nghĩ nghĩ, nói, nơi đây không gian chi lực, không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy bất quá muốn phá giải lời nói, vẫn là phải phí chút sức lực, cần lấy trận phá đi. Thật có thể phá, Nguyên Hạo hai mắt lập tức chừng phải tròn căng, mặt mũi tràn đầy không dám tin biểu lộ. Mặc dù hắn đối Tiêu Phàm ôm lấy cực lớn lòng tin, nhưng Tiêu Phàm thật nói cho hắn, có thể phá giải thời điểm, nhưng vẫn là nháy mắt liền sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Dù sao đây là bọn hắn toàn nghe vương tộc mấy chục ngàn năm đến vẫn luôn tại mưu cầu đại sự, tại tiêu phàm miệng thảo luận đến, tựa hồ cũng không phải nhiều khó khăn đến cùng là các vị tổ tiên năm đó mời giúp đỡ quá đồ ăn hay là tiêu phàm thực tế quá mạnh bất quá nếu như hắn biết hiện nay lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ tòa kia không đáng chú ý tiểu đỉnh chính là vô cực môn bảo vật trấn giáo tòa ma giới chỉ có mấy món chính phẩm thông huyền linh bảo một trong chỉ sợ hắn liền sẽ không có ý nghĩ như vậy không có càn khôn đỉnh bằng tiêu phàm không gian tạo nghệ đừng bảo là phá giải nơi đây không gian cấm chế liền xem như tới gần nơi đây cũng tuyệt đối không thể mà tiêu phàm không gian tạo nghệ kỳ thật đã vô cùng ghê gớm thời thế hiện nay thắng qua hắn cũng không có mấy cái thử một chút xem sao tiêu phàm cười cười nói ngữ khí bình tĩnh tại cuồng bạo không gian loạn lưu trung tâm bày trận điên cuồng như vậy sự tình đại khái cũng chỉ có tiêu phàm làm ra được nguyên hạo cùng như ý tu vi cảnh giới cố nhiên tại tiêu phàm phía trên này sẽ lại hoàn toàn không xen tay vào được chỉ có thể ở một bên nhìn xem lại kinh lại đeo nhất là như ý đối tiêu phàm cảm nhận lại có tiến một bước cải biến cái này trẻ tuổi nhân loại tu sĩ, nhưng thực tế không đơn giản. Có lẽ chính vì hắn như thế kỳ tài ngút trời, lúc này mới dám ở ma quỷ biển quả quyết xuất thủ, cứu nguyên hạo. Từ khi đạp lên tầm bảo chi đồ về sau, bởi vì nhiều lần tao ngộ không gian nguy cơ, tiêu phàm tại không gian thuật bên trên tạo nghệ đột bay mãnh tiến vào, tại càn khôn đỉnh bên trong lĩnh ngộ càng là bên trên một tầng lầu, dưới mắt bố trí dạng này một cái không gian pháp trận, sớm đã xe nhẹ đường quen, cũng không quá tốn sức. Trên thực tế, tại có mạnh lớn không gian chi lực địa phương bày trận, độ khó cũng không như tưởng tượng bên trong như thế lớn, nhất là có càn khôn đỉnh nơi tay, chỉ cần tại không gian loạn lưu bên trong tìm tìm một cái thích hợp điểm vào, đều không cần mình phát lực, liền có thể thuận lợi xuyên thấu qua vết nứt không gian tiến vào toàn nghê vương tộc tiên tổ thánh địa đi. Đương nhiên, loại phương pháp này chỉ có tiêu phàm có thể sử dụng, bởi vì chỉ có hắn người mang càn khôn đỉnh. Thật muốn đem nơi đây không gian cấm chế hoàn toàn phá giải, từ nay về sau, đem nơi đây khôi phục thành toan nghê vương tộc có thể tự do ra vào chỗ, vậy liền tuyệt không đơn giản, dù coi như là tiêu phàm, tay cầm càn khôn đình, cũng rất khó làm được, mà lại không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian tinh lực. Hiện tại trước vào xem lại nói, thật đáng giá lời nói, lại như thế tốn công tốn sức không muộn. Nguyên hạo cùng như ý nguyên lai tưởng rằng muốn xây một cái không gian pháp trận, ít nhất phải hao phí mấy ngày sau, ai ngờ hơn 10 canh giờ về sau, tiêu phàm liền nhẹ nhàng thở vào một cái, nói. Xong rồi, còn không có cùng hai người biểu thị kinh ngạc, tiêu phàm đã bấm quyết cách làm, năm ngón tay luân chuyển, trừ màu đỏ hỗn độn đồ án lóa mắt lóa mắt, một vòng lại một vòng phòng lên mà ra, dù coi như là nguyên hạo như ý hai người cũng có thể cảm nhận được xung quanh không gian chi lực tại phát sinh biến hóa, như gợn nước không ngừng vặn vẹo, ong ong âm thanh bên trong, cả tòa không gian pháp trận vận chuyển tới cực hạn, một đầu tương đối khá lớn vết nứt không gian bị pháp trận nắm chặt, cố định xuống một đạo khó khăn lắm có thể chứa một người thông qua không gian thông đạo, chậm rãi xuất hiện tại ba người trước mặt, mở ra thông hướng tiên tổ thánh địa cánh cửa không gian. Ta đi đầu, hai vị đi theo ta, không muốn trần chờ. Tiêu phàm không chút do dự, nâng tay khẽ vẫy, đem càn khôn đỉnh thu hồi lại, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng vết nứt không gian bắn vào. Cái này vết nứt không gian tại pháp trận chi lực tác dụng dưới, 10 điểm ổn định, mà lại truyền tống khoảng cách không xa. Tiêu phàm ngược lại là cực có lòng tin, Nguyên hạo cùng như ý liếc nhau, cũng không dám thất lễ, lập tức gấp đi theo sát. Trước mắt một mảnh bạch quang lóa mắt, sau một lát, trước mắt thông suốt sáng lên, vậy mà là một chỗ non xanh nước biếc, cây xanh râm mát. Phong cảnh cực kỳ duyên dáng chỗ, là nơi này, chính là chỗ này. Nguyên hạo bỗng nhiên kêu lên, thân sắc hưng phấn không thôi, giọng nói vô cùng nó kích động. Trong cơ thể hắn chảy xuôi cực kỳ nồng đậm toàn nghe vương tộc huyết mạch, tự nhiên lập tức liền cảm nhận được nơi đây không gian kia nồng đậm vô so toan nghe thánh linh khí thức, một loại không thể gọi tên cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Không cần nghiệm chứng, nơi này chính là bọn hắn tiên tổ thánh địa. Lập tức, bọn hắn liền thấy nơi xa cao lớn nguy nga thần điện. Ngôi thần điện này chủ thể là màu xanh, thần điện mái vòm phía trên, núp lấy một đầu màu xanh mãnh thú, đầu rồng mình sư tử, chiều cao hơn 10 trượng, dương nanh múa vuốt, thần thái uy mãnh cùng tiêu phàm từng tại ma quỷ bờ biển duyên thấy qua nguyên hạo bản tướng không khác nhau chút nào. Thánh linh thanh toan nghe, đương nhiên, đây là một cái pho tượng, sinh động như thật, từ xa nhìn lại, tựa như vật sống, tựa như lúc nào cũng sẽ đằng vân mà đi. Nguyên hạo vừa thấy được tòa này đứng sừng sướng ở thần điện đỉnh cao nhất thánh linh pho tượng, liền là thần sắc nghiêm một chút, hai tay giơ cao khỏi đầu, thật sâu bái xuống dưới, đầu dạp xuống đất, thần thái thành kính đến tột đỉnh. Hài nhi nguyên hạo, bái kiến tiên tổ thánh linh như ý cũng đi theo quỳ xuống, đầu dạp xuống đất cúng bái. Trong cơ thể nàng toan nghe huyết mạch mặc dù không bằng nguyên hạo như vậy nồng đập, chưa nói tới là chính tông nhất toan nghe vương tộc truyền thừa, lại cũng coi là toan nghe một mạch, nhìn thấy tiên tổ thần điện, tự nhiên ngã đầu liền bái. Lại càng không cần phải nói, nàng là toan nghe vương cung tổng quản, chủ nhân đều quỳ xuống, nàng càng không có không quỳ lại lý do. Tiêu phàm hai tay ôm quyền, xá dài tới đất, biểu thị lễ kính trị ý cẩn thận tỉ mỉ đi xong ba quỳ chín lại đại lễ, Nguyên Hạo mới đứng dậy, nói. Huynh đệ, chúng ta đi qua đi, đến cùng không hổ là toàn nghe vương tộc thiếu chủ, như thế trong chốc lát, đã đem trong ngực hưng phấn cưỡng ép ép xuống, khôi phục toàn nghe thiếu chủ thong dong chấn định khí độ. Chỉ bất quá trên mặt vui vẻ, dù sao cũng không thể tận che đậy. Kỳ thật đừng bảo là hắn, liền xem như tiêu phàm, có thể thuận lợi như vậy tiến vào toàn nghe thánh địa, cũng giống vậy thập phần hưng phấn. Có lẽ, tại cái này phong bế mấy chục ngàn năm thánh linh không gian thật sự có thể đạt được không tưởng được thu hoạch vừa tiến vào nơi đây tiêu phàm liền cảm nhận được cực kỳ dư thừa thiên địa linh khí cùng tràn đầy vô so sinh cơ bừng bừng nó tinh thuần trình độ mảy may cũng không tại thất dạ giới thủy tổ thánh dưới mặt đất bất quá thất dạ giới thủy tổ thánh địa là tiến hành đại quy mô huyết tế cưỡng ép tụ tập đại lượng sinh mệnh tinh hoa mà nơi đây thì là bởi vì phong bế thời gian quá dài thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa từ từ tích lũy cũng coi là trăm sông đổ về một biển. Nếu như tại thất dạ giới thủy tổ thánh địa đạt được chính là thiên hương ngọc lộ, như vậy ở đây cũng vô cùng có khả năng thu hoạch được cùng một loại hoặc là tương tự như kỳ chân. Đương nhiên, căn cứ điển tịch ghi chép, dù coi như tại thánh linh đản sinh nguyên địa, cũng không phải mỗi một chỗ đều sẽ sản xuất thiên hương ngọc lộ, loại này xác suất rất tiểu. Liền muốn nhìn tiêu chân nhân vận khí như thế nào, có vẻ như trước đó, tiêu chân nhân vận khí nhất quán coi như không tệ. Toàn nghề thánh địa cực kỳ rộng lớn, mặc dù bọn hắn liếc mắt liền thấy xa xa cao đại thần điện, thật muốn đến nơi đó cần phải bay lên một hồi lâu. cảm nhận được nơi đây dư thừa linh khí cùng tràn đầy sinh cơ, tiêu phàm có chút kinh nghi bất định. bởi vì căn cứ nguyên hạo miêu tả, đây cũng là một chỗ đắm chìm không gian độc lập. nếu như thật cùng địa phương khác hoàn toàn cắt cắt đứt liên lạc, cái này dư thừa linh khí cùng tràn đầy sinh cơ từ đâu mà đến? đầu nguồn ở đâu? hoặc là nói chính là bởi vì nơi đây thiên địa linh khí quá mức tinh vi lúc này mới có thể tại nhiều năm trước đản sinh ra một đầu thánh linh linh lực tinh thuần như thế không gian dù coi như độc lập ra chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ cũng đủ để một mực chống đỡ tiếp đồng thời dần dần diễn biến được từ thành hệ thống lại hoặc là mặc dù đắm chìm kỳ thật vẫn là cùng ngoại giới có liên hệ chỉ là mối liên hệ này trên nhất thời chưa bị phát hiện mà thôi bất quá bây giờ rõ ràng không phải truy cứu việc này chân tướng thời điểm ngôi thần điện này là vì kỷ niệm tiên tổ kiến tạo Thần điện về sau chính là tiên tổ Thánh Linh Đản sinh nguyên địa. Nguyên Hạo hướng bên người Tiêu Phàm giải thích, Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, tại trong cao không, hắn liền đã thấy thần điện về sau là một mảnh rộng lớn mặt nước, trên mặt nước không phiêu đáng từng mảng lớn mê vụ, dù coi như Tiêu Phàm tu luyện Thiên Nhãn thần thông, cũng rất khó một chút nhìn thấu những này mê vụ. Trên thực tế, một đảo cao lớn tường thành, liên tiếp lấy thần điện hai bên, đem mảnh này nước mặt bao vây lại, hoàn toàn vòng ở giữa. Tiêu Phàm một chút liền có thể nhìn ra được đạo này liên thành nhưng thật ra là một cái cự đại phòng hộ pháp trận, một khi phát động, có thể đem cái này thánh linh nguyên địa đều bao phủ nó hạ. Chỉ bất quá bởi vì vì thời gian xa xưa, không người điều khiển, cái này phòng hộ pháp trận đã mất đi hiệu lực, rất có thể là bởi vì linh thạch hao hết nguyên nhân. Huynh đệ, lấy người tại trên trận pháp tạo nghệ, hẳn là nhìn đi ra rồi hả, tòa này liên thành là một cái phòng hộ pháp trận, lấy linh thạch khu động. Những này, trên điển tịch đều ghi lại có, tiêu phàm hơi kinh ngạc mà hỏi thăm nơi đây thiên địa linh lực như thế rồi rào, đủ để treo chống bất kỳ phòng vệ nào pháp trận, cần gì phải còn phải lại lấy linh thạch đến khu động. Nguyên hạo liền cười, nói, dù là nơi này thiên địa linh lực lại rồi rào, đó cũng là thai ngén qua tiên tổ thánh linh nguyên địa, làm hậu bối, có thể nào tồn này khinh nhường tâm tư. Cái này rất có lý, tại cái này tiên tổ thánh địa, lịch đại toan nghe hậu duệ đều có thể hoặc nhiều hoặc ít đạt được chút chỗ tốt, ai cũng hận không thể nơi này linh lực lại rồi rào chút, sinh cơ lại tràn đầy chút, như thế nào lại đem nơi này địa mạch linh khí chuyển làm hắn dùng. Cho dù là một tơ một hào đều sẽ không như vậy lãng phí. Toàn nghề vương tộc lại không phải là không có linh thạch có thể dùng. Bọn hắn quả thực chính là phú đến không có thiên lý. Cứ việc phòng hộ pháp trận đã mất đi hiệu lực, bọn hắn vốn có thể bay thẳng càng trên thần điện không, tiến vào thần điện về sau nội hồ đi tìm tòi hư thực, nhưng nguyên hạo tuyệt không có khả năng như thế làm càn, hay là quy củ tiến vào thần điện, tại thần điện cung phụng tiên tổ thánh linh pho tượng trước mặt, lần nữa ba quỷ chín lạnh, đại lễ cúng bái, thần thái kính cẩn dị thương. Cúng bái về sau, Nguyên Hạo mới đứng dậy, đối Tiêu Phàm nói: "Đi thôi, bất quá lại sau này, ta cũng là hoàn toàn không biết gì." Tiêu Phàm sau nghi không khỏi có chút dương lên, mang theo trưng cầu chi ý. Nguyên Hạo giải thích nói: "Tiên tổ thánh địa là chúng ta toàn nghe vương tộc cơ mật tối cao, cho tới bây giờ đều là truyền miệng, không lập văn tự. Bất luận cái gì trong điển tịch cũng sẽ không có ghi lại." bất quá nơi đây như thế yên tĩnh tường hòa, nghĩ đến tuyệt sẽ không có chướng ngại. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, rất tán thành, mới vừa tiến vào nơi đây không gian, tiêu phàm liền bốc một quẻ, quẻ tượng vì khốn long phải nước, tốt nhất đại cát. Loại này quẻ tượng, từ khi tiêu phàm đạp lên toa ma giới thổ địa, liền cơ hồ chưa hề từng chiếm được, vì vậy hắn rất yên lòng đi theo nguyên hạo tiến lên, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Liền hắn mắt tình hình trước mắt, cũng xác thực khốn phải có thể, cho tới nay chưa từng cảm nhận được thiên diệu tiên tử ấn ký, sinh tử chưa biết. Ngay cả thổ ma ngẫu tin tức cũng mất đi, đây chính là một đại bang tay, đã từng nhiều lần tại cực kỳ nguy hiểm dưới tình hình, trợ hắn đánh bại cường địch, biến nguy thành an. Lần này tầm bảo, đối với người khác như thế nào không nói đến, đối với hắn tiêu phàm mà nói, thực tế chưa nói tới có thu hoạch gì. Trả giá như thế lớn đại giới, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thiên hương ngọc lộ rốt cuộc là thứ gì đều không rõ ràng. Thất dạ giới thủy tổ thánh địa kia nước suối, kén máu phía dưới vật nhô lên bên trong chứa đựng chất lỏng, ai cũng không dám khẳng định đó có phải hay không thiên hương ngọc lộ. Tầm bảo đoàn kết cục, có thể xưng thảm liệt, bây giờ rốt cục bốc được bên trên đại cát quẻ tược, chỉ ít là tuyệt sẽ không có nguy hiểm gì, ngược lại là có thể buông lỏng một chút. Chưa tới gần thần điện về sau kia trong phim hồ, một cỗ xa so bên ngoài càng thêm rồi rào được nhiều linh lực cùng bừng bừng sinh khí liền đập vào mặt. Ba người kìm lòng không được hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy trong lòng thư sướng vô so. Tiêu Phàm từng tại ứng linh trạch trong động phủ, cảm thụ qua linh thạch cực phẩm phóng xuất ra linh lực, tựa hồ cùng mảnh này nội hồ phóng xuất ra linh lực có chỗ khác nhau, không phải nói linh thạch cực phẩm thả ra linh lực không rất tinh khiết, mà là tương đối đơn một, không giống nơi này linh lực bên trong còn sen lẫn sinh cơ bừng bừng, cho người cảm thụ hoàn toàn không giống. Ngược lại là có chút cùng nam cực tiên ông linh dược vườn bên trong cảm giác tương đương. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, khó trách nơi đây có thể sinh ra một vị trời sinh thánh linh, quả thật lớn có đạo lý cẩn thận lại nhìn kia mặt nước mê vụ, tiêu phàm bỗng nhiên giật mình, cái này vậy mà không phải mê vụ, mà là trong nước thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh khí vụ hóa mà thành, cùng nước hồ là một cái chỉnh thể, không ngừng đang chất lỏng và khí thể ở giữa chuyển hóa, theo điểm không ngừng, sinh sôi không ngừng. Khó trách tiêu phàm tại bên trên bầu trời rất khó nhìn thấu những này mê vụ. Nguyên hạo bỗng nhiên toát lên bờ môi, hít một hơi thật sâu, tiểu cỗ nước hồ lập tức hóa thành một đảo óng ánh bạch tuyến, hướng trong miệng hắn bay vụt mà đến, ưng ực một tiếng, nuốt xuống, Nguyên Hạo lập tức hai mắt khép hờ, khẽ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thư sướng biểu lộ, liền như là đang thưởng thức cực phẩm rượu ngon. Tiêu Phàm cùng Như Ý dập khuôn máy móc, cũng đều uống một ngụm nước hồ, quả thật cam liệt vô so, để người tinh khí thần đều vì đó dung một cái, tất cả mệt nhọc đều đều quét sạch sành xanh. Tiêu Phàm lập tức liền minh bạch, cái này tiên tổ thánh địa đối toan nghe vương tộc tầm quan trọng. Khác đều không nói, chỉ cần tại trong hồ này đã tọa tu luyện, so tại nơi khác tiến cảnh không biết muốn nhanh bao nhiêu lần, không biết muốn tiết kiệm bao nhiêu khổ tu thời gian. Đối với thọ nguyên thật dài, đồng thời tiến dài thời gian cũng đặc biệt dài rằng giặc toan nghe vương tộc mà nói, điểm này càng nó trọng yếu. Là nhanh chóng đề cao trong tộc thiên tài tử đệ không có con đường thứ hai. Lấy tiêu phàm tình hình mà nói, bình thường tình hình dưới, hắn nghĩ muốn đạt tới nguyên anh trung kỳ cảnh giới đại viên mãn, chuẩn bị xung kích hậu kỳ bình cảnh, chỉ ít còn cần 3-40 năm, đây đã là tốc độ nhanh nhất. Đổi một cái bình thường trung kỳ tu sĩ, khả năng cần 6 70 năm đều còn không chỉ. Nhưng mà nếu như ở chỗ này tu luyện, không sai biệt lắm muốn tiết kiệm một thời gian. Đây là bởi vì, hắn là cửu linh cây đầy đủ hỗn độn linh thể, mỗi một lần tiến bộ, cần hấp thu thiên địa linh lực cùng sinh mệnh tinh hoa, xa so người bên ngoài phải hơn rất nhiều. Tu sĩ tầm thường ở đây tu luyện, tiết kiệm thời gian càng nhiều, càng là cấp thấp tu sĩ, hiệu quả càng rõ hiển. Như ý lòng tràn đầy vui vẻ đối nguyên Hạo nói: Thiếu chủ, từ nay về sau, Toàn Nghê Vương tộc lại muốn đại trấn Hùng Phong. Thật đáng mừng, Nguyên Hạo cười ha ha một tiếng, nói: "Không sai, cái này quả nhiên là thượng thiên đối với chúng ta Toàn Nghê Vương tộc chiếu cố, lúc này mới đem Tiêu huynh đệ dạng này quý nhân đưa tới, để tộc ta tiên tổ thánh địa có thể lại thấy ánh mặt trời." Tiêu Phàm mỉm cười nói: "Đại ca quá khen, hết thảy đều chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi." "Sao dám tham thiên chi công?" Nguyên Hạo lớn cười nói: "Huynh đệ lão ca cũng không phải loại kia nói không giữ lời hẹp hòi lốp bốp ra hỏa. Người giúp chúng ta toàn nghe vương tộc như thế lớn một chuyện. Ta đã đáp ứng, tuyệt không đổi ý, không nói những cái khác, chúng ta đều có thể trước tiên ở nơi này ở giữa tu luyện, đột phá bình cảnh lại nói. Huynh đệ trước mắt mặc dù chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi, lại có không giới hậu kỳ tu sĩ thần thông, một khi ở đây đột phá bình cảnh, nâng cao một bước, ngộ linh kỳ đồng đạo không nói đến, nguyên anh kỳ trở xuống, ta nhìn lại không người là đối thủ của ngươi. Tiêu phàm mỉm cười, nhẹ gật đầu, nhưng cũng không giả mù sa mưa nói cái gì khách khí. Tại kiến thức huyết quang thiếu niên cùng Tây Nhung giáo tôn hợp thể ma ngẫu cùng ngộ linh kỳ đại năng thủ đoạn về sau, tiêu phàm càng thêm bức thiết ý thức được tăng cường thực lực bản thân tầm quan trọng. Tại huyết quang trước mặt thiếu niên, đừng bảo là hắn dạng này nguyên anh trung kỳ tu sĩ căn bản không chịu nổi một trận chiến, liền xem như Âu Dương Minh Nguyệt, càng triển, hỗn nguyên thượng nhân dạng này một cùng một đại tu sĩ, cũng không khá hơn chút nào. Nếu không phải là mình cưỡng ép kích phát thánh linh huyết mạch, lại cùng nguyên anh hậu kỳ cảnh giới xương chim hợp thể, ngạnh sinh sinh đem thần thông tăng lên rất nhiều, sớm đã bị huyết quang thiếu niên một kích diệt sát. Thánh linh nguyên địa dạng này thượng giai nơi tu luyện, hắn tự nhiên tuyệt không buông tha. Lần này, như ý sắc mặt không có nửa điểm dị thường, hiển nhiên tại tận mắt chứng kiến đến thánh linh nguyên địa tình hình về sau, nàng cùng nguyên hạo đồng dạng, đối tiêu phàm cảm nhận càng ngày càng tốt. Mà huống hồ, ra vào nơi đây không gian thông đạo, còn trưởng khống tại tiêu phàm trong tay. Sau này muốn đem toàn nghê vương tộc tộc nhân khác đưa tiến vào nơi này đến, vẫn như cũng muốn dựa vào tiêu phàm chi lực. Cái này thánh linh nguyên địa, nhất định phải cùng tiêu phàm chia sẻ. Mặt hồ diện tích không tính quá lớn, ba người cưỡi độn quang, cướp lấy mặt nước đi chậm rãi, sau một lát, liền tới đến bên trong hồ khu vực trung tâm. a à, ba người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy một gốc xanh ngắt ướt át đại thụ, chính chính đứng sừng sững ở bên trong hồ trung tâm, cành lá rậm rạp, tại mặt nước khẽ đung đưa, phát ra thanh nhu rầm rầm tiếng vang. Ở trong nước nhìn thấy một cây đại thụ, cũng tịnh không thế nào khiến người ngạc nhiên. Mấu chốt ở chỗ, cây to này chính là phù ở trên mặt nước. Ba người sớm đã dùng thần niệm chi lực đảo qua, nước hồ cực sâu, đồng thời cũng cực kỳ thanh tịnh. Kia gốc đại thụ, bộ rễ cực kỳ phát đạt, nhưng rễ cây nhưng lại chưa xâm nhập dưới nước bùn trong đất, đại thụ mỗi một đầu rễ cây, bao quát cực kỳ mảnh tiểu nhân sợi dễ, ở trong nước đều có thể thấy thanh thanh sở sở, cơ hồ là rõ ràng rành mạch. Đây là một gốc thủy sinh thực vật, tại đại thụ cao cao tán cây phía trên, có một tiết cực giống toan nghê đứng đầu nhánh cây mở rộng ra, lại cũng không là nhân công tạo hình chi vật, mà là thiên nhiên hình thành. Cái này toan nghê đứng đầu mặc dù không giống phía trên thần điện toan nghê pho tượng đồng dạng sinh động, lại sinh cơ bừng bừng, cực kỳ linh động, tựa như lúc nào cũng sẽ huyễn hóa thành chân chính toan nghê, từ trên nhánh cây nhất phi trùng thiên, như vậy bay lượn tại thương khung chi đỉnh. Nhưng mà đây cũng không phải là bọn hắn ngạc nhiên nguyên nhân. Lấy ba người kiến thức rộng rãi, dạng này liền có thể để bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên, cũng không tránh khỏi quá ngạc nhiên. Chân chính để bọn hắn cảm thấy giật mình là, cái này toan nghe đứng đầu dưới, có một cái xanh tươi kén. Từ xa nhìn lại, cái này xanh tươi kén, có phần như hình người. phảng phất một người, chính khoanh chân ngồi tại đại thụ gốc rễ, mà từ toan nghe đứng đầu miệng bên trong, thì có xanh tươi sắc chất lỏng từng chút từng chút nhỏ giọt xuống, đánh vào nhân hình nỏ kén trên đỉnh đầu, phát ra tí tách tí tách thanh thúy tiếng vang. Mặc dù còn cách một khoảng cách, bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng được, từ toan nghê đứng đầu miệng bên trong nhỏ xuống xanh tươi sắc trong chất lỏng, ẩn chứa thiên địa linh lực cùng sinh mệnh tinh khí nhiều, xa không phải nước hồ có thể so sánh. Tựa như là đại thụ đem nước hồ cấp nhập về sau, trải qua tại thân cây bên trong chuyển hóa, chiết xuất, hóa thành càng thêm thuần túy được nhiều chất lỏng, lại một chút xíu rơi xuống thiên hương ngọc lộ, tiêu phàm cơ hồ muốn thốt ra. Hắn mặc dù chưa hề tận mắt chứng kiến qua chân chính thiên hương ngọc lộ, thậm chí ngay cả kỹ càng miêu tả thiên hương ngọc lộ văn tự ghi chép đều chưa từng duyệt nhìn qua. Nhưng nghĩ đến, nếu như trên đời thật có thiên hương ngọc lộ loại này nghịch thiên kỳ chân, như vậy trải qua thánh linh chi thụ chuyển hóa qua tinh hoa, hẳn là. Trên thực tế, mặc kệ chất lỏng này có phải là thiên hương ngọc lộ, lấy nó ẩn chứa linh lực cùng sinh mệnh tinh khí mà nói, cái này đều có thể nói là khoáng thế kỳ chân. Tiêu phàm tin tưởng, loại này chất lỏng nhất định đối đột phá bình cảnh có khó có thể tưởng tượng kỳ hiệu. Về phần nói trên phạm vi lớn tăng tiến vào tốc độ tu luyện, kia là khẳng định không thể nghi ngờ. Cái này, cái này kén bên trong, thật sự có. Có một người, Nguyên hạo bỗng nhiên kêu to lên. Thực tế phát hiện này quá kinh người, ngay cả Nguyên hạo đều không chịu được lắp ba lắp bắp. Tại phong bế hơn mấy vạn năm tiên tổ thánh địa, bỗng nhiên xuất hiện một người sống sờ sờ, quả thực khiến người khó có thể tin. Đang kinh ngạc thốt lên đồng thời, Nguyên Hạo cùng Như Ý đều lập tức đề cao 12 phân cảnh giác, riêng phần mình xúc thế, chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Người này nơi nào đến, ở đây làm cái gì, cảnh giới đến cùng như thế nào, có thể hay không đối bọn hắn đột nhiên gây khó khăn. Cùng các loại đều vẫn là ẩn số, tại Thánh Linh Nguyên Địa bỗng nhiên đụng phải loại tình hình này, trong lúc nhất thời, thật đúng là khiến người chân tay luống cuống. Khoan động thủ đã, Tiêu Phàm gấp vội kêu lên trên mặt cực kỳ hiếm thấy toát ra vẻ khẩn trương, tựa hồ có cái gì cực kỳ quan trọng phát hiện. Kỳ thật nguyên hạo cùng như ý vốn là chỉ là đề phòng, tuyệt sẽ không tại tiên tổ thánh địa tùy tiện xuất thủ. Một khi đem nơi đây phá đi, nhưng chính là toàn nghe vương tộc tội nhân lớn, chết trăm lần không đủ. Lấy hắn tu vi của hai người, nếu thật là toàn lực xuất thủ, lực phá hoại ra sao cùng kinh người. Chỉ là tiêu phàm bỗng nhiên ở giữa, trong lòng rung động, tựa hồ có cái nào đó để hắn vô cùng bất an sự tình, bỗng nhiên sông lên đầu, Lúc này mới vội vội vàng vàng gọi một tiếng, hai mắt thẳng vào tiếp cận kia xanh tươi sắc hình người kén, đáy mắt lục mang lấp lánh, Thiên Nhãn thần thông vận chuyển, dốc hết toàn lực muốn nhìn thấu cái này kén bên trong cụ thể tình hình. Nhưng mà nhân hình nó kén nhìn qua cực kỳ yếu ớt, chỉ là thật mỏng một tầng, lại có được một loại nào đó thần kỳ lực lượng, có thể ngăn trở Thiên Nhãn thần thông thăm dò. Lấy thần niệm chi lực liếc nhìn quá khứ, cũng chỉ có thể cảm ứng được kén bên trong ẩn ẩn có một cái sinh mạng thể, là còn sống. Từ kén hình dạng để phán đoán, cái này sinh mạng thể, hẳn là một người. Mà lại vóc người của người này cũng không khôi ngô, tương phản có chút thon thả. Tiêu phàm dần dần tới gần, đáy mắt lục mang lấp lánh tốc độ càng lúc càng nhanh, hai con mắt đều bị nhuộm thành lục sắc, như là hai viên óng ánh ngọc lục bảo bảo thạch, chiếu sáng dạng dỡ, thậm chí có thể trông thấy hai đạo lục sắc cột sáng, phảng phất có hình có chất, hướng na xanh tươi sắc kén, thẳng bắn xuyên qua. Tiêu phàm đã không tiếc bất cứ giá nào, đem thiên nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn trên trán mồ hôi gợn sóng mà hạ, đủ thấy như thế toàn lực vận chuyển thiên nhãn thần thông, để hắn cũng khó có thể phụ tải. Lục sắc cột sáng, một chút xíu xuyên thấu qua tầng kia xanh tươi sắc màng mỏng, hướng kén bên trong tìm kiếm, một chương tú khuôn mặt đẹp, loáng thoáng tại tiêu phàm trước mắt hiển hiện ra. Tiêu phàm chấn động trong lòng, không để ý hai mắt kịch liệt đau nhức lại một lần nữa đem toàn thân pháp lực không quan tâm đều rót vào trong hai mắt, thậm chí cả khuôn mặt đều trở nên xanh mơn mờn, nhìn qua có chút dọa người không có khả năng đột nhiên tiêu phàm một tiếng kinh hô trong mắt lục mang bỗng nhiên biến mất thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất bóng người lóe lên nguyên hạo liền đến tiêu phàm bên người duỗi tay ra đỡ lấy hắn huynh đệ như thế nào một cỗ khí thế ngập trời từ nguyên hạo thể nổi phồng lên mà ra nháy mắt tại trước mặt hai người hình thành một đạo kiên cố che đậy tại hai người đều che lấp ở phía sau tiêu phàm bỗng nhiên xảy ra bất chắc cũng không trách nguyên hạo khẩn trương không sao, tiêu phàm trong chớp nhoáng đứng thẳng người, thở phào một hơi, nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngay tại cái này trong nháy mắt, Nguyên Hảo đã lấy thần niệm chi lực cấp tốc từng điều tra tiêu phàm thể nội tình hình, phát hiện tiêu phàm trừ pháp lực hơi có tiêu hao dấu hiệu, cái khác hết thảy đồng đều tốt, không có bất kỳ cái gì dị thường. Vừa rồi cái kia lảo đảo, hẳn là trong lòng kích động quá mức bố trí. Chỉ là, sự tình gì để nhất quán chấn định như hàng tiêu phàm trở nên kích động như thế, Tiêu phàm lần nữa hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Cái này kén bên trong người, khả năng cùng ta có liên hệ lớn lao. Tựa như, là tiểu đệ nội nhân, là đệ muội, lần này, đến phiên nguyên hạo trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Ngay cả như ý đều không hiểu thấu, cái này đều cái nào cùng cái nào a. À. Lúc trước bọn hắn phát giác được kén bên trong có một người lúc, trong đầu lập tức làm vô số suy đoán, thậm chí còn đang hoài nghi, có phải là số vạn năm trôi qua, thánh linh nguyên địa lại tại thai ngén mới thánh linh. Mặc dù nói, một chỗ thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa, nhiều nhất chỉ có thể thai ngén một vị trời sinh thánh linh, cùng một nơi thai ngén hai vị trời sinh thánh linh tình hình, chưa hề xuất hiện qua, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ, vạn nhất loại tình hình này thật phát sinh đây. Nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào suy đoán thân phận của người này, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, sẽ cùng tiêu phàm kéo lên quan hệ thế nào. Tiêu phàm mới lớn bao nhiêu niên kỷ, nơi đây đã phong bế hơn mấy vạn năm, chỉ là tiêu phàm nhìn qua cũng không giống là bỗng nhiên ở giữa tinh thần rối loạn, cho nên hồ ngôn loạn ngữ. Ừm, xác thực cùng nội nhân giống nhau đến mấy phần, bất quá, tiểu đệ còn phải lại xác nhận một chút. Đại ca chớ trách, nơi này dù sao cũng là người ta toan nghe vương tộc tiên tổ sinh ra thánh địa. Nguyên hạo bận biểu tức nói, hảo hảo, người lại xác nhận, lại xác nhận, tiêu phàm ổn liễu ổn thần nghĩ, hạo nhiên chính khí lưu chuyển toàn thân. Dần dần linh đài thanh minh, liền là lần nữa vận khởi thiên nhãn thần thông, trong mắt hai đạo lục sắc cột sáng, hướng na xanh tươi sắc kén nhìn chăm chú qua. Nhắc tới cũng kỳ, có lần thứ nhất về sau, cái này lần thứ hai nếm thử, liền thấy tương đối rõ ràng. Tê Tiêu phàm lại lại hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra cực kỳ thần tình phức tạp, lại là kích động, lại là khẩn trương, còn mang theo nói không nên lời ý vui mừng, quả nhiên là bách vị tạp trần. Nguyên Hạo cùng Như Ý kinh ngạc nhìn thấy, hai hàng nước mắt từ tiêu phàm trong hai mắt chậm rãi tràn ra chảy xuôi xuống tới tiêu phàm vậy mà lại khóc một tên tu luyện tới nguyên anh trung kỳ nhân loại tu sĩ chỉ ít cũng là trăm tuổi cao tuổi gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua lại nói người tu chân vốn là muốn thanh tâm quả dục mới có thể chính nói trường sinh cái này thật sự là không tưởng được già nhi nguyên lai like người ở đây tiêu phàm lại đối hai người kinh ngạc làm như không thấy chốc lát mới thì thảo nói già nhi tân lâm Tiêu Phàm đã từng bao nhiêu lần trong mộng nhìn thấy Tân Lâm. Nhưng mà, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây, tại truyền thuyết này bên trong phòng bế hơn mấy vạn năm toàn nghe thánh linh sinh ra chi địa, nhìn thấy mình nhất nữ nhân yêu mến. Lần thứ hai vận dụng thiên nhãn thần thông, Tiêu Phàm thấy rõ ràng, xanh tươi sắc kén bên trong khoanh chân ngồi ngay ngắn, không nhúc nhích người kia, đúng là hắn ngày nhớ đêm mong, nhưng Thủy chung không được gặp nhau Tân Lâm. Hắn chân chính kết tóc thê tử, thật vất vả, Tiêu Phàm rốt cục lần nữa chân yên tĩnh, thử nghiệm chậm rãi đem thần niệm chi lực dò xét tiến vào kén bên trong đi. Mặc dù hắn có thể xác thực không sai lầm cảm ứng được, kén bên trong tân lâm là còn sống, thậm chí có thể nói là sinh cơ bừng bừng, nhưng một mực như thế ngồi ngay ngắn bất động, đối với ngoại giới không có chút nào cảm ứng, tổng là có chút gây nên. Bất quá, thần niệm điều tra liền kém Sa Thiên Nhãn thần thông xem xét thuận lợi như vậy, cứ việc miễn cứng có thể thấu đi vào một điểm lại chỉ là một cái thoáng tức thì rất khó đối tân lâm trạng thái làm ra phán đoán chuẩn xác chỉ mơ hồ cảm thấy tân lâm khí tức cực kỳ cường đại thậm chí đã không tại tiêu phàm dưới mình dạng này được đến mơ hồ cảm giác cố nhiên rất không đáng tin cậy nhưng có thể làm cho tiêu phàm cảm thấy như thế khí tức cường đại lại không đáng tin cậy cũng đầy đủ kinh người cần biết tiêu phàm hiện tại tu vi thật sự sớm đã không đang tìm thường hậu kỳ đại tu sĩ phía dưới chẳng lẽ nói mấy chục năm không gặp Tân Lâm lại nhưng đã ngưng kết Nguyên Anh thành công, đồng thời đã đạt đến tại Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên cảnh giới. Cái này nhưng thật khiến cho người ta khó có thể tin. Cần biết ở địa cầu dưới nước kim tự tháp thất lạc thời điểm, tiêu phàm đã là trong kim đan kỳ tiêu chuẩn, mà Tân Lâm là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, chưa ngưng kết kim đan. Kết quả hiện tại, Tân Lâm cư nhưng đã chạy tới, cùng tiêu phàm lực lượng ngang nhau. Cần biết tiêu phàm tiến giai tốc độ đã nhanh đến để rất nhiều đồng đạo đố kỵ, hơn nữa còn là thiên diệu tiên tử hy sinh mình bản mệnh chân nguyên mới khiến cho tiêu phàm có thể nhanh chóng đột phá trung kỳ bình cảnh cho nên nói tại tu sĩ tầm thường trong mắt tiêu phàm đã là cái mạnh mẽ quái vật nếu như bọn hắn biết tân lâm từ chúc cơ hậu kỳ đến nguyên anh trung kỳ chỉ dùng thời gian mấy chục năm chỉ sợ sẽ không cẩn thận ngay cả cằm của mình đều rơi đem xuống dưới ngay cả tiêu phàm chính mình cũng kém chút muốn rớt xuống ba lần này nguyên hạo ngược lại là không tiếp tục thúc hắn ngược lại không hiểu cảm thấy một trận nhẹ nhóm hắn lo lắng nhất hay là tiên tổ thánh địa lọt vào phá hư chỉ cần cái này kén bên trong người là tiêu phàm thê tử kia phong hiểm chính là khả khống tiên tổ thánh địa lọt vào phá hư khả năng giảm xuống không ít về phần tiêu phàm thê tử làm sao lại xuất hiện ở đây cái kia có thể áp sau lại nói ước chừng hoa một ba mươi phút sau tiêu phàm mới rốt cuộc đem ý nghĩ của mình sắp xếp như ý nhưng không có lại lấy thần niệm chi lực đi điều tra tân lâm tình hình cái này xanh tươi sắc kén có thể đem ẩn thân trong đó người bảo hộ rất khá mặc dù nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng tiêu phàm tin tưởng nếu như mình thật hướng cái này kén phát động công kích lời nói, chỉ sợ cũng tổn hại không đả thương được tân lâm mảy may. Thánh linh nguyên địa thần kỳ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn bên ngoài kỳ thật cũng không kỳ quái, nếu không phải là như thế chỗ thần kỳ, lại sao có thể có thể dựng dục ra có thể không nhìn một giới pháp tác có thông thiên triệt địa chi năng trời sinh thánh linh nguyên anh kỳ tu sĩ thậm chí ngộ linh kỳ tu sĩ tại chính thức thành niên trời sinh thánh linh trong mắt quả thực chẳng phải là cái gì, cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Đại ca, như ý đạo hiếu, cái này kén bên trong người, đúng là tại hạ nội nhân. Sắp xếp như ý mạch suy nghĩ về sau, tiêu phàm rốt cục bắt đầu hướng nguyên hạo cùng như ý làm giải thích. Tiêu công tử, người sẽ không tính sai a à, nơi đây đã bị không gian cấm chế phong bế mấy chục ngàn năm, tôn phu nhân là như thế nào tiến vào nơi đây. Nếu là tiêu công tử phu nhân, nghĩ đến cũng rất là trẻ tuổi. Tiêu phàm vừa dứt lời, như ý liền không khách khí chút nào hỏi ngược lại cũng không phải nàng bỗng nhiên lại cải biến đối tiêu phàm cảm nhận mấu chốt việc này quan hệ quá mức trọng đại nguyên hạo là cực giảng nghĩa khí tính cách sợ là không có ý tứ hướng tiêu phàm đặt câu hỏi đương nhiên phải từ nàng đến làm thay nếu như tại hạ không có đoán sai nội nhân có thể là bị không gian phong bạo quyền ở đây chỉ giáo cho vừa nhắc tới không gian phong bạo như ý sắc mặt biến hóa nhiều năm trước tại hạ và nội tử đã từng gặp được cực kỳ cường đại không gian phong bạo Tiêu Phàm rất đơn giản đem kia lần không gian phong bạo tình huống nói rõ một chút, tự nhiên không có nói tới địa cầu cùng chung thổ giới. Đây cũng không phải là trọng điểm, tại hạ và nội tử chính là khi đó thất lạc, cái này số trong 10 năm, tại hạ vẫn luôn tại tìm kiếm nghĩ cách tìm kiếm nàng, nhưng xưa nay đều không có nửa phân tin tức, lại cũng không nghĩ ra, nàng lại bị không gian phong bạo cuốn tới nơi đây. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, Nguyên Hạo ngạc nhiên nói, không gian phong bạo có uy năng như thế, hắn đối không gian chi đạo biết không nhiều vì vậy cũng nghe được sửng sốt một chút nhưng ở hắn nghĩ đến nơi đây là rất khó tiến vào bằng không mà nói mấy chục ngàn năm đến đám tiền bối hao phí vô số tâm huyết mời không ít không gian cao thủ đều không thể thành công hiện tại tiêu phàm lại nói không gian phong bạo có thể đem người cuốn vào nơi này hắn cũng không phải hoài nghi tiêu phàm mà là cảm thấy hiếu kỳ tiêu phàm nhẹ gật đầu nói không gian chi đạo Thiên biến vạn hóa, tại chúng ta xem ra thần kỳ vô so, nhưng cùng thuộc không gian chi lực, lẫn nhau ở giữa lại là tương thông. Tiểu đệ liền từ thất dạ giới trực tiếp được đưa về toa ma giới. Khả năng nội tử đến đến nơi đây về sau, phát hiện không chỗ có thể đi, ngay tại cái này thánh linh chi thụ dưới đã tỏa tu luyện. Mặc dù chỉ là phỏng đoán chi từ tiêu phàm lại cảm thấy, đây chính là chân tướng sự thật. Không phải thật không cách nào giải thích cái hiện tượng này. Chỉ bất quá, ngắn ngủi mấy chục năm, tân lâm đó là chúc cơ hậu kỳ tiến giai đến nguyên anh trung kỳ tiến giai tốc độ trọn vẹn so tu sĩ tầm thường nhanh một hai lần cái này thánh linh nguyên địa thần kỳ khi thật khiến người nhìn mà than thở mà lại hẳn không có bình cảnh chế ước bằng không mà nói quả quyết không có khả năng tiến giai nhanh như vậy vừa nghĩ đến đây tiêu phàm trong lòng đông nhảy một cái trong đầu linh sáng lóng lánh không nhìn bình cảnh đây chẳng phải là thiên hương ngọc lộ nghịch thiên nhất chỗ thần kỳ a chẳng lẽ từ toàn nghề đứng đầu miệng bên trong nhỏ giọt xuống những này chất lỏng, quả thật chính là thiên hương ngọc lộ. Đã như vậy, vậy liền rất tốt, nên huynh đệ cùng đệ muội hữu duyên, phân biệt mấy chục năm sau, lại lại tương phùng, thật đáng mừng. Chỉ tiếc nơi đây không có rượu, nếu không, khi phù tam đại trắng. Nguyên hạo cười lên ha hả, lòng tràn đầy vui vẻ nói. Nhìn ra được, nguyên hạo cao hứng là suốt từ nội tâm, cũng không phải là giả mô hình giả thức làm bộ làm tịch. Đa tạ đại ca, tiêu phàm trên mặt lần nữa lộ ra tiếu dung dạng này việc vui thực tế là đáng giá không say không nghỉ a à. như ý đánh giá kia xanh tươi sắc kén trầm ngâm nói lại không biết là nguyên nhân gì tôn phu nhân không thể xuất quan không thể chính miệng hỏi một chút tân lâm trong lòng luôn cảm thấy không nỡ tiêu phàm nghĩ nghĩ nói khả năng nội tử bế quan đến quan trọng trước mắt đối với ngoại giới hết thảy đều chẳng quan tâm người tu chân vừa đả tọa chính là mười mấy năm thậm chí mấy chục năm, để cầu một ngày kia có thể đốn ngộ. Tân lâm loại tình hình này, cũng coi như bình thường. Vô luận như thế nào, nơi đây linh lực cùng tinh khí như thế sung túc, chúng ta cũng phải bắt gấp thời gian tu luyện mới là việc cấp bách. Cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, cùng đệ muội suốt quan thời điểm, tự nhiên là rõ ràng. Nguyên hạo khoát tay áo, nói. Cũng không biết là trùng hợp hay là thiên ý, cái này gốc trong nước đại thụ tán cây phía dưới, vừa vặn có bốn quả toan nghe đứng đầu mỗi một đầu toan nghe miệng bên trong đều có loại kia cực kỳ tinh khiết linh dịch một chút xíu nhỏ giọt xuống bằng phỏng đoán mọi người cũng có thể biết đây là linh thụ chuyển hóa này tinh thuần thiên địa linh lực cùng sinh mệnh tinh khí mà hóa thành linh dịch nếu như không người hưởng dụng liền một lần nữa trở về dưới cây linh hồ như thế vòng đi vòng lại chính là nói nơi đây đủ để cung cấp bốn người đồng thời tu luyện có thể sinh ra trời sinh thánh linh thực phẩm địa mạch đồng thời trèo chống mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ tu luyện tự nhiên thước tha có dư. Lập tức ba người riêng phần mình tại một viên toàn nghê đứng đầu hạ bàn đầu gối ngồi xuống, mặc cho kia tinh thuần linh dịch một chút xíu nhỏ xuống tại trên đầu mình, trên thân. Nói cũng kỳ quái, tinh thuần linh dịch một giọt rơi xuống trên thân, lập tức liền vô thanh vô tức dung nhập vào thể nội, tại trong kinh mạch du lịch chạy một vòng, lập tức toàn thân trên dưới đều cảm thấy ấm áp, sự thoải mái nói không nên lời. Sau đó, cái này tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh lực cùng sinh mệnh tinh khí liền chậm rãi hướng đan điền khí hải bên trong hội tụ mà đi. Tốt, Nguyên Hạo một tiếng thấp tán, lòng tràn đầy vui vẻ. Nhiều năm trước tới nay, hắn từ đầu đến cuối kẻ tại một bước cuối cùng, khó mà đột phá bình cảnh, hướng cảnh giới tối cao thuế biến, thành là chân chính biển cả chi vương. Vì thế không biết nghĩ bao nhiêu biện pháp, kinh lịch bao nhiêu gian nguy, lại cuối cùng bất quá là lấy giỏ chúc mà múc nước công dã tràng, buồn bực trong lòng, có thể nghĩ hiện nay rốt cục nhìn thấy đột phá hy vọng, sao không gọi hắn tâm hoa nộ phóng. Như ý cũng là vẻ mặt tươi cười, nàng đặt chân đến hóa hình hậu kỳ cảnh giới không lâu, cũng không có nghĩ tới muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá bình cảnh, nhưng ở chỗ này tu luyện, lại chỉ ít có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian, để nàng nhanh chóng tinh đi vào hóa hình hậu kỳ đại thành chi cảnh, đến lúc đó, nàng liền có thể chuẩn bị xung kích ngộ linh kỳ bình cảnh. Một khi đột phá thành công, lập tức liền bước vào cái này một giới đỉnh phong nhất đại nhân vật hàng ngũ đến lúc đó, liền có thể cùng Nguyên Hạo thành hôn, chính thức trở thành Tây Mạc Biển cả toàn nghe vương cung nữ chính, bị vô số hải tộc kính ngưỡng cao cao tại thượng vương phi nương nương. Tiêu Phàm đang ngồi vào toàn nghe đứng đầu phía dưới lúc, trước liền móc ra một viên hỏa hồng sắc đan dược nuốt xuống. Này hỏa hồng sắc đan dược chỉ có đậu xanh lớn nhỏ, không chút nào thu hút. Lại là đại danh đỉnh đỉnh Long Hổ Đan. Long Hổ Đan có thể xưng phụ trợ đan dược chi vương, có thể loại trừ các linh dược khác mang tới tác dụng phụ. Tiêu Phàm tại Toàn Nghê Vương cung trong khố phòng rất trùng hợp tìm được luyện chế Long Hổ đan cần thiết cuối cùng một mực linh dược, liền là mở ra đan lô, luyện chế một nhóm Long Hổ đan ra dự bị. Mặc dù cái này linh thụ chuyển hóa linh dịch nhìn qua không có bất kỳ cái gì dị thường, Tiêu Phàm hay là rất cẩn thận. Dù sao thứ này vượt qua Tiêu Phàm nhận biết phạm trù, vạn nhất có một ít không thể biết trọng đại tệ nạn, coi như phiền phức. Bởi vì nơi này trung quy là Toàn Nghê Thánh Linh Nguyên Địa đối nguyên hạo cùng đồng dạng mang theo toàn nghê huyết mạch như ý mà nói, khẳng định là trăm điều lợi mà không một điều hại. Nếu không, tại toàn nghê vương cung trong biển tịch, liền sẽ có ghi chép, cảnh cáo hậu bối tử đệ. Không có thể tùy tiện tại toàn nghê thánh địa tu luyện. Tiêu phàm lại là thuần chính nhân loại tu sĩ, thể nội còn mang theo ngân dược lôi bằng huyết mạch, trên lý luận trời giống chim thánh linh cùng hải tộc thánh linh là không hòa thuận, đa số thời điểm lẫn nhau đối địch bởi vậy chú ý cẩn thận chút không có chỗ hại nếu không được cũng chính là lãng phí một viên long hổ đan khoác suy một tiếng nguyên hạo ống tay áo lắc một cái hai đầu vài thước lớn nhỏ linh thú từ hắn linh thú điểm bên trong bắn ra ở giữa không trung một cái xinh đẹp quay người liền bắn vào đến linh trong hồ tại mặt nước vẫy vùng lộ ra vui vẻ vô so cái này hai đầu linh thú cũng có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới nguyên hạo tự nhiên là hy vọng chúng nó có thể ở chỗ này tu luyện mau chóng tiến dai như ý cũng thả ra một đầu linh thú, Nguyên Hạo vừa cười vừa nói: "Huynh đệ, người có cái gì linh thú, đều thả ra đi, cơ hội khó được cũng đừng bỏ lỡ." Được, Tiêu Phàm cũng không khách khí, lúc này lắc một cái ống tay áo, đem Hắc Lân, Hoàng Đường phụ tử, thiết bối đao lang đều phóng ra. Thấy điệu bộ này, Nguyên Hạo giật nảy mình, lập tức liền cười lên ha ha. Dùng cái này địa linh khí độ dày đặc, coi như lại nhiều một số người tới tu luyện, cũng sẽ không có vấn đề gì hắc lân cùng hoàng đường phụ tử tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ riêng phần mình tìm kiếm địa phương tu luyện thiết bối đao lang lại tựa hồ như không thích nơi đây hoàn cảnh siêu siêu âm thanh bên trong đám côn trùng này liền lọt vào trong sương mù lập tức rời đi linh nước hồ mặt bay thẳng càng bên ngoài cao cường xa xa chạy tiêu phàm cũng không thèm để ý chỉ cần có thể cảm ứng được đám trùng vị trí là được nơi này là phong bế không gian thiết bối đao lang chạy không ra được mà lại tại hắn ước thúc dưới cũng không có khả năng chạy quá xa côn trùng thích tại ẩm ướt âm u hoàn cảnh bên trong sinh trường lại không thể hoàn toàn ngâm ở trong nước tiêu phàm không có đem xương chim phóng xuất cũng không phải hắn giảng khách khí mấu chốt là xương chim mình không nguyện ý ra tựa hồ đối với nơi đây có bản năng chán ghét thậm chí còn kèm theo một tia e ngại như là tiêu phàm dữ liệu như thế biển kiêu là ngân dược lôi bằng hậu duệ trên thân lại dung nhập nửa bình ngân dược lôi bằng tinh huyết cùng toan nghe loại này hải tộc thánh linh ở giữa quả thật có chút không thích hợp Tiêu Phàm dự đoán ăn vào Long Hổ Đan, có thể thấy được là 10 điểm quyết định anh minh. An bài tốt linh sủng linh thú, ba người cái này mới hoàn toàn an tâm, riêng phần mình khoanh chân ngồi ngay ngắn, dần dần mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nhập định đi. Mới vừa rồi còn 10 điểm náo nhiệt linh hồ, lập tức trở nên yên tĩnh dị thường. Thời gian một chút xíu trôi qua, ba trên thân người cũng chậm chậm kết lên một tầng kén, cùng Tân Lâm bên ngoài cơ thể tầng kia kén đồng dạng, xanh tươi ướt át. Thời gian thấm thoát, đảo mắt 20 năm trôi qua một tiếng nhẹ nhàng sợ hãi thán phục, từ linh thụ chính tây bên cạnh toàn nghề đứng đầu dưới chuyển ra. Chính là tiêu phàm thanh âm, ngay sau đó, trên người hắn tầng kia xanh tươi kén từng mảnh vỡ vụt, hóa thành vô số bay múa thải điệp, bay vào dưới cây linh trong hồ, lập tức liền hóa thành trong trẻo chất lòng, cùng nước hồ hòa làm một thể. Tiêu phàm chậm rãi đứng dậy, thời khắc này tiêu phàm, hai mắt sáng ngời có thần, trên mặt bảo quang lưu chuyển, màu da trong suốt như ngọc, toàn thân trên dưới, đều tỏa ra sinh cơ bừng bừng, cả người đang đứng ở trạng thái đỉnh cao nhất, sung mãn dị thường, trong lúc phất tay, đều mang nói không nên lời uy áp chi khí. Hách nhưng đã đột phá nguyên anh trung kỳ bình cảnh, bước vào nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới. Tiêu Phàm nhẹ nhàng ngó nhìn hai tay của mình, hài lòng gật gật đầu. Cái này thánh linh nguyên địa quả nhiên thần kỳ vô so, chỉ là thời gian 20 năm, hắn chẳng những thành công sau khi đột phá kỳ bình cảnh, mà lại đã vững chắc cảnh giới. Mà lại vẫn chưa đưa tới lôi kiếp cũng không biết là thánh linh nguyên địa thần kỳ hay là bởi vì nơi đây bị hoàn toàn phong bế, thiên phạt chi lực không cảm ứng được hắn tồn tại. Tóm lại cùng hắn tiến giai nguyên anh trung kỳ đồng giạc, đều không có dẫn động lôi kiếp. Bất quá một lần kia, lại là lấy thiên diệu tiên tử từ, từ tổn đạo hạnh làm đại giá, có lẽ một tăng một tổn hại ở giữa, thiên đạo chi lực tự nhiên đạt thành cân bằng, bởi vậy vẫn chưa thu nhận thiên phạt chi nộ. Mặc dù tiêu phàm là cực kỳ kiệt xuất đại thuật sư, đối thiên phạt chi lực nhưng thủy chung khó mà suy nghĩ, chỉ có thể xuyên thấu qua thuật bói toán, thoảng qua nhìn trộm một điểm trời cơ chi bí. Nhưng ở tiêu phàm trong lòng, nhưng cũng ẩn ẩn cảm thấy, hai lần tránh thoát thiên lôi chi kiếp, nhưng chưa hẳn thấy là chuyện gì tốt. Sớm muộn có một ngày, thiên phạt chi lực muốn cùng hắn tính tổng nợ, vạn nhất đem đến tại tiến giai ngộ linh kỳ đại quan khẩu, thiên lôi chi lực đại bạo phát, tiêu chân nhân sẽ phải đại đại hỏng bét. Cũng may hắn hiện tại còn vừa mới đặt chân nguyên anh hậu kỳ chưa lâu, cách tiến giai ngộ linh kỳ còn sớm đây, tạm thời còn không cần quá lo lắng xe đến trước núi át có đường, lấy thiên nhãn thần thông nội thị chi pháp một chút xíu xem xét tự thân kinh lạc khí hải tình hình, tiêu phàm giật mình phát hiện, trong đan điền viên kia tổn hại gần một nửa ngân rực lôi bằng nội đan, vậy mà vẫn chưa có lại nhỏ, ngược lại tăng dài một chút, tựa hồ cái này thời gian 20 năm, nó đang tiến hành bản thân chữa trị. Cái này cùng tiêu phàm trước kia nhìn thấy tình hình đều tuyệt không giống nhau. Dĩ vãng, ngân rực lôi bằng nội đan là tại một chút xíu tiêu hao, mặc dù mắt thường rất khó phát giác, nhưng mỗi lần tiến giai về sau lại xem, liền có thể cảm thấy được nội đan tiêu hao. Thể nội ẩn chứa cường đại thánh linh chi lực, đây cũng là tiêu phàm công lực luôn luôn hơn xa cùng giai tu sĩ nguyên nhân. Lại không nghĩ tới, tại thánh linh nguyên địa 20 năm, ngân dược lôi bằng nội đan chẳng những không có tiêu hao, ngược lại tại bồi bổ. Cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn, nhất là để tiêu phàm cảm thấy vừa mừng vừa sợ chính là hắn cùng ngân dược lôi bằng nội đan ở giữa liên quan, trở nên so trước kia phải mật thiết được nhiều đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, dĩ vãng, lôi bằng nội đan ở trong cơ thể hắn, là một cái 10 điểm độc lập lực lượng nguồn suối, mặc dù biết liên tục không ngừng vì hắn cung cấp cường đại linh lực, để hắn thời thời khắc khác đều có thể tu luyện, cho dù là đang phi độn bên trong, hoặc là đang bận sự tình khác thời điểm, thể nội tu luyện cũng vẫn luôn chưa từng đình chỉ qua. Nhưng cũng chỉ thế thôi, nghĩ muốn mạnh mẽ từ trong nội đan rút ra lượng càng lớn hơn linh lực, liền nhất định phải nuốt ngân dược lôi bằng tinh huyết, Lấy loại này cùng loại tự mình hại mình phương pháp đến cưỡng ép kích phát tiềm lực Mỗi lần đều muốn trọng thương một lần, hậu hoạn không tiểu Dưới mắt, ngân rực lôi bằng nội đan lại tựa hồ như dần dần muốn cùng bản thân hắn hòa làm một thể Tiêu phàm có thể cảm nhận được rõ ràng, cùng lôi bằng nội đan ở giữa loại huyết mạch tương liên kia cảm giác Nói cách khác, dựa theo này phát triển tiếp, viên này ngân rực lôi bằng nội đan Cuối cùng sẽ có một ngày, đem biến thành chính hắn nội đan Một tên nhân loại tu sĩ thể nội vậy mà có được một viên trời sinh thánh linh nội đan, đây là gì chờ kinh người. Hoác suy một tiếng, linh trong hồ tué lên khắp nơi óng ánh bọt nước, một đạo hắc ảnh lóe lên, thẳng hướng tiêu phàm đánh tới. Chính là hắc lân, tiêu phàm lòng tràn đầy vui vẻ, mỉm cười giang hai cánh tay. Giữa không chung một trận gợn nước vặn vẹo, hắc lân đảo mắt huyến hóa thành một tên đầy đặn trắng nõn mỹ thiếu nữ, êm ái nhào tiến vào tiêu phàm trong ngực, ôn hương nguyễn ngọc, ôm cái đầy cõi lòng. Đối với hắc lân dạng này đùa ác, Tiêu Phàm đã sớm quen thuộc, hai tay ôm chặt Hắc Lân mềm mại thân thể, tại trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái, mỉm cười, nói không nên lời vui vẻ hỉ nhạc. Hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được, Hắc Lân khí tức xa so lúc trước cường đại, tại cái này thời gian 20 năm, Hắc Lân cũng đã sớm bên trên một bậc thang, tiến giai thành hóa hình trung kỳ linh sùng, đồng thời cảnh giới 10 điểm vững chắc, có thể so bình thường tình huống dưới 4 50 năm khổ tu. Hắc Lân bản thân mang theo quỳ thủy thánh linh thật mắt mặc kỳ lân huyết mạch, cùng toan nghe cùng thuộc hải tộc Thánh Linh, ở chỗ này tu luyện, càng là làm ít công to. Nhìn thật kỹ, hắc lân nhọn vành tai càng thêm chân bóng, kia một chút xíu nhung mau cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể hoàn toàn huyễn hóa thành hình người, lại cũng không phân biệt ra được tới. Nguyên hạo, như ý, thậm chí tân lâm vẫn vẫn còn đang đánh ngồi luyện công. Ba người đều bị xanh tươi kén bao vây lấy, không nhúc nhích tí nào. Hắc lân tròn căng lớn nháy mắt một cái nháy mắt, có chút hiếu kỳ nhìn qua thâm hậu nhất cái kia xanh tươi kén, hỏi: "Già Nhi tỷ tỷ còn đang bế quan a?" À. Tiêu Phàm gật gật đầu, tiến giai đại tu sĩ về sau, chẳng những chân nguyên pháp lực tăng mạnh, hắn thần niệm chi lực cũng so lúc trước cường đại hơn nhiều, chỉ sợ đa số cùng giai hậu kỳ đại tu sĩ, thần niệm chi lực đều đã kém xa hắn. Lấy thần niệm chi lực từng điều tra kén bên trong tình hình, Già Nhi mặc dù còn chưa từng thức tỉnh, sinh mệnh khí tức lại cực kỳ tràn đầy, mà lại, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được hắn trước kia đối tân lâm cảnh giới phán đoán chỉ sợ là sai lầm. Tân lâm kỳ thật đã giống như hắn, đột phá đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Một mực bế quan không ra, chỉ sợ là tại hướng cảnh giới càng cao hơn sung kích. Có lẽ, trừ nơi đây kia tinh thuần đến cực điểm linh dịch đổ vào bên ngoài, tân lâm còn có cái khác nghịch thiên kỳ ngộ, lúc này mới có thể để nàng tiến giai tốc độ, thậm chí vượt qua tiêu phàm. Chân tướng đến cùng như thế nào, đều muốn cùng tân lâm tỉnh dậy về sau, mới có thể tra ra manh mối. Nhưng mặc kệ như thế nào, đối tiêu phàm mà nói, cái này đều thực tế là chuyện thật tốt. Hoàng đường cùng tiểu gia hỏa cũng đang bế quan, cùng hắc lân đồng dạng, hoàng đường cũng đột phá đến hóa hình trung kỳ, ngay tại vững chắc trung kỳ cảnh giới. Mà tiểu gia hỏa dứt khoát nằm tại linh trong hồ ngủ ngon, hàm hàm bộ dáng, đáng yêu đến 10 điểm. Hắc lân, người tiếp tục ở đây tu luyện, ta đi địa phương khác đi dạo một chút. Đã khải quan mà ra, tiêu phàm cũng là không vội ở lập tức lần nữa bế quan, cảnh giới tăng lên về sau, tâm cảnh cũng giống vậy cần muốn tăng lên. Nếu không tổng là có chút căn cơ bất ổn, tâm cảnh không có đạt được rất tốt ma luyện, một khi gặp được nguy cấp tình huống, liền có khả năng xảy ra vấn đề lớn. Tân lâm dạng này mấy chục năm bế quan lâu dài, một hơi không ngừng mà tăng lên cảnh giới, cảnh giới tăng lên càng cao, tai họa ngầm lại càng lớn. Bất quá dưới mắt tiêu phàm cũng là vô kế khả thi, cũng nên đợi nàng khải quan về sau, lại nghĩ biện pháp. Không, ta muốn đi theo người chơi. Hắc Lân lập tức đem cái đầu nhỏ lắc giống phát lang chống như. Đừng nhìn nàng đã đến hóa hình trung kỳ cảnh giới, tâm tính vẫn là như vậy hồn nhiên, như là tiểu cô nương dính người. Tốt, vậy liền cùng đi chứ. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, một hơi bế quan 20 năm, cũng đủ để người kìm nén đến khó chịu. Hắc Lân lập tức vui vẻ tới, giữ chặt Tiêu Phàm tay, cười hì hì cùng Tiêu Phàm sóng vai lái độn quang, hướng thần điện bên ngoài bay đi. Tại khoảng cách thần điện hơn nghìn dặm bên ngoài một chỗ ẩm ướt trong sân cốc, Tiêu Phàm tìm được kia một đám thiết bối đao lang, 20 năm không gặp, thiết bối đao lang thật đúng là để Tiêu chân nhân giật nảy cả mình. Hai đầu tam giai đại thành con bọ ngựa, lại nhưng đã tiến giai thành công, song song trở thành tứ giai trùng vương. Biến thành chiều cao hơn một trưởng, phần lưng hiện ra một vòng lại một vòng ngân sắc tròn điểm giữ tợn quái trùng. Trên thân lộ ra hung ác ngang ngược khí tức, để Tiêu Phàm trong lòng đều nhẹ nhàng run lên. Bởi vì từng ăn một đầu tứ giai thiết bối đao lang cùng bốn đầu tứ giai cử phệ trùng tinh hoa, lại tại thánh linh nguyên biệt tu luyện 20 năm, cái này gần đây tiến dai hai đầu tứ dai con bọ ngựa, vô luận hình thể hay là khí tức. Đều muốn so hắn tại Đông Bình Hoang Nguyên nhìn thấy kia hai đầu hoang dại tứ dai con bọ ngựa mạnh lên ba phân. Thậm chí ngay cả cùng tiêu phàm ở giữa thần niệm liên hệ, đều trở nên như có như không. Nhưng tiêu phàm đến gần thời điểm, cái này hai đầu tứ dai con bọ ngựa cũng không có giống trước kia như thế hướng tiêu phàm biểu thị thần phục, ngược lại hướng lui về phía sau mấy bước, trong chấp nhoáng dơ lên chân trước, bày ra để phòng tư thế. Bốn đầu màu xám sát chân trước tại ấm áp dưới ánh mặt trời. Lóng lánh lạnh như băng tử vong hàn quang, dù coi như tiêu phàm đã tiến dài đến đại tu sĩ, giờ phút này cũng không khỏi phải đề cao 12 phân cảnh giác, thanh kim sắc quang mang lấp lánh, phải rồng giáp nổi lên, đem toàn thân hắn đều bao khỏa trong đó, lập tức càn khôn đỉnh bắn ra, tại đỉnh đầu hắn chậm rãi xoay tròn, phóng xạ ra nhu hòa trừ hào quang màu đỏ. Cũng không trách tiêu phàm bỗng nhiên trở nên cẩn thận như vậy, Thiết bối Đao Lang tiến dài đến tứ giai trùng vương về sau, bình thường có thể quét ngang tất cả nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhất là đang chật trội không gian bên trong thiếp thân cận chiến, cơ hồ là vô địch trạng thái. Dù coi như đối thủ là Ngộ Linh kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng có sức đánh một trận. Cứ việc tiêu phàm nhục thân cực nó cường hãn, cận chiến càng là toàn vô địch thủ, đối mặt cái này hai đầu tựa hồ không bị khống chế tứ giai con bạo ngược, cũng không dám chút nào chủ quan. Đồng thời không chút do dự tế ra Càn Khôn đỉnh, một khi con bọ ngựa coi là thật ra tay với hắn, tốt nhất phòng hộ thủ đoạn chính là lấy không gian thần thông đem con bọ ngựa ngăn cách bên ngoài, lại tìm cách lấy không gian lồng giam giam cầm lại. Tế ra bảo đỉnh về sau, tiêu phàm ống tay áo lắc một cái, đem hắc lân thu tiến vào linh thú điểm, hai mắt sáng ngời, gắt gao tiếp cận kia hai đầu tứ dai con bọ ngựa, nháy mắt cũng không nháy mắt, một chút xíu tăng cường cùng con bọ ngựa thần niệm câu thông. Dần dần, con bọ ngựa nâng lên chân trước chậm rãi để xuống, đỉnh đầu hai đầu thật dài xúc tu lắc lư mấy lần, chậm rãi hướng tiêu phàm tới gần, trên thân kia cũng ngang ngược khí tức một chút xíu thu liếm. Tiêu phàm âm thầm thở phào một cái, lại không dám chút nào buông lỏng, tiếp tục lấy thần niệm chi lực một mực khống chế lại hai đầu con bọ ngựa, phòng ngừa bọn chúng tại quan trọng trước mắt đột nhiên gây khó khăn. Suốt cục, hai đầu con bọ ngựa triệt để hướng tiêu phàm biểu thị thần phục, ngoan ngoãn bị thu tiến vào linh thú điểm bên trong. Tiêu phàm nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống, thu phục hai đầu trùng vương, cái khác ba mười mấy con thiết bối đao lang liền tương đối tốt xử lý. Những này thiết bối đao lang cũng đều không ngoại lệ đều tiến hóa đến tam giai tiêu chuẩn, một cái cá thể hình tăng vọt, trên thân xuất hiện ngân sắc vòng tròn, tràn ngập ngang ngược hung ác chi khí. Tiêu Phàm đem cái này ba mười mấy con con bọ ngựa cũng đều thu tiến vào linh thú điểm. Cái này thánh linh nguyên địa cố nhiên thần kỳ, nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã để tất cả thiết bối đao lang đều tiến giai thành công, như vậy tiếp xuống một đoạn thời gian nơi đây đối với mấy cái này con bạo ngựa thúc hiệu quả liền muốn rõ ràng hạ xuống cũng nên qua một đoạn thời gian nữa cùng con bạo ngựa cũng đều ổn định cảnh giới trước mắt mới quyết định mặc dù thiếu thổ ma ngẫu cái này người trợ giúp bây giờ có những này tiến dai con bạo ngựa nhưng cũng đủ để bù đắp mất đi thổ ma ngẫu chiến lược tổn thất chớ nói chi là hắc lân cũng đã tiến dai đến nguyên anh trung kỳ thu hồi con bạo ngựa về sau tiêu phàm tiếp tục hướng phía trước trên đường đi lại lại tìm được vài cọng hiếm thấy linh dược đều là linh dược vườn bên trong chưa từng cất giữ loại sản phẩm mới, ngược lại để tiêu phàm có chút mừng rỡ một phen. Nơi đây thánh linh nguyên địa chi rộng lớn, vượt qua tiêu phàm đoán trước, bất quá ngẫm lại long thần đảo, cũng liền không kỳ quái. Mấy ngày sau, tiêu phàm đi tới thánh linh nguyên địa tây bắc bộ khu vực biên giới. Tiêu phàm là bị chỉ dẫn lại tới đây, nguồn gốc từ càn khôn đỉnh chỉ dẫn, cách xa như vậy khoảng cách, càn khôn đỉnh liền có phản ứng, đủ thấy cái phương hướng này, có cực mạnh không gian chi lực, đối xuất hiện tại thánh linh nguyên địa không gian chi lực, tiêu phàm rất để ý. Thánh linh nguyên địa thần kỳ, hắn đã tự mình nghiệm chứng qua, có thể nói đạt được chỗ tốt rất lớn. Cứ việc bước vào tu chân giới về sau, tiêu phàm liền kỳ ngộ không ngừng, nhưng tổng thể đến nói, nhưng vẫn là dùng cái này phiên tại thánh linh nguyên địa đạt được chỗ tốt lớn nhất. Tương đương hắn đoàn đội tại chỉ là thời gian 20 năm, trên chỉnh thể thực lực một cái mới bậc thang. Nguyên hạo đối với hắn từng có hai một thêm làm năm hứa hẹn, nơi đây không sai biệt lắm cũng chẳng khác nào là tiêu phàm mình hậu hoa viên chỉ ít có một nửa cổ phần tiêu phàm tự nhiên tuyệt không hy vọng nhìn thấy thánh linh nguyên địa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đối với thánh linh nguyên địa thần kỳ như vậy lĩnh vực mà nói lớn nhất ngoài ý muốn hẳn là đến từ không gian chi lực đi tới thánh linh nguyên địa tây bắc khu vực biên giới tiêu phàm liền sửng sốt một chút nơi đây bầu trời cùng thánh linh nguyên địa nơi khác bầu trời rõ ràng khác biệt mặc dù xâm nhập vạn trượng đáy biển trên bầu trời cũng không nhìn thấy mặt trời, nhưng thánh linh nguyên địa khắp nơi cảnh xuân tươi đẹp, ánh nắng ấm áp. Không gian chi đạo thần kỳ, không cần phải nhiều lời. Thế nhưng nơi đây bầu trời lại là mù sương một mảnh, ánh sáng màu nhũ bạch lóa mắt, chính là không gian chi lực bầy biện ra đến quang trạch. Không cần càn khôn đỉnh chỉ dẫn, tiêu phàm mình liền có thể cảm nhận được nơi đây không gian thật lớn áp lực, nhưng mà cùng nơi khác cảm nhận được không gian chi lực lại có khác nhau. Thánh linh nguyên địa chìm vào đáy biển về sau, không gian chi lực vì đó cấu trúc một cái hoàn chỉnh bình chướng, đem ngoại giới chi lực đều che đậy bên ngoài, để nơi đây thành vì một cái hoàn chỉnh không gian độc lập. Nhưng tiêu phàm hiện tại cảm giác được, lại là tây bắc bộ vùng này không gian bình chướng, ngay tại chịu đựng to lớn đến từ ngoại giới cự đại không gian áp lực, tựa hồ có một cỗ không gian chi lực, muốn xé mở nơi đây không gian bình chướng, cuốn vào. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thậm chí tại tây bắc bộ biên giới mấy trăm trượng trên không trung, không gian bình chướng về sau, rất rõ ràng nhìn thấy một cái xoay tròn lấy không gian vòng xoáy. Cái không gian này vòng xoáy không lớn, chỉ vài trưởng phương viên, nhưng không gian thật lớn áp lực, liền đến từ cái không gian này vòng xoáy. Cũng không biết cái không gian này vòng xoáy tồn tại bao lâu, bất quá rất hiển nhiên, nếu như từ đó lộ ra không gian áp lực tiếp tục không ngừng, không gian bình chứng chỉ thủ không công, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ bị đè sập, như vậy toàn bộ thánh linh nguyên điện liền bị không gian phong bạo càn quét. Tiêu phàm không khỏi vừa mừng vừa sợ kinh tự nhiên là không cần phải nói hắn tuyệt sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy vui chính là tiêu phàm cảm ứng được tại không gian kia vòng xoáy về sau ẩn giấu đi một đầu tương đối ổn định không gian thông đạo rất có thể chỗ này không gian vòng xoáy chính là từ kia không gian thông đạo bên trên sinh ra tiết lộ nói cách khác tiêu phàm có thể nghĩ biện pháp xuyên thấu qua đầu kia không gian thông đạo đem mình truyền thống đến địa phương khác đi hắn lúc trước tiến vào nơi đây dùng chính là lấy không gian pháp trận cưỡng ép ổn định vết nứt không gian biện pháp trên thực tế, kia là một lần tính, Lâm Thời bố trí không gian pháp trận, tuyệt không có khả năng thời gian dài ổn định lại một đầu vốn là rất không ổn định vết nứt không gian. 20 năm trôi qua, lúc trước cái kia cửa vào sớm đã tan thành mây khói. Mà lại tiêu phàm những ngày này đã sớm phát giác, từ bên trong hướng ngoại, dùng phương pháp giống nhau, độ khó tăng lên gấp bội. Bởi vì thánh linh nguyên địa không gian bình chứng có chút ổn định, chỉ thỉnh thoảng sẽ có một hai khe hở không gian sẽ tại bình chứng bên ngoài xuất hiện muốn ổn định lại những cái kia vết nứt không gian, đầu tiên liền muốn xé rách bình chướng. Mà vết nứt không gian vốn là tới lui như gió, hơi lập tức trôi qua, chờ người phí hết tâm huyết, xé mở bình chướng về sau, vết nứt không gian đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thánh linh nguyên địa lớn như vậy, cùng một chỗ không gian bình chướng bên ngoài trong thời gian ngắn xuất hiện hai lần vết nứt không gian khả năng, thực tế là cực kỳ bé nhỏ, cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể chờ thêm một lần. Mà dưới mắt, cái không gian này vòng xoáy lại là cố định, giấu ở nó phía sau đầu kia không gian thông đạo, càng là ổn định. Quả thực chính là đưa tới cửa xuất nhập thông đạo. Audio điện tử võ tấn bền. Lập tức tiêu phàm không chút do so dự, đem hắc lân triệu hoán đi ra, liền là bắt đầu bố trí không gian pháp trận. 20 năm trước, bởi vì muốn đi vào nơi đây, các loại kiến tạo không gian pháp trận vật liệu ứng phó cực kỳ sung túc. Đa số đều là tại toàn nghề vương cung ngay tại chỗ lấy tài liệu, qua nhiều năm như vậy, Nguyên Hạo nhớ mãi không quên chính là muốn tiến vào tiên tổ thánh địa, mặc dù hắn đối không gian chi đạo biết không nhiều, lại cũng không ảnh hưởng hắn trắng trợn siêu tập các loại không gian vật liệu. Toàn nghề vương tộc tài đại khí thô, Nguyên Hạo lại làm người khí quyển, rất nhiều hài tộc đều hết sức vui vẻ cùng Nguyên thiếu chủ giao dịch, thậm chí còn từ nhân loại tu sĩ trong tay đổi được không ít chân quý không gian vật liệu. Những tài liệu này, cơ hồ một mạch đều giao cho tiêu phàm. Cái này công trình lượng cực kỳ to lớn, Mặc dù tiêu phàm chỉ là muốn xây một cái cỡ nhỏ pháp trận, đem cái không gian kia vòng xoáy vững chắc xuống, mở thành một đạo ra vào không gian thông đạo cửa hông, xa còn lâu mới có thể cùng kiến tạo một cái siêu cấp truyền tống trận công trình lượng đánh đồng, nhưng mà chỉ có hai người bọn họ cũng coi như phải phi thường gian khổ. Chọn vẹn hoa thời gian 3 năm mới rốt cục đại công cáo thành, đem không gian pháp trận xây. Bởi vì muốn xây thành một đạo có thể tùy ý ra vào cửa hông, cái không gian này pháp trận bố trí được cực kỳ tinh tế, ổn định chính là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tiêu phàm mình không gian tạo nghệ cao thâm, lại dẫn càn khôn đỉnh, dù coi như có sơ qua ngoài ý muốn, ngược lại cũng không sợ, nhưng nguyên hạo cùng như ý bọn hắn, đối không gian chi đạo lại căn bản là người ngoài ngành, tiêu phàm có thể bọn hắn tiêu chuẩn đến chế tạo cái này phiến cánh cửa không gian. Nguyên hạo, như ý cùng tân lâm vẫn như cũ còn đang bế quan, một điểm động tĩnh đều không có. Đối nguyên hạo như ý dạng này tháo nguyên thật dài hải tộc mà nói, hai ba mười năm khoảng chừng thực tế chẳng đáng là gì, lóe lên liền biến mất. Nhìn qua như là tinh mỹ bức họa đồng dạng khảm nạm ở giữa không trung không gian pháp trận, tiêu phàm rất hài lòng gật gật đầu, đưa tay vuốt vuốt bên người Hắc Lân cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Hắc Lân, mấy năm này thật sự là vất vả ngươi, ngươi lại đi điều dưỡng một trận đi. Ta trước đi xem một chút, sau khi hắn rời đi, linh dưới cây liền không một vị trí ra, để Hắc Lân đi đả tọa tu luyện tốt nhất. Nàng vốn là có thật mắt mặc kỳ lân huyết mạch, ở đây nhiều tu luyện trước thời đại, tuyệt đối có chỗ tốt. Tiến cảnh có thể nói là một ngày ngàn dặm, ta cũng đi, hắc lân không thuận theo, vặn vẹo uốn éo tiểu thân thể. Tiêu phàm cười cười, nói, người hay là lưu lại đi, vạn nhất già nhi khải quan, người có thể đem tình huống của chúng ta nói cho nàng. Những năm gần đây, chỉ có hắc lân từ đầu đến cuối làm bạn tại bên cạnh hắn, đối hắn tình huống hiểu rõ ràng nhất. Già nhi một tỉnh lại liền có thể nhìn thấy hắc lân lời nói, khẳng định sẽ đầy cõi lòng vui vẻ lại nói ta chính là đi xem một chút hẳn là rất nhanh liền sẽ trở về kia tốt kha à, hắc lân quyết quyết đỏ trói bờ môi có chút tâm không cam tình không nguyện đáp ứng tiêu phàm cười đưa nàng ôm trầm tới chăm chú ôm một hồi hắc lân lập tức liền bắt đầu vui vẻ cong lên mũm mĩm hồng hồng miệng nhỏ cho tiêu phàm đến cái hôn liền là lui qua một bên tiêu phàm mỉm cười tay trái bấm quyết miệng lẩm bẩm tay phải nam ngón tay luân chuyển Từng đạo pháp quyết đánh vào trước ngực cách đó không xa càn khôn đỉnh bên trong, bảo đỉnh quang hoa đại phóng, từng cái chữ màu đỏ hỗn độn đồ án bay múa mà ra. Đều đâu vào đấy hướng giữa không chung không gian pháp trận vào tới. Sau một lát, ong ong tiếng vang lên, không gian pháp trận vận chuyển lại, rất nhanh liền xé rách không gian bình thường, cố định trụ cái kia cỡ nhỏ không gian vòng xoáy. Nhìn qua, bên trong vòng xoáy còn đang không ngừng xoay tròn, tựa hồ cực kỳ hung hiểm không lường được, bất quá tại tiêu phàm trong mắt cái không gian này vòng xoáy đã hào không có nguy hiểm, cơ hồ liền tương đương với không gian thông đạo lối vào. Đương nhiên, cũng chỉ có hắn có thể như thế như bức, người khác còn phải dựa vào lệnh bài mới có thể ra vào. Tiêu Phàm đã sớm luyện chế tốt vài lần lệnh bài, giao đến Hắc Lân trên tay. Chỉ là không biết kia không gian thông đạo một chỗ khác, đến cùng thông hướng nơi nào, lại là gì cùng tình hình, Tiêu Phàm yên tâm không dưới, cũng nên trước đi qua nhìn một chút mới được. Lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ cần không phải trực tiếp cùng ngộ linh kỳ lão quái đối đầu có thể nói đã không có cái gì có thể uy hiếp được hắn bất luận một vị nào hậu kỳ đại tu sĩ dù là chính là âu dương minh nguyệt như thế một cùng một đại tu sĩ cũng đã không thể đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp dù coi như không địch lại muốn đi đó là ai đều ngăn không được hắn huống chi hắn bây giờ còn có hai đầu tứ giai thiết bối đao lang cùng một đầu nguyên anh hậu kỳ xương chim làm giúp đỡ liền coi như đối mặt mấy cùng giai tu sĩ vây công kia cũng có thể thong rong ứng đối về phần ngộ linh kỳ lão quái nghĩ đến không phải dễ dàng như vậy đụng tới tiêu phàm hướng hắc lân khoát tay áo một trận gợn nước vặn vẹo qua đi thân thể của hắn đã tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi sau một khắc liền xuất hiện tại không gian pháp trong trận màu ngà sữa không gian vòng xoáy lập tức đem thân thể của hắn bao phủ lần này không gian truyền tống thời gian không tính là quá lâu sau một lát tiêu phàm liền cảm thấy bốn phương tám hướng không gian áp lực đang dần dần biến nhỏ rốt cục trước mắt thông suốt sáng lên, đã từ không gian thông đạo bên trong phi độn ra. a à, tiêu phàm đứng vững thân thể, hai mắt bốn phía vung mạnh, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Dõi mắt chỗ đến, hoàn toàn hoang lương, ngay cả nửa điểm lục sắc đều không nhìn thấy, chớ đừng nói chi là một con vật sống. Nói đến, tiêu phàm cũng đi qua không ít hoang vu chi địa, tính được không cảm thấy kinh ngạc. Chân chính để tiêu phàm giật mình là, nơi đây hoang vu như vậy, linh khí lại không hề tầm thường dồi dào nồng đậm vô so, thậm chí không so hắn vừa vừa rời đi thánh linh nguyên địa kém bao nhiêu. Nhưng cả hai cho người cảm thụ nhưng lại tuyệt không giống nhau. Nơi đây thiên địa linh khí cố nhiên cực kỳ dồi dào, lại thiếu một cỗ sinh cơ bừng bừng. Tiêu phàm đầu óc nhất chuyển, liền hiểu được, nơi đây khẳng định cất giấu một chỗ cực phẩm linh mạch, đồng thời linh mạch quy mô còn không tính tiểu. Chỉ bất quá minh bạch điểm này về sau, vấn đề mới lại tới địa mạch linh khí như thế dồi rào chỗ, làm sao lại không người ở lại tu luyện không người khai thác linh thạch. Tại Nam Châu đại lục thế mà còn có như thế một chỗ tịnh thổ. Quả nhiên là kỳ quặc quái gở, từ truyền tống thời gian để phán đoán, Tiêu Phàm có thể khẳng định lần này truyền tống khoảng cách không xa, tuyệt không có khả năng là truyền tống đến một cái khác giao diện, nhất định còn tại Nam Châu đại lục, thậm chí còn tại Tây Mạc biển cả. Tiêu Phàm trong đầu cao tốc vận chuyển, ánh mắt lại một mực tại bốn phía dò xét, bỗng nhiên lại là a một tiếng, nâng tay vồ một cái cách đó không xa một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân thổ hoàng sắc tinh thạch, trực tiếp hướng tiêu phàm bay tới. Nói đùa sao, tiêu phàm đem khối này thổ hoàng sắc tinh thạch một tóm vào trong tay, lập tức liền đoán được, đây là một khối to lớn linh thạch, hơn nữa là phẩm tướng không thấp cao dai thổ linh thạch. Giống khổng lồ như vậy một khối cao dai linh thạch, gia công về sau, chỉ ít có thể cắt thành to bằng chứng bồ câu tiểu nhân tiêu chuẩn linh thạch 6-7 khối nhiều, vẹn vẹn như thế một khối linh thạch, tại rất nhiều chút cơ kỳ cấp thấp tu sĩ trong mắt, chính là một món khổng lồ tài phú bọn hắn cả một đời khả năng đều tích xúc không được khổng lồ như vậy một bút gia sản mà ở nơi này khối này to lớn linh thạch vậy mà liền dạng này trần trụi trên mặt đất thậm chí ngay cả một tia bùn đất đều chưa từng bao trùm lộ thiên tài nguyên khoáng sản tiêu phàm trong đầu lập tức hiện lên dạng này một cái danh từ thế nhưng là cái này lộ thiên linh quáng cũng quá khủng bố đi tiện tay đều có thể nhặt được cao giai linh thạch nếu là hơi vừa mở hái đây chẳng phải là phú khả địch quốc Tiêu Phàm lập tức lại tại phủ cần tìm được không ít thiên nhiên chưa điêu đục linh thạch, thể tích có rất có nhỏ, phẩm tướng cũng cao có thấp có, không giống nhau. Duy nhất điểm giống nhau chính là trần trụi bên ngoài, không che không đậy. Đây không phải lộ thiên linh quáng, Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức lật đổ mình vừa rồi suy đoán. Nếu như là lộ thiên linh quáng lời nói, tại cùng một cái mặt bằng bên trên sẽ không xuất hiện nhiều như vậy phẩm tướng chênh lệch to lớn linh thạch. Bình thường đến nói, tụ tập cùng một chỗ tài nguyên khoáng sản, phẩm tướng đều là không sai biệt lắm. Ngay sau đó, tiêu phàm liền hiểu được, hắn biết rõ ràng nguyên nhân, không gian chi lực, nơi đây có vô số không gian loạn lưu, trong đó không ít loạn lưu thậm chí có thể được xưng là thấp cùng độ chấn động không gian phong bạo. Hắn ở đây hiện thân đoạn thời gian này bên trong, liền có mấy cỗ không gian loạn lưu từ bên cạnh hắn càn quét mà qua, bị càn khôn đỉnh tự động che đậy bên ngoài, đối với hắn không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nhưng mà giống hắn dạng này không gian đại sư thế nhưng là không nhiều mạnh mẽ như vậy không gian loạn lưu, càn quét không ngừng, khó trách nơi đây không có một ngọn cỏ, hoang vu vô so. Lại có loại sinh vật nào có thể ở vào tình thế như vậy sinh tồn. Càng chưa nói tới tu luyện, thậm chí ngay cả chôn sâu lòng đất linh quáng, đều bị không gian loạn lưu cắt phải thất linh bát lạc, không ít linh thạch được đưa tới đồng hồ đến, cứ như vậy trần trụi bên ngoài. Không linh đảo, tiêu phàm trong đầu linh quang lóe lên, chợt nhớ tới cái này địa danh. Đái Thành Long đã từng nói, Tây mạc biển cả không linh đảo bên trên, địa mạch linh khí cực kỳ nồng đậm, chính là toàn bộ tây mạc biển cả linh nhãn chỗ. Nhưng ở trên đảo lâu dài không gian phong bạo không ngừng, không linh đảo khu vực trung ương vạn kiếm cốc, càng là Nam Châu đại lục nổi danh nhất cấm địa, bất kỳ người nào khẽ dựa gần 10.000 kiếm cốc, có lẽ một khắc trước còn bình yên vô sự, sau một khắc liền bị không gian phong bạo cuốn vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nơi đây tình hình, ngược lại là cùng cổ tịch ghi chép bên trong không linh đảo tình hình có chút nhất trí. Mà lại, không linh đảo cùng cực ám vực sâu đồng dạng, đều là tại tây mạc biển cả. Tiêu phàm lập tức đem linh thạch sự tình vứt qua một bên, bắt đầu bình thức tĩnh khí, nghiêm túc cảm ứng nơi đây không gian chi đạo. Quả nhiên, rất nhanh tiêu phàm lại cảm ứng được chung quanh trồng chất không gian cấm chế, cảm giác bên trên, cùng thất dạ giới long thần đảo không gian lồng giam có phần giống nhau đến mấy phần chỗ. Tiêu phàm lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhau, hắn cũng không là tới nơi này du ngoạn, vì muốn tìm một đầu có thể lâu dài sử dụng không gian thông đạo, thuận tiện ra vào toàn nghe thánh linh nguyên địa. Nơi đây như thế hung hiểm, rất rõ ràng không thích hợp làm cửa ra vào. Tiêu phàm mình ngược lại là có thể mạo hiểm thử một lần, những người khác tuyệt đối không được. Cũng may đầu kia cố định không gian thông đạo, hẳn là có hai cái thậm chí hai cái trở lên lối ra. Bên này lối ra liên tiếp không linh đảo chỗ như vậy, một bên khác lối ra, tình hình có lẽ phải tốt hơn nhiều. Lại rời đi nơi đây, đi nơi khác nhìn kỹ hãng nói. Chủ ý đã định, tiêu phàm chính muốn ly khai, bỗng nhiên lại dừng lại bước chân. Chỉ thấy cực cao trên trời cao, nguyên bản hay là tình không nhìn dặm, đột nhiên liền biến sắc mặt, một chút trở nên mây đen quay cuồng, vô số vàng bạc hai màu thiên lôi, tại trong mây đen lấp lánh, dần dần hội tụ thành đoàn, hướng mặt đất chậm rãi đẻ ép xuống. Lôi kiếp tiêu phàm không khỏi ngây người, hắn thấy rõ ràng, đây là độ kiếp thiên lôi, chẳng lẽ, lại có người tại không linh đảo bên trên độ kiếp. Độ kiếp thiên lôi, tiêu phàm là tuyệt sẽ không nhìn lầm, Loại này thiên lôi, cùng bình thường thiên lôi chi lực có cực kỳ nhỏ nhưng lại không phải thường minh lộ vẻ khác nhau, đối với tinh thông thần thông sấm xét tiêu chân nhân mà nói, không thể quen thuộc hơn được. Mà lại, tiêu phàm rất nhanh liền biết, ngay tại độ kiếp chính là vị cao nhân nào. Làm sao dạng này cuồng bạo, mắt kiến không bên trong vàng bạc hai màu thiên lôi càng tụ càng nhiều, lại một mực dương cung mà không phát, chỉ là không ngừng tại xúc tích lực lượng, ngay cả tiêu phàm cũng không nhịn được lầm bẩm một câu. Hắn cũng coi như được chứng kiến một chút nguyên anh tu sĩ độ kiếp, bao quát ma quỷ biển bá rùa độ kiếp, thiên lôi chi lực cố nhiên lợi hại, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng bạo cảnh tượng. Chính hắn tại tiến giai nguyên anh lúc độ kiếp, đạo thứ 9 thiên lôi chi lực, tựa hồ cũng không có có trước mắt thiên lôi cuồng bạo như vậy. Nhưng là bây giờ, cái này lôi kiếp lại chưa bắt đầu. Hắn khi độ kiếp mạnh nhất thiên lôi chi lực, thậm chí còn không đuổi kịp người khác khi độ kiếp thứ nhất đạo thiên lôi. Loại tình hình này tiêu phàm trước kia nghĩ cũng không nghĩ qua. Chẳng lẽ là tại độ ngộ linh kỳ đại kiếp, tiêu phàm tin tưởng vững chắc, nguyên anh trung kỳ hướng về sau kỳ tiến dài thời điểm, chỗ chịu đựng lôi kiếp tuyệt đối sẽ không có dạng này cuồng bạo. Bằng không mà nói, đa số nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng sẽ ở thiên lôi chi lực dưới hôi phi yên diệt. Ngay cả hắn người mang lôi đình trí bảo, cũng không có nắm chắc kể đến cuối cùng. Trừ phi, là nguyên anh hậu kỳ hướng mộ linh kỳ tiến dai. Tại toa ma giới dạng này dưới cùng giao diệt, đây đã là lớn nhất lôi kiếp. Khả năng chỉ có Ngộ Linh sơ kỳ hướng trung kỳ tiến giai, hoặc là Ngộ Linh trung kỳ hướng về sau kỳ tiến giai thời điểm, mới có tới tương đương lôi kiếp chi lực xuất hiện. Thế nhưng là sẽ có người nào tại Không Linh đảo độ kiếp đâu? Từ Thiên Lôi hội tụ vị trí đến xem, nơi đó hẳn là đang đứng ở Không Linh đảo trung tâm nhất, cũng chính là trong truyền thuyết tuyệt đối cấm địa Vạn Kiếm Cốc. Không Linh đảo là tây mạc biển cả linh nhãn chỗ, mà Vạn Kiếm Cốc thì có thể xưng là tây mạc biển cả không gian chi nhãn nơi đó là toàn bộ tây mạc biển cả không gian chi lực hội tụ chỗ, dù coi như là tiêu phàm, chỉ sợ cũng không dám ở nơi đó tiếp tục chờ đợi. Ngay tại tiêu phàm suy nghĩ muôn vàn thời điểm, ầm ầm một tiếng, thứ nhất đạo thiên lôi rốt cục bổ xuống, toàn bộ bầu trời, nháy mắt liền bị một loại cực kỳ ánh sáng chói mắt che giấu, trong mắt trừ thiên lôi loạn vũ, sẽ không còn được gặp lại khác bất kỳ vật gì. Sau đó, một đạo tinh xảo kim sắc phích lịch, bỗng nhiên từ mặt đất bay lên, cái này đạo kim sắc phích lịch khi mới xuất hiện, cực kỳ tinh xảo, chỉ có ngón út phẩm chất, nhưng mỗi hướng lên một tấc, liền trở nên thô to một phân. Trong nháy mắt, hai đạo phích lịch liền ở giữa không trung đón đầu đụng vào nhau. Lúc này, kim sắc phích lịch đã kinh biến đến mức thô to vô so, mặc dù còn so ra kém thiên lôi, nhưng cũng có sức đánh một trận. Âu Dương Minh Nguyệt, tiêu phàm trên mặt hiện lên một vòng cực kỳ thần sắc cổ quái. Không hề nghi ngờ, đây là Âu Dương Minh Nguyệt thủ pháp. Tiêu phàm không biết gặp nàng ra qua bao nhiêu lần tay, đối vị này hạo thiên tông đại trưởng lão lôi điện thủ pháp, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Mà lại cái kia kim sắc lôi điện bên trong sen lẫn trí dương chi lực, tiêu phàm có thể rõ ràng mà cảm thụ được. Long thần đảo không gian loạn lưu, vậy mà đem Âu Dương Minh Nguyệt cuốn tới không linh đảo vạn kiếm cốc. Nhất là không tưởng được chính là Âu Dương Minh Nguyệt thế mà ngay tại vạn kiếm cốc độ kiếp. Không thể nghi ngờ, đây là hướng ngộ linh kỳ tiến giai lớn lôi kiếp, khó trách thiên lôi chi lực kinh người như thế. Thiên lôi chi lực cùng kim sắc phích lịch ở giữa không chung giữ lẫn nhau một lát, rốt cục song song hao hết uy năng, tiêu tán thành vô hình. Lấy Âu Dương Minh Nguyệt chi năng, ngăn cản đợt thứ nhất thiên lôi hay là không có vấn đề gì cả. Lập tức tiêu phàm không do dự nữa, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh vào đến càn khôn đỉnh bên trong, trừ màu đỏ hỗn độn đồ án càn quét mà ra, suy một tiếng, đem cách đó không xa không gian cấm chế xé ra, tiêu phàm thân thể nhoáng một cái, liền từ trong vết nứt không gian xuyên qua, không thấy bóng dáng. Nhìn qua, hắn cùng Âu Dương Minh Nguyệt vị trí vạn kiếm cốc cách xa nhau không xa, trên thực tế, lại không biết có bao nhiêu trọng không gian cấm chế tồn tại, muốn cùng Âu Dương Minh Nguyệt tụ hợp, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất xé mở những này không gian bình chướng. Cứ việc Âu Dương Minh Nguyệt danh xưng Nam Châu đại lục đại tu sĩ thứ nhất, thực lực cường đại đến cực điểm, nhưng cái này thiên lôi chi lực thực tế quá mức khủng bố, đồng thời một đạo mạnh hơn một đạo, Tiêu Phàm cũng không cho rằng Âu Dương Minh Nguyệt nhất định có thể tiếp được. Mà lại từ cái này thiên lôi cuồng bạo đến xem, chỉ sợ lần này độ kiếp, cũng không phải nước chảy thành sông. Chẳng lẽ là Âu Dương Minh Nguyệt mắt thấy lúc không ta đợi, bị bất đắc dĩ, cưỡng ép dẫn động thiên lôi, muốn tranh thủ trong cõi u minh kia một tia phiêu miểu cơ duyên. Ngay tại Tiêu Phàm xé rách đạo thứ hai không gian bình chướng thời điểm, trên bầu trời đạo thứ hai thiên lôi lại đã oanh kích mà hạ. Giờ phút này, không linh đảo trung tâm, vạn kiếm cốc vượt qua tất cả mọi người dự kiến, vạn kiếm cốc trọng yếu nhất chỗ, vậy mà không phải đám người tưởng tượng như thế, hoàn toàn hoang lương, không có một ngọn cỏ, mà là cỏ xanh như tấm đẹp, phồn hoa như gấm, tựa như một cái cự đại vườn hoa, cảnh sắc cực kỳ yêu mỹ thoải mái. Lớn vườn hoa chính giữa một mảnh trên đồng cỏ, khoanh chân ngồi ngay thẳng một cô gái áo đỏ, tóc trắng phơ bay múa, da thịt trắng hơn tuyết, hồng nhan như hoa, phong hoa tuyệt đại, chính là Âu Dương Minh Nguyệt. Mắt thấy đạo thứ hai thiên lôi đánh xuống, Âu Dương Minh Nguyệt vẫn như cũ chỉ là tay phải hơi nhấc ngón tay, một đạo kim sắc phích lịch bắn ra, nghinh kích đi lên. Lại là cùng vừa rồi giống nhau như đúc tình hình xuất hiện, hai đạo phích lịch ở giữa không chung đón đầu đụng vào nhau, nhưng mà lần này, thiên lôi chi lực rõ ràng phải cường đại hơn nhiều. Một kích phía dưới, kim sắc phích lịch liền trình chống đỡ hết nổi thái độ, hơi một giữ lẫn nhau, liền là tán loạn biến mất, bị suy yếu một nửa thiên lôi tiếp tục oanh kích xuống. Âu Dương Minh Nguyệt hai mắt mở ra trên mặt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù nàng cũng biết, lần này dẫn động thiên lôi nhất định không hề tầm thường, nhưng mới đạo thứ hai thiên lôi, vậy mà liền để cho mình phán đoán sai lầm, hay là đại đại nằm ngoài dữ liệu của nàng. Lập tức hơi nhấc ngón tay, lại là một đạo tinh xảo phích lịch bay múa mà ra, nghênh tiếp kia đạo thiên lôi, một phen giữ lẫn nhau về sau, song song tán loạn. Nhưng mà thiên lôi chi lực lại không cho Âu Dương Minh Nguyệt mảy may cơ hội thở dốc, đạo thứ ba càng to lớn hơn thiên lôi lập tức tuôn trào mà xuống, thế không thể đỡ. Âu Dương Minh Nguyệt vươn người đứng dậy, hai tay gảy nhẹ, hai đạo tinh xảo kim sắc phích lịch đồng thời từ nàng giữa ngón tay bắn ra, ở giữa không trung hội tụ cùng một chỗ, hướng không trung thiên lôi nghênh kích đi lên. Lần này lại không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hai đạo màu vàng phích lịch cùng thiên lôi chi lực giữ lẫn nhau sau một lát, đồng thời chôn vùi. Âu Dương Minh Nguyệt khiết trắng như ngọc gương mặt bỗng nhiên hiện lên hai đóa đỏ thắm, trên thân khí tức yếu mấy phân, cho thấy phải vừa rồi kia cử trọng nhược khinh một kích, kỳ thật hao phí nàng không ít chân nguyên pháp lực. Tiễn Nước trong hai con ngươi, lần thứ nhất lộ ra vẻ lo lắng. Đây mới là đạo thứ ba thiên lôi mà thôi, liền đã để nàng chân nguyên pháp lực rất là suy yếu, tiếp xuống sáu đạo thiên lôi, lại là một đạo mạnh hơn một đạo. Oanh không dung Âu Dương Minh Nguyệt có chút cơ hội thở dốc, đạo thứ tư thiên lôi oanh kích mà hạ. Từ cái này đạo thiên lôi uy thế mà nói, vượt xa phía trước ba đạo thiên lôi. Cái này thiên lôi chi lực giống như cũng là phân giai đoạn, mỗi ba đạo thiên lôi vì một theo điểm, lần thứ hai tuần hoàn lực đạo ở xa lần thứ nhất theo điểm phía trên. Cái này đạo thứ tư thiên lôi, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không còn có thể cử trọng nhược khinh ứng đúng, lúc này một tiếng quát, song trưởng tề xuất, một đạo nhìn qua so thiên lôi chi lực còn muốn lớn hơn kim sắc phích lịch, hóa thành một đầu kim sắc giao long, ngửa mặt lên trời huyết dài một tiếng, dương nhanh múa vuốt hướng lên trời lôi nghinh kích đi lên. Chí dương chi lực tứ tán bay dương, càn quét những nơi đi qua, vô số hoa cỏ cây cối nháy mắt hóa thành cho tàn. Tại cường đại như vậy ương ngạnh chặn đánh phía dưới, đạo thứ tư thiên lôi không từ gào thét, lại bị kim sắc phích lịch gắt gao đứng vững, khó mà kích xuống dưới nửa phân. Ngay tại đạo thứ tư thiên lôi chi lực sắp hao hết, lập tức liền muốn tiêu tán thời điểm, oanh một tiếng vang thật lớn, không có dấu hiệu nào, đạo thứ năm thiên lôi bỗng nhiên từ trong mây đen tuôn trào mà hạ. Cái này vậy mà là một đạo ẩn giấu thiên lôi, phảng phất đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tận lực vào lúc này đánh lén. Dù coi như Âu Dương Minh Nguyệt kiến thức rộng rãi, đối này nhưng cũng là không có chút nào chuẩn bị, vừa sừng sốt một chút, thiên lôi đã lao thẳng tới đỉnh đầu, ngay cả nửa điểm ứng đối thời gian đều không có. Xoẹt, kim sắc phích lịch bị không chút lưu tình đánh tan, ngay sau đó, Thổ to thiên lôi trực tiếp thẳng đánh vào Âu Dương Minh Nguyệt đỉnh đầu. Trong nháy mắt, Âu Dương Minh Nguyệt cả người đều bị vàng bạc hai màu hồ quang điện chỗ vây quanh, lôi quang lóa mắt chói mắt. Chỉ nghe một tiếng quát, vàng bạc hai màu lôi quang bên trong, bỗng nhiên bạo liệt ra một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức, kim sắc phích lịch không ngừng lấp lánh, bỗng nhiên đem thiên lôi bao khỏa lôi cầu nổ tung, hiện ra Âu Dương Minh Nguyệt thân hình. Chỉ bất quá giờ khắc này đại trưởng lão, sắc mặt trở nên trắng bệch, xinh xắn khóe miệng chảy ra một vệt máu, thê diễm vẻ đẹp, khiến người gặp một lần phía dưới, liền trong lòng rung động, hận không thể xông đi lên thay nàng ngăn cản cái này vô tận lôi kiếp. Mà Âu Dương Minh Nguyệt khí tức bị tiến một bước suy yếu rất nhiều bị thiên lôi đánh lén loại chuyện này, thế mà phát sinh, còn phát sinh trên đầu nàng, coi là thật lẽ nào lại như vậy. Dù là Âu Dương Minh Nguyệt kiến thức rộng rãi, trước đó cũng chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy. Nhưng mà mặc kệ cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, việc này chính là thật sự phát sinh, còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Không đợi Âu Dương Minh Nguyệt hơi sự tình điều tức, đạo thứ sáu thiên lôi lại đã đánh mạnh mà xuống, là chân chính tật như thiểm điện. Âu Dương Minh Nguyệt sầm mặt lại, chu cái miệng nhỏ, một mặt tắc hơn lớn cổ phát hương đồng bắn ra, đảo mắt hóa thành vài thước lớn nhỏ, trên mặt kính phích lịch quanh quẩn, kim quang lóa mắt, đón đạo thứ sáu thiên lôi bay đi lên. Âu Dương Minh Nguyệt năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết cực nhanh đánh vào đến Hạo Dương Bảo trong kính. Cái này phòng chế linh bảo, tại Long Thần Đảo chống cự huyết quang thiếu niên công kích thời điểm, đã từng làm bị thương nguyên khí, trải qua cái này hai mươi mấy năm tâm huyết bồi dưỡng, lại dần dần khôi phục, bất quá so sánh với trạng thái tốt nhất thời điểm, hay là có vẻ không bằng. Uy lực như thế to lớn phỏng chế linh bảo, một khi làm bị thương bản nguyên, cũng không phải dễ như trở bàn tay liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Âu Dương Minh Nguyệt vốn không có ý định đem bảo vật này tế ra đến, vạn nhất lại bị tổn thương, món trí bảo này coi như thật hủy. Nhưng mà dưới mắt chuyện gấp, lại không phải do nàng của mình mình quý. Tính mệnh đều không tại, bảo vật cho dù tốt, thì có ích lợi gì. Hạo Dương Bảo Kính có thể nói là Hạo Thiên Tông bảo vật chấn giáo, chỉ ít cũng là một trong uy lực mạnh, không thể nghi ngờ. Cổ kính quang hoa đại phóng, vững vàng đứng vững kia khí thế hùng hổ đạo thứ sáu thiên lôi, song phương giữ lẫn nhau hồi lâu, thiên lôi chi lực mới rốt cục tiêu hao hầu như không còn, lôi trụ tiêu tán thành vô hình. Âu Dương Minh Nguyệt khoát tay, lấy ra một viên đỏ tươi đan dược, vội vã đưa vào trong miệng anh đào. Chống cự xong sáu đạo thiên lôi, trong cơ thể nàng chân nguyên pháp lực, cơ hồ tiêu hao hơn phân nữa, kế tiếp ba đạo thiên lôi, đem xa so phía trước sáu đạo thiên lôi muốn cuồng bạo được nhiều. Mặc dù đối mặt chính là trong cõi u minh không thể dự báo thiên ý, cảm giác bên trên thật giống như cùng một tên cực kỳ cao minh cực kỳ giảo hoạt đối thủ tác chiến, đối ngươi hết thảy rõ như lòng bàn tay. Nhất là, trận chiến đấu này ngươi còn không thể trốn tránh, không thể lui bước, chỉ có thể đánh tới ngọn nguồn. Thua hoặc là thắng, sẽ chỉ có một kết quả, hoặc này hoặc kia, Âu Dương Minh Nguyệt hiện tại không có thời gian đi suy nghĩ khác, chỉ có thể nắm chặt thời gian luyện hóa dược lực, điều hòa thể nội có chút xoắn suýt khí tức chuẩn bị cùng sắp hạ xuống đợt thứ ba thiên lôi quyết nhất tử chiến. Trên bầu trời nùng vân mật hợp, lại sẽ không còn được gặp lại mảy may lôi điện tung tích, chi thỉnh thoảng sẽ có một tia tia chấp từ nồng đậm vô so trong mây đen thấu ra, khiến người không tự chủ được gan chiến tâm kinh. Đầy trời mây đen phía dưới, Âu Dương Minh Nguyệt hai tay bấm quyết, bạch phát phi dương, xinh đẹp Việt Luân, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khí tức cường đại. Đây là triệt để đem thể nội mỗi một phân chân nguyên pháp lực đều đều bắt đầu chuyển động. suốt cục một đạo mảnh khảnh thiểm điện, xé mở mật hợp mây đen, tựa như là đang thử thăm dò, động tác cực kỳ ôn nhu. Vàng bạc hai màu hồ quang điện quấn quyết lấy nhau, ôn nhu phải như là người yêu, gắn bó thắm thiết, không chịu tách ra. Cùng Âu Dương Minh Nguyệt thủ pháp tương tự, đạo này mảnh khảnh hồ quang điện, mỗi lần kích một tấc, liền lớn mạnh một phân, trong nháy mắt liền hóa thành như vạc nước phẩm chất, mang theo lôi đình vạn quân khí tức hủy diệt, tuôn trào mà hạ. Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt đột biến, Mặc dù nàng cũng dự liệu được đợt thứ ba thiên lôi sẽ cực khác bình thường, lại cũng không nghĩ ra, vậy mà như thế cuồng bạo vô luân, xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng bên ngoài. Nhưng mà thực bức nơi đây, đã không có đường lui. Cắn răng một cái, Âu Dương Minh Nguyệt mười ngón luân chuyển, từng đạo pháp quyết liều mạng hướng Hạo Dương Bảo trong kính mãnh liệt mà vào. Hạo Dương Bảo kính kim quang lóng lánh, như là chân trời nắng gắt, lóa mắt trói mắt, hướng lên trời lôi nghinh kích mà lên. Oanh một tiếng, thiên lôi cùng hạo dương bảo kính hung hăng đụng vào nhau, phích lịch đại tác, đinh tai nhức óc. Một cỗ khí lưu màu vàng óng, lấy hạo dương bảo kính làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía mở rộng lái đi, hình thành một đạo đạo kim sắc gió lốc, đem nguyên bản yên tĩnh dị thường vạn kiếm trong cốc tâm quấy đến long trời lở đất. Không gian bốn phía cấm chế, thậm chí đều nhận ảnh hưởng nào đó, bắt đầu bày biện ra không ổn định dấu hiệu. Lúc trước sáu đạo thiên lôi, tối đa cũng chính là tiếp tục không đến 30 phút sau liền là tán loạn biến mất nhưng cái này đạo thứ bảy thiên lôi tựa hồ vô cùng vô tận hạo dương bảo kính đã đau khổ giữ lẫn nhau gần nửa canh giờ thiên lôi chi lực lại không thấy chút nào yếu bớt âu dương minh nguyệt vừa mới khôi phục một chút huyết sắc gương mặt lại một chút xíu mà trở nên tái nhợt thể nội chân nguyên pháp lực đang trôi qua nhanh chóng cũng chính là âu dương minh nguyệt có thể trèo chống đến lúc này đổi cái khác phổ thông hậu kỳ đại tu sĩ đã sớm chân nguyên hao hết vẫn lạc tại thiên lôi phía dưới Bất quá căn cứ loại tình hình này đến phân tích, Âu Dương Minh Nguyệt trong lòng vô cùng rõ ràng, vô luận như thế nào, nàng đều chống đỡ không nổi đạo thứ 9 thiên lôi, có thể đứng vững đạo thứ 8 thiên lôi. Liền xem như cực hạn, thậm chí, ngay cả dưới mắt cái này đạo thứ 7 thiên lôi cũng có thể hao hết nàng cuối cùng một tia pháp lực. Ngay tại Hạo Dương Bảo Kính bị thôi vận đến cực hạn, liền muốn ngăn cản không nổi thời điểm, khoác suy một tiếng, đạo thứ 7 thiên lôi bỗng nhiên vừa thu lại, nhanh chóng vô cùng lùi về đến trong mây đen đi là rụt về lại, không phải bị tản mất. Cảm giác bên trên, đây cũng không phải là thiên lôi chi lực, mà là một loại nào đó binh khí, điều khiển ở trên bầu trời vô hình cự thần trong tay, hiện tại chỉ là giữa trận nghỉ ngơi, lúc nào cũng có thể lại cho nàng đến lập tức. Âu Dương Minh Nguyệt chỉ tới kịp thở một cái, nguyên bản mật hợp đầy trời mây đen, bỗng nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, phảng phất đập lớn vỡ đê, vô tận vàng bạc sắc lôi điện, như là ngập trời hồng thủy, cuồn cuộn mà hạ. Không phải hồ quang điện, không phải lôi trụ, là vô tận lôi điện hồng thủy, mang theo diệt thế khí tức, muốn đem Âu Dương Minh Nguyệt bao phủ hoàn toàn trong đó. Mắt thấy thiên lôi như thế cuồng bạo, Âu Dương Minh Nguyệt bị kích thích vô tận nộ khí, nghiến chặt hàm răng, nhấc tay vừa nhấc, một đạo cơ hồ mắt trần có thể thấy pháp quyết, rót vào giữa không trung Hạo Dương Bảo trong kính. Nguyên vốn đã có chút ảm đạm Hạo Dương Bảo kính lại một lần nữa tinh thần đại chấn, quang hoa tứ bắn, ở giữa không trung mở rộng ra đến, như là chống ra một thanh ô lớn, đem Âu Dương Minh Nguyệt che đậy nó hạ mặc cho vàng bạc sắc thiên lôi chút xuống đều bị hạo dương bảo kính ngăn trở bên ngoài cực kỳ chặt chẽ bảo vệ nó dưới âu dương minh nguyệt nhưng mà âu dương minh nguyệt rất rõ ràng cái này kỳ thật chỉ là sau cùng an bình mà thôi không phải bảo vật ngăn cản không nổi là chính nàng chống đỡ không nổi đang lúc nàng toàn lực ứng phó đem toàn thân chân nguyên không ngừng quán chú nhập hạo dương bảo trong kính lúc vùng đan điền bỗng nhiên trì trệ một cỗ trọc khí bỗng nhiên bay lên nháy mắt tràn ngập toàn thân cỗ này trọc khí vẫn luôn tại trong cơ thể của nàng. Lấy huyền âm chi thể, gượng ép tu luyện trí dương công pháp, không thể tránh né sẽ xuất hiện loại tình hình này. Âu dương minh nguyệt kỳ tài ngút trời, cưỡng ép đem huyền âm lôi linh chi thể phát huy đến cực hạt, âm cực dương sinh, ngạnh sinh sinh đem hạo dương thần lôi tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại thành. Thể nội cỗ này trí dương chọc khí, nhưng cũng càng để lâu việt hậu, ngày bình thường tại Âu dương minh nguyệt cưỡng ép chân áp phía dưới, trí dương chi khí chỉ có thể ngoan ngoán co quắp một góc, không thể nháo sự. Bây giờ cùng thiên lôi chi lực đối kháng, Âu Dương Minh Nguyệt đã dốc hết toàn lực, đem mỗi một phân chân nguyên pháp lực đều điều động. Kia cố bị cưỡng ép chân áp trí dương chi khí, liền thừa cơ hội này, làm lên làm loạn. Đưa vào hạo dương bảo kính chân nguyên pháp lực, bỗng nhiên chặt đứt. Răng rắc một tiếng thanh thúy đến cực điểm tiếng vỡ vụn truyền đến, hạo dương bảo kính bỗng nhiên từ đó vỡ ra một đường vết rách, lôi sáng lóng lánh, vàng bạc sắc thiên lôi từ lỗ hổng này bên trong chen vào, sau một khắc chính là hạo dương bảo kính triệt để hủy diệt thời điểm. Âu Dương Minh Nguyệt con ngươi, bỗng dưng co vào, kết thúc, ngàn năm con đường tu chân, đau khổ tìm kiếm lâu như vậy con đường trường sinh, đến đây kết thúc. Biết gió cưỡng ép dẫn động lôi kiếp, cưỡng ép tiến dai, chín thành chín liền là kết cục như vậy, hủy diệt không có cuối cùng dáng lâm trước đó, dù sao vẫn là ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Oanh Hạo Dương bảo kính triệt để nổ bể ra đến, vô cùng vô tận vàng bạc lôi điện, mang theo cực điểm lực lượng hủy diệt, đánh mạnh mà hạ. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi vểnh lên tràn ra một nụ cười khổ mặc dù trong lòng cực độ không cam lòng tâm cao khí ngạo minh nguyệt tiên tử cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn tiếp nhận cái này kết cục sau cùng liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc âu dương minh nguyệt trước mắt bỗng nhiên kim quang lóe lên một cái màu hoàng kim như ý bảo tháp phi tốc xoay tròn lấy nháy mắt biến thành mấy trượng lớn nhỏ hoàng kim cự tháp đón đầy trời vàng bạc sắc thiên lôi sông tới tại thiên lôi sắp đánh chúng Âu Dương Minh Nguyệt nháy mắt, rắn rắn chắc chắc ngăn trở kia tứ ngược thiên lôi. Âu Dương Minh Nguyệt hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Tiêu phàm, hoác suy một tiếng, cách đó không xa không gian bình chướng phát ra xé vải thanh âm, bị cưỡng ép xé rách. Một nói bóng người màu trắng bắn ra, hướng Âu Dương Minh Nguyệt kích xạ mà tới. Chính là tiêu phàm, tại cái này nguy cấp nhất trước mắt, tiêu phàm vậy mà như là phi tướng quân từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt nàng mà lại khí tức cường đại như thế tiêu phàm kích xạ mà đến nháy mắt âu dương minh nguyệt thậm chí cảm thấy hô hấp không thông suốt nguyên anh hậu kỳ tiêu phàm vậy mà cũng đã đặt chân đại tu sĩ hàng ngũ đương nhiên đây cũng là bởi vì âu dương minh nguyệt chân nguyên pháp lực tiêu hao quá độ gần như khô kiệt nếu không cùng giai tu sĩ tuyệt sẽ không để nàng có hô hấp không thông suốt cảm giác áp bách trong nháy mắt tiêu phàm liền đến bên người nàng thân là y thánh tiêu phàm một chút liền có thể nhìn ra được Âu Dương Minh Nguyệt trên thực tế đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, thể nội mỗi một phân chân nguyên pháp lực đều bị nàng cưỡng ép kích phát ra đến, tiêu hao phải không còn một mảnh. Thậm chí ngay cả bản mệnh pháp bảo đều bị thiên lôi chi lực hủy đi, thần hồn trọng thương. Đổi một người, cũng sớm đã vẫn lạc mà chết, căn bản liền đợi không được hắn chạy đến cứu giúp. Sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, ở chỗ Âu Dương Minh Nguyệt thể nội có khác một cỗ cường đại đến cực điểm sinh mệnh lực lượng tại duy trì. Cái này cỗ cường đại sinh mệnh lực lượng, tiêu phàm cũng có thể cảm ứng được cùng long thần đảo huyết hải bên trong ương kia hoàng thanh tuyền khí tức giống nhau như đúc mấy chục năm vất vả âu dương minh nguyệt đến cùng hay là tại long thần đảo thu hoạch được một vài thứ tinh thần như thế sinh mệnh tinh hoa tuyệt không tại toan nghe thánh linh nguyên địa linh tuyển phía dưới nhưng là rất hiển nhiên kia kén máu phía dưới chuyển hóa qua chất lỏng không phải thiên hương ngọc lộ bằng không mà nói âu dương minh nguyệt đã sớm tiến giai hoàn toàn không cần phải ở chỗ này chịu đựng vô tận thiên lôi tẩy lễ Tiêu Phàm không nói hai lời, ngón tay gảy nhẹ, một viên đỏ tươi đan dược hướng Âu Dương Minh Nguyệt cái miệng anh đào nhỏ nhắn thẳng bắn đi. Âu Dương Minh Nguyệt há mồm đem viên đan dược kia nuốt xuống, lại nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ nói: "Vô dụng, Tiêu Phàm, trong cơ thể ta âm dương nhị khí chuyển hóa không đến, vô luận người cho ta bao nhiêu linh đan rượu dược, đều là uổng phí sức lực. Trừ phi, ngươi thật sự có Thiên Hương Ngọc Lộ, nhưng bây giờ, Âu Dương Minh Nguyệt đã không tin thế gian thật tồn tại Thiên Hương Ngọc Lộ loại này nghịch thiên kỳ chân." Nếu như tại thất giả giới thủy tổ thánh địa đạt được linh dịch, đều không phải thiên hương ngọc lộ, như vậy có thể khẳng định, thế gian này bên trên cũng không có loại vật này, có quan hệ bảo tàng hết thảy, đều chỉ là một cái âm mưu mà thôi. Thiên hương ngọc lộ thật sự có. Đối đây, tiêu phạm ý kiến cùng Âu Dương Minh Nguyệt vừa vặn tương phản. Tại gặp qua Tân Lâm về sau, tiêu phàm cho rằng, đó chính là thiên hương ngọc lộ. Không phải căn bản liền không có cách nào giải thích, làm sao sẽ phát sinh như thế nghịch thiên tình hình theo ta đi, ta dẫn người đi tìm thiên hương ngọc lộ. Tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, liền tóm lấy Âu Dương Minh Nguyệt tinh xảo cổ tay trắng, kêu lên. Âu Dương Minh Nguyệt liền cười, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn một cái, từ tốn nói. Đi như thế nào, ta đây là độ kiếp thiên lôi, hoặc là tiến dai, hoặc là ta chết, sẽ không còn có con đường thứ ba có thể đi. Cưỡng ép dẫn động thiên lôi độ kiếp, xác thực liền là kết quả như vậy. Đương nhiên, nếu có người có thể giúp nàng ngăn trở thiên lôi chi lực, như vậy chín đạo thiên lôi về sau, có lẽ có thể đã không tiến dai, cũng không vẫn lạc, còn duy trì lúc đầu như cũ. Nhưng khi tiêu phàm ngẩng đầu liếc bầu trời một cái vô tận lôi hải về sau, sắc mặt cũng chìm xuống dưới. Đây vẫn chỉ là đạo thứ 8 thiên lôi, dù coi như có người xuất thủ tương trợ, cuối cùng một đạo thiên lôi cũng nhất định phải có gần một nửa lực đạo, từ lịch kiếp người bản nhân tiếp nhận, nếu không thiên lôi liền sẽ vĩnh viễn không ngừng không nghỉ, không ngừng theo điểm xuống dưới, cho đến độ kiếp người vẫn lạc. Nhưng Âu Dương Minh Nguyệt dưới mắt loại tình hình này, tiêu phàm tuyệt không cho rằng nàng còn có thể tiếp nhận tia lôi kiếp thứ 9 chi lực. Gả cho ta, tiêu phàm trên mặt nhanh chóng lướt qua một vòng kiên quyết chi sắc, quát khẽ nói. Cái gì, Âu Dương Minh Nguyệt trong lúc nhất thời, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Đây là biện pháp duy nhất, tiêu phàm thủ đoạn siết chặt, một cỗ cường đại tuyệt luân hạo nhiên chính khí, bỗng nhiên tuôn ra tiến vào Âu Dương Minh Nguyệt thể nội, nháy mắt liền tràn ngập Âu Dương Minh Nguyệt toàn thân, hoàn toàn chế trụ nàng. Không, dù coi như là âu dương minh nguyệt giờ phút này cũng không chịu được thất kinh mặt mũi tràn đầy hồng hà hung tợn tiếp cận tiêu phàm thấp giọng kêu lên tiêu phàm nhìn cũng không nhìn cặp mắt của nàng chỉ là phối hợp nói ta là cửu linh cây hỗn độn thể thể trạng trí dương cứ thế dương ngự trí âm mới có thể âm dương điều hòa để trong cơ thể ngươi đến dương thần lôi chuyển biến làm trí âm thần lôi vì như thế ngươi mới có tiến giai cơ hội nhưng thế nhưng là không có biện pháp khác sao âu dương minh nguyệt thậm chí nói chuyện đều lắp bắp đỏ mặt phải như là chân trời dáng chiều kiểu diễm ướt át có tiêu phàm khẳng định đáp thế nhưng là lúc này cũng không kịp đầu đội trời lôi cuồn cuộn chẳng lẽ còn cho phép tiêu phàm thong dòng nghĩ cách từng chút từng chút chuyển đổi âu dương minh nguyệt thể nội trí dương chi khí lôi quang tháp tuy là trí bảo nhưng tại dạng này thiên lôi chi lực uy hiếp dưới đến cùng có thể kiên trì bao lâu ngay cả tiêu phàm đều không có chuẩn phổ quan trọng trước mắt quả nhiên là tranh thủ thời gian Người đi, không cần quản ta. Âu Dương Minh Nguyệt hoàn toàn rối loạn tức lòng, trong ngày thường vô so thận trọng, vô so ngạo khí vị kia đại trưởng lão, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí cũng không dám nhìn về phía tiêu phàm. Về phần trong miệng nàng nói đến cùng phải hay không thầm nghĩ, vậy coi như không được biết. Ngậm miệng, đúng lúc này, nhất quán ôn tồn lễ độ tiêu chân nhân bỗng nhiên quặng mặt lại một tiếng gào to. Âu Dương Minh Nguyệt không khỏi sửng sốt, nàng chưa hề nghĩ tới, một ngày kia, tiêu phàm sẽ giống nàng. Không có cùng Âu Dương Minh Nguyệt nghĩ rõ ràng, một cỗ cường đại đến cực điểm hạo nhiên chính khí từ tiêu phàm thể nội phồng lên mà ra, tựa như gió lốc gào thét, những nơi đi qua, tay áo thành bướm, từng mảnh từng mảnh tại không trung bay múa. Đại trưởng lão đơn bạc hồng y, biến thành lửa hồ điệp, a à, Âu Dương Minh Nguyệt không quan tâm, liều mạng hét dầm lên, hai mắt chăm chú đóng lại. Lúc này, không có cái gì Nguyên Anh Hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không có cái gì Hảo Thiên Tông đại trưởng lão, chỉ có một tên chưa nhân sự. Thất kinh cô nương, tiêu phàm cũng sửng sốt một chút, nhìn qua, Âu Dương Minh Nguyệt cùng thiên diệu tiên tử có hứa nhiều chỗ tương tự, ngày bình thường đều cao cao tại thượng, trầm mặc ít nói, đối với bất kỳ người nào đều không tỏ ra thân thiện, người điểm đạm mạc. Thế nhưng lần đầu mặt đối chuyện nam nữ, hai người biểu hiện lại khác hẳn hoàn toàn. Tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử lần thứ nhất, thiên diệu tiên tử hoàn toàn chủ động, chế phải tiêu phàm chói chân chói tay, không có chút nào kháng cự chi lực, mặc dù tận hưởng cá nước thân mật, nhưng cũng rất có mấy phân biệt khuất. Nhưng không có mấy cái nam nhân nguyện ý tại loại chuyện này bên trong sung làm vai phụ. Tiêu phàm lại ôn tồn lễ độ, lại phong độ nhẹ nhàng, đối với chuyện như thế này, cho tới bây giờ đều là chiếm cứ chủ động vị trí. Dưới mắt, Âu Dương Minh Nguyệt lại là phản ứng như vậy. Vậy mà cùng chân chính phàm tục tiểu cô nương không có gì khác nhau. Chân tay luống cuống, không ngừng thét chói tai. Thực tế cùng tiêu phàm trong dự liệu tình hình cách biệt quá xa quả thực chính là hoàn toàn trái ngược, dù nói thế nào, đại trưởng lão cũng không nên làm màu đỏ tím A. Chỉ bất quá quan khẩu này, tiêu chân nhân là thật không có thời gian đi nghiên cứu đại trưởng lão phản ứng. Giữa không chung, bảo tháp phía dưới, đại trưởng lão thân thể mềm mại là tuyệt vời như vậy, chân nhẫn dị thường, mặc dù tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt ngàn tỷ bên trong đồng hành, mười mấy năm ở giữa, cơ hồ ngày ngày cùng Âu Dương Minh Nguyệt gặp nhau, lại như trước vẫn là bị cái này đẹp đến mức kinh tâm động phách thân thể kinh sợ, này sẽ, Âu Dương Minh Nguyệt đã đình chỉ thét lên, hai gò má hỏa hồng, điểm điểm đổ mồ hôi từ chóp mũi của nàng bên trên dỉ ra, thần tình trên mặt lại là sợ hãi lại là khẩn trương, cũng có như vậy một tia chờ mong, càng nhiều thì là cho phép người đi phó thác cho trời, cũng tuyệt đối không có chán ghét cùng căm hận chi ý. Điểm này, tiêu phàm có thể 100% khẳng định. Trên bầu trời... Vô số vàng bạc hai màu lôi điện từ hoàng kim bảo tháp bốn phía chút xuống, hình thành một đạo kín không kẽ hở bình chướng, huống chi đây là đang không linh đảo vạn kiếm cốc trên không, lâu dài ít ai lui tới vòng cấm. Nghe đến đỉnh đầu thiên lôi cuồn cuộn phích lịch thanh âm, tiêu phàm bỗng nhiên hất lên đầu, đem mặt khác tất cả suy nghĩ đều văng ra ngoài, ánh mắt dần dần trở nên kiên định dị thường. a à, Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên lại là một tiếng duyên dáng gọi to, hai tay bỗng nhiên ôm tiêu phàm cái cổ, tinh xảo móng tay, thật sâu bóp nhập tiêu phàm lưng trong cơ thể. Một cố cường đại vô so trí dương chi khí, hướng tiêu phàm thể nội dâng trào mà vào, tựa hồ bị giam cầm nhiều năm hồng thủy, rốt cuộc tìm được phát tiết lỗ hồng, tranh nhau chen lấn, mãnh liệt tuôn trào. Cùng lúc đó, một cổ phái nhiên hùng hậu hạo nhiên chính khí, chậm rãi tiến vào Âu Dương Minh Nguyệt thể nội, một chút xíu chữa trị nàng bị tổn thương kinh mạch. Âu Dương Minh Nguyệt ôm thật chặt ở Tiêu Phàm cái cổ, cổ quấn dao, thở gấp tinh tế, thân thể phảng phất mềm thành một bãi bùn. Uy danh hiển hách đại trưởng lão, giờ phút này sớm đã toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể cho phép cái kia tên ghê tởm muốn làm gì thì làm. Cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt thân thể đã sớm khôi phục tự do, nhưng như cũng chăm chú cùng tiêu phàm quấn giao cùng một chỗ, nửa điểm cũng không tách ra. Mà đợt thứ tám thiên lôi, không biết lúc nào đã biến mất, lôi quang tháp tại hai người đỉnh đầu xoay chậm chậm chìm nổi, tản ra khiến người kinh khủng khí tức cường đại, chỉ có khi lôi quang tháp hấp thu đại lượng lôi điện chi lực, khí tức mới sẽ trở nên cường đại khủng bố như thế. Mà chăm chú quấn giao cùng một chỗ hai người, khí tức cũng cùng lúc trước rất khác nhau. Âu Dương Minh Nguyệt rõ ràng khỏi hẳn thương thế, hùng hậu chân nguyên pháp lực tại trong cơ thể nàng sôi trào mãnh liệt, nguyên địa đầy máu phục sinh. Thời khắc này đại trưởng lão, gương mặt ửng đỏ, hai mắt mê ly, giống đầu bạch tuộc đồng dạng, chăm chú quấn ở tiêu phàm trên thân, trước kia kia cỗ khí ngạo nghế, lại tựa hồ như biến mất không thấy gì nữa, bằng thêm rất nhiều nhu uyển chi ý. Toàn thân bên trong tích tụ nhiều năm trí dương chi khí đã thành công đi vào đến tiêu phàm thể nội. Mà tiêu phàm khí tức, vậy mà so lúc trước còn muốn càng thêm cường đại ba phân toàn thân trên dưới đều tản mát ra mãnh liệt đến cực điểm nam nhân khí tức trí dương trí cương Âu Dương Minh Nguyệt huyền âm chi thể cùng Thiên Diệu tiên Tử Thiên Âm chi thể đồng dạng vốn là thích hợp nhất song tu thể chất bất kỳ một cái nào cướp đi nó tấm thân xử nữ nam tử đều có thể thu được lợi ích to lớn chớ đừng nói chi là Âu Dương Minh Nguyệt tu luyện nhiều năm như vậy đến dương thần lôi thể nội tích tụ trí dương chi khí hùng hậu vô so tại tiêu phàm mà nói chính là vật đại bổ quả nhiên là kia chi thạch tín, ta chi cam lộ. Đúng lúc này, mây đen bỗng nhiên tản ra, trên bầu trời vàng bạc hai màu quang chạch lóa mắt trói mắt, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, vào đầu chân áp xuống. Hai người vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ bầu trời đều che kín vàng bạc hai màu thiên lôi, lại phảng phất sền sệt vô so chất lòng, ở trên bầu trời chậm rãi khuấy động, cho người ta quỷ dị dị thường cảm giác. Đạo thứ 9 thiên lôi sắp thành hình, người đi mau, Âu Dương Minh Nguyệt kinh hãi, muốn đưa tay đẩy ra tiêu phàm làm sao tinh xảo vòng eo lại bị tiêu phàm một mực nắm chắc vô luận như thế nào cũng không chịu buông lỏng mảy may tiêu phàm hai mắt híp lại nhẹ nhàng nói một mình ngươi gánh không được thành bại ở đây nhất cử cái này đã là cuối cùng một đạo thiên lôi nếu như âu dương minh nguyệt đứng vững kia nàng liền thật có thể nâng cao một bước từ đây đặt chân ngộ linh kỳ nhưng từ cái này đạo thiên lôi khí tức khủng bố để phán đoán nó hủy diệt uy lực ở xa trước tám đạo thiên lôi phía trên Âu Dương Minh Nguyệt dù sao chưa từng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mà lại bản mệnh pháp bảo bị hủy, độc lập chống cự cái này đạo thiên lôi, chỉ sợ lực có chưa đến. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, tiêu phàm tuyệt sẽ không cách nàng mà đi. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, diễm lệ trên gương mặt, bỗng nhiên hiện lên hai đóa thẹn thùng. Loại cảm giác này thật thật kỳ diệu, lại cũng không nghĩ ra, vậy mà là như vậy ngọt. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên trầm muộn ầm ầm thanh âm, phảng phất một bộ cối say khổng lồ, Chính đang chậm rãi chuyển động, như là chất lỏng sền sệt vàng bạc hai màu thiên lôi, dần dần giao hội cùng một chỗ, không ngừng khuấy động, dung hợp, một chút xíu hòa làm một thể. Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm đã mặc quần áo tử tế, bất quá vẫn là tay cầm tay, song song ngẩng đầu nhìn chăm chú trời dị tượng trên không trung. Hai người trên mặt lại khôi phục ngày xưa loại kia bình tĩnh lạnh nhạt. Không cần lo lắng, lôi quang tháp có thể tiêu trừ đại bộ phận phân thiên lôi chi lực, chúng ta nhất định có thể gánh vác. Tiêu Phàm chắc chắn nói. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, lôi quang tháp uy lực, nàng cũng không phải là lần đầu kiến thức. Trên bầu trời trầm muộn tiếng ầm ầm càng ngày càng vang, vàng bạc hai màu thiên lôi rốt cục hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo đường kính mấy trượng to lớn vàng bạc sắc lôi trụ, đánh mạnh mà hạ. Chỉ có một kích, sau một kích, đầy trời mây đen hoàn toàn tiêu tán, lại khôi phục tình không nhìn dặm cảnh sắc, kia đạo cự đại lôi trụ, tựa như một đầu cự long, dương nhanh múa vuốt xiết chạy xuống. Thiên lôi chi lực, đến tận đây vì cực tựa hồ cũng đối với mình tràn đầy lòng tin, nhận định một kích phía dưới, bất kỳ cái gì độ kiếp người đều đem như con kiến hôi, bị triệt để oanh sát, lại cũng không cần đến tiếp sau thủ đoạn. Oanh, lôi điện cự long đánh chúng lôi quang tháp, tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt sớm đã đồng thời giơ hai tay lên, đem toàn thân chân nguyên pháp lực đều quán chú đến lôi quang tháp bên trong. Nhưng mà, để hai người đều ý chuyện không nghĩ tới nhưng vào lúc này phát sinh nguyên lai tưởng rằng chỉ ít có thể suy yếu đại bộ phận phân thiên lôi chi lực lôi quang tháp, bỗng nhiên mất đi hiệu dụng, lôi long trực tiếp xuyên thấu lôi quang tháp, từ lôi quang tháp dưới đáy bắn ra, chỉ chớp mắt liền oanh kích đến tiêu phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt đỉnh đầu. Trong lúc này, dù coi như là Âu Dương Minh Nguyệt cùng tiêu phàm dạng này đỉnh tiêm nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ, cũng không có nửa điểm thời gian đến né tránh, càng thêm không có nửa điểm kháng cự chi lực. Chỉ bất quá, vốn là vàng bạc hai màu lôi điện cự long, xuyên qua lôi quang tháp về sau, tựa hồ biến thành thuần ngân sắc. Ngân sắc lôi điện, nháy mắt đánh trúng hai đỉnh đầu của người, đem thân hình của hai người hoàn toàn bao phủ trong đó. Một cái cự đại lôi cầu, tại lôi quang tháp phía dưới hội tụ thành đoàn, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Nhưng lôi long triệt để chui vào lôi quang tháp về sau, lôi quang tháp ngọn nguồn mãnh liệt hồ quang điện cũng bỗng nhiên vừa thu lại, lại không có càng nhiều ngân sắc phích lịch bắn ra, đáy tháp to lớn lôi cầu, cũng biến thành tròn trịa, mặt ngoài không ngừng phồng lên, tựa hồ có đồ vật gì, liền muốn từ lôi cầu bên trong phá cấm mà ra. Ngay sau đó, oanh một tiếng vang thật lớn. Lôi cầu nổ bể ra tới, một nói bóng người màu trắng bắn ra, nâng tay khẽ vẫy, đem không trung chìm nổi lôi quang bảo tháp thu về. Chính là Tiêu Phàm, mà nguyên địa thì lưu lại một đạo đỏ tươi bóng người, váy đỏ bay múa, phong thái tuyệt diễm, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ cường đại vô song linh áp, hướng bốn phía càn quét mà ra. Ngộ Linh Kỳ, Âu Dương Minh Nguyệt hách nhưng đã trở thành Ngộ Linh Kỳ tu sĩ. Âu Dương Minh Nguyệt cảm thụ được thể nội mãnh liệt chân nguyên pháp lực, cảm thụ được minh mông sinh cơ bừng bừng hơi nhếch khóe môi lên lên, hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, không gặp nó cao lãnh, chỉ thấy nó xinh xắn. Đặt chân ngộ linh kỳ về sau, Âu Dương Minh Nguyệt dung mạo vậy mà lộ ra so trước kia còn muốn trẻ tuổi mấy tuổi, tựa như một tên 16-17 tuổi thiếu nữ. Nhắc tới là uy danh hiển hách hạo thiên tông đại trưởng lão, danh chấn tứ hải ngộ linh kỳ lão tổ, thật đúng là không người tin tưởng. Tiêu phàm hít một hơi thật sâu, nhìn xa xa, hoa mắt thần trì. Bỗng nhiên ở giữa, Âu Dương Minh Nguyệt liền thành người yêu của hắn, sự biến hóa này, đừng bảo là Âu Dương Minh Nguyệt, ngay cả tiêu phàm mình, đều có chút hoảng hốt. Lúc trước ngàn tỷ bên trong đồng hành, tiêu phàm nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày như vậy. Coi là thật như trong mộng, không ảnh lóe lên, Âu Dương Minh Nguyệt đến tiêu phàm trước người, nhìn từ trên xuống dưới hắn, khóe miệng ý cười trở nên có chút cổ quái, ánh mắt kia rõ ràng liền đang nói. Tốt, người lá gan thật không tiểu, tiêu phàm lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Đưa tay giữ nàng lại non mềm bàn tay nhỏ trắng noãn, cầm thật chặt. Âu Dương Minh Nguyệt đầu tiên là nao nao, ánh mắt lập tức dần dần trở nên nhu hòa, nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Cũng coi là nhân họa đắc phúc, lời này, Âu Dương Minh Nguyệt tính được biểu lộ cảm xúc. Nhất thời điểm nguy cấp, tiêu phàm kịp thời đuổi tới, cứu nàng ở trong cơn nguy khốn, bao quát về sau cưỡng ép lễ hợp cần, đều còn có thể hiểu thành thầy thuốc nhân tâm, vì cứu nàng, liều lĩnh. Nhưng đạo thứ chín thiên lôi dáng lâm thời điểm, vẫn như cũ không rời không bỏ, này mới khiến Âu Dương Minh Nguyệt trong lòng cuối cùng một mảnh phiền muộn tan dã. Cái này cái nam nhân, là thật coi nàng là thành người yêu, sinh tử gắn bó. Cần biết kia là Ngộ Linh Kỳ lui kiếp, dù coi như là mạnh nhất đại tu sĩ, cũng khó có thể chịu đựng. Vì nàng, Tiêu Phàm có thể nói là liều lĩnh, dù coi như Âu Dương Minh Nguyệt lại tâm cao khí ngạo. Giờ phút này cũng hóa thành ngón tay mềm, tại ở sâu trong nội tâm tiếp nhận sự thật này, tiếp nhận cái này cái nam nhân. Mà Tiêu Phàm cũng coi là người tốt có hảo báo nhân họa đắc phúc. Thiên lôi oanh kích phía dưới, không những chưa từng để hắn hôi phi yên diệt, công lực ngược lại tăng tiến vào một mảng lớn. Mới vừa từ Âu Dương Minh Nguyệt thể nội lấy được trí dương chi khí, hoàn toàn cùng hắn tự thân chân nguyên pháp lực hòa làm một thể, bù đắp được mấy chục năm khổ tu chi công, lại không là mới đạp tiến vào đại tu sĩ cảnh giới lúc có thể so sánh. Tiêu phàm cười cười, nói, kia kỳ thật không phải thiên lôi chi lực, là trải qua lôi quang tháp chuyển hóa. Nếu không, kết quả như thế nào, Thật đúng là khó mà nói." Âu Dương Minh Nguyệt gật gật đầu, nói, "Đúng là bảo bối tốt." Nói, lại liếc Tiêu Phàm một chút, "Cái này cái trẻ tuổi bạn nữ, thật đúng là khiến người ngạc nhiên, vậy mà tùy thân mang theo hai kiện thông huyền linh bảo." Mặc dù Âu Dương Minh Nguyệt không thể 100% kết luận Lôi Quang Tháp là thông huyền linh bảo, nhưng cũng có bảy chắc chắn 8 phần 10, nếu như là phỏng chế linh bảo, tuyệt khó có thần kỳ như vậy uy lực. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo, Lôi Quang Tháp nổi lên lập tức đưa tới Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt, nhẹ nói: "Tặng cho ngươi, Âu Dương Minh Nguyệt trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại, Tiêu Phàm nói: "Hạo Dương bảo kính hủy, cũng nên có kiện thích hợp pháp bảo phòng thân." Mặc dù nói, Âu Dương Minh Nguyệt trên thân tuyệt không chỉ một món pháp bảo, nhưng Hạo Dương bảo kính chính là nàng bản mệnh pháp bảo, mà lại là phỏng chế thông huyền linh bảo, uy lực mạnh, còn tại pháp bảo cực phẩm phía trên. Bây giờ tại lúc đầu kiếp hủy đi, âu dương minh nguyệt trong tay nhưng liền không có tiện tay pháp bảo phòng thân chốc lát âu dương minh nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói hay là ngươi giữ đi ta lại luyện một món pháp bảo chính là dù sao có nhiều thời gian trước đó âu dương minh nguyệt thiếu thốn nhất chính là thời gian thiên tuế cao tuổi đã đến gần vô hạn đại tu sĩ thọ nguyên cực hạt bây giờ tiến giai thành công lập tức liền thêm ra ngàn năm thọ nguyên coi như cả đời cũng không thể tiến thêm một bước ngộ linh sơ kỳ tu sĩ thọ nguyên trên lý luận cũng có 2.000 năm. Chỉ cần thời gian sung túc, lấy Âu Dương Minh Nguyệt cơ trí cùng Hạo Thiên Tông cường đại, muốn thu thập phù hợp vật liệu luyện chế một kiện bảo vật, độ khó không lớn. Cho dù là luyện chế lại một lần một kiện phỏng chế linh bảo, cũng không tính quá khó. Huống chi, nàng dưới mắt đã là dưới cùng giao diện cao thủ mạnh nhất, toàn bộ toa ma giới, có thể cùng nàng đánh đồng đại năng giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù coi như hủy bản mệnh pháp bảo, tu sĩ tầm thường, lại làm sao có thể là nàng đối thủ dù là đụng phải cường đại cùng giai tu sĩ, không thể trêu vào còn lẫn mất lên đâu. Ngược lại là tiêu phàm, dù nhưng đã bước vào đại tu sĩ cảnh giới, dù sao còn không phải ngộ linh kỳ đại năng, đối mặt nguy hiểm liền hơn rất nhiều. Nhiều mấy món trí bảo phòng thân, tuyệt không phải chuyện xấu. Tiêu phàm cũng không miễn cưỡng, hắn cùng Âu Dương Minh Nguyệt đều không phải loại kia lề mề chậm chạp tính cách. Người tại sao lại tới nơi này? Chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt hỏi, tinh xảo tay nhỏ, một mực tùy ý tiêu phàm cầm, Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, cũng coi là trùng hợp, lập tức đem kinh nghiệm của mình thuyết minh sơ qua một chút. Âu Dương Minh Nguyệt song nghi dần dần dương lên, than thở nói. Đây không phải trùng hợp, đây là ông trời chú định. Nếu như không phải Thượng Thiên chú định, Tiêu Phàm lại có thể nào tại thời khắc nguy cấp nhất, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, cũng lại trở thành nàng đời này kiếp này người yêu. Tiêu Phàm nhẹ nhàng đưa nàng kéo đến trong lồng ngực của mình, ôm chặt lấy, tại nàng kiều nộn trên gương mặt hôn một chút âu dương minh nguyệt nở nụ cười xinh đẹp trên mặt lại hiện lên một tia thẹn thùng chi ý cùng thiên diệu tiên tử xuân phong nhất độ sau lạnh lùng hoàn toàn khác biệt tiếp xuống ngươi định làm gì hai người ôm một lát âu dương minh nguyệt ngửa đầu hỏi tiêu phàm nghĩ nghĩ mỉm cười nói ngươi là địa chủ trước mang ta ở đây đi dạo một cái đi nói thật tiêu phàm đối cái này tây mà cấm địa cũng rất có mấy phân hiếu kỳ được âu dương minh nguyệt tâm tình rất tốt gật đầu đồng ý hai người tay nắm dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền lên tới giữa không trung, chậm rãi bay tới đằng trước. Lấy tiêu phàm không gian tạo nghệ, bây giờ ổn định lại tâm thần nhìn kỹ, lập tức liền có thể biết, nơi đây đúng là phong nhãn. Không linh đảo, vạn kiếm cốc, không gian chi lực hỗn loạn không chịu nổi, chẳng những là toàn bộ tây mạc biển cả linh nhãn cũng là không gian chi nhãn. Tại cái này hạch tâm nhất chỗ, lại gió êm sóng lặng, phong cảnh như vẽ. Phong nhãn không lớn, hẹn mạc thiên giảm hơn phương viên, địa mạch linh khí độ dày đặc, không chút nào tại thánh linh nguyên dưới mặt đất, chỉ là thiếu kia cỗ sinh cơ bừng bừng. Bất quá đây cũng là so ra mà nói, nếu như có thể có một nhóm tu sĩ ở đây định cư tu luyện, dần dần, nơi đây cũng sẽ trở nên sinh cơ giạt rào. Dù sao thiên địa linh khí mới là hết thảy căn cơ. Ta từng điều tra, lần này bên cạnh là cả một đầu cực phẩm linh mạch, phẩm tướng cực dai, các loại linh thạch đều có. Âu Dương Minh Nguyệt Thuận miệng giới thiệu nói, tiêu phàm gật gật đầu, cảm khái nói ngược lại là cái tu luyện nơi tốt, không so thánh linh nguyên địa kém. Mà lại phong nhãn bên trong quy mô không bằng thánh linh nguyên địa rộng lớn như vậy, nhưng cùng toàn bộ không linh đảo rộng lớn diện tích tương đối, thánh linh nguyên địa lại kém xa tiết tắp. Nồng nặc nhất địa mạch linh khí, đều tụ tập ở chỗ này. Ở đây tu luyện, cũng giống vậy làm ít công to. Âu Dương Minh Nguyệt mỉm cười nói, cũng liền người có thể nói câu nói này, người khác làm sao đi vào đến. Nếu không phải Long Thần Đảo không gian phong bạo, ta cũng đến không được nơi này. Âu Dương Minh Nguyệt bị không gian chi lực đưa đến nơi đây, cũng coi là nhân họa đắc phúc, nguyên bản bản thân bị trọng thương, được như thế một cái linh khí cực dai chỗ, thương thế khỏi hẳn tốc độ đại đại tăng tốc, mới có thể mạo hiểm dẫn động lôi kiếp, nhất cử độ kiếp thành công, đặt chân ngộ linh kỳ. Tiêu Phàm hỏi, thiên hương ngọc lộ rốt cuộc là thứ gì? Âu Dương Minh Nguyệt trầm mặc một chút, nói, căn cứ cổ tịch ghi chép, thiên hương ngọc lộ là thánh linh nguyên địa kết xuất thánh linh chi quả, thành thục về sau, quả bên trong ẩn chứa thiên địa kỳ chân. Tiêu phàm có chút nhíu mày, đây là hắn lần đầu nghe tới có quan hệ thiên hương ngọc lộ cẩn thận nhất miêu tả, trước đó, luôn cho là thiên hương ngọc lộ là một loại nào đó chất lòng. Đối đây, Âu Dương Minh Nguyệt vẫn luôn là bảo mật. Mười người tầm bảo, người biết cái bí mật này tự nhiên càng ít càng tốt. Tiêu phàm nhíu mày nói, cho nên, chúng ta tại Long Thần Đảo nhìn thấy những cái kia, đều không phải thiên hương ngọc lộ. Đều không phải, Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu, nói, nói như vậy, bức kia tàng bảo đồ là giả, ngược lại cũng không thể nói là giả, ta tin tưởng Long trên đảo thần, vốn nên nên có thánh linh chi thụ, cũng hẳn là kết xuất thánh linh chi quả, chỉ là chúng ta đi trễ mà thôi. Đã kia thủy tổ phân thân đã ở nơi đó ngưng tụ nhục thân, kia thánh linh chi quả cùng thiên hương ngọc lộ, tự nhiên đều bị hắn nuốt. Không có thiên hương ngọc lộ, hắn muốn một lần nữa luyện ra một bộ có thể so thánh linh nhục thân, nào có dễ dàng như vậy ngược lại phân tích đạo lý rõ ràng, tiêu phàm không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nói, như thế nói đến, kia thủy tổ phân thân tính toán người lớn. Hẳn là dạng này, Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, nghe người kia khẩu khí, mấy vạn năm trước lần kia giao diện đại chiến, hắn liền đã từng tham dự qua, cùng chúng ta vô cực môn hạo thiên tông đều là tử địch. Tiêu phàm liền sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Âu Dương Minh Nguyệt một chút. Trong lúc lơ đáng, Âu Dương Minh Nguyệt liền đem vô cực môn hạo thiên tông đặt song song, đồng thời tự xưng chúng ta, vô cực môn còn xếp tại hạo thiên tông trước đó. Xem ra tại trong mắt của nàng, đã trong bất chi bất giác đem mình xem như vô cực môn người. Hạo thiên tông ngược lại thành nhà mẹ đẻ, kỳ thật lấy Âu Dương Minh Nguyệt thân phận tôn quý, cho dù ai thành bạn lữ của nàng, tựa hồ cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng tiếp tục đảm nhiệm hạo thiên tông đại trưởng lão. Cái kia bạn lữ, tất nhiên sẽ bao phủ tại nàng vô tận quang điểm phía dưới, cung cấp ở rể hạo thiên tông. Nhưng Âu Dương Minh Nguyệt rất rõ ràng, tiêu phàm là một ngoại lệ. Nàng sớm nhất định, bên người cái này cái nam nhân, chính là Hạo Thiên Tông tổ sư tiên đoán vị kia sẽ để cho Vô Cực Môn Đông Sơn tái khởi kỳ tài ngút trời, Tiêu Phàm sẽ thành Vô Cực Môn trung hưng chi tổ. Mình đã thành nữ nhân của hắn, từ nay về sau, liền muốn đem mình xem như Vô Cực Môn người. Mắt thấy Tiêu Phàm nhìn qua, Âu Dương Minh Nguyệt chép miệng, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nhìn thanh người này đẹp, nói như vậy, chúng ta phải nghĩ cách ngăn cản hắn mới được. Bằng không mà nói, một khi nhục thân luyện thành sợ rằng sẽ thành cho chúng ta toa ma giới đại tai nạn. Tiêu phàm song mi nhíu chặt, nói, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói, vô dụng, ngăn cản không được, chúng ta như vậy náo một lần về sau, hắn khẳng định sẽ tăng cường đề phòng. Lại nói, chúng ta cũng rất khó lại đuổi tới Long Thần Đảo đi. Vẹn vẹn thiên ma thành một cửa ải kia, chúng ta liền không qua được. Tiêu phàm tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không thể không thừa nhận, Âu Dương Minh Nguyệt nói rất có lý. Mấy ngày kế tiếp, hai người tại vạn kiếm trong cốc tâm bốn phía du ngoạn, không khỏi tràn trề sung sướng, tận hưởng cá nước thân mật. Nhất quán ngạo khí Âu Dương đại trưởng lão thay đổi trước kia thận trọng, uyển chuyển tướng liền, cực điểm vui thích, quả thực để Tiêu Phàm có chút vui đến quên cả trời đất. Mà lúc này, rời xa Tây Mạc biển cả ngàn tỷ bên trong xa Nam Châu đại lục Tây Nam đầu Hoắc Sơn quốc Kim Châu thành, lại là một mảnh túc sát. Ngày xưa yên tĩnh tường hòa, thường khách vãng lai không dứt Kim Châu thành, sớm đã toàn thành giới nghiêm, tứ phía thành cửa đóng kín, mỗi mặt trên tường thành đều chú đóng trọng binh, tuyệt đại đa số đều là người tu chân, phàm nhân quân sĩ số lượng rất ít. Chỉ có một ít đặc biệt cường tráng, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú phàm nhân quân sĩ mới bị sắp xếp bộ đội tác chiến, cùng người tu chân cùng một chỗ đóng giữ ở trên tường thành. Mà tường thành bên ngoài thì là minh mông vô bờ ma quân. Phàm nhân ở lại ngoại thành đã bị triệt để phá hủy, đại bộ phận phân phàm nhân đều kịp thời rút tiến vào nội thành, mà bộ phân không rút lui kịp phàm nhân, thì thành ma quân tứ ngược đối tượng, bị tàn sát thôn vệ chống không. Bởi vậy Kim Châu thành bên trong lòng người bằng hoàng, một buổi số kinh. Một khi nội thành bị công phá, vậy liền chết không có chỗ chôn Đây cũng không phải là Nam Châu đại lục chính ma chi chiến. Nam Châu đại lục chính ma chi chiến, bình thường đều có bất thành văn ước định, chiến tranh chỉ ở người tu chân ở giữa tiến hành, không tai hỏa phạm nhân. Lần này là giao diện đại chiến, ngoài thành đóng quân ma quân, đến từ thất dạ giới. Mấy chục năm trước, Tại Nam Châu Đại Lục không có bất kỳ cái gì phòng bị thời điểm, giao diện chi chiến bỗng nhiên mở ra, thất giả giới đại quân từ Bắc Minh Biển cả chỗ sâu bỗng nhiên giết ra, đánh Nam Châu Đại Lục trở tay không kịp. Cũng may Bắc Minh Đại Địa chân Vũ Môn cùng huyền âm giáo liều chết ngăn cản, thời gian 20 năm, miễn cưỡng trở xuống phong chi thế bất phân thắng bại, mặc dù chưa thể đem thất giả giới đại quân bao vây tiêu diệt, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có để thất giả giới ma quân tại Bắc Minh Đại Lục đứng vững gót chân, song phương thành rằng co trạng thái. Chiến cuộc tại 10 năm trước bỗng nhiên cải biến, không biết có phải hay không không gian thông đạo phát sinh biến hóa. Thất dạ giới viện quân lớn đến, đem chân vũ môn, huyền âm giáo chính ma liên quân nhất cử phá tan, cuồn cuộn không hết ma quân từ Bắc Minh biển cả ùa lên, toàn diện chiếm cứ chân vũ nước cùng huyền âm nước địa bàn. Tổn thất nặng nề chính ma liên quân nhanh chóng hướng nguyên linh giáo khống chế địa bàn rút lui, tại nguyên linh giáo toàn lực hiệp trợ phía dưới. Tam giáo liên quân miễn cưỡng thành lập một đầu mới phòng tuyến. Bất quá đầu này lâm thời tạo dựng lên phòng tuyến rất không chặt chẽ, ba đại tông môn ở giữa khuyết thiếu cần thiết câu thông, thống nhất chỉ huy cơ chế càng là không có, điều hành mất linh, hiệu suất cực kỳ thấp. Nếu như không phải gặp phải thất dạ giới áp lực thật lớn, đầu này lâm thời phòng tuyến chỉ sợ đều xây không nổi. Cùng thất giả giới đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện cùng điều hành có phương tương đối mà nói, Nam Châu đại lục các quốc gia tu chân tông môn. Quả thực chính là năm bè bảy mảng không có bất kỳ cái gì một cái tông môn có lãnh tụ quần luân cao thượng uy vọng cùng to lớn lực hiệu triệu, Bắc Minh đã đánh thành hỗn loạn, bên này còn tại không ngừng không nghỉ cãi lộn, tương hỗ từ chối. Thật vất vả, Hạo Thiên Tông, Thái Thượng Tông, Thái Cực Môn, Cửu Âm Cung, Thiên Quỷ Cửa những này chính ma đại tông đạt thành nhất trí. Quyết định hướng Bắc Minh phái ra chi viện đại quân, chiến cuộc nhưng lại phát sinh không tưởng được biến hóa. Đếm không hết thất dạ giới ma quân, bỗng nhiên từ Nam Châu đại lục các nơi nội hải sông ra, phân biệt hướng các quốc gia các cái tông môn phát động tấn công mạnh. Đến lúc này, Nam Châu đại lục tu sĩ cấp cao nhóm mới giật mình minh bạch, nguyên lai like cái kia truyền thuyết xa xưa vậy mà là thật. Các nơi biển cả đáy biển, là có không gian thông đạo tương liên. Thất Dạ giới tựa hồ tìm được một loại có thể nhanh chóng ổn định không gian thông đạo biện pháp, trong thời gian ngắn liền có thể đem đại lượng quân đội xuyên thấu qua không gian thông đạo truyền tống đến các cái mục đích địa. Lại một lần đột nhiên tập kích, lại một lần bị đánh trở tay không kịp nguyên bản muốn phái đi bắc minh đại địa viện quân tự nhiên tan giã các đại tông môn cấp tốc đem mình lực lượng tinh nhuệ đều sẽ tổng đàn toàn lực phòng thủ mình đại bản doanh bắc minh đại địa nguy cấp nơi nào còn nhớ được đây hết thảy vốn không có ảnh hưởng đến hoác sơn quốc càng không có ảnh hưởng đến kim châu thành hoác sơn quốc cách cách bắc minh rất xa xung quanh cũng không có cái gì rộng lớn nội hải nội hồ tựa hồ không cần vì chiến tranh lo lắng thất dạ giới ma quân muốn đánh tới như thế vắng vẻ chỗ kia còn cần cần rất nhiều thời gian a à. Ai ngờ thất dạ giới đại quân chợt từ thần Long Uyên vọt ra. Tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, Hoắc Sơn quốc đệ nhất đại tông môn Hoắc Đô tông lọt vào ma tộc đại quân tập kích. Mặc dù Hoắc Đô thành cùng Hoắc Đô tông tiến hành cực kỳ ngoan cường chống cự, vẫn không thể nào giữ vững thành trì, Hoắc Đô thành luân hãm, tàn quân tại Hoắc Đô tông tông chủ Vũ Văn Chu phụ tử xuất lĩnh dưới, rút hướng Kim Châu thành. Kim Châu thành thực lực, từ trước tại Hoắc Sơn quốc xếp hạng thứ hai, gần với Hoắc Đô thành. Kim Châu thành bảy đại tông môn mặc dù không có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tỏa chấn, lại có số lượng đông đảo nguyên anh trung kỳ cùng sơ kỳ tu sĩ. Ngoài ra, trong thành còn có đại lượng dược liệu thương nhân cùng đến đây du lịch tu sĩ, trong đó không thiếu nguyên anh kỳ cao thủ. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, những người này đều có thể chuyển biến làm chiến sĩ. Mà lại, Kim Châu Thành là toàn bộ hoác sơn quốc giàu có nhất thành trì, cũng là thành phòng kiên cố nhất thành thị. Chính là bởi vì nhiều năm qua, Kim Châu Thành tích lũy đại lượng tài phú, vì phòng bị bị người nhớ thương, Kim Châu Thành cũng vẫn luôn tại chuẩn bị chiến đấu. Tương đối mà nói, Kim Châu Thành bảy đại tông môn hay là rất đoàn kết, tại quan hệ đến toàn cục đại sự bên trên, tổng là có thể đạt thành nhất trí ý kiến. Mặc dù giống nhau là vội vàng không kịp chuẩn bị, Kim Châu Thành nhưng vẫn là đứng vững ma tộc đại quân đợt thứ nhất công kích mãnh liệt, hung hăng đem thất dạ giới kẻ xâm lược đánh trở về. Giờ phút này, tại Hạnh Lâm bang tổng đàn trong mật thất, một trận thành phòng tối cao hội nghị ngay tại tổ chức chủ trì hội nghị chính là hạnh lâm bang bang chủ phương phi dương trong thành cơ hồ tất cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều tham gia lần này hội nghị bao quát hoác đô tông thiếu chủ vũ văn chu nhi tử vũ văn nghiễm nhưng không thấy vũ văn chu vị này hoác sơn quốc tu chân giới đại minh chủ lộ diện kim châu thành bảy đại tông môn như trước vẫn là cùng đề cử hạnh lâm bang vi thủ tịch xếp hạng thứ hai lại biến thành bách hùng bang bách hùng bang bây giờ quả nhiên là nhân tài đông đúc dù coi như rứt bỏ ra ngoài dạo chơi đã mấy chục năm chưa từng lộ diện tiêu y thánh không nói trong bang còn có nguyên anh tu sĩ bảy vị bang chủ hồng thiên ẩn ẩn đã có nguyên anh trung kỳ đại thành cảnh giới trong bang nhiều tuổi nhất nguyên anh tu sĩ đinh sán cũng còn chưa từng tỏa hóa mặc dù mỗi người đều biết đinh sán đại nạn ngay tại những ngày năm nhưng mà chỉ muốn hắn một ngày không có tỏa hóa chính là bách hùng bang một đại chiến lược tại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bên trong đinh sán có thể xưng đăng phong tạo cực mà lại tự biết thọ nguyên không lâu xuất thủ lúc liền không hề cố kỵ, không cầu tự vệ, trước cầu giết địch, sức chiến đấu mạnh hơn 3 phân. Ngoài ra mã trưởng lão, đàm phu nhân, ngô hà cùng thiên diệu cung đến một vị khác nguyên anh tu sĩ đều ngồi ở đây, đàm phu nhân bên người, ngồi một vị thiên kiều bách mỹ đại mỹ nhân, chính là cơ khinh xa. Lúc này cơ khinh xa, xinh đẹp vẫn như cũ, phong vận như lúc ban đầu, không ngờ có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Cứ việc từ trên thân linh áp ba động đến xem, cơ khinh xa chỉ là vừa mới tiến dai không bao lâu, nhưng quả thật đã đưa thân tại nguyên anh tu sĩ hàng ngũ. Lúc trước tiêu phàm tại Bách Hùng Bang thời điểm, cơ khinh xa đã đạt đến tại trong kim đan kỳ cảnh giới đại thành, tiêu phàm trước khi đi, lại cho nàng lưu lại đại lượng cực phẩm đan dược, tiêu phàm rời đi không lâu, nàng liền đột phá kim đan hậu kỳ bình cảnh, bây giờ lại là hơn 10 năm đi qua, nhất cử bước vào nguyên anh kỳ, cũng không coi là bao nhiêu không hợp thói thường. Thô thô một điểm, trong mật thất, vậy mà tập trung hơn mấy chục vị nguyên anh tu sĩ trong đó Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên tu vi, liền có hơn 10 vị, cũng là một cỗ không tầm thường chiến lực. Thường ngày nếu là mở dạng này đại hội, hơn 10 vị Nguyên Anh tu sĩ, trong mật thất nhất định phi thường náo nhiệt, mọi người trâu đầu ghé tai, nghị luận ẩm ý. Dưới mắt lại cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người 10 điểm nghiêm túc nhìn qua chủ vị Phương Phi Dương, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Phương Phi Dương cũng vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt tại mọi người trên mặt một quét qua qua, trầm giọng nói. Các vị đạo hiếu, ngoài thành ma quân thủ lĩnh, cho chúng ta phát tới tối hậu thư. Cái gì tối hậu thư? Vị kia họ Triệu Đại Ma Tôn nói, hạn chúng ta tại trong vòng 3 ngày đầu hàng. Bằng không mà nói, ba ngày sau liền muốn công phá thành trì, thành phá đi ngày, nhất định phải đem ta Kim Châu thành giết đến chó gà không tha. Bất luận người tu chân còn là phàm nhân, đừng mơ có ai sống xuống dưới. Phương Phi Dương nói, khoát tay áo bên trong một mảnh thẻ tre. Không hề nghi ngờ, mảnh này thẻ tre bên trong ghi lại nội dung chính là triệu đại ma tôn hướng Kim Châu Thành phát ra tối hậu thư. Hắn còn cóc ngáp, khẩu khí thật lớn, lập tức liền có tính khí nóng nảy nguyên anh tu sĩ kêu lên, nổi giận đùng đùng. Chính là, bọn hắn là một mình xâm nhập, tại chúng ta hoác sơn quốc cảnh nội, cứ như vậy lẻ loi chơi trọi một chi ma quân, chúng ta chỉ cần lại thủ vững một đoạn thời gian, viện quân liền nhất định sẽ đổi tới, đến lúc đó, chúng ta cho hắn đến cái nội ứng ngoại hợp, một gia hỏa đem những này không biết trời cao đất rộng thất dạ giới mà tể từ tất cả đều tiêu diệt phải sạch sẽ, để bọn hắn biết, chúng ta Nam Châu Đại Lục cũng không phải dễ trêu Lập tức liền có người phụ họa theo đuôi, thuyết pháp này, đạt được không ít nguyên anh tu sĩ đồng ý. Nói thật, đại đa số ở đây nguyên anh tu sĩ đối với thất giả giới ma quân bỗng nhiên từ thần Long Nguyên giết ra đến, thẳng đến Kim Châu Thành cảm thấy có chút không hiểu. Nhìn qua, đây không phải đối Nam Châu Đại Lục Tây Nam Bộ Toàn Diện xâm lấn. Ma quân mục tiêu không phải thường minh xác thực, chính là Kim Châu Thành. Xem ra thất giả giới lĩnh quân người vô cùng rõ ràng Kim Châu Thành giá trị. Đây cũng không phải là một cái phổ thông thành trì. Kim Châu Thành các loại linh đan diệu dược có lược là đại đa số thành trì cũng không sánh nổi. Không hề nghi ngờ mà quân là hướng về phía Kim Châu Thành y dược tài nguyên đến. Cho nên ngay từ đầu mà quân liền hướng Kim Châu Thành đưa ra chiêu hàng điều kiện, chỉ cần Kim Châu Thành đầu hàng, chẳng những cam đoan một cái không giết còn cho cho trong thành tu sĩ cùng thất giả giới tu sĩ ngang hàng đãi ngộ. Bọn hắn chẳng những cần dược liệu, còn muốn lang chung. Tại lề mề giao diện đại chiến bên trong, chữa bệnh tài nguyên cùng linh thạch tài nguyên đồng dạng, đều cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy đối mặt Kim Châu thành tình thế nguy hiểm, xung quanh quốc gia cùng tu chân tông môn, đều 10 điểm coi trọng, Kim Châu thành tin cầu cứu đã sớm đưa ra ngoài, liệu tất không bao lâu, liền sẽ có đại lượng viện quân chạy đến. Mặc dù ngoài thành ma quân người đông thế mạnh, đang ngồi nguyên anh các tu sĩ, trong lòng cũng tịnh không thế nào e ngại thẳng đến phương phi dương trầm giọng nói ra một câu chư vị chúng ta chỉ sợ đỉnh không cho đến lúc đó a à, vì cái gì phương băng chủ cớ gì nói ra lời ấy trong lúc nhất thời mật thất đại loạn mọi người nhao nhao lên tiếng hỏi thăm phương phi dương hai tay hướng xuống đẻ ép tiếng nghị luận dần dừng cái này mới chậm rãi nói bởi vì ba ngày sau đó chính là trăng khuyết ngày trăng khuyết ngày thì tính sao đúng vậy a à? Phương bang chủ, mời ngươi một lần nói hết lời có được hay không, không muốn thừa nước đục thả câu. Trang khuyết ngày lại có thể thế nào, cùng chúng ta trước mắt đại chiến, có quan hệ gì? Tiếng hỏi liên tiếp, Hồng Thiên tăng hắng một cái, nói, chư vị an tâm chớ vội, xin nghe phương bang chủ tinh tế nói tới. Mật thất dần dần an yên tĩnh, phương phi dương nói, đánh hai ba tháng, đối hai phe địch ta lực lượng đối so, chư vị hẳn là cũng cơ bản đều trong lòng hiểu rõ. Riêng lấy ta một thành chi lực tuyệt không đủ để cùng ma quân đối kháng. Chỗ dựa vào người, bất quá là hộ thành đại trận sắc bén mà thôi. Mọi người liền đều âm thầm gật đầu, hộ thành đại trận tác dụng, bọn hắn đều tận mắt chứng kiến qua. Kim Châu thành tài đại khí thô, vừa lên đến liền toàn lực mở ra hộ thành đại trận, đối ma quân tạo thành cực lớn sát thương. Thẳng nếu không phải hộ thành đại trận sắc bén, chỉ sợ Kim Châu thành sớm đã bị ma tộc đại quân công phá. Hiện tại nghe, lại tựa hồ như là hộ thành đại trận ra mau bệnh vừa nghĩ đến đây lòng của mọi người lập tức liền đều chìm xuống dưới phương phi dương khẽ vuốt cằm ngữ khí trầm trọng nói nói chư vị đoán không sai vấn đề xác thực xuất hiện ở hộ thành phía trên đại trận kim châu hộ thành đại trận uy lực cực mạnh nguyên nhân chủ yếu nhất chính là trực tiếp liên thông lòng đất linh mạch xa so lấy linh thạch khu động pháp trận phải cường đại hơn nhiều bằng không mà nói ma tộc đại quân cũng sẽ không nhiều lần kinh ngạc vậy bây giờ hộ thành đại trận có vấn đề gì a à? một tên mặt như nặng táo nguyên anh trung kỳ tu sĩ trầm giọng hỏi. Người này không phải Kim Châu Thành bảy đại tông môn thủ lĩnh, mà là đến Kim Châu Thành làm khách kẻ ngoại lai, cũng là vận khí không tốt. Trùng hợp liền đụng tới ma tộc đại quân công thành, không chỗ có thể đi, chỉ có thể tương trợ thủ thành. Có, hộ thành đại trận một cái trận nhãn, ngay tại thành Đông Mạc Tà Sơn, nơi đó mậu thổ linh khí nồng nặc nhất, ngũ hành hậu thổ trận cước. Liên thiết ở nơi đó, cái này Mạc Tà Sơn dưới mặt đất mậu thổ linh khí cố nhiên nồng đậm, lại có một vấn đề, đó chính là mỗi 60 năm sẽ có một cái luân hồi biến hóa. Mà ba ngày sau trăng khuyết ngày, đúng lúc là một cái giáp, cũng là mạc tà sơn mậu thổ linh khí yếu kém nhất thời điểm. Đến lúc đó, mạc tà sơn trận cước chẳng khác gì là không đề phòng. Một khi mậu thổ trận cước bị phá hủy, hộ thành đại trận lập phá. Kim Châu Thành cũng liền nguy cơ sớm tối. Phương Phi Dương Thanh âm càng thêm nặng nề, đầy cõi lòng lo nghĩ. Những người khác cũng không khỏi phải trợn mắt hốc mồm, muốn nói ngày bình thường, chỗ sơ hở này căn bản liền không tính là gì không đánh trận thời điểm ngay cả hộ thành đại trận đều sẽ không mở ra ai ngờ may mắn thế nào ma tộc đại quân nhưng vào lúc này binh lâm thành hạ cái mới nhìn qua này không đáng giá nhắc tới lỗ thủng lập tức liền trở nên như thế chí mạng vận khí này thực tế là kém đến không thể lại kém xin hỏi phương huynh loại tình hình này sẽ kéo dài bao lâu chốc lát lại là kia mặt như nặng táo nguyên anh trung kỳ tu sĩ hỏi một canh giờ Phương Phi Dương nói, ba ngày sau trăng khuyết ngày, giờ tí, Mạc Tà Sơn mậu thổ linh khí cơ hồ sẽ hoàn toàn biến mất. Mặc dù đại chiến bắt đầu không bao lâu, ta liền đã an bài trận pháp sư tiến về Mạc Tà Sơn bố trí một cái bổ cứu pháp trận, lấy đại lượng thổ linh thạch để thay thế Mạc Tà Sơn địa mạch linh khí, hết sức duy trì hộ thành đại trận vận chuyển. Nhưng đây cũng chỉ là rơi vào đường cùng ngộ biến tùng quyền. Bình thường linh thạch chi lực, lại sao có thể cùng cả cái Mạc Tà Sơn địa mạch linh khí đánh đồng? Làm như thế, cũng chỉ là có chút ít còn hơn không thôi, không có tác dụng quá lớn. Đây là Kim Châu thành lớn nhất cơ mật, theo lý ngoài thành những cái kia ma tộc đại quân, hẳn là không biết a. À. Có người Trần chờ hỏi, theo lý là hẳn là không biết, nhưng mấy tháng trước đó, ma tộc đại quân tấn công Hoác Đô thành thời điểm, Lăng Vân Tông Hỏa trưởng lão vừa lúc đang Hoác Đô thành. Lửa trưởng lão là biết được bí mật này, Hoác Đô thành phá đi về sau, Hỏa trưởng lão liền không biết tung tích, cho tới nay chưa từng về thành phương bang chủ tri ý là hỏa trưởng lão lạc nhập ma người trong tay phương phi dương nhìn lăng vân tông chủ một chút chậm rãi gật đầu nói ngay từ đầu chúng ta cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ nhưng từ cái này phong tối hậu thư đến xem chúng ta cho rằng hỏa trưởng lão vô cùng có khả năng đã rơi vào ma nhân thủ ma nhân chỉ rõ chỉ cho chúng ta ba ngày nếu không đầu hàng sau ba ngày ma nhân liền sẽ quy mô công thành như thế xem ra ma nhân cũng đã biết mạc tà sơn bí mật sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ ngưng trọng mặc dù nói thành phá đi lúc bọn hắn thân là nguyên anh tu sĩ chưa hẳn liền không có phá vây mà đi hy vọng nhưng mọi người tại chỗ trừ kim châu thành bản thổ tu sĩ bên ngoài dù coi như là ngoại lai tu sĩ cũng đa số cùng kim châu thành có thiên ti vạn lũ lợi ích hút mắt kim châu thành một khi bị công phá đối bọn hắn ảnh hưởng nhất định cực kỳ to lớn huống hồ binh hung chiến nguy dù cho là nguyên anh tu sĩ lại sao dám nói nhất định có thể bình yên vô sự lăng vân tông hỏa trưởng lão chẳng phải thất thủ tại hoác đô thành a nếu như thế có thể làm gì một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hỏi phương phi dương chưa mở miệng tên kia mặt như nặng táo nguyên anh trung kỳ tu sĩ liền hừ lạnh một tiếng nói một canh giờ mà thôi chúng ta đang ngồi mười mấy tên nguyên anh đồng đạo toàn lực ứng phó chưa hẳn liền thủ không được liêu huynh nói đúng trong lúc này chỉ có ra sức tử chiến mới có thể lui địch hồng thiên tán thán nói nhìn ra được hắn đối tên này mặt như nặng táo trung kỳ tu sĩ có chút quen thuộc. Một tên hình dung hèn mọn, mọc ra ba phiết ria chuột nguyên anh sơ kỳ tu sĩ vuốt vuốt dưới hàm râu ngắn, trầm ngâm nói: "Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta cùng đương nhiên phải ra sức tác chiến, chỉ là Ma đại quân người có một tên nguyên anh hậu kỳ đại ma tôn tỏa chấn, nên khi ứng đối ra sao?" Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người liền đồng loạt rơi vào Vũ Văn Nghiễm trên mặt. Vũ Văn Nghiễm ôm quyền làm cái tứ phương vái chào, cười khổ nói: không dối gạt các vị đạo hiếu hoặc đồ thành đại chiến thời điểm gia phụ vô ý bị ma nhân ám toán thụ thương không nhẹ dưới mắt đang lúc bế quan chữa thương trong thời gian ngắn chỉ sợ là rất khó xuất chiến a à, mọi người không khỏi quá sợ hãi mặc dù tại cái hội nghị này bên trên không thấy được vũ văn chu có không ít người trong lòng liền đã có dự cảm không tốt nhưng từ vũ văn nghiễm chính miệng nhiệm chứng đoàn người càng là biến sắc nhiều năm trước tới nay vũ văn chu làm hoác sơn quốc duy nhất nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ có thể nói là hoác sơn quốc tu chân đồng đạo núi dựa lớn có như thế một vị uy phong hiển hách đại tu sĩ tỏa trấn trong lòng mọi người liền muốn an bình nhiều bây giờ tại cái này quan trọng trước mắt cái này cái núi dựa lớn lại ngược lại quả thực là lẽ nào lại như vậy mặt như nặng táo liêu huynh trầm giọng hỏi vũ văn thiếu chủ lệnh tôn đại nhân thật không thể xuất chiến a à. vũ văn nghiễm lắc đầu nói liêu đạo hiếu hoặc đồ thành hủy ở ma nhân trong tay ta hoác đô tông trên dưới, cùng ma nhân không đội trời chung, gia phụ càng là hận không thể sinh ăn ma nhân ra thịt. Nhưng có một tia hy vọng, gia phụ cũng sẽ không phòng thủ mà không chiến. Thực tế là thương thế nặng nề, muôn vàn khó khăn miễn cưỡng. Liêu Huynh khẽ vuốt cầm, nói, như thế nói đến, chúng ta chỉ có thể dựa vào mình lực lượng đến đánh một trận. Hồng Thiên cười ha ha một tiếng, nói, Liêu Huynh nói đúng, Vũ Văn Tông chủ không thể ra tay, chúng ta cũng không thể lui bước hậu kỳ đại ma tôn cố nhiên lợi hại hiện đặt vào chúng ta cái này rất nhiều đồng đạo ở đây không nói diệt sát kẻ này chỉ cần cuốn lấy hắn một canh giờ liệu tất không khó phương bang chủ cố ý mời chư vị đến đây chính là muốn thương nghị cái có thể thực hiện kế sách vô luận như thế nào sau ba ngày chúng ta nhất định phải giữ vững mạc tà sơn lập tức liền có không ít người phụ họa theo đuôi từng cái ma quyền sát trưởng kích động lại cũng không ít trong mắt người cực nhanh hiện lên vẻ sợ hãi trầm ngâm không nói nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lợi hại bọn hắn đều là rất rõ ràng nhất là tên này triệu đại ma tôn càng là cái nhân vật hung ác nghe nói vũ văn chu chính là tổn thương dưới tay hắn có thể đem một tên cùng giai đại tu sĩ đánh phải trọng thương người này thần thông mạnh có thể nghĩ dù coi như tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bên trong chỉ sợ cũng là đỉnh tiêm hảo thủ mà lại thất dạ giới ma công lợi hại càng là làm người ta trong lòng lo sợ bất an phương phi dương nói Ta biết mọi người trong lòng đều có lo lắng, nhưng hiện đặt vào chúng ta mười mấy tên Nguyên Anh đồng đạo ở đây, chỉ cần chặn đánh kia đại ma đầu một canh giờ, chắc hẳn vẫn có thể làm được. Không có người lên tiếng, Phương Phi Dương lời này, nghe vào tựa hồ rất có đạo lý, trên thực tế có hai cái rất lớn lỗ thùng. Cái thứ nhất, chính là ngoài thành ma người trong đại quân, trừ một tên hậu kỳ đại ma tôn, cái khác Nguyên Anh kỳ ma tôn số lượng cũng tuyệt đối không phải số ít, chỉ sợ số lượng so Kim Châu thành Nguyên Anh tu sĩ còn phải hơn rất nhiều. Đến lúc đó, chẳng lẽ những này Nguyên Anh Ma Tôn đều sẽ khoanh tay đứng nhìn không thành. Cái thứ hai, mười mấy tên Nguyên Anh đồng đạo một cùng ra tay, cố nhiên là có thể ngăn được kia Đại Ma Tôn một canh giờ, thậm chí đánh bại hắn cũng không phải là không có khả năng. Nhưng trước hết nhất sông đi lên mấy vị kia, lại là giữ nhiều lành ít. Ai nguyện ý chính diện đối cứng một tên Đại Ma Tôn? Đúng lúc này, một mực giữ im lặng bính lão tiên sinh chậm rãi mở lời. Tả hữu là muốn đánh, sợ là đánh, không sợ cũng là đánh vậy vẫn là không sợ tốt, không có đọa uy phong của mình. Vũ Văn Tông Chủ không thể xuất chiến, đối phó kia đại ma đầu, ta bộ xương giả này tính một cái. Ngữ khí trầm thấp, thần sắc lại kiên nghị vô so. Hồng Thiên cười ha ha một tiếng, nói, bính lão thông khoái, cũng coi như ta Hồng Thiên một cái. Mặt như nặng táo liêu huynh vỗ bàn một cái, quát. Tính liêu một cái nào đó, Phương Phi Dương liền hướng hắn chắp tay thăm hỏi, bính lão tiên sinh, Hồng Thiên đều là người một nhà, vì Kim Châu Thành phấn chiến đến cùng, chính là vốn phân. Liêu Huynh lại là ngoại lai tu sĩ, cũng như thế trượng nghĩa, xác thực có phần đáng giá kính trọng. Mà Phương Phi Dương nhưng không có chủ động xin đi, hắn là thành phòng tổng tư lệnh, thân hệ hợp thành an nguy, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện vào tới tuyến đầu đi. Một khi vẫn lạc, Kim Châu Thành lập tức liền sẽ rắn mất đầu, lâm vào trong hỗn loạn. Sau đó Lăng Vân Tông Tông chủ cũng gia nhập vào, Phương Phi Dương lúc này đánh nhịp, liền từ bính lão tiên sinh bọn bốn người phụ trách đối phó triệu đại ma tôn. Còn lại ma tôn, do cái khác người đối phó. Ba ngày sau, như thế nào tác chiến, người nào phía trước, người nào đoạn hậu, người nào tiếp ứng, đều một nhất an sắp xếp sẵn sàng, mọi người không khỏi nghiêm túc tuân theo. Ba ngày sau, Kim Châu Thành bên ngoài, chấn thiên tiếng kèn vang lên. Lít nha lít nhít ma tộc đại quân, bắt đầu chậm rãi hướng tường thành tới gần. Ma tộc đại quân binh phong, trực chỉ thành đông mạc tà sơn trong ba ngày qua ma tộc đại quân đã sớm đang tiến hành bí mật điều động đem tinh nhuệ chủ lực đều tập trung vào thành đông mạc tà sơn phương hướng trước kia thủ thành phương còn có chút may mắn cảm thấy ma quân chưa hẳn biết kim châu thành hộ thành đại trận bí mật phát giác được ma quân điều động về sau cuối cùng này chút lòng chờ mong vào vận may cũng không còn sót lại chút gì không hề nghi ngờ bí mật này ma tộc đại quân đã nắm giữ được nhất thanh nhị sở tốt ở trong thành cũng đã sớm chuẩn bị Phương Phi Dương đã sớm đem trong thành tinh nhuệ điều đến Mạc Tà Sơn phụ cận. Một trận kỳ thật không có cái gì mưu lợi phương pháp, thắng bại ngay tại Mạc Tà Sơn có thể hay không giữ vững. Một khi Mạc Tà Sơn bị công phá, toàn bộ Kim Châu thành thành phòng lập tức sụp đổ, mà tộc đại quân chen chúc vào thành, kia hết thảy liền đều chú định. Lời tuy như thế, Phương Phi Dương hay là trong tay khống chế một chi tinh nhuệ đội dự bị. Vạn nhất mà quân chơi lừa gạt, thừa dịp trong thành chủ lực đều tập trung ở Mạc Tà Sơn phụ cận thời điểm, bỗng nhiên đối địa phương khác phát động tấn công mạnh, coi như sẽ bị đánh trở tay không kịp. Ma nhân giảo hoạt dị thường, cái này một nước không thể không phòng. Mạc Tà Sơn một mảnh túc sát chi khí, ngày bình thường, Mạc Tà Sơn phong cảnh tú lệ, lúc này lại mây đen cuồn cuộn, cơ hồ trực tiếp đặt ở ngọn núi bên trên. Mạc Tà Sơn đỉnh núi, một tòa cự đại pháp trận, sớm đã bố trí xong. Tòa này pháp trận đường kính chừng hơn 10 trượng, pháp trận các nơi, khảm đầy đại đại nho nhỏ thổ hoàng sắc linh thạch từ những linh thạch này tản mát ra linh áp liền có thể đoán được, đây đều là phẩm tướng cực dai cao dai linh thạch. Cùng những cái kia chân chính thành phố lớn tương đối mà nói, Kim Châu Thành quy mô không tính quá lớn, nhưng Kim Châu Thành giàu có, lại là không thể nghi ngờ. Rất ít có những thành thị khác có thể so ra mà vượt. Cái này rất nhiều cao dai thổ linh thạch, những thành thị khác liền chưa hẳn có thể góp được đi ra. Bất quá tại thanh minh chân nhân trong mắt, những này thổ linh thạch còn còn thiếu rất nhiều. Thanh Minh chân nhân chính là tòa này thổ linh đại trận bố trí người cùng người chủ trì, cũng là trăm nhẫn cửa môn chủ, Kim Châu thành công nhận đệ nhất trận pháp mọi người. Trăm nhẫn cửa liệt tên Kim Châu thành bảy đại tông môn, Thanh Minh chân nhân có nguyên anh trung kỳ đại thành tu vi. Mặc dù tòa này thổ linh đại trận nhìn qua 10 điểm uy phong, trên thực tế, Thanh Minh chân nhân là rất không hài lòng. Bày trận thời gian quá vội vàng, chỉ có mấy ngày, muốn bố thành dạng này một tòa đại trận, dù coi như Thanh Minh chân nhân đem trăm nhẫn cửa tất cả tinh thông trận pháp bọn đồ tử đồ tôn đều một mạch cũng mang tới, còn khẩn cấp từ trong thành điều động tất cả hiểu được trận pháp chi đạo tu sĩ hỗ trợ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đoạt ở địa mạch linh khí triệt để đánh mất trước đó, bố thành dạng này một cái cũng không làm người vừa lòng thổ linh đại trận. Tại trong mắt người khác, đây đã là cái kỳ tích, mà lại thổ linh đại trận uy lực cực kỳ cường đại. Thanh Minh chân nhân lại rất rõ ràng, làm phổ thông pháp trận, thổ linh đại trận uy lực xác thực rất mạnh nhưng nghĩ muốn thay thế mạc tà sơn mậu thổ linh khí. Treo chống cả tòa hộ thành đại trận, kia còn kém xa lắm. Nhiều nhất có thể phát huy ra hộ thành đại trận ba thành uy năng, liền vô cùng ghê gớm. Bởi vì chức trách thực tế quá nặng, mắt thấy khai chiến sắp đến. Thanh minh chân nhân vẫn như cũ còn tại bận bịu không nghỉ, tận mình lực lượng. Để thổ linh đại trận càng cường đại một phân, ở sau đó đại chiến thời điểm, có thể tăng cường hộ thành đại trận một phần uy lực cũng là tốt. Cảm ứng đến dưới chân Mạc Tà Sơn địa mạch linh khí nhanh chóng tiêu tán, thanh minh chân nhân tâm cũng một chút xíu treo lên. Hắn biết rõ, một khi Mạc Tà Sơn thủ không được, ma tộc đại quân chen chúc mà vào, lấy hắn hiện tại vị trí, trên cơ bản là rất khó thoát thân. Chỉ cần chỉ chớp mắt ở giữa, liền sẽ bị ma tộc đại quân triệt để vây quanh bao phủ, chẳng những hắn đi không nổi, hắn bọn đồ tử đồ tôn cũng đừng hòng rời khỏi. Đây là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng trong lúc này, lại lui không thể lui chỉ có thể kiên trì đẩy xuống đi. Tốt tại giữa không trung trận địa sẵn sàng tu sĩ đại quân, có thể khiến người ta an tâm không ít. Đã nhiều năm như vậy, bởi vì bảy đại tông môn liên thủ nhất trí, Kim Châu Thành chưa bao giờ gặp qua đại nạn, lần này hẳn là cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Từng đợt tiếng gào thét chấn vang lên, Ma tộc đại quân chính thức đối Kim Châu Thành phát động tấn công mạnh. Tình hình như vậy, quá khứ đã phát sinh rất nhiều lần, trong thành quân coi giữ sớm đã có kinh nghiệm, thông dòng ứng đối xuyên thấu qua hộ thành đại trận các loại pháp khí bay loạn cho ma tộc đại quân tạo thành thương vong không nhỏ tại hộ thành đại trận không có bị công phá trước đó công thành phương thương vong luôn luôn so phòng thủ phương phải lớn hơn nhiều dĩ vãng mỗi lần tiến công ma quân đều rất giảng cứu sách lược tiến thối có độ tận lực khống chế thương vong dù sao ở đây bọn hắn tính được là một mình xâm nhập một khi hoắc sơn quốc xung quanh những quốc gia kia tu chân giới dừng lại không ngừng nghỉ tranh luận cãi cọ tạo thành viện quân bắn tới, công thủ chi thế nhất định nghịch chuyển. Đến lúc đó, cũng không phải là bọn hắn có thể hay không đánh hạ Kim Châu thành vấn đề, mà là có thể hay không toàn thân trở ra vấn đề. Thực lực cường đại là an toàn bảo đảm lớn nhất. Lần này, mà quân tiến công lại có chút liều lĩnh tư thế, tựa hồ là tức giật, muốn nhất cử phá thành. Trong lúc nhất thời, các nơi chiến hỏa bay tán loạn, công thành chiến rất nhanh liền tiến vào gai cấn trạng thái. Tại thời khắc mấu chốt này, mạc tà sơn trên không hộ thành lồng ánh sáng, dần dần xuất hiện không ổn định dấu hiệu, hào quang màu nhũ bạch không ngừng lấp lánh, một chút xíu ảm đạm đi. Dầm 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 từng viên to lớn viên cầu xẹt qua chân trời, đập tới. Những này viên cầu bên trong bao vây lấy đại lượng uế khí, đối bất luận cái gì chính đạo pháp bảo pháp khí đều có cực mạnh ăn mòn ô uế năng lực. Tại dĩ vãng công thành chiến bên trong, mà quân chỉ là thí nghiệm tính dùng qua một lần, nện qua mấy khỏa về sau liền ngừng lại, tựa hồ loại uy lực này to lớn vũ khí công kích tầm xa, mà quân mang theo số lượng cũng có chút có hạn, không có thể tùy ý tiêu hao. Thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao, lúc này lại là hào không tiếc rẻ, đều hướng về mạc tà sơn trên không đập tới. Một trận mật như như mưa rào ba ba tiếng vang lên, viên cầu tại hộ thành lồng ánh sáng trên không nổ tung, vô số đen nhánh chất lỏng văng khắp nơi mà ra, tê tê chi tiếng nổ lớn, nguyên bản đã ảm đạm đi hộ thành lồng ánh sáng, lập tức nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo, hào quang màu nhũ bạch trở nên sáng tối chập chờn một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ chống đỡ không nổi bộ dáng lên một mực gắt gao nhìn chằm chằm không trung lồng ánh sáng tình hình thanh minh chân nhân quát khẽ một tiếng đạt được chỉ lệnh khoanh chân ngồi tại thổ linh đại trận bốn phía tám tên tu sĩ đồng thời bấm quyết miệng lẩm bẩm hướng pháp trận trong đánh vào từng đạo pháp quyết cái này tám tên tu sĩ đều đều có lấy kim đan hậu kỳ tu vi là trăm nhẫn cửa đệ tử đắc ý đạt được thanh minh chân nhân tự mình truyền thụ tại trên trận pháp tạo nghệ khá cao. Rất nhanh, thổ linh đại trận ong ong địa chấn vang lên, một cỗ nhu hòa lại tràn trề thổ linh lực từ đại trận bên trong dâng lên mà ra, liên tục không ngừng hướng không trung hộ thành lồng ánh sáng vào tới. Nguyên bản lung lay sắp đổ, mắt thấy khó mà chống đỡ được hộ thành lồng ánh sáng, lập tức tựa như đạt được cường lực chi việt, lập tức một lần nữa ổn định lại. Quay chung quanh tại mạc tà sơn bốn phía đông đảo các tu sĩ lập tức phát ra từng đợt gieo hò. hư điêu trùng tiểu kỹ. Đúng lúc này, giữa không trung trong mây đen, bỗng nhiên vang lên một cái khinh miệt thanh âm, như là cuồn cuộn kinh lôi, từ mạc tà sơn trên không ẩm ẩm lướt qua. Một chút định lực không cao đệ tử cấp thấp, lập tức cảm thấy áp lực kinh người, cơ hồ ngay cả đứng cũng không vững. Cùng lúc đó, bá, một tiếng xé vải giòn vang, một đạo dài đến mấy chục trượng màu đen đao mang, bỗng nhiên đem không trung mây đen xé toạc ra, hướng hộ thành lồng ánh sáng hung ác bổ mà tới. Đạo này đao mang bên trong ẩn chứa khí thế là kinh người như thế, Phảng Phất muốn đem hết thải toàn bộ hủy diệt. Không ít đệ tử cấp thấp trên mặt đều lộ ra sợ hãi thần sắc bất an. Oanh, màu đen đao mang lóe lên liền tới, bỗng nhiên chạm tại hộ thành lồng ánh sáng phía trên. Mạc Tà Sơn trên không lồng ánh sáng lập tức kịch liệt lay động, lập tức lại lộ ra lung lay sắp đổ thần thái. Đốt, thanh minh chân nhân quát khẽ một tiếng, huy trưởng đánh ra, một đạo mắt trần có thể thấy hùng hậu pháp lực, tràn vào đến thổ linh đại trận bên trong thổ linh đại trận ong ong tiếng nổ lớn, lần nữa đem hộ thành lồng ánh sáng ổn định lại. Giữa không trung mây đen hướng hai bên cuồn cuộn mà ra, một đầu cự hán hiện thân mà ra. Chỉ thấy đầu này cự hán thân cao hơn 10 trượng, toàn thân gân đột, một trương huyết bồn đại khẩu, tướng mạo chỉ có 3 phần giống người, lại có 7 phần giống thú, như cùng một đầu đến từ viễn cổ man hoang quái thú, lông xù hai tay nắm một thanh đồng dạng dài đến hơn 10 trượng màu đen cự nhật, hàn lóng lánh toàn thân cao thấp đều mang một cỗ nói không nên lời mạnh ắt sát khí, khiến người hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy người này, trong thành tu sĩ đều âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Đối người này, Kim Châu thành các tu sĩ đều cũng không xa lạ gì. Triệu Đại Ma Tôn, chính là lần này ma quân lớn thủ lĩnh. Tên này Đại Ma Tôn tựa hồ cũng không phải nhân loại tu sĩ, mà là một loại nào đó thú tộc. Ngay sau đó, trong mây đen không ngừng có tu sĩ tuôn ra, tướng mạo khác nhau, phần lớn thần thái dữ tợn, cũng phi nhân loại nhưng mà từng cái khí tức bức nhân, trên thân linh áp ba động, biểu hiện bọn hắn đều đều là nguyên anh kỳ trở lên cao thủ, chừng 40, 50 người nhiều, chen trúc tại triệu đại ma bên tôn thân, ở trên cao nhìn xuống, mắt lom lom tiếp cận phía dưới mạc tà sơn thổ linh đại trận. Từ từ ma tộc đại quân công thành đến nay, còn chưa hề có nhiều như vậy ma tôn cấp cao thủ tập trung ở một chỗ qua. Không hề nghi ngờ, triệu đại ma tôn là hướng về phía mạc tà sơn trận nhãn mà đến. Mà theo sát phía sau, thì là mấy chục ngàn tinh nhuệ ma quân. Những này ma quân chẳng những nghiêm chỉnh huấn luyện, khí tài quân sự cực kỳ tinh lương, mà lại mỗi một cái cảnh giới đều không thấp, đa số đều tại kim đan kỳ trở lên. Trong lúc nhất thời, mạc tà sơn trên không sát khí trùng thiên, kim châu thành nội nhân người biến sắc. Trong thành tu sĩ nghe triệu đại ma tôn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên trong tiếng hít thở, kêu lên, như sơn băng hải thiếu, chấn động khắp nơi. Nguyên bản đánh thẳng phải náo nhiệt công thủ song phương, đều kìm lòng không đặng ngừng dưới động tác trong tay, ngẩng đầu hướng bên này bầu trời nhìn tới. Các ngươi hộ thành đại trận, lập tức liền muốn mất đi hiệu lực, dựa vào như thế một cái lâm thời liều gom lại tiểu tiểu pháp trận, liền nghĩ ngăn cản ta một triệu đại quân công thành, quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Hiện tại, vốn đại ma tôn cho các ngươi một cơ hội cuối cùng lập tức mở thành đầu hàng. Vốn đại ma tôn ở đây hứa hẹn, phàm là người đầu hàng, một cái không giết. Dám can đảm ngoan cố chống lại đến cùng người, chém thành muôn mảnh nhanh chóng đầu hàng miễn tử. Đạo hữu khẩu khí coi là thật không tiểu, một tiếng nói giả nua 10 điểm bình thản nói. Mấy chục đạo độn quang từ thành nội phi thăng mà lên, đi đầu một người, chính là dáng người gầy tiểu nhân bính lão tiên sinh. Hồng thiên, phô vi chân nhân nhào bột mì như nặng táo liêu huynh, làm bạn ở bên người hắn. Cái khác nguyên anh tu sĩ, theo sát phía sau, hướng mấy chục tên ma tu nghênh kích đi lên. Nhiều năm trước, liền có truyền ngôn nói bính lão tiên sinh thọ nguyên đã đến nguyên anh trung kỳ tu sĩ hạn mức cao nhất, lập tức liền muốn tỏa hóa. Ai ngờ hứa nhiều năm qua đi, bính lão tiên sinh còn sống được thật tốt, nhưng cũng chưa tiến dai. Bất quá, chỉ cần hắn tại thế một ngày, chính là việc nhân đức không nhường ai Kim Châu thành đệ nhất nhân. Dù coi như danh xưng Kim Châu thành đệ nhất cao thủ phương phi dương, danh khí bên trên cũng vẫn là không bằng vị này lâu năm nhất y thánh. Bính lão tiên sinh chủ động xin đi, nghênh chiến triệu đại ma tôn, chỉ sợ cũng có mình tuổi tác đã cao, tiến dai vô vọng nguyên nhân ở bên trong. Triệu đại ma tôn cao cao tại thượng, một đôi như chuông đồng mắt to, trên dưới quét mắt bính lão tiên sinh bọn người, lạnh cười nói. Người đến xưng tên, vốn đại ma tôn thủ hạ, bất tử hạng người vô danh. Đi theo đàm phu nhân bên cạnh thân cơ khinh xa kém chút bị kìm nén đến. Đây rõ ràng liền là địa cầu bên trên bản cụ thể trương hồi tiểu thuyết A. Còn tới đem xương tên đâu? Lão phu bính buổi trưa, Bính lão tiên sinh tại khoảng cách đại ma tôn hơn 10 trượng bên ngoài dừng lại thân thể, lạnh nhạt nói. Đại ma tôn lại cũng không vì bính lão tiên sinh thái độ mà bị chọc giật, nồng đậm song nghi trong chớp nhoáng dương lên, tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức ôm quyền nói. Nguyên lai các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh bính y thánh, thất kính. Triệu nào đó cái này toa hữu lễ, xem ra ma tộc đại quân ngàn tỷ bên trong xa xôi truyền tống đến đây tiến công Kim Châu Thành, trước đó thật đúng là làm đủ công khóa, không dám nhận, mọi người tướng là địch nước, lời khách khí hay là miễn đi. Đạo hữu không tại thất giả giới xưng tôn xưng tổ, lại chạy đến chúng ta toa ma giới đến trắng trợn giết chóc, thật chẳng lẽ đem thiên hạ không người có thể giết đến người A. À. Bính lão tiên sinh ngữ khí hay là bình thản, lời nói ra. Lại mất thăng bằng, không mang nửa phân khách khí. Triệu đại ma tôn cười lạnh một tiếng, lần nữa nhìn từ trên xuống dưới bính lão tiên sinh bọn người, khóe miệng rõ ràng hiện lên một tia khinh thường chi ý, lạnh lùng nói triệu nào đó cố nhiên cũng không cho là mình vô địch thiên hạ nhưng bằng các ngươi thật đúng là không để tại mỗ ra trong mắt đã các ngươi không chịu đầu hàng một lòng muốn chết kia triệu nào đó liền thành toàn các ngươi xem đao cái này vì triệu đại ma tôn tính tình thật đúng là không có chút nào bình thản nói đánh là đánh nửa phần giả mượn cũng vô hai tay vừa nhấc bá một tiếng một đạo mấy chục trượng màu đen đao mang chặn ngang hướng bính lão tiên sinh bọn người quét ngang qua nhìn ra được cái này bốn tên song song đứng chung một chỗ, ẩn ẩn đối với hắn khai thác nửa vây quanh trạng thái nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Chính là chuyên môn tới đối phó hắn, trừ Bính lão tiên sinh bên ngoài, Hồng Thiên, Vô Vi chân nhân, Liêu họ tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là tinh thần sung mãn. Tu vi cao thâm, xa không tầm thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể so sánh. Mắt thấy đao mang hoành quét tới, bốn người cùng thi triển thần thông, tránh ra. Trước đó, mọi người chưa từng giao thủ qua không biết cái này đại ma tôn thần thông như thế nào tất nhiên là hết sức cẩn thận không muốn tùy tiện ra tay cùng hắn liều mạng lập tức đại ma tôn lại là xong tay run một cái chém ra một đao thấy bên này đã động thủ rồi cái khác nguyên anh tu sĩ phát một tiếng hô riêng phần mình chém giết từ nhân số bên trên nhìn song phương xuất động nguyên anh tu sĩ đại khái tương đương đều đều là lấy nguyên anh sơ kỳ tu sĩ là chủ lực trung kỳ tu sĩ số lượng liền thì nhỏ hơn nhiều thần thông phương diện cũng là đều có đặc điểm chưa nói tới ai mạnh ai yếu. Bất quá thất giả giới ma tôn rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện, trên cơ bản không có người nào là đơn binh tác chiến, luôn luôn ba, năm người hợp lại cùng nhau, liên thủ mà chiến. Lẫn nhau ở giữa, tương hỗ hiểm hộ, cứ như vậy, sức chiến đấu so sánh với đơn binh tác chiến liền muốn tăng lên trên diện rộng. Kim Châu thành nguyên anh tu sĩ, tại phương diện này tự nhiên kém xa tiết tắc. Trên bản chất, Kim Châu Thành là một cái mở ra mậu dịch thành thị, trong thành tu sĩ cấp cao, ngày bình thường bình thường đều là các tự tu luyện, đả tọa luyện đan, chiến tranh đối với bọn hắn đến nói, kia là rất xa xôi sự tình. Đơn đả độc đấu, có lẽ không kém gì thất giả giới ma tôn, nhưng mà đại quy mô hỗn chiến cùng một chỗ, thế yếu liền trở nên hết sức rõ ràng. Sau một lát, liền có người kinh hô thụ thương, ngược lại là triệu đại ma tôn cùng bính lão tiên sinh bọn bốn người, lại là đánh cho khó hòa giải. Đại ma tôn cố nhiên cao minh, bính lão tiên sinh bọn người nhưng cũng không có một cái tên soàng xính, mặc dù không có trải qua phối hợp tác chiến chuyên môn huấn luyện, mấy hiệp xuống tới, bốn người liền cấp tốc đạt thành ăn ý nào đó, công thủ ở giữa, phối hợp phải càng ngày càng tốt, đủ để ngăn chặn được, chỉ ít nhất thời nửa khắc, sẽ không ở vào hạ phong. Xa xa quan chiến phương phi dương không khỏi nhẹ nhàng thở phào một cái. Chỉ cần bính lão tiên sinh bọn người có thể một mực cuốn lấy triệu đại ma tôn, hôm nay trận chiến này liền thắng một nửa. Chỉ cần đứng vững một canh giờ, đừng để ma nhân công phá thành phòng, mạc tà sơn dưới mặt đất linh khí dần dần khôi phục hộ thành đại trận uy lực đại tăng nhất định có thể đem ma tộc đại quân một mực cản ở ngoài thành đợi viện quân lớn đến đó chính là ma nhân tận thế đến hỗn chiến bên trong song phương tựa hồ cũng không người chú ý theo sát tại triệu đại ma tôn sau lưng mấy chục ngàn tinh nhuệ ma quân sớm đã giữa bất chi bất xác tản ra trong đó một bộ thậm chí phi độn mà lên trực tiếp tránh tiến vào trên trời cao mây đen chỗ sâu lại không đến trợ chiến lại không biết đang làm cái gì thành tựu thời gian tại từng giây từng phút trôi qua tình hình chiến đấu càng ngày càng là kịch liệt thỉnh thoảng có người truyền ra kêu thảm thanh âm thủ thương nguyên anh cao thủ càng ngày càng nhiều bất quá mọi người đều biết chính là tu sĩ một khi ngưng kết nguyên anh thành công sẽ rất khó bị tùy tiện diệt sát dù coi như nhục thân bị hủy nguyên anh cũng có thể đơn độc đào tẩu lại tìm tân sinh cho nên gần nửa canh giờ ác chiến xuống tới thủ thương nguyên anh tu sĩ tuy nhiều chân chính vẫn lạc hình thần câu diệt cũng rất ít trên trời mây đen cũng tại trong lúc lơ đãng dần dần bao phủ xuống, một chút xíu đem trong lúc kịch chiến đông đảo tu sĩ bao phủ đi vào. Tu sĩ phần lớn tai thính mắt tinh, tu sĩ cấp cao nhất là như thế, cứ việc càng lúc càng nồng nặc mây đen dần, dần dần tràn ngập chiến trường thượng không, ở bên cạnh họ lượn lờ, nhưng cũng tạm thời cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Thân là nguyên anh tu sĩ, dù coi như trước mắt cái gì đều nhìn không thấy, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn giao thủ tác chiến. Tu sĩ cấp cao giao chiến, nhiều khi lúc đầu dựa vào chính là bản năng, không phải lý trí phán đoán. Mọi người ai cũng không có cảm thấy những ngày ở bên người chồng chất phải càng ngày càng nhiều mây đen có gì không ổn, thẳng đến ngoài ý muốn bỗng nhiên phát sinh. Cái thứ nhất ngoài ý muốn, liền phát sinh ở mặt như nặng táo liêu họ tu sĩ trên thân. Liêu họ tu sĩ tu luyện chính là cực kỳ uy mãnh công pháp bá đạo, tay cầm một đầu chiếu nặng cây gậy, cùng triệu đại ma tôn lấy cứng trọi cứng, liền đối ba chiêu, mặc dù mỗi lần giao đấu, liêu họ tu sĩ đều muốn kêu lên một tiếng đau đớn, hơi ăn chút thua thiệt nhỏ, lập tức lại sinh long hoạt hổ giết tới. Vị này ngoại lai liêu họ tu sĩ, lại giữa bất chi bất giác thành chống lại triệu đại ma tôn chủ lực số một. Từ hắn đang đối mặt địch, mấy vị khác từ bên cạnh kiềm chế, dù là đại ma tôn có kinh thiên động địa thần thông, cũng bị bốn người kiềm chế đến xít sao, đã không thể đem bốn người bọn họ nhất cử toàn diệt, lại không thể đối bọn hắn bỏ mặc rảnh tay hướng đang đứng ở suy yếu nhất giai đoạn hộ thành đại trận xuất thủ. Nhát gan bọn chuột nhất, liền biết quấy rối Coi là mình tấn công mạnh lại một lần bị lưu họ tu sĩ ngăn trở, đại ma tôn rốt cuộc bị triệt để chọc giận, quát to một tiếng, bỗng nhiên đem dài hơn 10 trượng màu đen cự nhận dơ lên cao cao, một đao hướng ngoài mấy trượng lưu họ tu sĩ mãnh vỗ tới. Cái gì gọi là quấy rối Đánh trận A, luôn luôn muốn đánh thắng mới được. Lưu họ tu sĩ cười ha ha một tiếng, hít một hơi thật sâu, nâng tay lên bên trong côn sắt, hướng màu đen cự nhận nghinh kích đi lên. Đúng lúc này, một chút cực kỳ nhỏ nhưng lại bén nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, dù là mọi người đều đều là nguyên anh cao thủ, trong lúc vội vã nhưng cũng hoàn toàn không mò ra cái này tiếng xé gió từ đâu mà đến, không khỏi riêng phần mình vận khởi thần niệm chi lực, hướng bốn phía tật đảo qua đi. Không tốt, có người ám toán, ngay sau đó, liêu họ tu sĩ quát to một tiếng, cùng vừa rồi chấn định tự nhiên hoàn toàn khác biệt, ngữ khí trở nên cực kỳ bối rối, còn kèm theo thống khổ chi ý, hiển nhiên hắn đã trung ám toán. Liêu đạo hiếu, chuyện gì xảy ra ngay tại liêu họ tu sĩ bên người cách đó không xa vô vi chân nhân lập tức hỏi chỉ tiếc liêu họ tu sĩ đã tới không kịp trả lời hắn ngay tại vừa rồi hắn chỉ cảm thấy mình bên hông tê dần vừa mới ngưng tụ chân nguyên pháp lực nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đừng bảo là dơ cao côn sắt nghênh địch thậm chí cả ngón tay đầu cũng không ngẩng lên được sau đó hắc mang chợt lóe lên liêu họ tu sĩ chỉ kêu thảm phải nửa tiếng liền lại im bặt mà dừng thân hình cao lớn từ đó mổ thành hai Máu tươi tiến biểu ra, bay thẳng mấy trượng chi cao, lập tức hai mảnh thi thể liền từ không trung trực tiếp rơi xuống. Thấy một màn này, Bính lão tiên sinh, Hồng Thiên cùng Vô Vi chân nhân nhất thời đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Mới vừa rồi còn đánh thật hay tốt, có công có thủ, phối hợp ăn ý, làm sao trong nháy mắt, một tên sinh long hoạt hổ bằng hữu liền bị đánh thành hai mảnh. Nhất là muốn mạng chính là, bọn hắn thậm chí ngay cả Liêu họ tu sĩ đến cùng chúng cái gì ám toán, đều hoàn toàn không biết gì. Nói cách khác, cái này núp trong bóng tối địch nhân, lúc nào cũng có thể cho bọn hắn ám toán một kích. Chờ bọn hắn tỉnh táo lại thời điểm, triệu đại ma tôn cự nhận liền hô hô cắt xuống. Dạng này đánh, quả nhiên là lại nhanh lại bớt lo, phối hợp phải không chê vào đâu được. Bóng đen lóe lên, từ hai mảnh thi thể bên trên chui ra ngoài một tên cao mấy tấc tiểu nhân, mặt mũi tràn đầy vừa sợ vừa giận thần sắc, chính là lưu họ tu sĩ tu luyện nhiều năm Nguyên Anh. Nguyên Anh hung tợn nhìn chằm chằm triệu đại ma tôn một chút, không nói hai lời, liền là hướng bên người cách đó không xa vô vi chân nhân bay đi. Vô vi chân nhân sắc mặt run lên, lắc một cái ống tay áo, liền hướng liêu họ tu sĩ Nguyên Anh quét tới. Hắc hắc, bên trong ta máu đen chảm, còn muốn đi rơi Nguyên Anh, quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Triệu đại ma tôn hai mắt híp lại, hướng giữa không trung Nguyên Anh nhàn nhạt, nhạt nói một câu như vậy, lại cũng không có xuất thủ ngăn cản vô vi chân nhân, tựa hồ hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Ngay tại Liêu họ tu sĩ Nguyên Anh sắp cùng Vô Vi chân nhân cuốn lên vòi rồng gặp nhau thời điểm, Liêu họ tu sĩ Nguyên Anh chợt quát to một tiếng, lộ ra mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng, ngay sau đó, Nguyên Anh mặt ngoài hiện lên một tầng đen như mực sương mù, nháy mắt liền trải rộng Nguyên Anh toàn thân, Nguyên Anh lập tức đã hôn mê, Triệu Đại Ma Tôn nâng tay khẽ vẫy, từ Vô Vi chân nhân trong tay cướp đi cái này hôn mê Nguyên Anh. Suy lại một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Vô Vi chân nhân chỉ cảm thấy một điểm như có như không bóng đen vạch phá mây đen, hướng mình kích xạ mà đến, tốc độ nhanh như điện chớp. Nếu như không có liêu họ tu sĩ vết xe đổ, tại không có chút nào phòng bị dưới tình hình, thật đúng là không thể nhận ra cảm giác bóng đen này. Nhìn thoáng qua phía dưới, cũng căn bản liền không cách nào thấy rõ ràng, kia một điểm bóng đen, rốt cuộc là thứ gì. Phô vi chân nhân giật nảy cả mình, lúc này lắc một cái ống tay áo, một mảnh lớn cỡ bàn tay màu đỏ lụa khăn, xoay tròn lấy hướng na điểm như có như không bóng đen nghinh kích đi lên, đón gió căng phồng lên, đảo mắt liền biến thành vài thước lớn nhỏ, quay đầu phủ xuống, nháy mắt đem bóng đen kia quấn tại khăn gấm bên trong. Khối này khăn gấm, là vô vi chân nhân áp đáy hòm pháp bảo một trong, có rất nhiều kỳ lạ công dụng, bởi vì lai lịch không phải quá chính, vô vi chân nhân ngày bình thường bí không gặp người. Bây giờ chuyện gấp, tự nhiên cái gì đều không lo được, vô luận như thế nào, không thể để cho bóng đen này cận thân. Liêu họ tu sĩ chết thảm phía trước, vô vi chân nhân cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Mắt thấy khăn gấm bao lấy bóng đen, Vô Vi chân nhân nhẹ nhàng thở phào một cái, đang muốn hướng một bên né tránh, lại bỗng nhiên cảm thấy bên hông tê dần, lập tức liền không thể động đậy, vừa mới ngưng tụ chân nguyên pháp lực, biến mất trong nháy mắt phải không còn một mảnh. Không tốt, Vô Vi chân nhân giật nảy cả mình, kêu lên, chính bối rối ở giữa, chỉ cảm thấy bên người không khí một trận gợn nước vặn vẹo, một con đen nhánh móng vuốt, bỗng nhiên từ trong mây đen nhô ra, mang theo cuồn cuộn gió tanh, hướng Vô Vi chân nhân ngực ôm đồm đem tới. Trong lúc này, vô vi chân nhân liền mảy may trốn tránh chi lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này móng vuốt bắt tới, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ muốn tuyệt thần sắc. Tại cái này nhìn cân treo sợi tóc ngay miệng, lại một chút tiếng xé gió phát ra, vô vi chân nhân toàn thân chấn động, nguyên bản biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chân nguyên pháp lực bỗng nhiên tuôn ra đem lên tới. Lập tức không kịp ngẫm nghĩ nữa, trong tay lợi kiếm nhất run, liền hướng na đen nhánh móng vuốt chém qua, đồng thời dưới chân trượt đi, thân thể hướng bên cạnh lóe lên chỉ nghe suy một tiếng vang nhỏ, vô vi chân nhân ngực quần áo vỡ tan. Bị cầm ra tam đạo trưởng dài vết máu, từ máu tươi đen ngòm, phun ra ngoài. Cái này đen nhánh móng vuốt phía trên, vậy mà ẩn chứa kịch độc. Mà vô vi chân nhân một kiếm cũng chém chúng móng vuốt, lại phát ra kim loại giao kích thanh âm, kia đen nhánh móng vuốt trong chớp nhoáng liền thu về. Bóng người lóe lên, bính lão tiên sinh đến vô vi chân nhân bên người. Cong ngón búng ra, một viên đậu xanh lớn nhỏ dược hoàn bắn thẳng đến mà đến. Vô vi chân nhân không cần suy nghĩ, há mồm liền nuốt xuống, hướng bính lão tiên sinh nhẹ gật đầu. Mọi người cùng nhau tại Kim Châu Thành nhiều năm như vậy, lẫn nhau hiểu nhau, cảm tạ, lại là không cần phải nói. Bên kia toa, Hồng Thiên vung vẩy binh khí, ra sức ngăn trở triệu đại ma tôn máu đen trảm. Cứng đối cứng như vậy đấu pháp, kẻ lực mạnh thắng, lực yếu người bại, Hồng Thiên cảnh giới không bằng. Lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng thối lùi đến bính lão tiên sinh bên người, nhẹ nhàng thở dốc một hơi, trên mặt hiện lên một vòng huyết hồng, đủ thấy đã thụ thương không nhẹ. Không hổ là Kim Châu thành một đời danh y, các hạ cái này giải độc thủ đoạn, thế nhưng là vô cùng ghê gớm. Theo cái này âm trầm thanh âm, một bóng người từ trong mây đen hiện thân mà ra. Đây là một người trung niên nam tử, nhìn qua ước chừng chừng 40 tuổi, phục sức có chút quái dị, hai tay trần trụi bên ngoài, cánh tay cùng trên hai gò má tràn đầy cổ quái hình xăm đồ án, nhìn qua, tựa hồ là từng con côn trùng, hai mắt khép mở ở giữa, ánh mắt như là tia chớp, khí thế khinh người. Nhìn thấy người này, bính lão tiên sinh đám ba người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, người người trên mặt biến sắc. Hậu kỳ đại tu sĩ, cái này mặt mũi tràn đầy hình xăm nam tử trung niên, rõ ràng là một tên khác hậu kỳ đại ma tôn. Không phải nói, ma tộc đại quân chỉ có một tên hậu kỳ đại ma tôn tỏa chân A. Cái này thứ hai đại ma tôn, lại là từ đâu chui ra ngoài. Kén ăn huynh, người rốt cuộc chịu ra tay, triệu đại ma tôn nhìn thấy người này, lại là hớn hở ra mặt, hai tay liền ôm quyền, cười ha hả nói. Nhìn ra được, họ triệu ma nhân đối tên này hình xăm ma tôn 10 điểm khách khí, thậm chí trong mắt còn ẩn ẩn mang theo mấy phân khẩn trương cùng vẻ bất an. Mặc dù hình xăm ma tôn trên thân linh áp ba động, chưa chắc liền che lại họ triệu ma nhân, nhưng kia cô âm trầm trầm quái dị khí tức, nhưng lại làm kẻ khác rất không thoải mái. Đối họ triệu ma nhân khách khí, hình xăm ma nhân cũng không thèm để ý, thậm chí ngay cả con mắt đều không có liếc hắn một cái, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói. Cái này một canh giờ mắt thấy liền đi qua, ta nếu là lại không ra tay, Triệu đạo hữu chỉ sợ còn phải cùng mấy vị này dây dưa cái không có chơi không có đi. Họ Triệu Ma Nhân ngượng ngùng cười một tiếng, trong mắt nhanh chóng lướt qua sắc mặt giận dữ, trên mặt lại mảy may cũng không biểu hiện ra đến, đủ thấy đâm nhau thanh ma nhân cực kỳ kiêng kỵ, không dám đắc tội hắn. Hình xăm Ma Nhân cũng không đi để ý họ Triệu Ma Nhân thái độ, âm trầm ánh mắt, tại bính lão tiên sinh đám người trên mặt vừa đi vừa về liếc nhìn, cười lạnh nói: "Lúc này không hàng chờ đến khi nào, chẳng lẽ các người muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng A. À? Thần thái cùng ngữ khí đều là cao cao tại thượng, ngạo khí mười phần. Tựa hồ hắn chính là phía trên chiến trường này chúa tể, để ai sinh thì sinh, để ai chết thì chết. Bính đạo hiểu, ngươi là Kim Châu Thành Y Thánh, tộc ta lão tổ đã sớm đã phân phó, chỉ cần ngươi chịu quy hàng, tất nhiên sẽ phải đến lão tổ trọng dụng. Thành phá đi về sau, người môn nhân tử đệ, vốn đại ma tôn cũng có thể bảo chứng tính mạng bọn họ không lo. Hình xăm ma người nói, đối bính lão tiên sinh tình huống, tựa hồ biết rất nhấm. Bọn hắn vượt biển mà đến, bỗng nhiên đối Kim Châu Thành phát động tiến công, một nửa là vì Kim Châu Thành đại lượng linh dược, một nửa khác, chỉ sợ sẽ là vì mấy vị này nổi tiếng đại lang bên trong mà tới. Đại chiến càng là thảm liệt, lang trung tác dụng liền càng lớn. Vô luận thất giả dạ giới hay là toa ma giới, tu sĩ cấp cao nhóm đối điểm này nhận biết đều cao độ nhất trí. Đi, bính lão tiên sinh nhàn nhạt, nhạt nhìn hình xăm ma nhân một chút, miệng bên trong quát khẽ một tiếng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền phía bên trái bên cạnh kích bắn đi. Hồng Thiên cùng vô vi chân nhân cũng đã sớm làm chuẩn bị, cơ hồ là cùng bính lão tiên sinh đồng thời hành động. Địch quân lại xuất hiện một tên đại ma tôn, chiến trường tình thế đã phát mọc dễ vốn nghịch chuyển, bọn hắn lấy bốn địch một, cũng chỉ có thể khó khăn lắm đánh cái ngang tay, bây giờ bị đâm thanh ma nhân đánh lén, vẫn lạc một người, tổn thương hai người, tiếp tục đánh xuống, 100% giữ nhiều lành ít bính lão tiên sinh mặc dù là gừng quế chi tính, già di cay, lại tuyệt không phải mãng phu. Biết rõ một con đường chết, còn muốn kiên trì chịu chết. Đây không phải là dũng cảm, kia là ngu xuẩn. Đi, hình xăm ma nhân sau nghi dương lên, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường ý cười. Bản tọa sớm ngay ở chỗ này bày ra thiên la địa võng, hôm nay ra khỏi thành người, đừng mơ có ai sống lấy trở về. Các người coi là, chúng ta hôm nay là hướng về phía mạc tà sơn trận nhãn mà đến sao vậy các ngươi liền sai, chúng ta căn bản liền là hướng về phía các ngươi những này nguyên anh tu sĩ đến. Hắc hắc, chỉ cần đem các ngươi một mẻ hốt gọn, Kim Châu thành lập cùng có thể phá. Hình xăm ma nhân cười lạnh nói, dưới chân lại là không chậm chút nào, thân hình chấp liên tục, như bóng với hình, gắt gao dán tại bính lão tiên sinh đám ba người sau lưng. Bính lão tiên sinh bọn người tiếp liền thi triển mấy loại bí thuật thần thông, nhưng Thủy chung đều không thể thoát khỏi người này truy sát. Người này thân là hậu kỳ đại ma tôn, quả nhiên thủ đoạn phi phàm, họ triệu ma nhân nhưng lại chưa cùng lên đến, ngược lại thân thể lóe lên, ẩn vào đến trong mây đen đi. ngẫm lại cũng không kỳ quái, cái này hình xăm ma nhân thần thái kiêu căng, tự cho là đúng đến kịch liệt, cùng là đại ma tôn, họ triệu ma nhân cần gì phải theo ở bên cạnh hắn làm tùy tùng, cái này âm dương quái khí lời nói, nghe rất thoải mái a. À. liệu tất lấy hình xăm ma người thủ đoạn đối phó ba tên trên thân mang thương, lại tựa như chim sợ cảnh công nguyên anh trung kỳ tu sĩ tuyệt sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bính đạo hiếu, cái này tựa như là một cái huyễn trận. Lại một lần nữa thi triển thần thông bí thuật, vẫn như cũng chưa thể thoát khỏi hình xăm ma nhân truy sát, Hồng Thiên không khỏi có mấy phân nôn nóng, thấp giọng nói. Bính lão tiên sinh cùng vô vi chân nhân đều đều sắc mặt âm trầm. Bọn hắn mặc dù không phải trận pháp đại sư, đối với trận pháp nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ. Cái này huyễn trận có lẽ cũng không khó phá giải, mấu chốt là bọn hắn hiện tại không có phá trận thời gian, Bính đạo hiếu, không nên uổng phí tinh thần, cái này huyễn trận các ngươi là ra không được. Không phải, các ngươi cho là ta vì sao lại đến trễ. Bóng đen lóe lên, hình xăm ma nhân tại mấy trượng bên ngoài hiện thân mà ra, cười lạnh nói, phía sau mây đen quay cuồng, tựa như cao cao sừng sướng tại đám mây ma thần đồng dạng, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên bính lão tiên sinh bọn người. Một lời chưa tất, chỉ thấy cách đó không xa mây đen cuồn cuộn, hoác xùy một tiếng, một bóng người bỗng nhiên xông vào. Nhìn thật kỹ, người này cũng là 30-40 tuổi, cùng hình xăm ma nhân đồng dạng, trang phục quái dị, trên mặt trên cánh tay đều có gì đó quái lạ hình xăm đồ án, một chút liền có thể nhìn ra được, người này cùng hình xăm ma nhân chính là cùng một chủng tộc hoặc là cùng một môn phái truyền thừa. Từ trên người hắn phát ra linh lực ba động đến xem, người này có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Bất quá giờ phút này lại thất kinh, tựa hồ gặp cái gì để hắn đặc biệt chớ khẩn trương sợ hãi sự tình, mới từ trong mây đen một lần xông ra, hai mắt vung mạnh, lập tức liền nhìn thấy Nguyên Anh hậu kỳ hình xăm ma nhân, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Sư bá, cứu ta, Nguyên Anh sơ kỳ hình xăm ma nhân lập tức hét dầm lên. Vội cái gì, đem lời nói rõ ràng ra, kén ăn đại ma tôn quát lạnh một tiếng. Sư bá, ta, Nguyên Anh sơ kỳ hình xăm ma nhân còn chưa kịp giải thích, bỗng nhiên oanh một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn bỗng nhiên lăng không nổ tung, hóa thành vô số huyết nhục khối vụn, Tứ tán vẩy ra, một cỗ nóng bỏng sóng lửa, bỗng nhiên hướng bốn phía cản quét lái đi. Bạo tạc trùng, đại ma tôn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hiển nhiên, hắn đối cái này bạo tạc trùng có chút quen thuộc, chỉ là không nghĩ tới, sẽ ở đây đụng phải. Mây đen mở ra, lộ ra hai cái bóng người, một người tóc trắng phơ, tay cầm quải trượng đầu rồng, một người thì thân mặc hắc y, búi tóc cao ngất, dáng người ngạo nhân kiều mị khó tả, chính là bách hùng bang ngũ độc đường đàm phu nhân cùng cơ khinh xa hai sư đồ. Hình xăm ma nhân ánh mắt, hướng hai người quét qua, liền dừng lại tại cơ khinh xa trên mặt. Cơ khinh xa trên thân, còn lưu lại rõ ràng bạo tạc trùng khí tức. Hình xăm ma nhân hiện ra ngoài ý muốn, tựa hồ có chút không tưởng được, bạo tạc trùng chủ nhân, vậy mà là như thế này một tên thiên kiều bách mị đại mỹ nữ. Cùng bọn hắn trong tộc những cái kia đem gương mặt cùng trên cánh tay khắp nơi văn đầy côn trùng đồ án nữ đệ tử tương đối, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Audio điện tử võ tấn bền Tốt, rất tốt, chốc lát, hình xăm ma nhân nhếch miệng lên, hiện lên vẻ tươi cười, nhìn từ trên xuống dưới cơ khinh xa, mảy may cũng không che giấu mình trong ánh mắt tham lam. Ngươi là bách hùng bang ngũ độc đường A, không nghĩ tới tại toa ma giới như thế vắng vẻ địa phương, còn có người có thể nuôi dưỡng được thành thuộc thể bạo tạc trùng, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Tiểu cô nương, người tên là gì? Mặc dù cơ khinh xa đã có nguyên anh kỳ tu vi, nhưng hình xăm ma nhân một chút liền có thể nhìn ra, nàng tuổi tác rất, tại những này hậu kỳ lão quái vật trong mắt, kia là chính cống tiểu cô nương. Nghe vào, người này đối kim châu thành bảy đại tông môn tình hình, biết sơ lược. Nhắc tới cũng không kỳ quái, đã quy mô công thành, đối trong thành tình huống, tổng là hiểu rõ phải càng nhiều càng tốt. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Cơ khinh xa liếc hắn một cái, từ tốn nói tại hạ cơ khinh xa, thấy qua đạo hiếu. Hình xăm ma nhân cười hắc hắc, nói, ta họ kén ăn, xảo trá kén ăn, đen minh tộc đại trưởng lão. Tiểu cô nương, người rất không tệ, ta nhìn chúng ngươi, đi theo ta đi. Dù là cơ khinh xa kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói lời như vậy, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nói. Kén ăn đạo hữu cái này là ý gì? Xin thứ cho tại hạ không hiểu. Hình xăm ma người cười nói, tiểu cô nương, nhìn ngươi cũng là người thông minh bản tỏa ý tứ ngươi hẳn là rất rõ ràng ngươi cùng ta trở về chúng ta hợp thể song tu ngươi chính là ta đen minh tộc đại trưởng lão phu nhân cao cao tại thượng chẳng lẽ không so ngươi uốn tại cái này vắng vẻ thành nhỏ ăn bữa hôm lo bữa mai phải tốt hơn nhiều a à? đã ngươi cũng tinh nhiên khu trùng chi thuật như vậy ta có thể nói cho ngươi trong thiên hạ lại không có cái nào trùng tộc so với chúng ta đen minh tộc đối khu trùng thuật càng thêm tinh thông chỉ cần ngươi thuận theo tại ta ta chẳng những sẽ giúp ngươi tiến giai, mà lại sẽ đem tộc ta khu trùng chi thuật. Tận đi truyền thụ cho ngươi, lấy thiên phú của ngươi, một ngày kia, nhất định có thể dung hội quán thông, đạt đến tại đại thành chi cảnh. Như thế nào, mặt mũi tràn đầy thận trọng cùng vẻ tự tin, tựa hồ mình nói ra điều kiện này. Thực tế 10 điểm hậu đãi, cơ khinh xa liền không có lý do cự tuyệt. Lần này, không chỉ có là cơ khinh xa, ngay cả bính lão tiên sinh mấy người cũng sửng sốt, trong lúc nhất thời, thậm chí quên nguy cơ trước mắt, cùng nhau nhìn qua hình xăm ma nhân. Quả thực chính là trợn mắt hốc mồm, thực tế không nghĩ tới, trên đời lại còn có dạng này kỳ hoa, đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tại đại chiến như vậy quan khẩu, thế mà dù bận vẫn ung dung địa nói chuyện cưới gả. Thật khiến cho người ta không phản bác được, chốc lát, cơ khinh xa liền cười, cười đến cực kỳ hàm súc. Bất quá, trong tươi cười loại kia khinh bỉ cùng khinh thường, thậm chí thương hại chi ý. Lại là nhất thanh nhị sở, rõ ràng liền viết tại trên mặt của nàng kén ăn đạo hữu hẳn là luyện công xảy ra ngoài ý muốn. Tàu hỏa nhập ma rồi sao? Cơ khinh xa nhàn nhạt cười, nhẹ nói, mang theo cực kỳ rõ ràng chiêu trọc cùng chiêu tức hương vị. Đầu óc người không có mau bệnh a à. hình xăm ma sắc mặt người nháy mắt chìm xuống dưới, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Gắt gao tiếp cận cơ khinh xa, lạnh lùng nói, người cũng đã biết, tại trước mặt bản tọa làm càn, là kết cục gì. Hiện tại, giết chóc đã bắt đầu, các người lần này ra khỏi thành tác chiến nguyên anh tu sĩ, một cái đều mưa tưởng chạy mất giết sạch các ngươi chỉ là cái vấn đề thời gian không đầu hàng đó là một con đường chết hình xăm ma nhân vừa dứt lời cách đó không xa liền truyền đến một tiếng trước khi chết kêu rên ngay sau đó lại là một tiếng kêu rên không thiên đám người sắc mặt khẽ biến bọn hắn nghe được đây là kim châu thành đồng đạo ngày bình thường làm mấy chục trên trăm năm bằng hiếu dù coi như thanh âm đã hoàn toàn biến điệu vẫn có thể phân biệt ra được tiểu cô nương ta hỏi ngươi một lần nữa người đến cùng có đáp ứng hay không. Chỉ cần ngươi theo ta, không những đối với người có lợi ích to lớn, người những này sư môn hảo hiếu, ta đều có thể tha bọn họ một lần, bỏ qua cho không giết. Ta kiên nhẫn không tốt, ngươi cần phải hiểu rõ. Cầu tặc, không muốn mặt, không đợi cơ khinh xa lại mở miệng, đàm phu nhân chính là một tiếng gầm thét, tóc trắng phơ loạn chiến. Vị này lão phu nhân, mặc dù chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, tính tình lại là cực kỳ kiên cường, từ không chịu thua, biết rõ đối mặt là một tên thâm bất khả chắc hậu kỳ đại ma tôn, nhưng cũng không sợ hãi chút nào, ống tay áo lắc một cái, hai đầu ngũ thải ban lan cầm tú con rết bắn ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành dài hơn một trượng cự trùng, miệng bên trong hồ hồ có âm thanh, phun ra một cỗ lục sắc nọc độc. Tại đàm phu nhân lớn tiếng thúc giục phía dưới, cong người một cái, bỗng nhiên bắn lên, một trái một phải, hướng hình xăm ma nhân kích bắn đi. Mọi người cùng nhau xông lên, đàm phu nhân lại là hét lớn một tiếng, bính lão tiên sinh, Hồng Thiên, phô Vi chân nhân liếc nhau, riêng phần mình không rên một tiếng, đồng loạt sáng suốt binh lưỡi đao pháp bảo. Trong lúc này, đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có ra sức tử chiến, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, bằng không mà nói, chỉ sợ thật muốn ở chỗ này náo cái toàn quân bị diệt, Kim Châu thành ngàn tỷ sinh linh, cũng sẽ bị ma quân tàn sát chống không. Cơ khinh xa cổ tay khẽ đảo, hai đầu kim sắc sáp trùng, đã giữ tại nàng tinh xảo trong lòng bàn tay, một cỗ ngang ngược khí thức, phồng lên mà ra. Mặc dù trải qua nhiều năm dốc lòng nghiên cứu, nàng thành công bồi dưỡng ra thành thuộc thể bạo tạc trùng, nhưng cách chân chính cảnh giới đại thành, kia còn kém xa lắm, dùng tới đối phó cùng giai tu sĩ, tự nhiên rất có uy lực, mà bây giờ đối mặt lại là một tên hậu kỳ đại ma tôn, đồng thời tinh thông khu trùng chi thuật, cái này vừa luyện thành bạo tạc trùng, chỉ sợ không có tác dụng lớn. Vì vậy cơ khinh xa chăm chú chụp lấy hai đầu bạo tạc trùng, không có vội vã xuất thủ, hai mắt có chút híp mắt khâu lại. Hừ, chó cùng rứt dậu. Hình xăm ma nhân cười lạnh liên tục, hai tay vừa nhấc, hai cái cánh tay bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành hai con đen nhánh quỷ trảo, đón hai đầu ngũ thải con rết liền bắt tới. Đàm phu nhân thấy thế, không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút. Từ nàng thành danh về sau, còn chưa bao giờ thấy qua có người dám tay không tất sắt đối phó nàng linh trùng, thậm chí ngay cả nghĩ đều chưa từng nghĩ như vậy qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai con đen nhánh quỷ trảo đã đem ngũ thải con rết một phát bắt được. Nguyên bản khí thế hùng hổ hai con ngô công, Lập tức liều mạng giấy rựa bắt đầu vặn vẹo, miệng bên trong phun ra đại cổ đại cổ lục sắc nọc độc, trong nháy mắt liền đem hình xăm ma đầu người mặt che khuất. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Hình xăm ma nhân hừ lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên siết chặt, phanh phanh hai tiếng trầm đục, hai đầu dài hơn một trượng ngũ thải con rết bỗng nhiên từ đó vỡ ra, hóa thành hai đoàn ngũ thải ban lan huyết phụ. Phốc Đàm phu nhân miệng hơi mở, phun ra một ngụm lớn máu tươi đến, sắc mặt nháy mắt biến thành màu trắng bệch cái này hai đầu ngũ thải con rết, chính là nàng bản mệnh linh sủng. Bồi dưỡng tế luyện nhiều năm, đã sớm cùng nàng tâm thần tương liên, bỗng nhiên bị diệt sát, lập tức áp chế động tâm thần, thần hồn đều đều trọng thương. Sư muội Hồng Thiên kinh hãi, sợ hình xăm ma nhân thừa thắng sông lên. Lúc này dương một tay lên bên trong binh khí, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Bính lão tiên sinh cùng vô vi chân nhân cũng không chậm chế, các sắt binh khí pháp bảo, từ bên cạnh đánh tới. Tốt, liền để các người những này vô tri tiểu bối mở mang kiến thức một chút ta đen minh tộc tuyệt kỹ mắt thấy ba tên đại thành trung kỳ tu sĩ cùng nhau đánh tới hình xăm ma nhân không thèm để ý chút nào cánh tay vừa nhấc một cỗ ngân sắc gió lốc bỗng nhiên càn quét mà lên tiếng ông ông bên trong không biết tuôn ra ra bao nhiêu ngân sắc côn trùng hướng bính lão tiên sinh đám ba người nhào đem quá khứ một cỗ ngang ngược vô so khí tức đập vào mặt cự phệ trùng đàm phu nhân bỗng nhiên sắc mặt đại biến la thất thanh cỗ này ngân sắc gió lốc chính là mấy ngàn hàng vạn con ngân sắc cự phệ trùng mặc dù trong đó kim sắc cự phệ trùng tương đối ít bất quá vẻn vẹn hơn vạn ngân sắc cự phệ trùng liền tuyệt không phải phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể chống cự được những này cự phệ trùng cái đầu cứ việc không lớn lại từng cái người khoác trọng giáp binh khí bảo vật đều đều khó thương một khi bị bọn chúng đột phá phòng tuyến tới gần bên người tình hình lập tức liền sẽ trở nên cực kỳ hỏng bét thứ này miệng lưới bén nhọn chỉ cần bị nó cắn Đảo mắt liền có thể xé mở ra thịt, trực tiếp chui tiến vào cơ bắp trong mạch máu chỗ, trong chốc lát liền có thể đem người sống sờ sờ gặm thành một đống bạch cốt. Đàm phu nhân thân là ngũ độc đường thủ tỏa, tự nhiên sẽ hiểu cử phệ trùng lợi hại. nàng cũng từng muốn nuôi nấng cử phệ trùng, tìm kiếm nghĩ cách làm đến mấy cái cử phệ trùng mẫu trùng, lại là căn bản liền bồi dưỡng không ra mới cử phệ trùng đến, đợi mấy cái cử phệ trùng mẫu trùng toàn bộ chết mất, Đàm phu nhân cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn coi như thôi, từ bỏ ý nghĩ này lại không nghĩ tới, cái này đen minh tộc đại trưởng lão, chẳng những bồi dưỡng ra cử phệ trùng, còn một hơi nuôi ra cái này rất nhiều tới. Mọi người cẩn thận, đàm phu nhân không lo được đau lòng linh trùng vẫn lạc, lắc một cái ống tay áo, một viên hạt châu màu vàng sẫm bay ra, cái khỏa hạt châu này nắm đấm lớn nhỏ, tại đàm phu nhân thôi động phía dưới, thả ra một vòng vàng minh mông quang trạch, ngăn ở trước người của nàng. Cái khỏa hạt châu này là nàng chân tàng bảo vật, chuyên môn khắc chế các loại độc trùng. Thân là ngũ độc đường thủ tọa, ngày ngày cùng độc trùng liên hệ, loại này tị độc bảo vật, chính là thiết yếu chi vật. Bằng không mà nói, sớm cũng không biết bị độc trùng cắn qua bao nhiêu lần. Bính lão tiên sinh, phô vi chân nhân, hồng thiên cũng là quá sợ hãi, lập tức ngạnh sinh sinh dừng lại thân hình, nhao nhao thả ra bảo vật, ở trước mặt mình xây lên một lớp bình phong. Cùng tu sĩ tranh đấu, dù là đối phương mạnh hơn, bọn hắn cũng có lòng tin một trận chiến, nhưng đối diện với mấy cái này của quái kỳ là côn trùng, dù coi như mạnh như bính lão tiên sinh, cũng không chịu được trong lòng run lên. Hình xăm ma nhân thả ra cửa phệ trùng, nhìn cũng sẽ không tiếp tục hướng bính lão tiên sinh bọn người nhìn lên một cái, lập tức quay đầu tiếp cận cơ khinh xa, giữ tợn cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái, nhanh như thiểm điện hướng cơ khinh xa bắn tới. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, trước bắt lấy cơ khinh xa lại nói, tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cơ khinh xa kinh hãi, không kịp ngẫm nghĩ nữa, hai tay bấm tay gảy nhẹ, hai đóa hai chỉ lớn kim hoa, hướng hình xăm ma nhân kích bắn đi, đồng thời cổ tay khẽ đảo, một món pháp bảo cầm ở trong tay. Hình xăm ma nhân cười lạnh một tiếng, như trước vẫn là biện pháp cũ, hai tay hóa thành đen nhánh quỷ trảo, hướng phía trước tìm tòi, húc đầu bắt lấy hai đầu kim sắc bạo tạc trùng. Nói cũng tới quái, cái này bạo tạc trùng đến trong tay hắn, lập tức thật giống như mất đi tự bạo năng lực, vô luận như thế nào dễ dụa, đều không làm nên chuyện gì. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, người bây giờ lập tức hướng bản tọa nhận lầm, cầu ta tha thứ, có lẽ ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Hình xăm ma nhân hắc hắc trong tiếng cười lạnh, bỗng nhiên đem hai con kim sắc bạo tạc trùng một thanh ném tiến vào mình miệng bên trong, răng rắc răng rắc âm thanh bên trong, nhai phải vỡ nát, ngửa cổ một cái, nuốt xuống, lập tức gắt gao tiếp cận cơ khinh xa, hung tợn nói. Cơ khinh xa sắc mặt đại biến, thẳng trên sống mũi, thấm xảy ra chút điểm đổ mồ hôi rất tốt, người bây giờ hướng nàng nhận lầm, cầu nàng tha thứ, có lẽ ta cũng có thể thả ngươi một con đường sống. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên ở trong hư không vang lên, trong bình tĩnh lộ ra vô tận uy áp chi khí. Là ai, hình xăm ma nhân giật nảy cả mình, không lo được hướng cơ khinh xa phát uy, thân thể bỗng nhiên lui lại, đồng thời thần niệm mở rộng, hướng bốn phía vội vã tìm kiếm mà đi, bỗng nhiên biến sắc, gắt gao tiếp cận cách đó không xa hư không, thâm trầm trong hai mắt, hàn quang bắn ra bốn phía. Không thể nghi ngờ, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, liền ở vị trí kia. Người này cường đại không cần phải nhiều lời, mấu chốt là tại mình hoàn toàn chưa từng phát giác tình hình dưới, bỗng nhiên liền đến gần trong gang tất chỗ, đây mới là làm cho hình xăm ma nhân chân chính kiêng kỵ nguyên nhân. Nói cách khác, nếu như người này muốn đánh lén hắn, hắn dự cảnh thời gian rất ngắn, cơ hồ rất khó tránh thoát được. Thân là đại ma tôn, hình xăm ma người đã rất lâu không từng phẩm vị cảm giác như vậy. Tiêu phàm, cơ khinh xa lại là vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời, có chút không dám tin, hoài nghi mình có phải là nghe lầm suy một tiếng vang nhỏ, cơ khinh xa bên người hư không bị xé nứt ra, một nói bóng người màu trắng, lách mình mà ra, trường thân ngọc lập, tuấn lãng phi thường, chính là tiêu phàm, vừa nhấc chân, liền đến cơ khinh xa bên cạnh, nhẹ nhàng một nắm cơ khinh xa kiểu nộn tay nhỏ, lập tức quay người, nhàn nhạt tiếp cận hơn 10 trượng bên ngoài hình xăm ma nhân. Đại tu sĩ, hình xăm ma nhân sắc mặt trở nên rất khó coi, không phải nói, toàn bộ Hoác Sơn Quốc chỉ có một tên đại tu sĩ A. Đã bị mình đánh lén trọng thương, người trẻ tuổi kia lại là đánh từ đâu xuất hiện bất quá hình xăm ma nhân lập tức liền chấn định lại mắt nhìn tiêu phàm cười lạnh một tiếng mặc dù hắn không thể hoàn toàn xác định tiêu phàm tuổi tác tu chân giới cũng có rất nhiều mấy trăm tuổi lão quái vật nhìn qua phi thường trẻ tuổi riêng lẻ vài người thậm chí tựa như trẻ con nhưng mà kia không giống loại kia lão quái vật không thể gạt được cùng giai tu sĩ trực giác nhưng hình xăm ma nhân bằng trực giác liền có thể biết tiêu phàm xác thực tuổi không lớn lắm chỉ tại đại tu sĩ cái quần thể này bên trong, hắn hẳn là thuộc về trẻ tuổi nhất. Nói cách khác, người này hẳn là vừa mới tiến cấp đại tu sĩ không lâu, ngay cả cảnh giới phải chăng đã vững chắc, đều còn chưa nhất định đâu. Một tên vừa đặt chân đại tu sĩ lĩnh vực hậu sinh vãn bối. Có gì phải sợ chỗ, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, đưa tới cửa, vừa vặn để hắn nếm thử đen minh tộc đại trưởng lão thủ đoạn. Người trẻ tuổi, thông báo tên của ngươi, bản tỏa sẽ để cho ngươi chết được rõ ràng. Hình xăm ma nhân cười lạnh nói, đã hoàn toàn khôi phục vừa rồi kia cao cao tại thượng ngạo nghễ thần thái. "Tiêu huynh đệ, bên kia toa, Hồng Thiên kêu to lên, bốn người bọn họ đang bị cự vệ trùng bước đến luống cuống tay chân." Lúc nào cũng có thể trở thành loại này khủng bố côn trùng trong miệng thức ăn ngon, bỗng nhiên Tiêu Phàm liền từ trên trời giáng xuống, mà lại thần niệm chi lực nhẹ nhàng quét qua, liền phát hiện Tiêu Phàm hách nhưng đã có nguyên anh hậu kỳ tu vi, cái này vui mừng. Coi là thật là không như bình thường chỉ bất quá bị cử phệ trùng bức bách, lại là không cách nào đi qua cùng tiêu phàm gặp gỡ. Tiêu phàm khẽ gật đầu, ánh mắt lại vẫn như cú một mực tiếp cận hình xăm ma nhân, từ tốn nói. Các hạ như thế cuồng vọng, nghĩ đến chính là dựa vào lấy những này còn chưa thành thục cử phệ trùng A. À. Còn chưa thành thục cử phệ trùng, hắc hắc, người nói ngược lại là nhẹ nhõm. Không sai, những này cử phệ trùng, bản tọa chăn nuôi chưa lâu, xác thực còn chưa thành thục. Bất quá dùng đến đối phó các ngươi, lại là thước tha có dư, có bản lĩnh, ngươi liền thử nhìn một chút, tốt, tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, không nói hai lời, ống tay áo lắp một cái, mấy chục đạo màu xám sắt mang ngân quang cái bóng, liền từ hắn linh thú điểm bên trong bắn ra, đúng là hắn nuôi dưỡng ba mười mấy con thiết bối đao lang, tại thanh toan nghe thánh địa, tiến hóa đến tam giai linh trùng tiêu chuẩn. Cái gì, hình xăm ma nhân bóng dưng mở to hai mắt nhìn, lộ ra mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Cái này sao có thể, Bọn hắn đen minh tộc tại thất dạ giới mặc dù không tính là độc nhất vô nhị khu trùng đại tộc, khu trùng thuật nhưng cũng có chút cao minh, nhưng mà một hơi nuôi ra ba mười mấy con tam giai thiết bối đao lang, lại là chưa từng nghe thấy. Huống chi, Tiêu Phàm phóng xuất những này thiết bối đao lang, cùng phổ thông con bạo ngựa khí tức có chút khác biệt, tựa hồ là một loại nào đó trải qua biến dị chủng loại, sức chiến đấu muốn so bình thường thiết bối đao lang cường đại hơn nhiều. Còn không có cùng hình xăm ma nhân lấy lại tinh thần, bên kia cử phệ trùng đã trước cảm nhận được thiết bối đao lang khí tức, lập tức oanh một tiếng, đem bính lão tiên sinh bọn người ném qua một bên, hướng bên này chen chúc mà tới. Cử phệ trùng cùng thiết bối đao lang chính là là tử địch, chỉ cần đụng tới, đó chính là không chết không thôi cục diện. Ba mười mấy con thiết bối đao lang bỗng nhiên nhìn thấy cái này rất nhiều cử phệ trùng, càng là hưng phấn khó nhịn, cũng không đợi tiêu phàm phân phó, hai cánh chấn động, không sợ hãi chút nào nghênh kích đi lên. Từ về số lượng nhìn, cử phệ trùng thành trên ngàn vạn, thiết bối đao lang chỉ có ba mười mấy con, song phương hoàn toàn không tại một cấp độ bên trên. Nhưng mà, bọn này cử phệ trùng phần lớn đều là ấu thể, to lớn bộ phân đều còn chưa thành thục, trong đó chỉ có cực thiểu số kim sắc cử phệ trùng, liền cảnh giới mà nói, song phương lại là hoàn toàn phản đi qua, cũng không tại một cái ngang nhau cấp bên trên. Trong khoảnh khắc, ngân sắc cử phệ trùng liền cùng màu xám sát con bọ ngựa chiến làm một đoàn. Lụa mỏng, người cùng đàm phu nhân đi hỗ trợ, tận lực bắt một chút sống cử phệ trùng, thứ này là thiết bối đao lang thức ăn tốt nhất. Cái này ma nhân, giao cho ta tới đối phó. Lập tức, cơ khinh xa bên tai liền vang lên tiêu phàm truyền âm thanh âm. Cơ khinh xa thoảng qua do dự một chút, liền khẽ vuốt cằm, truyền âm nói. Vậy ngươi cẩn thận chút, yên tâm, hắn không phải là đối thủ của ta. Tiêu phàm từ tốn nói, lúc này lại là cũng không có sử dụng truyền âm chi thuật, đối diện hình xăm ma nhân nghe được nhất thanh nhị sở. Cơ khinh xa liền lại yên tâm, nàng hiểu rất rõ tiêu phàm tính cách, cho tới bây giờ đều rất điệu thấp, không trương dương đã nói đến dạng này minh bạch, đó chính là có tự tin trăm phần trăm, nhất định có thể đánh bại đối thủ. tiểu tử, người rất phách lối. hình xăm ma nhân không những không giận mà còn cười, hai mắt bên trong lại hàn quang bắn ra bốn phía, sát cơ tràn đầy. vốn tới thăm ngươi tuổi còn trẻ, tu luyện tới hôm nay thực tế không dễ, bản tọa nguyên dự định thả ngươi một con đường sống. hiện tại chính ngươi nhất định phải muốn chết, bản tọa liền thành toàn ngươi hình xăm ma nhân dần dần nâng lên hai tay, mười đầu ngón tay nhọn, lóng lánh đen nhánh hàn mang, đồng thời tản mát ra một cỗ khiến người buồn nôn khí tức tanh hôi. Xem ra hắn đôi tay này chính là binh khí của hắn, bởi vậy có thể thấy được, người này khả năng 10 điểm am hiểu chém giết gần người. Bằng không mà nói, đem hai tay tu luyện thành binh khí pháp bảo, liền sẽ trở nên không có ý nghĩa gì. rèn luyện qua kịch độc hai cánh tay chảo, lại thêm tiến thối như điện chém giết gần người kỹ xảo, đây mới thực sự là đại sát chiêu ba 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 bính lão tiên sinh, hồng thiên cùng vô vi chân nhân đi tới tiêu phàm bên người, cùng hắn sóng vai đứng thẳng, tiếp cận hình xăm ma nhân. Ba người đều là trải qua chiến trận lão tướng, xem xét tình hình này, lập tức liền nhìn thấy chuyển bại thành thắng thời cơ trước cùng tiêu phàm liên thủ, trọng thương cái này hình xăm ma nhân, song phương cấp cao chiến lược liền cơ bản cân đối. Nếu là còn có thể lại đánh bại triệu đại ma tôn, không nói lập tức liền có thể chuyển bại thành thắng, tối thiểu có thể chiếm được thượng phong. Sống qua cái này một canh giờ, cùng hộ thành đại trận khôi phục lại, Kim Châu Thành liền sẽ một lần nữa trở nên vững như thành đồng, cũng có thể đánh xuống, một mực đợi đến viện quân đuổi tới. Hắc hắc, muốn dựa đa số thắng A, tốt, vậy liền cùng nhau giải quyết các ngươi, tránh khỏi vướng chân vướng tay. Hình xăm ma nhân vẫn như cú cười lạnh, không chút phật lòng. Tiêu phàm nhẹ nói, bang chủ, các người ba vị đi trước giúp những người khác, nơi này ta một người ứng phó được. Hồng Thiên lắc đầu, truyền âm nói, tiêu huynh đệ, thừa dịp ma đầu kia rơi đơn, ta nhìn hay là trước liên thủ giải quyết hắn, tránh khỏi một cái khác đại ma đầu chạy tới, lại sẽ tương đối khó giải quyết. Dạng này cũng tốt, tiêu phàm cũng không kiên trì, tại đại chiến như vậy bên trong, giảng cứu chính là sách lược, cái gì khác đều không cần cố kỵ. Hừ, hình xăm ma nhân cười lạnh một tiếng, hùng hậu chân nguyên pháp lực, liên tục không ngừng hướng trong hai tay quán chú đi vào, mười ngón ẩn ẩn phát ra như kim loại hào quang màu đen, khí tức tanh hôi càng thêm nồng đậm. Tiêu phàm chỉ là lãnh đạm mà nhìn xem hắn, lông mày mau đều không nhấc một chút nói đến chém giết gần người tiêu chân nhân cho tới bây giờ đều chưa từng để ý qua ai đúng lúc này suy suy nhẹ vang lên hư không lần nữa bị xé nứt mấy cái bóng người hiện thân mà ra lại là triệu đại ma tôn cùng bốn tên ma tộc tu sĩ cấp cao mỗi người tu vi đều tại nguyên anh trung kỳ trở lên vừa hiện thân họ triệu ma nhân ánh mắt liền thẳng tắp rơi vào tiêu phàm trên mặt trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc hắn cảm ứng được nơi đây bỗng nhiên xuất hiện cực kỳ cường đại linh áp ba động trong lòng bất an, lập tức mang mấy tên trung kỳ ma tôn chạy tới tìm tòi hư thực, ai ngờ quả nhiên xuất hiện một tên xa lạ hậu kỳ đại tu sĩ. Các hạ người nào, từ đâu mà đến, họ triệu ma nhân nhìn chầm chầm tiêu phàm hỏi, lão triệu, đừng cùng bọn hắn nói nhảm, tiểu tử này cũng là kim châu thành, không biết đi cái gì vận khí cứt chó, bỗng nhiên tiến dai. Đem hắn diệt, tuyệt bọn ra hỏa này trông cậy vào. Hình xăm ma nhân rất không kiên nhẫn quát, tốt, vậy liền xuất thủ một lượt đi, họ triệu ma nhân gật gật đầu cổ tay khẽ đảo lộ ra máu đen lưỡi đao cùng hình xăm ma nhân thành thế đối chọi một trái một phải chuẩn bị giáp công tiêu phàm mặt khác bốn tên nguyên anh trung kỳ ma nhân thì âm thầm đối mặt bính lão tiên sinh hồng thiên cùng vô vi chân nhân xem ra ai cũng là người thông minh hồng thiên bọn người lúc trước muốn hợp kích hình xăm ma nhân trong nháy mắt họ triệu ma nhân liền làm ra cùng bọn hắn giống nhau như đúc quyết định mặc dù không biết tiêu phàm là đánh từ đâu xuất hiện nhưng không hề nghi ngờ tên này đại tu sĩ đã là kim châu thành sau cùng trông cậy vào diệt sát người này thắng bại số lượng đứng nghiêm tiếp chiêu xuất thủ trước nhất là kia bốn tên nguyên anh trung kỳ ma nhân mắt thấy hồng thiên vô vi chân nhân đều đều có thương tích trong người lấy nhiều đánh ít phần thắng cực lớn tự nhiên không chút do so dự liền hướng bính lão tiên sinh bọn người giết tới một người khác lại hướng đàm phu nhân cùng cơ khinh sa xuất thủ người này giao cho ta tới đối phó không đợi cơ khinh sa có rất ngôn ngữ đàm phu nhân một dương quải trượng đầu rồng, nghinh kích đi lên. Trong lúc nhất thời, mây đen quay cuồng, mọi người đánh làm một đoàn. Tiêu phàm đứng tại đám mây, tả hữu nhìn lướt qua, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, thanh kim sắc quang mang lóe lên, phải rồng giáp vô thanh vô tức nổi lên, đem hắn toàn thân đều bao khỏa trong đó, trên bàn tay đồng dạng quang mang lấp lánh, thanh kim sắc giáp lưới đem hai tay cũng bao vây lại. Hết thảy đều là chấn định như vậy tự nhiên, ung dung không vội, tựa hồ căn bản liền không có đem hai tên cùng giai tu sĩ để vào mắt. Cực phẩm khôi giáp, thấy tiêu phàm vẩy rồng giáp, họ triệu ma nhân lấy làm kinh hãi, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cùng hình xăm ma nhân đồng dạng, hắn cũng nhìn ra, tiêu phàm rất trẻ trung, hẳn là vừa mới đặt chân đại tu sĩ hàng ngũ không lâu, nguyên bản định hai người liên thủ, trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Hiện tại xem ra, cái này tính toán tựa hồ có chút không tốt đánh đâu. Hắn máu đen lưỡi đao lấy sắc bén chứ danh, Bất quá tiêu phàm bộ này khôi giáp, nhất định không phải phàm vật, máu đen lưỡi đao chỉ sợ gặp được kẻ khó chơi. Bất quá nghĩ nghĩ đối phương mặc dù trẻ tuổi, đến cùng cũng là một tên hậu kỳ đại tu sĩ, có một kiện tốt pháp bảo cũng không có gì kỳ quái. Hình xăm ma trong mắt người lại cực nhanh hiện lên một vòng mừng thầm chi sắc. Tiêu phàm tế ra khôi giáp, đây là dự định cùng hắn cận thân vật lộn, nhưng người trẻ tuổi kia tuyệt đối nghĩ không ra, mình đôi tay này trên vuốt tôi độc dược, đến cùng khủng bố đến mức nào, cái này khôi giáp phòng ngừa nghiêm nhặt mật cũng tuyệt không có khả năng thật kín không kẽ hở. Huống hồ, mình còn có hắc minh trùng tương trợ, tin tưởng đến lúc đó, nhất định sẽ làm cho người trẻ tuổi kia giật nảy cả mình. Đối tiêu phàm loại chấn định này tự tin, hắn ngược lại là hoàn toàn có thể lý giải. Nhớ ngày đó, mình mỗi một lần tiến dài về sau, đều cùng tiêu phàm hiện tại đồng dạng, tự tin hơn gấp trăm lần, chỉ cảm thấy thiên hạ dù lớn, cũng đã không người là đối thủ của mình. Họ triệu ma nhân cao cao dơ lên trong tay máu đen lưỡi đao, trong tiếng hít thở, bá một tiếng, một đạo đen nhánh đau mang, hướng tiêu phàm tật bổ mà đi, lại là hắn người đầu tiên động thủ, nửa phân báo hiệu đều không có, không nói một lời liền đánh. Đã trôi qua hơn phân nửa canh giờ, lại không đem Kim Châu thành những này tu sĩ cấp cao giải quyết hết, hộ thành đại trận lập tức liền muốn khôi phục bình thường. Tiêu phàm thân thể nhoáng một cái, liền ở tại chỗ mất đi bóng dáng. Mặc dù hắn đối vẩy rồng giáp có sung túc lòng tin, nhưng vẫn là không có ý định lấy khôi giáp chi lực đi ngạnh giang đối phương pháp bảo một kích thật dài hắc mang lập tức chạm tại không trung, hư không một trận vặn vẹo, tiêu phàm tại ngoài mấy trường hiện thân mà ra. Hắc hắc, tiểu tử, tiếp chiêu, chỉ nghe một trận hô hô vui vẻ, trong nháy mắt, một con đen nhánh móng vuốt, đã bắt đến trước mắt, tanh hôi chi khí xông vào mũi, lại là hình xăm ma nhân đoán ra hắn hiện thân chỗ. Sớm liền ở chỗ này chờ, tiêu phàm mới từ trong hư không một bước ra, hình xăm ma nhân liền không chút do dự đánh lén xuất thủ. Đừng nhìn cái này hình xăm ma nhân ngạo khí phi thường, tựa hồ mảy may cũng không đem tiêu phàm để vào mắt thủ đoạn lại không có chút nào quang minh chính đại bất quá tiêu phàm cũng không có ý định cùng ma tu giảng đạo lý gì mắt thấy đen nhánh móng vuốt đánh lén mà đến không nói hai lời phải tay nắm chặt quát khẽ một tiếng một quyền hướng na đen nhánh móng vuốt mãnh kích quá khứ một quyền này nhìn như đơn giản kỳ thực ẩn chứa vô cực long tượng công cự lực chính là đã tu luyện tới đệ nhị trọng cực hạn long tượng nặng tay chỉ cần đập chúng dù là hình xăm ma nhân tại cái này móng vuốt bên trên chìm đắm mấy trăm năm công phu, đó cũng là không chút huyền niệm, lập tức báo hỏng. Hình xăm ma nhân lại cười hắc hắc, nguyên bản khí thế hùng hổ mà đến móng vuốt bỗng nhiên chuyển hướng, chỉ ở tiêu phàm thiết quyền phía trên nhẹ nhàng đụng một cái. Thật giống như nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiêu phàm nắm đấm, trong chấp nhoáng liền rụt trở về, đồng thời bóng người lóe lên, cả người cũng đến mấy trượng bên ngoài. Mặc kệ tiêu phàm một quyền này là cỡ nào uy mãnh bá đạo, ẩn chứa cỡ nào to lớn kinh lực, phảng phất một thanh sắc bén vô song lợi kiếm, chỉ ở bên trên nhẹ nhàng phủ sờ một chút, đó cũng là tuyệt sẽ không thụ thương. Mấy trượng bên ngoài, hình xăm ma nhân khóe miệng hiện lên một tia nhe răng cười. Tiêu phàm thanh kim sắc thiết quyền phía trên, bỗng nhiên hiện ra một tầng đen nhánh nhan sắc, mảnh này đen nhánh nhan sắc là sâu như vậy, như vậy chướng mắt, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng hướng tiêu phàm trên cánh tay chậm rãi lan tràn ra, tanh hôi chi khí làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Tiểu tử, người khi ta cái này đen minh chảo là cái gì hắc hắc tiêu phàm cũng cười trong tươi cười tràn đầy khinh thường chi ý từ tốn nói còn có thể có cái gì tả hiếu bất quá là chút độc vật rèn luyện thôi điêu trùng tiểu ký, khó mà đến được nơi thanh nhã dùng kỳ độc tới đối phó kim châu thành y thánh vị này kén ăn đại ma tôn thật đúng là tính lầm hắn là thật không biết kim châu thành y thánh mạnh nhất bản sự chính là giải độc ai là giải độc đệ nhất cao thủ ai mới có tư cách trở thành kim châu thành một đời y thánh Tiêu phàm cười lạnh một tiếng, cánh tay lắc một cái, một tầng màu hồng phấn sương mù đảo qua, chỉ thấy thiết quyền phía trên đen nhánh độc tố, lấy so vừa rồi lan tràn tốc độ nhanh hơn cực nhanh tiêu tán, trong nháy mắt, thiết quyền liền khôi phục như lúc ban đầu, thanh kim sắc quang mang lóa mắt. Cái gì, hình xăm ma nhân sau mi bỗng nhiên dương lên, hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Hắn đôi tay này trên vuốt rèn luyện đen minh độc chính là lấy đen minh tộc truyền thống bí thuật điều phối mà thành, mặc dù chưa nói tới là thiên hạ trí độc, nhưng cũng đủ để sắp xếp tiến vào thất giả giới thập viện độc bên trong. Một khi chúng độc, không có bọn hắn đen minh tộc bí chế giải dược, mặc ngươi tu vi lại cao, cuối cùng cũng là đường chết một đầu. Trước mắt cái này hậu sinh, lại như thế dễ như trở bàn tay liền giải hết đen minh độc, cử trọng nhược khinh, quả nhiên là mọi người phong độ. Nhưng lấy độc vật hại người, các hạ thủ đoạn, cũng cứ như vậy. Tiêu phàm hai mắt lạnh lùng quét tới, ăn ta một quyền, hình xăm ma nhân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã mất đi tiêu phàm bóng dáng, không khỏi âm thầm kinh hãi, dưới chân độn quang cùng một chỗ, lập tức phía bên phải bên cạnh lóe lên mà đi. Cái này Kim Châu Thành hậu sinh, xem ra thật đúng là thật sự có tài, cũng không thể ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ bị đánh. Chỉ bất quá, hắn đối tiêu phàm thuấn di chi thuật hay là đoán chừng không đủ, dưới chân vừa vừa có động tác, bên người không khí một trận gợn nước ba động, tiêu phàm đã hiện thân mà ra, một con to lớn thiết quyền, đối diện mãnh kích mà đến, trong chốc lát cuồng phong gào thét, phong vân biến sắc không tốt, thấy uy thế như vậy, hình xăm ma nhân thấy không ổn, muốn tế ra pháp bảo đến hộ thân, lại là vô luận như thế nào cũng không kịp, trong lúc vội vã không kịp nghĩ kỹ, vội vã giơ cánh tay lên, nghình kích đi lên. Kén ăn huynh cẩn thận, bên kia toa, họ triệu ma nhân cũng là giật nảy cả mình, nguyên lai tưởng rằng hai người liên thủ, có thể cực kỳ dễ dàng cầm xuống cái này vừa mới tiến cấp không lâu hậu sinh, không nghĩ tới chỉ chớp mắt ở giữa, hình xăm ma nhân liền ở vào cực độ trong nguy hiểm. Tiêu phàm một quyền này uy thế, dù coi như hắn ở xa hơn 10 trượng bên ngoài, cũng có thể thanh thanh sở sở cảm thụ được. Họ triệu ma nhân không cần suy nghĩ, tiện tay một đao liền hướng tiêu phàm bổ tới. Mặc dù biết rõ nước xa không cứu được lửa gần, có thể làm cho tiêu phàm trong lòng có chỗ cố kỵ, cũng là tốt, có chút ít còn hơn không. Trên thực tế, hắn một đao này hoàn toàn không có lên đến bất cứ tác dụng gì, tiêu phàm không thèm để ý. Giang giác một trận thanh thúy nước xương thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe vào trong lòng người không khỏi từng đợt trột dạ hình xăm ma nhân quát to một tiếng, thân thể như là mũi tên, hướng về sau bên cạnh kích bắn đi, cánh tay phải mềm nhũn rủ xuống ở bên người, nguyên bản đen nhánh móng vuốt, đã biến thành máu thịt be bét một đoàn, từ máu tươi đen ngòm, rơi ly ly vẩy đem xuống tới, cánh tay này lại nhưng đã phế. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từ hình xăm ma nhân trên trán gợn sóng mà hạ. Nguyên bản lấy cảnh giới của hắn, dạng này ra thịt tổn thương, không tính là gì, trong nháy mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, chỉ bất quá hắn cái tay này chảo, thực tế không giống bình thường, sớm đã không thể xem như huyết nhục chi khu, mà là bị rèn luyện thành một kiện uy lực cực lớn pháp bảo, bây giờ lấy cứng trọi cứng, món pháp bảo này liền ngạnh sinh sinh bị hủy diệt. Cho dù hắn có thể trong nháy mắt để cho mình thụ thương thân thể khôi phục như lúc ban đầu, lại lại như thế nào có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem một kiện hủy đi pháp bảo phục hồi nguyên như cũ. Tiêu phàm một kích thành công, không chút do so dự, thân thể nhoáng một cái, lại tại nguyên chỗ mất đi bóng dáng lẽ nào lại như vậy? Họ triệu ma nhân vừa sợ vừa giận, một tiếng quát lớn, thân thể đón gió căng phồng lên, nháy mắt hóa thành cao hơn 10 trượng cự nhân, song tay nắm chặt máu đen lưỡi đao, bỗng nhiên hướng về phía trước bổ ra. Chỉ thấy thật dài máu đen lưỡi đao tại không trung bỗng nhiên biến ảo, một hóa hai, hai hóa bốn, đảo mắt huyễn hóa ra mấy chục đạo thật dài đao mang, hướng về hình xăm ma nhân chỗ phương hướng bao phủ xuống. Họ triệu ma nhân một màn này tay, lại không phải nhầm vào tiêu phàm đi, mà là vì bảo hộ hình xăm ma nhân. Mặc dù hắn đối vị này ngày bình thường mắt cao hơn đầu đen minh tộc đại trưởng lão hơi có chút thấy ngứa mắt, trong lúc này lại không phải so đo những này ân oán cá nhân thời điểm. Nếu như hình xăm ma nhân vẫn lạc hoặc là trọng thương, lấy hắn lực lượng một người, chỉ sợ rất khó bắt được tiêu phàm. Trận này chuẩn bị đã lâu đại chiến, kết quả liền sẽ cùng bọn hắn dự tính hoàn toàn khác biệt. Còn lại cái này gần nửa canh giờ, là bọn hắn toàn diệt Kim Châu Thành tu sĩ cấp cao, cầm xuống Kim Châu Thành tốt nhất cơ hội, cũng là cơ hội duy nhất. Vô luận như thế nào, phải vì hình xăm ma nhân tranh thủ một điểm thời gian thở dốc, để hắn có thể điều chỉnh xong. Hoác suy suy một trận nhẹ vang lên, chỉ thấy hư giữa không trung bỗng nhiên hiện ra 12 phiến thanh kim sắc quang mang bắn ra bốn phía lân giáp, nhoáng một cái hóa thành vài thước lớn nhỏ vảy rồng thuẫn, hướng đầy trời màu đen đao mang nghênh kích đi lên, tiêu phàm lập tức hiện thân mà ra, khoảng cách hình xăm ma nhân bất quá ba mấy trượng xa. Họ triệu ma nhân không hổ là thống lĩnh đại quân đại ma tôn, thấy sự tình cực kỳ minh bạch, cái này một tấn công mạnh quả nhiên có hiệu quả, lập tức liền đem tiêu phàm công kích tiết tấu xáo trộn. Phụt 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 liên tiếp kim loại tiếng ma sát vang lên, đầy trời màu đen đao mang vì đó vừa thu lại, đảo mắt liền biến mất phải không còn một mảnh, 12 phiến bản mệnh vảy rồng xoay tròn lấy bay trở về, một lần nữa hóa thành giáp phiến, dán tại giáp trụ phía trên. Tiêu phàm không nói hai lời, cổ tay khẽ đảo, màu đỏ sậm viêm linh chi nhận cầm ở trong tay, dơ lên cao cao, hùng hậu vô song chân nguyên pháp lực điên cuồng tràn vào đến tinh viêm thần binh bên trong, viêm linh chi nhận thật dài mũi nhọn nháy mắt từ ám hồng biến thành đỏ tươi lại biến thành màu lam nhạt, không khí bốn phía phảng phất muốn bị nhen lửa, nhiệt độ điên cuồng tiêu thăng. Bạch, tiêu phàm hai tay một dương, một đạo màu lam nhạt đao mang, dài đến hơn 10 trượng, hướng họ triệu ma nhân tật vỗ tới. Mặc dù ở xa vài chục trượng bên ngoài, họ triệu ma nhân cũng lập tức cảm nhận được cái này không giống bình thường cực hạn nhiệt độ cao, kinh hãi chi dư, không dám cứng rắn chống đỡ, dưới chân độn quang cùng một chỗ, hướng một bên lóe lên mà đi, khó khăn lắm né qua cái này một đạo viêm linh chảm, lại cũng cảm thấy liệt diễm cháy người, cơ hồ ngay cả dâu ria lông mày mau đều muốn bị nướng cháy. Tiêu phàm một đao này, vốn là chỉ là buộc hắn lui lại, lúc này cổ tay rung lên, viêm linh chi nhận thu hồi lại, liền muốn tiếp tục hướng hình xăm ma nhân đánh tới. Lấy một địch hai, cũng nên lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết một cái mới được. Đúng lúc này, chỉ nghe suy suy tiếng xé gió vang lên, Bén nhọn dị thường, vài điểm như có như không bóng đen, hướng Tiêu Phàm kích xạ mà tới. Cách đó không xa, hình xăm ma nhân nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, tràn đầy oán hận chi ý, hận không thể từng ngụm đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, nháy mắt liền thấy rõ ràng, những này như có như không bóng đen, chính là mấy cái cực kỳ mảnh tiểu nhân côn trùng, mang theo một cỗ phi thường tà mị khí tức. Đây cũng là bởi vì Tiêu Phàm tu vi lớn tiến vào Thiên Nhãn thần thông uy lực đại tăng, mới có thể sát na thấy rõ ràng cái này mấy cái tiểu trùng, giống Vô Vi chân nhân như thế nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại là không cẩn thận liền mắc lừa nhi, nếu không phải Bính lão tiên sinh kịp thời cứu giúp, Vô Vi chân nhân chỉ sợ đã chết ở đây. Bất quá hình sa ma nhân từ không thất bại đòn sát thủ, lúc này là thật gặp được đối thủ. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên toàn thân lấp lánh lên một cỗ nhạt hào quang màu xanh lam, xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên nhảy lên thăng phảng phất ngay cả bốn phía mây đen đều muốn bị nhóm lửa. Từ khi tiến giai nguyên anh hậu kỳ về sau, tiêu phàm đã đem tinh viêm quyết tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới đại thành, chỉ kém một cơ hội, liền có thể đột phá đến đệ tứ trọng. Có lẽ bởi vì tinh viêm chi lực là tiêu phàm sớm nhất nắm giữ đại thần thông, cho nên mỗi lần tiến giai, tinh viêm chi lực đột phá đều tại bản mệnh thần thông trước đó. Đa số thời điểm, tinh viêm chi lực đều có thể sớm đơn độc đột phá, đạt tới càng cao hơn một tầng cảnh giới phương nam ly hỏa chi lực phát huy đến cực hạn, chỉ là mấy con côn trùng như thế nào ngăn cản được. Vừa mới vừa tiếp cận tiêu phàm bên người, lập tức liền biến thành mấy cỗ khói xanh, như vậy bốc hơi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả nửa điểm vết tích đều chưa từng lưu lại. Qua một tiếng, hình xăm ma nhân phun ra một ngụm máu tươi, màu xanh ra mặt, nháy mắt đỏ bừng lên, tựa như có máu tươi muốn nhỏ giọt xuống. Cái này mấy cái hắc minh trùng dù nhỏ, lại là hắn bản mệnh linh trùng, mấy trăm năm qua, hắn tại những này tiểu côn trùng trên thân tốn hao to lớn tâm huyết, thần hồn chi lực sớm đã cùng hắc minh trùng tương thông, bây giờ bỗng nhiên bị tiêu phàm một mồi lửa cháy hết sạch, hình xăm ma nhân thần hồn lập bị thương nặng. Tiêu phàm nhưng không để hắn có chút cơ hội thở dốc, vừa xài bước ra, bỗng nhiên ngang vài chục trường không gian. Một trường đánh ra, long tượng nặng tay, trong chốc lát giữa không trung cuồng phong gào thét, không gian vặn vẹo, vô số mây đen hướng bên này điên cuồng cuồn cuộn mà tới hình xăm ma nhân huyết hồng sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, song trong mắt hiện ra một cỗ kinh hãi muốn tuyệt sợ hãi. Lực lượng hủy diệt, một sát na này, hình xăm ma nhân rõ ràng cảm ứng được vẫn là nguy hiểm. Tiêu phàm một trường này lực đạo mạnh, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Thậm chí cũng vượt qua nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cực hạn. Nhiều năm qua, hình xăm ma nhân không biết cùng bao nhiêu cùng giai tu sĩ giao thủ qua, chưa từng có một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có thể bộc phát ra dạng này lực lượng cường đại hắn thậm chí có thể cảm ứng được tiêu phàm một trường đánh ra thời điểm toàn thân chân nguyên pháp lực cơ hồ hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ đây tuyệt đối là liều mạng đấu pháp cho nên hình xăm ma trong lòng người cũng cực nhanh hiện lên một vòng nghi hoặc chi ý liền hiện tại tình hình này tiêu phàm cần phải liều mạng a hắn nhưng là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong bất kể là ai chỉ có tại gặp được vẫn là nguy hiểm thời điểm mới sẽ dùng dạng này liều mạng tuyệt chiêu nhưng loại này không thể nói lý lối đánh liều mạng tiêu phàm hết lần này tới lần khác liền sử xuất đến, mà lại cũng không có nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ với hắn mà nói. Hết thảy đều rất bình thường, tiêu hao sạch sẽ chân nguyên pháp lực, nháy mắt lại bị bổ đầy. Chân nguyên bổ sung tốc độ, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hình xăm ma nhân thậm chí hoài nghi cảm ứng của mình xảy ra sai sót. Vì sao lại dạng này, trong lúc nhất thời, nơi nào làm được rõ ràng, mà huống hồ, tại cái này sống chết trước mắt, hắn càng thêm không có thời gian đến nghiên cứu những thứ này. Tiêu Phàm lấy mau đánh chậm, không có cho hắn nửa điểm xê dịch né tránh chỗ trống. Dù là hình xăm ma nhân cũng tinh thông cận thân bác kích chi thuật, trong lúc này cũng chỉ năng lực sâu hai tay. Đem toàn thân chân nguyên pháp lực đều kích phát ra đến, không quan tâm hướng lấy long tượng nặng tay nghinh kích đi lên. Ngay sau đó, một tiếng rú thảm bỗng nhiên vang lên, cái này âm thanh rú thảm là sắc bén như thế, thậm chí cả ngay tại kịch chiến tu sĩ khác đều đồng loạt ngừng tay đến, hướng bên này nhìn quanh chỉ thấy tại long tượng nặng tay cự lực phía dưới, hình xăm ma nhân như là vỏ trứng gà giống nhau yếu ớt, chìm đắm mấy trăm năm một đôi đen nhánh móng vuốt, bị tiêu phàm một trưởng đánh cho đứt gân gãy xương. Sau đó, vị này đen minh tộc đại trưởng lão, toàn bộ thân hình đều bị cự lực ép thành máu thịt bé bét một đoàn, lại ầm vang một tiếng lăng không bạo liệt, vô số huyết nhục khối vụn tứ tán bay dương, hóa thành một chùm huyết vũ. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, đại tu sĩ giao thủ, bọn hắn không phải không gặp qua, có xa so cái này càng đặc sắc, các loại pháp bảo thần thông, tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy người hoa mắt. Nhưng thảm liệt như vậy, như thế gọn gàng đem một tên khác đại tu sĩ giữa trời đánh nổ tình hình, lại thật sự chính là lần đầu nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, ai cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Họ triệu ma nhân lúc đầu dơ cao máu đen lưỡi đao, muốn sát tướng tới, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi phải ngây người, dưới chân trong bất chi bất giác ngừng lại, thấy lạnh cả người từ hắn đuôi xương cụt bay lên, nháy mắt trải rộng toàn thân, trong lòng ẩn ẩn lộ ra sợ hãi chi ý, Mặc dù hình xăm ma nhân nhất làm cho người kinh hãi run sợ chính là hắn nuôi dưỡng hắc minh trùng cùng với khác côn trùng, cái khác thần thông, chưa chắc mạnh hơn hắn, nhưng mà tất cả mọi người là hậu kỳ tu vi, ngang tay đối đầu, hình xăm ma nhân cũng sẽ không thua hắn. Giao thủ không kịp mấy hiệp, liền bị tiêu phàm ngạnh sinh sinh đánh nổ, thực tế quá làm cho người không tưởng tượng được. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, chỉ thấy đầy trời trong huyết vũ, một đạo hắc ảnh bay vụt mà lên, nhìn kỹ lại, lại là một con màu đen côn trùng, cùng tiêu phàm vừa rồi đốt diệt mấy cái hắc minh trùng bộ dáng, chỉ là lớn hơn rất nhiều, ước chừng vài tắc lớn nhỏ, thần thái càng thêm dữ tợn. Tiêu phàm sau mi có chút một dương, hắn tại cái này hắc minh trùng trên thân, cảm ứng được hình xăm ma nhân khí tức, mà lại cực kỳ nồng đậm. Tựa hồ, hình xăm ma nhân đem mình Nguyên Anh, gửi đặt tại đầu này hắc minh trùng trên thân. Hắc minh trùng vừa xuất hiện, liền là hé miệng đến, lang không khẽ hấp, nguyên bản tứ tán vẩy ra mưa máu thịt nát, lập tức hướng về côn trùng miệng bên trong bắn ra, vài tấc lớn nhỏ côn trùng, phảng phất một cái động không đáy, trong khoảnh khắc liền đem đầy trời huyết nhục hút không còn một mảnh. Hắc minh trùng trên thân, huyết quang bùng cháy mạnh, thể tích phi tốc tăng trưởng, trong nháy mắt liền biến thành mấy trượng chi cự, răng nanh lộ ra ngoài, toàn thân đen thui đen như sắt, chỉ có hai con mắt bên trong huyết quang bắn ra bốn phía, tràn đầy oán độc cùng vẻ dữ tợn. Một loại viễn cổ man hoang khí tức đập vào mặt. Bính lão tiên sinh bọn người thấy thế, đồng loạt ở trong lòng run lên, thậm chí ngay cả kia mấy tên nguyên anh trung kỳ ma nhân, cũng không hẹn mà cùng hướng nơi xa chậm rãi thối lui, trong tiềm thức cảm thấy, rời cái này đầu côn trùng càng xa càng tốt. Hình xăm ma người nhục thân chưa hủy thời điểm, khí tức kém xa đầu này côn trùng hung ác như vậy tà mị. Tiểu bối, người dám hủy ta nhục thân, bản tọa muốn đem người rút gân lột ra, đưa người nguyên thần vĩnh viễn chân áp tại địa ngục vực sâu, vạn thế không được siêu sinh. Cự hình hắc minh trùng hai con huyết quang bắn ra bốn phía con mắt, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, Nghiến răng nghiến lợi, oán độc vô cùng kêu lên, nghe thanh âm, chính là hình xăm ma nhân. Tiêu Phàm liền cười, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt mỉa mai cùng khinh thường chi ý, cho dù ai đều có thể liếc thấy được đi ra. Chỉ bằng như thế một con côn trùng, các hạ quả nhiên là ngồi tiến vào xem trời, tự cao tự đại. Tiêu Phàm lắc một cái ống tay áo, trước mắt mọi người bỗng nhiên tối đen, chỉ thấy hai đóa mây đen bay ra, thoáng qua liền hóa thành hai đầu màu xám sắt mang ngân sắc tròn điểm côn trùng, dương nhanh múa vuốt trường lớn gần trượng nhỏ, eo ong tinh xảo, chân trước dơ cao, sát khí ngút trời mà lên. Tứ dai lưng sắt đao vương, một tiếng kinh hô, nguyên bản còn khí thế hùng hổ, không ai bị nổi hắc minh trùng, bỗng nhiên ở giữa, liền âm thanh đều thay đổi, vừa kinh vừa sợ, hoàn toàn không dám tin. Tứ dai thiết bối đao lang không phải nói không có, nhưng cho tới bây giờ đều là hoang dại, dù coi như hình sam ma nhân thân là đen minh tộc đại trưởng lão, cũng chưa từng nghe nói qua tứ dai thiết bối đao lang có thể nuôi dưỡng. Bởi vì, Thiết bối Đao Lang tiến dài thời gian thực tế quá dài dằng dặc, dài dằng dặc đến ngay cả Ngộ Linh Kỳ tu sĩ Thọ Nguyên đều còn thiếu rất nhiều chờ đợi. Mà hoang giải Thiết bối Đao Lang, một khi tiến hóa đến Tam giai trở lên, liền rốt cuộc không thể bị thu phục nuôi dưỡng. Vừa rồi Tiêu Phàm một hơi thả ra ba mười mấy con Tam giai Thiết bối Đao Lang, đã để hình xăm ma nhân ngay cả trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, bất quá cái này cũng hẳn là cực hạn. Cho tới nay, hắn còn chưa từng nghe nói qua ai bồi dưỡng ra tứ giai linh trùng cho dù là loại kia đặc biệt dễ dàng tiến dai uy lực nhỏ yếu tứ dai linh trùng cũng rất ít nhìn thấy nhân công nuôi dưỡng lại càng không cần phải nói tại linh trùng bên trong đại danh đỉnh đỉnh thiết bối đao lang hai con tứ giai trùng vương vừa hiện thân lập tức liền gắt gao tiếp cận cách đó không xa hắc minh trùng đỉnh đầu xúc tu run run tựa hồ có chút hưng phấn thiết bối đao lang cơ hồ là tất cả côn trùng khắc tinh đại bộ phận phân trùng loại đều tại bọn chúng thực đơn phía trên đầu này dị trùng hắc minh trùng càng là làm chúng nó muốn ăn tăng nhiều, không đợi tiêu phàm phân phó, chi chi âm thanh bên trong, hai đầu tứ dai con bọ ngựa một trái một phải, nhanh như thiểm điện hướng hắc minh trùng tật nhào mà đi. Xúc sinh, hắc minh trùng lập tức bạo giận lên, một tiếng gầm thét, răng nanh đóng mở, bỗng nhiên phun ra một cỗ đen như mực xương độc, ý đồ muốn ngăn trở hai đầu con bọ ngựa. Chỉ bất quá, hắn mặc dù biết tứ dai con bọ ngựa cực kỳ đáng sợ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ đáng sợ đến trình độ như vậy mắt thấy xương độc đối diện phun đến, hai đầu con bọ ngựa riêng phần mình hướng bên cạnh lóe lên, động tác quả nhiên là nhanh hơn thiểm điện, liền tránh đi xương độc, không đợi hắc minh trùng lại làm ra bất kỳ động tác gì, sắt thân ảnh màu xám cho liền đến phụ cận, giơ cao bốn cây đại đao, đồng loạt cắt xuống dưới. Hắc minh trùng né không thể né, tránh cũng không thể tránh, lập tức cũng không yếu thế, mở ra miệng rộng, hung tợn hướng thư con bọ ngựa cắn một cái đi. Giang giác đây là giáp xác nứt ra thanh âm, mọi người nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy cự hình hắc minh trùng nhìn như cứng rắn vô so giáp lưng, trong chớp nhoáng vỡ ra một đạo thật dài lỗ hồng, lộ ra bên trong tươi non vô so thịt trắng. Hắc minh trùng đau đến kêu to một tiếng, răng rắc răng rắc, thiết bối đao lang một kích thành công, không dung tình chút nào, giơ tay chém xuống, màu xám sắt đao ảnh vung vẩy bên trong, hắc minh trùng rú thảm không ngừng, hắc giáp vỡ vụn, thịt mảnh vẩy ra, trong đó còn phức tạp lấy miệng lớn nhấm nuốt thanh âm, nghe quả thực khiến người dùng mình. Đạo hữu tha mạng, kén ăn nào đó nguyện hàng hắc minh trùng kêu to lên thanh âm vô so kinh hoàng nguyện đời đời kiếp kiếp làm nô là bộc cung cấp đạo hữu khu trì chỉ. chỉ tiếc lúc này liền xem như tiêu phàm cũng rất khó ước thúc ở thiết bối đao lang hình xăm ma nhân tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu trong chốc lát to lớn hắc minh trùng cũng chỉ còn lại có một đống vỡ vụn giáp xác đầy trời vương vãi xuống tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem đây hết thảy sợ hãi không thôi sau một lát họ triệu ma nhân cái thứ nhất lấy lại tinh thần sau đó làm ra chính xác nhất lựa chọn xoay người chạy. Dưới chân độn quang cùng một chỗ, nhanh như điện chấp hướng phương xa bay vụt mà đi, đem một đám ma quân thuộc hạ, tất cả đều vứt xuống, chí chi không để ý. Lấy hai địch một, trong nháy mắt hình xăm ma nhân liền thân tử hồn diệt, tiêu phàm bên người còn thêm ra hai đầu tứ giai thiết bối đao lang thắng bại số lượng, đã liếc qua thấy ngay, lúc này không đi, chẳng lẽ chờ chết ở đây không thành. Người này có thể tại từng bước khó đi, hiểm ác vô so tu chân giới sống đến mấy trăm tuổi, tuyệt đối không phải cái đồ đần về phần hắn thân làm thống lĩnh thời khắc mấu chốt phứt xuống đại quân một mình đào mệnh sẽ hay không bị ngộ linh kỳ lão tổ truy cứu kia cũng là nói sau dưới mắt tự nhiên là bảo mệnh quan trọng đang cùng bính lão tiên sinh bọn người chiến đấu bốn tên nguyên anh trung kỳ ma nhân lại là được vời họ ma nhân động tác này làm cho sừng sốt suốt cuộc không nghĩ tới đường đường đại tu sĩ lại không đánh mà chạy hoàn toàn bị tiêu phàm sợ vỡ mật bất quá những này cao giai ma nhân cũng đều không phải đèn đã cạn dầu ai cũng là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hơi sừng sốt một chút về sau, nhao nhao hiểu được, từng cái bỏ qua một bên đối thủ, co cẳng chuồn đi. Hai vị đại ma tôn trong khoảnh khắc vừa chết vừa trốn, bọn hắn lại kiên trì không có chút ý nghĩa nào, chỉ sợ đảo mắt liền sẽ chết mất tính mệnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn đối thủ, bính lão tiên sinh, hồng thiên những người này, cũng không phải thái điểu, từng cái khôn khéo hơn người, mắt thấy tiêu phàm đại thắng, lập tức liền ý thức đến, đây là Kim Châu Thành chuyển bại thành thắng tốt nhất thời cơ, lúc này toàn lực xuất thủ, muốn cuốn lấy cái này mấy tên cao dai ma tôn. Ba tên trung kỳ ma tôn không chút do dự, nhao nhao thả ra đòn sát thủ, hoặc thi triển mạnh nhất thần thông, hoặc tự bạo pháp bảo, liều lĩnh thoát khỏi đối thủ dây dưa, toàn lực bỏ chạy. Chỉ có cùng hồng thiên giao thủ tên kia trung kỳ ma tôn thoảng qua trần chờ một chút. Này nháy mắt trần chờ, lập tức muốn tính mạng của hắn. Bóng người lóe lên, tiêu phàm liền đến phụ cận, lòng tượng nặng tay phát ra, tên kia trung kỳ ma tôn ngay cả nửa điểm chống đỡ chi lực đều không có, lập tức bị long tượng nặng tay đánh cho đứt gân gãy xương. Chết oan chết uổng, lấy tiêu phàm hiện nay tu vi cảnh giới, dù coi như cùng là hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ cần không phải tinh thông luyện thể thuật, cũng tuyệt đối ngăn không được long tượng nặng tay đối diện một kích. Cứ việc hồng trời đã từng gặp qua tiêu phàm đánh bại hình xăm ma người thủ đoạn, thế nhưng là mắt thấy mới vừa rồi còn đè ép mình đánh cao dai ma tôn bỗng nhiên biến thành máu thịt be bét một đoàn, vẫn có chút khó có thể tin tiêu phàm chỉ là ra một trưởng mà thôi, một trưởng liền đem tên này đã đạt đến tại Nguyên Anh Trung Kỳ trạng thái đỉnh phong cao dai ma tôn xử lý. Lúc này, tiêu phàm cũng không kịp cùng Hồng Thiên ôn chuyện, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng họ triệu ma nhân đào tẩu phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Bính lão, Hồng Bang Chủ, chân Nhân, nơi này liền giao cho các ngươi, tiêu phàm thanh âm ở giữa không trung rung động ầm ầm người lại đi phải xa, trong khoảnh khắc liền không thấy bóng dáng. Triệu đại ma tôn cùng mấy tên trung kỳ cao giai ma tôn mỗi người tự chạy, mà đại quân người thấy nhất thanh nhị sở. Đối với ma quân sĩ khí là cực kỳ đả kích chí mạng, ma quân trận tuyến. Cơ hồ là trong nháy mắt sụp đổ, mặc dù đại đa số ma quân cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khẳng định là nhất định có đối bọn hắn cực kỳ bất lợi tình huống phát sinh. Đến mức ngay cả đại ma tôn đều muốn vội vã đào mệnh. Bọn hắn những này đê dai ma nhân, liền càng thêm không có kiên trì lý do lúc này phát một tiếng hô, chạy tứ phía. Đến trăm vạn mà tính ma tộc đại quân toàn tuyến sụp đổ, chiến trường lập tức hỗn loạn đến mức độ không còn gì hơn, dõi mắt chỗ đến, mỗi một cái phương hướng đều là đen nghiệt chạy chối chết ma nhân. Thắng lợi tới quá đột một, Kim Châu thành một chúng tu sĩ, đều có chút phản ứng không kịp. May mà phương phi dương đại tài, thống soái năng lực cực kỳ kiệt xuất, chỉ hơi trần chờ liền nhanh chóng đem hậu bị đội đầu nhập đi vào, triển khai toàn diện truy kích. Trong lúc nhất thời, Kim Châu thành bốn phía tiếng giết sung trời, từng đội từng đội tu sĩ đại quân từ thành nội bay ra, điều khiển độn quang, hướng bốn phương tám hướng truy sát mà đi. Bính lão tiên sinh, Hồng Thiên, Phô Vi chân nhân cùng đàm phu nhân, cơ khinh xa bọn người không có gia nhập đến truy kích trong đại quân đi, đại chiến cái này hứa lâu dài, người trên thân người mang thương, từng cái sức cùng lực kiệt, thực tế cũng phải thật tốt nghỉ một chút. Lại nói mà tộc đại quân mặc dù toàn tuyến sụp đổ, nhưng trong thành tổng còn muốn có một ít tu sĩ cấp cao tỏa trấn mới được, nghiêm phòng ma nhân lưu lại hậu thủ gì. Ma nhân gian trá vô so, cũng không nên không cẩn thận liền bọn hắn đạo nhi. Này nháy mắt quang cảnh, ba mười mấy con tam giai con bọ ngựa đã đem hàng vạn con cử phệ trùng quét sạch sành xanh. Mặc dù cử phệ trùng số lượng đông đảo, nhưng cảnh giới bên trên cách biệt quá xa, số lượng ưu thế hoàn toàn không đủ để đền bù chất lượng bên trên thế yếu, tăng thêm có đảm phu nhân cùng cơ khinh xa tương trợ, toàn diệt cựu phệ trùng cũng chưa hao phí quá nhiều công phu. Dựa theo tiêu phàm phân phó, cơ khinh xa thu thập không ít đê dài cử phệ trùng, bọn này cử phệ trùng bên trong thành thuộc thể vốn cũng rất ít, mà lại thành thuộc thể cử phệ trùng, không cách nào tiến hành lần thứ hai nhận chủ bắt lấy cũng không có tác dụng gì. ngược lại là những này đê dài cử phệ trùng, có lẽ còn có thể tiếp tục nuôi dưỡng, cho thiết bối đao lang sung làm đồ ăn cũng là tốt. lập tức mọi người hội tụ vào một chỗ, lơ lửng tại mạc tà sơn trên không quan sát đến chiến trường tình hình, hình xăm ma nhân thân tử hồn diệt mà quần bày ra đại trận không người chủ trì sớm đã bị tiêu phàm tiện tay phá vỡ mây đen tẫn tán kim châu thành trên không lại khôi phục tình không nhìn dặm thời tiết tốt tầm nhìn cực dai chỉ thấy vô tận ma quân đâm quảng đâm xiên lưu lại đầy đất thi hài mọi người thấy vừa mừng vừa sợ như trong mộng duy chỉ có cơ khinh xa vẫn luôn tại hướng phía tây bắc hướng ngưng nhìn đối bỏ mạng chạy trốn ma tộc đại quân mắt cũng không nhìn thẳng một chút nàng là đang lo lắng tiêu phàm an nguy mặc dù nói vừa rồi tiêu phàm biểu hiện ra cực nó cường hãn chiến lực, nhưng mọi thứ quan tâm sẽ bị loạn. Vạn nhất lâm vào đông đảo cao dai ma tôn trong vòng vây, chỉ sợ cũng có nguy hiểm. Thấy cơ khinh xa thần sắc, Hồng Thiên cười ha ha một tiếng, nói. Đệ muội không cần lo lắng, tiêu hiền đệ thần thông cái thế, kia ma nhân sớm đã táng đảm, tuyệt không phải là đối thủ của hắn, cứ việc yên tâm tốt. Phô Vi chân Nhân cũng phụ họa nói, không Bang chủ nói đúng, tiêu đạo hữu nhất quán thần thông quảng đại, năm đó còn là vừa mới ngưng kết nguyên anh thời điểm, liền đã có thể đối đầu hậu kỳ tu sĩ không rơi vào thế hạ phong, bây giờ đặt chân đại tu sĩ hàng ngũ, cùng giai tu sĩ, ai có thể là đối thủ của hắn. Vô vi chân nhân lời này, tự nhiên là hơi có vẻ khoa trương, năm đó tiêu phàm vừa mới ngưng kết nguyên anh lúc, cùng trung kỳ tu sĩ đối đầu ngược lại là có, cùng hậu kỳ đại tu sĩ giao thủ, tự nhiên hay là có tranh lệch không nhỏ. Chỉ bất quá dưới mắt kiểu nói này, lại lập tức liền đạt được đại đa số người tán đồng, ngay cả cho tới bây giờ nghiêm túc thận trọng bính lão tiên sinh, cũng khẽ vuốt cằm, rất tán thành. Tại cái này quan trọng trước mắt, tiêu phàm uyển như thần binh trên trời rơi xuống, cứu vất hợp thành nguy nan, hơi có khuếch đại chi từ, cần gì phải để ý. Chỉ là mọi người tại nhau nhau gật đầu thời điểm, cũng ở trong lòng âm thầm kinh ngạc cái này tiến giai tốc độ, thực tế quá khủng bố chút. Cứ việc mỗi người đều tán đồng tiêu phàm thiên phú, nhưng căn bản liền không hề nghĩ tới, vậy mà có thể nhìn tận mắt một tên năm đó tu sĩ Kim Đan biến thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Nghịch thiên như vậy sự tình, cũng không phải thường xuyên đều phát sinh. Nhưng nói tóm lại, vui sướng hay là nhiều hơn đố kỵ, bây giờ khói lửa đầy đất, chiến hỏa liên thiên, Kim Châu Thành có như thế một vị thần thông quảng đại hậu kỳ đại tu sĩ tỏa chấn, hệ số an toàn lập tức tiêu thăng. ma quân tại Kim Châu Thành dưới bị này thảm bại, chắc hẳn sau này tương đối dài trong một khoảng thời gian, sẽ không lại đánh Kim Châu Thành chủ ý. Lớn nửa canh giờ trôi qua, chân trời xuất hiện một đạo độn quang, tốc độ bay cực nhanh, đảo mắt đã đến gần rất nhiều, mọi người thấy được rõ ràng, độn quang bên trong bóng người bạch y tung bay, chính là tiêu phàm. Mọi người không khỏi đại hỉ, lập tức tiến ra đón. Tiêu phàm như là đã tiến giai hậu kỳ, không hề nghi ngờ, sẽ thành Kim Châu thành bảy đại tông môn đương nhiên đại minh chủ. Đây chính là mấy trăm năm qua, Kim Châu thành bảy đại tông môn đản sinh vị thứ nhất hậu kỳ đại tu sĩ. Một lát sau, tiêu phàm liền đến phụ cận, đè lại độn quang, mỉm cười hướng mọi người ôm quyền làm lễ, mọi người vội vàng ôm quyền hoàn lễ. Tiêu hiền đệ, như thế nào? Kia đại ma tôn, hồng thiên mở miệng hỏi. Tiêu phàm mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói. Kia ma người đã bị tiểu đệ diệt sát đi. Người này là đầu đảng tội ác, tự nhiên không thể để cho hắn chạy thoát. Ngữ khí bình thản, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Mọi người nhất thời lại kinh lại đeo. Trong vòng một canh giờ, liên tiếp diệt sát hai tên hậu kỳ đại ma tôn, đây là gì chờ thủ đoạn? Thần thông bực nào, Phương Phi Dương lúc này nói, hợp thành nguy cấp, nhờ có tiêu đạo hữu thần binh trên trời rơi xuống, lúc này mới chuyển bại thành thắng, đánh lui ma quân, tiêu đạo hữu khi thật là chúng ta Kim Châu thành đại ân nhân. Tiêu phàm ngay cả vội khoát khoát tay, khẽ cười nói. Phương bang chủ nói quá lời, tại hạ nếu là Kim Châu thành một viên, đương nhiên phải vì bảo vệ quốc gia ra một phần lực, đây chỉ là thuộc bổn phận sự tình tai, sao là ân nhân mà nói." Mắt thấy Phương Phi Dương còn muốn lên tiếng, Tiêu Phàm lại nói tiếp: "Phương bang chủ, dưới mắt ma quân thủ lĩnh đã đền tội, nhưng ma quân nhân số đông đảo, việc cấp bách vẫn là phải hết sức truy kích và tiêu diệt những bại quân này, miễn đến bọn hắn lần nữa tụ tập cùng một chỗ, lại thành tai họa." Không Thiên lúc này gật đầu, nói: "Phương huynh, Tiêu Hiền đệ nói có lý, tất cả mọi người là người một nhà, lời khách khí liền thông thả nói, hay là trước làm chính sự quan trọng?" Vô Vi chân nhân cũng phụ họa nói, là cái này lý, trước đem những này ma nhân thu thập sạch sẽ, người trong nhà lại tự thoại không muộn. Phương Phi Dương vốn là đại tài, lập tức cũng không khách khí nữa, hướng Tiêu Phàm liền ôm quyền, liền bắt đầu phân công nhiệm vụ. Tiêu Phàm đã xác nhận, hai tên đại ma tôn đều đã bị diệt sát, ma quân đã binh bại như núi đổ, chim sợ cành cong, không, không có bao nhiêu uy hiếp. Nơi này một đám nguyên anh tu sĩ giải ra, cũng sẽ không có bao lớn nguy hiểm. Cho đến lúc này cơ khinh xa mới tiến lên, giữ chặt tiêu phàm tay, lòng tràn đầy vui vẻ. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên mỉm cười, thấp giọng nói. Lụa mỏng, nói cho ngươi một tin tức tốt, già nhi tìm được. a à, cơ khinh xa lập tức mừng rỡ, có chút không dám tin. Ở chỗ nào, làm sao không đi cùng với ngươi? Ở địa cầu thời điểm, chúng nữ ở giữa có lẽ còn có chút tiểu tâm tư, bây giờ như là đã đạp lên con đường trường sinh, những này tiểu tâm tư tự nhiên sớm liền để xuống. Tiêu phàm vừa cười vừa nói việc này nói rất dài dòng, cùng chuyện nơi đây xử lý xong về sau, ta dẫn người đi cùng với nàng hội hợp. Thánh linh nguyên địa như thế thích hợp tu luyện cực phẩm địa mạch, đương nhiên phải cùng người yêu dấu nhất chia sẻ. Kim Châu thành tổ chức cực kỳ thịnh đại chúc mừng nghi thức. Tiêu phàm tự nhiên thành vì cái này mừng thắng lợi đại hội tuyệt đối nhân vật chính. Trên thực tế, cái này mừng thắng lợi lớn cùng lúc cũng là tiêu phàm tiến giai hậu kỳ đại tu sĩ chúc mừng đại hội. Lấy tiêu phàm tính tình, từ không xa như thế trương dương, nhưng phương phi dương hồng thiên bọn người kiên trì mấy trăm năm qua kim châu thành lần đầu sinh ra hậu kỳ đại tu sĩ đây là chấn động toàn bộ hoắc sơn quốc thậm chí chấn động nam châu đại lục tây nam biên tùy sự kiện lớn nhất định phải hảo hảo chúc mừng một phen nam châu đại lục tây nam biên tùy mười mấy quốc gia hậu kỳ đại tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay huống chi tiêu phàm vẫn là như thế biến thái cường hãn lấy một địch hai đại hoạch toàn thắng nhất cử diệt sát hai vị cùng giai đại ma tôn dạng này chiến tích thực tế kiêu nhân nói tiêu phàm là Tây Nam Biên Thủy Đại Tu Sĩ thứ nhất, cái kia cũng hảo không quá đáng. Đại hội lúc toàn thịnh, mọi người cung thỉnh tiêu chân nhân đăng đàn truyền pháp. Dạng này sự tình, tiêu chân nhân ngược lại là làm qua một lần, lúc trước trở thành y thánh thời điểm, cũng cùng mọi người trao đổi qua y thuật bên trên tâm đắc trải nghiệm. Lần này, lại là đem hắn tại trên đường tu chân lĩnh ngộ cùng tâm đắc, truyền thụ cho Kim Châu thành rộng rãi đồng đạo, nhất là đối những cái kia nhiều năm qua một mực kẻ tại bình cảnh bên trên nguyên anh tu sĩ, có trợ giúp thật lớn bởi vì tiêu phàm thành công tiến giai thành đại tu sĩ bách hùng bang tự nhiên cũng vọt cư kim châu thành bảy đại tông môn đứng đầu bất quá sau đó triệu khai bảy đại tông môn thủ lĩnh trong hội nghị tiêu phàm hay là rất khách khí mời phương phi dương tiếp tục chủ trì kim châu thành sự vụ ngày thường hắn chỉ đảm nhiệm trên danh nghĩa đại minh chủ phương phi dương như trước vẫn là kim châu thành chân chính lớn thủ lĩnh không ít người âm thầm thở phào một cái tiêu phàm phi tướng quân từ trên trời giáng xuống triệt để đánh tan ma quân cứu vất hợp thành nguy nan tự nhiên là người người cảm kích. Nhưng mà cảm kích chi dư, cũng không ít người đang lo lắng, từ nay về sau. Bách Hùng Bang chỉ sợ muốn một nhà độc đại, Kim Châu thành những tông môn khác đều muốn ngưỡng vọng. Đây chính là dính đến quá nhiều lợi ích phân phối, này lên kia xuống, những tông môn khác đều muốn lợi ích bị hao tổn. Bây giờ tiêu phàm minh bạch biểu thị, sẽ không lấy mạnh hiếp yếu, như trước vẫn là duy trì lấy Kim Châu thành bảy đại tông môn liên hợp nhất trí cục diện. Đoàn người tự nhiên đều rất vui vẻ. Trên một điểm này, Hồng Thiên hoàn toàn ủng hộ tiêu phạm ý kiến. Hồng Thiên thấy sự tình cũng là cực kỳ minh bạch, qua nhiều năm như vậy, ngoại bộ thế lực một mực không thể nhúng chàm Kim Châu Thành, không phải là bởi vì Kim Châu Thành thực lực mạnh đến mức nào, mà là bởi vì bảy đại tông môn từ đầu tới cuối duy trì nhất trí đối ngoại. Đồng tâm hiệp lực, này mới khiến ngoại nhân không thể thừa cơ. Tiêu phạm tiến giai đại tu sĩ, cố nhiên thật đáng mừng, lại không thể bởi vì ảnh hưởng này bảy đại tông môn đoàn kết. Bằng không mà nói, Bách Hùng Bang trong thời gian ngắn mặc dù có thể được đến không ít chỗ tốt, từ lâu dài nhìn, lại là mổ gà lấy trứng thiển cận hành vi. Tiếp tục duy trì bảy đại tông môn cơ bản lợi ích không thay đổi. Mới là sáng suốt nhất cách làm. Đương nhiên, Bách Hùng Bang có hậu kỳ đại tu sĩ tỏa chấn, ngày càng hưng thịnh là có thể dự tính. Thực lực tổng hợp tiến một bước tăng cường về sau, những tông môn khác cũng sẽ chủ động nhường ra một bộ phân lợi ích. Nhưng cam tâm tình nguyện nhường ra cùng bị ép nhường ra. Tuyệt đối là hai việc khác nhau, không thể nói nhập làm một. Tiêu phàm rất rõ ràng, mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có khả năng thời gian dài đợi tại Kim Châu Thành. Dưới mắt giao diện đại chiến đã mở ra, Nam Châu Đại Lục thậm chí toàn bộ toa ma giới tương lai lại biến thành bộ dáng gì, ai cũng không biết. Mừng thắng lợi đại hội qua đi, Phương Phi Dương điều phái nhân thủ, chia mấy chi đội ngũ, tiếp tục truy kích và tiêu diệt ma quân. Hơn triệu ma tộc đại quân trừ số ít từ thần Long Nguyên đáy nước thông đạo đào tẩu, đa số đảo vong xung quanh các nơi. Những ma tộc này đại quân không phải đám ô hợp, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, mặc dù chiến bại, chỉ cần cho bọn hắn một cái cơ hội thở dốc, liền lại có thể tụ họp lại, tiếp tục làm hại. Hay là nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ cho thỏa đáng. Trải qua trận này vây thành đại chiến, Kim Châu thành thị trường lập tức trở nên tiêu điều, toàn không giống ngày xưa kia rộn rộn ràng ràng náo nhiệt tình hình. Này cũng nằm trong dự liệu, cũng nên cùng ma quân tàn quân cơ bản quét sạch, xung quanh hoàn toàn khôi phục trật tự về sau, trên thị trường mới có thể dần dần khôi phục bất quá có thể đoán trước chính là, trải qua lần này sau đại chiến, Kim Châu Thành sinh ý sẽ tiến vào cực thịnh thời kỳ. Vì ứng đối càng ngày càng gần chiến hỏa, các môn các phái đều sẽ dốc toàn lực chữ hàng các loại dược liệu cùng cái khác cần dùng đến vật tư. Có tiêu y thánh cường đại như vậy hậu kỳ đại tu sĩ tỏa trấn Kim Châu Thành, không thể nghi ngờ là tốt nhất trợ giao dịch chỗ. Vũ Văn Chu ở trong thành dưỡng thương, tiêu phàm vốn muốn đi bái phỏng một chút hắn, Vũ Văn Nghiễm rất huyền chuyển nói cho tiêu phàm, phụ thân đang lúc bế quan, tạm thời không tiện gặp khách. Cùng phụ thân khải quan về sau, nhất định ngay lập tức đến Bách Hùng Bang đi bái phòng tiêu y thánh. Ngôn từ cực kỳ khách khí, tiêu phàm chẳng những là ân nhân cứu mạng của hắn, bây giờ lại thành đại tu sĩ, tự nhiên 10 triệu lãnh đạm không được. Nửa đêm lúc phân, trăm hùng đầm lầy Tây Nam, một cái trong đại trạch viện răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Cả nhà hạ nhân đến đây bái kiến gia chủ, mở rộng yến hội, chúc mừng một phen. Tiêu Phàm tiện tay ban thưởng không ít linh thạch, một đám trúc cơ kỳ luyện khí kỳ hạ nhân vú giả nhóm từng cái mừng rỡ, mừng khắp khởi cuống quyết dập đầu, bái tạ gia chủ trọng thưởng. Buổi tiệc qua đi, Tiêu phủ dần dần an yên tĩnh, hậu viện trong phòng ngủ, cả phòng đều xuân, màu hồng phấn cung đình trên giường lớn, chăn gấm cao ngất, cơ khinh sa trắng noãn thân thể mềm mại tựa ở Tiêu Phàm cường tráng hữu lực trong khuỷu tay, hai người ngay tại nói liên miên lại nhảy nói chuyện nói chuyện phiếm. Trước đó, cũng không biết đại chiến qua bao nhiêu hội hợp, Tiêu Phàm đem những năm gần đây tầm bảo kinh lịch, nói cho cơ khinh xa nghe, cùng Âu Dương Minh Nguyệt quan hệ, cũng không có dấu giếm cơ khinh xa. Đại trưởng lão, cơ khinh xa lại là tốt khí vừa buồn cười, không chịu được tại bên hông hắn hung hăng bấm một cái. Thực tế không biết nên nói hắn cái gì mới tốt, người này nhìn qua ra vẻ đạo mạo, ai ngờ vậy mà là cái bụi hoa cao thủ, cua gái công phu như thế cao minh, ngay cả danh xưng Nam Châu Đại Lục Đại Tu Sĩ Thứ Nhất Hạo Thiên Tông Đại trưởng Lão Âu Dương Minh Nguyệt đều bị hắn vô thanh vô tức thu phục lúc trước vừa thu phục danh chấn thiên hạ thiên diệu cung chủ đào mắt ngay cả hạo thiên tông đại trưởng lão cũng không bỏ qua đây chính là ngộ linh kỳ đại cao thủ a toàn bộ toa ma giới tối cao đẳng cấp đại nhân vật lúc ấy cũng là tình thế bức bách những biện pháp khác đều vô dụng tiêu phàm tranh luận phải nháo cái đỏ chót mặt ngượng ngùng giải thích một câu đắc đắc ngài đâu liền khỏi phải giải thích càng tô càng đen cơ khinh xa cười khanh khách đánh gãy hắn tự biện nói ngươi là tính cách gì ta còn không biết sao, ngươi nếu là thật không thích nàng, liền xem như cứu người không thể không nhưng, ngươi bây giờ cũng sẽ không nói cho ta nghe. Đó chính là cái bệnh nhân mà thôi, tiêu phàm không khỏi sướng sờ ngơ ngác một chút, tinh tế tưởng tượng, thật đúng là chuyện như vậy. Lần thứ nhất, còn có thể nói thắc là vì cứu người, không thể không nhưng, kia Âu Dương Minh Nguyệt Tiến dai sau khi thành công, hai người dắt tay cùng dạo vạn kiếm cốc không gian chi nhãn, điềm điềm mật mật, hàng đêm vui thích, quả thực không biết thỏa mãn, lại giải thích thế nào thấy tiêu phàm mặt mang thẹn đỏ mặt sắc rất không có ý tứ cơ khinh xa liền có chừng có mực nhẹ nhàng cười một tiếng chuyển di chủ đề kia thánh linh nguyên địa coi là thật thần kỳ như thế a à? tiêu phàm âm thầm thở vào một cái vội vàng nói có thể sinh ra trời sinh thánh linh cực phẩm địa mạch tự nhiên là rất thần kỳ cùng chuyện bên này xong xuôi chúng ta cùng đi nhạc tây tìm tới tố tố sau đó cùng đi thánh linh nguyên địa đây cũng là tiêu phàm vội vã đuổi tới kim châu thành nguyên nhân liền là muốn đem cơ khinh sa cùng trần dương đều tiếp vào thánh linh nguyên địa đi tu luyện ai ngờ vừa vặn đuổi kịp ma quân công thành cũng coi là ma tộc đại quân đáng đời không may cơ khinh sa gật gật đầu nói không nghĩ tới đáy biển đều có không gian thông đạo tương liên sau này ở các nơi vãng lai liền muốn thuận tiện nhiều tiêu phàm cười cười nói cái kia cũng không nhất định hiện tại không ít đáy biển thông đạo vẫn còn bất ổn định mà lại đa số thông đạo đều dưới đáy nước mấy ngàn trượng chỗ sâu bình thường người, căn bản liền đến không được nơi đó. Trọng yếu nhất chính là, không ít đáy biển thông đạo đều bị ma quân chiếm cứ, không cẩn thận liền xông tiến vào ma quân hang ổ. Hắn lần này từ không linh đảo trở về Kim Châu Thành, cũng phí không ít chắc trở. Đầu tiên là từ không linh đảo không gian thông đạo một bên khác đi tới tây mạc biển cả chỗ sâu, lại dựa theo nguyên hạo cho kia phần đáy biển không gian thông đạo bản đồ phân bố, tìm được gần nhất đáy biển không gian thông đạo, truyền thống đến thiên nhai biển, lại từ thiên nhai biển đáy biển thông đạo đến thần long uyên, sau đó đuổi tới Kim Châu thành. Cơ Khinh sa nhíu mày nói: "Chẳng lẽ liền không có cách nào, đem những này không gian thông đạo đều phong bế, không phải ma quân khắp nơi tán loạn a? Nếu như không có thần long uyên đáy nước không gian vòng xoáy, Kim Châu thành cũng không sẽ gặp phải ma quân đột nhiên tập kích. Phe này đại chiến, các đại tông môn hay là có không ít hao tổn." Tiêu Phàm lắc đầu, nói: "Cái này cũng không dễ dàng, phong bế không gian thông đạo không phải tiểu động tác." làm không tốt liền sẽ khiến không gian đổ sụp. Ta thậm chí đang nghĩ, hơn nghìn năm trước kia thứ không gian cực khác biến, khả năng không nhất định là thiên tai, có thể là nhân họa. Chính là bởi vì có người muốn cưỡng ép cải biến không gian thông đạo hướng đi, mới gây nên phạm vi lớn không gian đổ sụp. Cái này ngược lại cũng là, cơ khinh xa liên tục gật đầu. Mấy ngày sau, tiêu phàm Bách Hùng bang tổng đàn triệu tập một lần thủ lĩnh hội nghị, lần này tham dự chẳng những có bảy đại tông môn thủ lĩnh, trong thành bên trong cùng lấy lên tông môn thủ lĩnh, đều đáp ứng lời mời đến đây tham dự hội nghị. Tại cái này thủ lĩnh trong hội nghị, Tiêu Phàm nói ra, muốn nâng toàn thành chi lực, tại Mạc Tà Sơn tu kiến một cái thổ linh đại trận, để mà tại thời khắc mấu chốt thay thế Mạc Tà Sơn lòng đất linh mạch đến khu động hộ thành đại trận. Mặc dù nói, lần này khiêng qua đi, lần tiếp theo Mạc Tà Sơn thổ linh lực biến mất, tại 60 năm về sau, tựa hồ không cần quá lo lắng. Nhưng mà giao diện đại chiến chính không biết muốn tiếp tục thời gian bao nhiêu, có lẽ 60 năm về sau, ác chiến say xưa nếu là gặp lại ma tộc đại quân công thành, coi như phiền phức. Không thể mỗi lần đều đem hy vọng ký thác vào tiêu phàm trên người một người. Đại minh chủ đề nghị này, thu hoạch được nhất trí thông qua. Phương Phi Dương dẫn đầu tỏ thái độ, hạnh lâm bang nguyện ý hưởng ứng đại minh chủ hiệu lệch, toàn lực ứng phó, hiệp trợ đại minh chủ tu kiến thổ linh đại trận, muốn người ra người, muốn linh thạch ra linh thạch, tuyệt nghiêm túc. Hồng Thiên tự nhiên càng là đập bộ ngực, cái khác tông chủ cũng nhao nhao biểu thị đồng ý lấy tiêu phàm tại trận pháp chi đạo bên trên cao thâm tạo nghệ, cái này thổ linh đại trận tự nhiên do hắn đến chủ trì tu kiến, chăm nhẫn cửa thanh minh chân nhân sung làm tiêu minh chủ phụ tá. Rất nhanh liền hết thảy đều an bài thỏa đáng. Tu kiến mạc tà sơn thổ linh đại trận là một cái cực kỳ công trình vĩ đại, xa không phải thanh minh chân nhân lâm thời vội vàng dựng lên cái kia pháp trận có thể so sánh. Cũng may lần này thời gian sung túc, nhân lực vật lực càng là sung túc, hết thảy chi bằng từ dài chuẩn bị trăm nhẫn cửa cũng là kim châu thành bảy đại tông môn một trong thanh minh chân nhân ngày xưa cùng tiêu phàm cũng coi như quen biết bất quá lẫn nhau ở giữa không có cái gì vãng lai bây giờ tiêu phàm lấy đại tu sĩ tri tôn tự mình chủ trì tu kiến thổ linh đại trận thanh minh chân nhân đương nhiên phải kèm ở ký đuôi nhưng ở trong mắt hắn lại không phải như vậy chịu phục tiêu phàm thành công tiến giai hậu kỳ là thực y thuật cao minh cũng là thực nhưng không thấy phải tại trận pháp chi đạo bên trên cũng có cao thâm tạo nghệ Đợi đến tiêu phàm đem thổ linh đại trận bản thiết kế lấy ra, thanh minh chân nhân nhìn không khỏi mồ hôi lạnh gợn sóng mà xuống, trong lòng lại kinh lại đeo. Trận pháp chi đạo, nhưng không mở ra được trò đùa, kiến tạo cỡ nhỏ pháp trận, rất nhiều người đều biết, không tính là gì, nhưng hiểu được thiết kế kiến tạo siêu cấp pháp trận người, lại là phượng mau lân giác. Thanh minh chân nhân cả một đời nghiên cứu trận pháp, cũng chưa từng thiết kế qua dạng này cự hình pháp trận, loại này siêu cấp pháp trận, mỗi một chỗ trận nhãn đều phải nhiều lần khám nghiệm minh trắng, thất chi chút xíu liền sẽ đi một nghìn dặm. Chỉ ít, thanh minh chân nhân tự nhận tuyệt đối thiết kế không ra dạng này cự hình siêu cấp pháp trận. Cái này đã vượt qua hắn tại trận pháp chi đạo bên trên cực hạn. Đúng thật là năng giả vạn năng, kiến tạo cái này siêu cấp pháp trận, trọn vẹn hoa thời gian 2 năm. Đây là Kim Châu thành một cùng một đại sự, tất cả sự tình khác đều vì cái này sự tình nhường đường. Tiêu phàm tự mình chủ trì, triệu tập rất nhiều nhân thủ, trên cơ bản chỉ cần là hiểu được trận pháp chi đạo tu sĩ, mặc kệ xuất thân môn phái nào, đều bị điều động tới tham dự pháp trận kiến tạo. Trải qua 2 năm không gián đoạn thi công, rốt cục đại công cáo thành, cái này tòa siêu cấp pháp trận, đường kính trên trăm trượng, cơ hồ đem Mạc Tà Sơn cả ngọn núi hoàn toàn bao trùm, từ không trung nhìn xuống, Mạc Tà Sơn ngày xưa xanh tươi ướt át sơn lĩnh sớm không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có một cái lóng lánh thổ hào quang màu vàng cự hình pháp trận. Kỳ quái, trải qua khảo thí cái này cự hình pháp trận uy lực cực mạnh, nhưng Mạc Tà Sơn mậu thổ linh khí hoàn toàn đánh mất thời điểm, toàn lực khởi động pháp trận, đủ để cho hộ thành đại trận phát huy ra khoảng 7 phần 10 uy lực. Đây là một cái cực kỳ kinh người số liệu, nói cách khác, có cái này cự hình thổ linh đại trận, Kim Châu thành hộ thành đại trận lỗ thùng. Trên thực tế đã bị ngăn chặn, dưới tình huống bình thường, hộ thành đại trận có thể phát huy ra 7 thành uy lực, là đủ chống cự địch nhân tiến công, huống chi chỉ cần kiên trì một canh giờ mạc tà sơn mậu thổ linh khí liền có thể dần dần khôi phục. Khảo nghiệm qua thổ linh đại trận uy lực về sau, Phương Phi Dương, Hồng Thiên cùng Kim Châu thành đại lão đều thở phào một hơi, từng cái tươi cười rạng rỡ Chỉ cần hộ thành đại trận không phá, Kim Châu thành liền có thể nói là vững như thành đồng. Thổ linh đại trận hoàn thành sau 7 ngày, tiêu phàm mang theo cơ khinh xa, lăng thiên hoa cùng hai gã khác vô cực đệ tử. Leo lên phòng vũ tàu cao tốc, rời đi Kim Châu Thành. Lăng Thiên Hoa cùng vô cực đệ tử mấy chục năm qua, tại Bách Hùng Bang đạt được rất tốt chiếu cố. Tiêu phàm tại Bách Hùng Bang uy vọng cực cao, Hồng Thiên Tử sẽ không bạc đãi hắn đệ tử bản môn. Huống chi cơ khinh xa cũng đã tiến giai Nguyên Anh, chính thức trở thành Bách Hùng Bang trưởng lão. Lăng Thiên Hoa mấy người cũng tính phi thường cố gắng, từng cái khắc khổ cố gắng, vùi đầu khổ tu, tiến cảnh cực nhanh. Dưới mắt Lăng Thiên Hoa đã có kim đan hậu kỳ đại thành tu vi, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đột phá bình cảnh, đặt chân Nguyên Anh cảnh giới. Đương nhiên, một bước này phải chăng có thể nhảy tới, vậy còn muốn nhìn vận khí của hắn cùng cơ duyên như thế nào, không chỉ có riêng chỉ là bằng cố gắng liền có thể đạt thành. Lần này, tiêu phàm liền dự định đem hắn đưa đến thánh linh nguyên địa đi, hy vọng mượn nhờ thánh linh nguyên địa đến tinh trí thuần địa mạch linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa, giúp hắn cưỡng ép đột phá bình cảnh, càng thượng tầng lâu. Hai gã khác vô cực đệ tử, một tên có trong kim đan kỳ tu vi, còn lại một cái kia, lại được vừa ngưng kết kim đan thành công, mặt mũi tràn đầy ngây thơ, hay là cái mao đầu tiểu tử. Bất quá hai người này, lại là trong đám đệ tử thiên phú cao nhất, tiêu phàm tự mình cho bọn hắn kiểm tra thực hư qua linh thể. Đem bọn hắn mang đến thánh linh nguyên địa, chắc hẳn không bao lâu, liền có thể có đột phá. Lấy thánh linh nguyên địa bằng đại địa mạch linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa, dạng này mấy tên kim đan đệ tử ở bên trong tu luyện, đối đại cục cơ hồ không có mảy may ảnh hưởng. Trời sinh thánh linh trong một nhịp hít thở thu nạp linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa, chỉ sợ liền đủ bọn hắn hưởng thụ một hai năm lăng thiên hoa đám người cũng không biết tiêu phàm muốn dẫn bọn hắn đi đâu đối bọn hắn mà nói có thể bị sư tôn chọn chúng mang theo trên người ngày đêm dạy bảo đó chính là thiên đại phúc khí bọn hắn mặc dù kiến thức không rộng nhưng giống tiêu phàm dạng này tiến dai thần tốc thật đúng là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy chỉ là thời gian mấy chục năm liền từ nguyên anh sơ kỳ bước vào nguyên anh hậu kỳ không nói tuyệt hậu cái kia cũng khẳng định là chưa từng có có dạng này một vị thần thông quảng đại sư tôn vô cực môn trung hưng có hy vọng trên đường đi, tiêu phàm ngược lại là kiên nhẫn không tồi, cẩn thận hỏi thăm bọn hắn tu luyện tình hình, thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu, tự nhiên để cái này mấy tên đệ tử có bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra cảm giác càng là đối với sư tôn bội phục sát đất. Lần này tiến về nhạc tây địa khu, 10 điểm thuận lợi. Sau mấy tháng, tiêu phàm cơ khinh xa cùng 5 người, tại nhạc tây địa khu quý minh quốc hồng vụ thành siêu cấp trong truyền tống trận hiện thân mà ra. Trùng hợp chính là, thủ hộ tại truyền tống đại điện vẫn như cũ là phương thành nói đến, cũng coi là tiêu phàm người quen biết cũ. Chỉ bất quá lần này, tiêu phàm tự nhiên lại không có che lấp khí thức của mình, càng không có dịch dung giả dạng, minh bạch không sai lầm đem nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ uy áp phóng thích ra ngoài. Vừa vừa hiện thân, liền đem truyền tống trong đại điện mấy tên cấp thấp tu sĩ dọa đến gan chiến tâm kinh. Tại nhạc Tây Địa Khu, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chính là trong truyền thuyết nhất cao cao tại thượng đại nhân vật, tu sĩ tầm thường, bình thường không gặp được một mặt vừa cảm thụ đến tiêu phàm trên thân lộ ra kinh thiên uy áp, phương thành cùng mấy tên cấp thấp tu sĩ liền nhau nhau xoay người không người, thành kính lễ kính, ngay cả chính mắt cũng không dám hướng tiêu phàm nhìn lên một chút. Phương đạo hiếu, thẳng đến tiêu phàm chủ động chào hỏi, phương thành mới kinh ngạc ngẩng đầu đến, lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Là, là tiêu tiền bối, chố mắt chốc lát, phương thành mới lên tiếng kinh hô, vừa mừng vừa sợ. Những này tiêu tiền bối, thế nhưng là bọn hắn ngôi võ cửa đại ân nhân, ngôi võ từng môn chủ triệu thiên khuê, luyện công tẩu hỏa nhập ma, được bị điên, nếu không phải tiêu phàm kịp thời xuất thủ, chỉ sợ sớm đã nổi điên mà chết rồi, làm không tốt sẽ còn ở trong thành đại khai sát giới, tạo thành hồng vụ thành một trường hạo kiếp. Về sau tiêu tiền bối lại tiến về nhạc Tây Quốc, nhất cử diệt sát nhạc Tây Quốc tu chân giới đại minh chủ Hắc Ma Vương, cuối cùng đánh tan ma thú đại quân đối ma diễm thành vây công, trở thành nhạc Tây Quốc truyền kỳ anh hùng. Những năm gần đây, có quan hệ tiêu tiền bối anh hùng sửa tích, một mực tại nhạc Tây địa khu truyền dương, phương thành bọn người, ngày bình thường cũng nói chuyện say xưa, thỉnh thoảng đối người khoe khoang, mình năm đó đã từng thấy tận mắt tiêu tiền bối. Chỉ là lại không nghĩ tới, nhiều năm về sau, tiêu tiền bối sẽ lần nữa trở lại hồng vũ thành, mà lại đã tiến dài đến nguyên anh hậu kỳ, trở thành uy trấn một phương đại tu sĩ. Tiêu phàm cười gật đầu, nói, phương đạo hiếu, biệt lai vô giảng. Phương Thành cũng đã tiến dài đến kim đan hậu kỳ, đồng thời đạt đến tại kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Bất quá từ tư chất của hắn đến xem, đây cũng là hắn đời này cảnh giới tối cao, muốn ngưng kết nguyên anh, càng thượng tầng lâu, cơ bản không có khả năng. Đây cũng là đại đa số tu sĩ không thể làm gì kết cục. Không dám nhận tiêu tiền bối như xương hô này, tiền bối là ta mỗi võ cửa đại ân nhân, mời gọi thẳng Phương Thành tính danh. Phương Thành kinh sợ, mồ hôi tuôn như nước, tiêu phàm mỉm cười gật đầu, lập tức tại phương thành dẫn dắt phía dưới, tiêu phàm một đoàn người đi ngỗi võ cửa tổng đàn. Nói đến, tiêu phàm cùng ngỗi võ từng môn chủ triệu thiên khuê cũng coi là bằng hiếu, mặc dù là đi ngang qua, tổng cũng phải cùng triệu thiên khuê gặp mặt, nấn ná một hai ngày, để triệu thiên khuê tận tận tình địa chủ hiếu nghị. Bằng không mà nói, liền lộ ra quá bất cận nhân tình, cũng dễ dàng đắc tội với người. Sau một lát, ngỗi võ cửa tổng đàn lớn mở trung môn, từng đội từng đội đệ tử phi hồng quải thải, tay cầm các loại nhạc khí, vừa múa vừa hát, bày ra cực kỳ thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Ngỗi võ từng môn chủ triệu thiên khuê cùng sư đệ còn họ tu sĩ nhanh chân nghênh đón ra, vẻ mặt tươi cười. Bất quá, khi bọn hắn hơi một cảm ứng được tiêu phàm trên thân to lớn uy á về sau, lập tức liền sắc mặt biến hóa, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mấy chục năm không gặp, tiêu phàm lại nhưng đã đặt chân đại tu sĩ hàng ngũ, đồng thời toàn thân bảo quang lưu chuyển, anh hoa nội liếm, khí tức bức nhân, rõ ràng không là vừa vặn tiến dai dáng vẻ. Xem ra tầm bảo đoàn có thu hoạch, Hỗn Nguyên thượng nhân cùng Âu Dương Minh Nguyệt Tiêu phàm bọn người cùng lúc xuất phát đi tìm Thiên Hương Ngọc Lộ, cứ việc rất bí ẩn, nhưng hơn 10 năm đi qua, tin tức này hay là dần dần truyền dương ra, đoàn người nhàn hạ thời điểm, cũng đang nghị luận suy đoán, đến cùng Hỗn Nguyên thượng nhân có thể hay không thuận lợi tìm tới Thiên Hương Ngọc Lộ, sẽ sẽ không trở thành mấy ngàn năm qua, Nhạc Tây địa khu vị thứ nhất mộ linh kỳ tu sĩ. Nhạc Tây địa khu chỗ vắng vẻ, tài nguyên tu luyện bần cùng, kém xa Nam Châu đại lục rộng như vậy mậu vô ngần, tài nguyên tu luyện phong phú, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đã là nhạc tây địa khu tu sĩ đỉnh phong. Bây giờ tiêu phàm bỗng nhiên hiện thân, còn tiến giai thành công, như vậy tầm bảo hẳn là liền có kết quả. Chỉ là, hỗn nguyên thượng nhân làm sao lại không có tin tức. Trong lúc nhất thời, lại nơi nào nghĩ được rõ ràng. Tiêu đạo hiếu đại giá quang lâm, ngối võ cửa bồng tất sinh huy. Triệu thiên khuê cứng ép đem trong lòng kinh ngạc ép xuống, cười dạng dỡ, ôm quyền chắp tay cười ha hả nói lại mặc kệ cái khác bây giờ tiêu phàm tiến dài thành công vậy thì càng thêm lãnh đạm không được rất cần thiết giữ gìn mối quan hệ huống chi bọn hắn nguyên vốn là có chút nguồn gốc mặc kệ tiêu phàm phải chăng đi ngang qua quý minh quốc còn nhớ rõ đến xem hắn triệu thiên khuê đó chính là đem hắn làm bằng hữu tiêu mố tới lỗ máng quấy giày triệu môn chủ tiêu phàm cũng ôm quyền hoàn lễ khách khí một câu triệu thiên khuê cười ha ha nói tiêu đạo hữu nói chuyện này đến đạo hữu đối triệu mô thế nhưng là có ân cứu mạng, như không phải đạo hữu cứu, triệu mô cái này cái tính mạng, nhiều năm trước liền bàn giao. Bây giờ đạo hữu đã thành công tiến giai, còn nhớ rõ đến xem ta triệu thiên khuê, kia là thiên đại mặt mũi. Lập tức hai người hàn huyên khách khí một phen, tướng hài lấy cùng một chỗ tiến vào mỗi võ cửa tổng đàn. Triệu thiên khuê xếp đặt buổi tiệc, triệu đãi khách quý. Yến hậu lại đun nấu linh trà, cùng tiêu phàm hai hai tương đối, thưởng trà nói chuyện phiếm. Đến đây ngỗi võ cửa, Vốn là lễ tiết tính bái phỏng, Tiêu Phàm thuận liền hiểu rõ một chút những năm này Nhạc Tây địa khu phát sinh đại sự. Triệu Thiên Khuê nói cho hắn, từ khi ma thú đại quân bị tiêu diệt về sau, những năm này Nhạc Tây địa khu cũng là coi như bình tĩnh, chưa từng phát sinh đại sự. Chỉ là Nhạc Tây quốc tình hình hơi có chút hỗn loạn. Hắc Ma Vương bị diệt sát, Tiêu Phàm lại vung tay mà đi, Nhạc Tây quốc lập tức trở nên rắn mất đầu, mà lại liên tục kịch chiến, Nhạc Tây quốc chín đại ma tông thực lực lớn vì suy yếu năm đó bị bọn hắn chen đi chính đạo tông môn quy mô xâm lấn bắt đầu từng bước xâm chiếm chín đại ma tông địa bàn tình thế cách cấm phía dưới chín đại ma tông không thể không lần nữa tạo thành liên minh để cử thạc quả cận tồn nguyên anh trung kỳ tu sĩ thiên thai tông tông chủ ninh khinh ngữ vì nhạc tây quốc đại minh chủ chỉnh hợp lực lượng đối phó chính đạo tông môn đẻ ép mấy chục năm qua tình cảnh tương đương gian nan nhạc tây quốc không sai biệt lắm có gần một nửa địa bàn bị chính đạo tông môn đoạt đi chín đại ma tông tập trung ở thiên thai thành phụ cận tua tủa như lông nhím một đoàn, mưu cầu tự vệ. Đối đây, tiêu phàm ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Hắn đối nhạc Tây Quốc chín đại ma tông cho tới nay cảm nhận liền thật không tốt. Đã ninh khinh nữ thành nhạc Tây Quốc tân minh chủ, Trần Dương khẳng định chính là an toàn. Cái này liền đầy đủ, về phần chín đại ma tông ngày sau đường ra ở đâu, đó chính là bọn họ mình sự tình, tiêu chân nhân lại không cần vì bọn họ nhọc lòng. Còn có một việc, là trước đó không lâu mới nghe được tin tức. Triệu Thiên Khuê nâng chung trà lên nhẹ nhàng phẩm một ngụm. rất tùy ý nói. Tiêu Phàm liền nhìn qua, nghe nói, tại nhà Tây Quốc Quảng Ninh Châu phụ cận, đột nhiên xuất hiện không gian dị thường, liên tiếp có không gian phong bạo ở nơi đó xuất hiện, đã có không ít tu sĩ cùng Phàm nhân gặp nạn. Triệu Thiên Khuê nói, ngữ khí không phải 10 điểm khẳng định, Tiêu Phàm song nghi nhẹ nhàng dương lên, Quảng Ninh Châu phụ cận, tin tức này xác thực a, à, theo hắn biết, nhạc Tây Quốc Quảng Ninh Châu, chính là Hắc Sa môn tổng đàn sở tại địa, mà khoảng cách Quảng Ninh vừa mới phủ cách đó không xa, đây là Vu Linh cốc tổng đàn. Tại nhà Tây Quốc bên trong, Quảng Ninh Châu tính là địa mạch linh khí 10 điểm nồng đậm chỗ. Bởi vậy Hắc Sa môn cùng Vu Linh cốc đều ở nơi này khai tông lập phái. Mà hắn nhiều năm trước, ở địa cầu đáy nước kim tự tháp tao ngộ không gian phong bạo, cuối cùng chính là bị cuốn đến Quảng Ninh Châu phụ cận, ở nơi đó đụng phải Hắc Sa môn cát lão quái cùng Vu Linh cốc ân lão quái, bị ân lão quái bắt tráng Ninh tiến về lệ thú hoang nguyên tham gia đánh cược, hắn tại Nam Châu Đại Lục con đường tu chân. Chính là từ lệ thú hoang nguyên bắt đầu, mà bây giờ, Triệu Thiên Khuê bỗng nhiên nói cho hắn, Quảng Ninh Châu phụ cận ra phát hiện không gian dị thường, liên tiếp có không gian phong bạo hình thành, tự nhiên lập tức gây nên tiêu phàm chú ý. Triệu Thiên Khuê nói, ta cũng là trước đó không lâu mới đến tin tức, về phần phải trang xác thực, lại là khó mà nói. Không vụ thành cách Quảng Ninh Châu nói xa thì không xa, nói gần nhưng cũng không gần, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm xuất hiện không gian dị thường triệu thiên khuê vốn cũng không phải là quá chú ý tiêu phàm khẽ vuốt cầm không tiếp tục hỏi đêm đó tại ngỗi võ cửa nghỉ ngơi một đêm hôm sau trời vừa sáng tiêu phàm một nhóm liền là cáo từ triệu thiên khuê thịnh tình giữ lại một phen trước khi rời đi đưa một phần trọng lễ thứ nhất là cảm giác tạ tiêu phàm ân cứu mạng thứ hai cũng có muốn cùng tiêu phàm giao hảo chi ý cùng một tên tuổi còn trẻ Tiềm lực vô hạn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ giữ gìn mối quan hệ, chắc là sẽ không sai. Tiêu Phàm cũng không có khách khí, cảm ơn nhận lấy. Linh thạch loại hình, hắn hiện tại thật cũng không thiếu khuyết, không nói những cái khác, tại Không Linh đảo Vạn Kiếm Cốc Phong trong mắt tâm, từng viên lớn chưa điêu khắc cao giai linh thạch, khắp nơi có thể thấy được, Tiêu Phàm thuận tiện thu thập không ít. Loại này phẩm tướng thượng giai, thể tích to lớn cao giai linh thạch, mỗi một viên đều có thể cắt thành mười mấy khỏa tiêu chuẩn linh thạch, có giá trị không nhỏ bất quá triệu thiên khuê một mảnh thành tâm, lại là không tốt chối từ. Màu xanh sấm phòng vô tàu cao tốc lăng không mà lên, hướng nhạc Tây Quốc phương hướng kích bắn đi. Nhiều ngày sau, phòng vô tàu cao tốc xuất hiện tại Quảng Ninh Châu trên địa bàn. Từ hồng vụ thành tiến về thiên thai thành, cũng không cần trải qua Quảng Ninh Châu, tiêu phàm thoáng quấn một chút nói. Đã triệu thiên khuê nói Quảng Ninh Châu địa giới bên trong xuất hiện không gian dị thường. Như vậy quấn bên trên một hai ngày lộ trình đến nơi đây nhìn xem, cũng không coi là nhiều lãng phí. Tiêu Phàm hoài nghi, đây là lại một đầu không gian thông đạo tức sắp mở ra điểm báo trước. Hơn ngàn năm trước, không gian dị biến tạo thành đại lượng thông đạo đổ sụp, bây giờ lại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Quảng Ninh Châu tụ tập hai đại tông môn, tại nhạc Tây Quốc tính được rất náo nhiệt, thỉnh thoảng có tu sĩ ngự phong ngự khí phi hành. Khi bọn hắn một cảm ứng được phong vô tàu cao tốc bên trên truyền đến uy áp mạnh mẽ, lập tức liền dọa đến gan chiến tâm kinh, nhao nhao cải biến lộ tuyến, vội vã lui tránh tránh xa, sợ rước họa vào thân. Tiêu Phàm từ không để ý tới những này cấp thấp tu sĩ, điều khiển tàu cao tốc trực tiếp hướng về phía đông nam hướng kích bắn đi. Không cần hỏi thăm, Càn Khôn đỉnh sớm đã có cảm ứng. Theo Tiêu Phàm tu vi cảnh giới tăng lên, đối Càn Khôn đỉnh cảm ứng cũng càng ngày càng là nhạy cảm. Trên thực tế, cho dù là ở xa mấy chục ngàn bên trong thậm chí 10 bên ngoài mấy vạn dặm mạnh liệt không ở giữa ba động, Càn Khôn đỉnh đều có thể cảm ứng được. Nhưng mà Càn Khôn đỉnh có thể cảm ứng được, lại không biểu hiện Tiêu Phàm cũng có thể cảm ứng được. Dụng cụ đầy đủ tinh vi, nhưng đọc đến dụng cụ số liệu máy tính còn chưa đủ trước tiến vào, cần phải không ngừng thăng cấp. Cùng bảo vật rèn luyện là một cái lâu dài quá trình. Hiện tại, Tiêu Phàm đã có thể cảm ứng được ở ngoài mấy ngàn dặm không gian ba động, nếu như không gian ba động đủ mãnh liệt, như vậy ngoài 10.000 dặm cũng có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Phòng vũ tàu cao tốc toàn lực lao vùn vụt, mấy ngàn dặm khoảng cách, không bao lâu liền đến. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, không gian ba động cũng càng thêm mãnh liệt xa xa một đạo hào quang màu nhũ bạch thẳng mút trời tiêu phàm dưới chân nhẹ nhàng dẫm một cái phòng vô tàu cao tốc lập tức dừng ở không trung đó là cái gì không gian thông đạo cơ khinh xa đứng ở bên cạnh hắn hai mắt nhắm lại tiếp cận nơi xa cái kia đạo thô to sữa cột sáng màu trắng có chút giật mình hỏi nàng mặc dù không có nghiên cứu qua không gian chi đạo nhưng cũng có thể cảm nhận được kịch liệt không gian ba động năm đó nàng cũng bị cuốn vào qua không gian phong bạo đối không gian chi lực tương đối mẫn cảm không gì hơn cái này thô to cột sáng, còn là làm người giật mình. Cái này nếu như là không gian thông đạo lời nói, kia năm đó nhất định là chủ thông đạo. Dù coi như là đi ngang qua Lệ thú sơn mạch cỡ lớn truyền tống trận, cùng cái này sữa cột sáng màu trắng tương đối, cũng là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Hẳn là, Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, tại khoảng cách này bên trên, hắn đã hoàn toàn có thể cảm ứng được cự hình không gian thông đạo tồn tại, chỉ là kia không gian thông đạo tựa hồ còn có chút bất ổn. Một cỗ cường đại không gian loạn lưu phun ra ngoài, hướng bốn phía càn quét mà đi, phương viên số trong vòng 10 dặm đều một cách tự nhiên trở thành vòng cấm. Dạng này quy mô không gian loạn lưu, rất dễ dàng hình thành cỡ nhỏ không gian phong bạo. Một khi hình thành không gian phong bạo, như vậy càn quét phạm vi coi như không chỉ mấy chục bên trong thậm chí mấy trăm bên trong, đủ để tứ ngược đến ngoài ngàn dặm. Đa số cỡ nhỏ không gian phong bạo vô thanh vô tức, vô hình vô chất, tu sĩ tầm thường căn bản là không cảm ứng được, không cẩn thận đụng tới tự nhiên là lập tức bị cuốn đi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi không gian thông đạo này là thông hướng địa phương nào đây này cơ khinh xa giống như là lẩm bẩm nói tiêu phàm lắc đầu nói cái này nhưng không làm rõ ràng được ngươi ở đây chờ một chút ta tới gần đi xem một chút cơ khinh xa liền có chút lo lắng nói ngươi phải cẩn thận chút không sao cái này không gian thông đạo tương đối vẫn tương đối ổn định một chút không gian loạn lưu mà thôi không cần lo lắng lấy tiêu phàm trước mắt không gian tạo nghệ, tăng thêm người mang càn khôn đỉnh, loại trình độ này không gian loạn lưu, xác thực đối với hắn tạo thành không được mặc cho hạ uy uy hiếp, dù coi như là hình thành cỡ nhỏ không gian phong bạo, cũng chưa nói tới cỡ nào hung hiểm, tiêu phàm coi như còn khống chế không được không gian phong bạo, kịp thời tránh đi hay là không thành vấn đề. Bóng trắng lóe lên, tiêu phàm rời đi phong vô tàu cao tốc, hướng na nói màu ngà sữa to lớn cột sáng kích bắn đi. Từng tầng từng tầng trừ màu đỏ hỗn độn đồ án, từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tại hắn quanh người hình thành một cái tầng bảo hộ, đem không gian loạn lưu che đậy bên ngoài. Tiêu phàm lấy tốc độ cực nhanh vây quanh kia to lớn sữa cột sáng màu trắng chuyển vài vòng, lúc này mới bay vụt mà quay về. Như thế nào, cơ khinh xa vội vàng hỏi, tiêu phàm mang trên mặt một tia thần sắc cổ quái, lại tựa hồ có chút không lớn xác định, trầm ngâm một lúc, lại nói. Đi thôi, chúng ta đi thiên thai thành, trước tiếp vào tố tố lại nói. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, Nàng hẳn là cũng ngưng kết nguyên anh. Đối với thuần linh thể tu sĩ mà nói, chỉ cần tu luyện công pháp thích hợp, ngưng kết nguyên anh cơ hồ là tất nhiên, trên cơ bản không có cái gì bình cảnh. Đây cũng là thuần linh thể tu sĩ, luôn luôn bị các môn các phái tranh đoạt nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, có thể nhiều một vị nguyên anh tu sĩ, tông môn thực lực liền muốn tăng cường một phân, nhất là đối một chút môn phái nhỏ đến nói, nhất là quan trọng. Ừm, thấy Tiêu Phàm không muốn nhiều lời, cơ khinh sa cũng không truy hỏi, gật đầu nói phải nàng hiện tại, đối toàn nghe thánh linh nguyên địa đầy cõi lòng hướng tới. Phòng vô tàu cao tốc nguyên địa quay đầu, trực tiếp hướng Quảng Ninh vừa mới thành bay đi. Bay qua Quảng Ninh Châu trên không, cách thiên thai thành cũng không phải là rất xa. Quảng Ninh vừa mới thành là hắc sa môn tổng đàn sở tại địa, Châu Thành trên không bố trí cấm bay cấm chế. Bất quá dạng này cấm bay cấm chế, tại tiêu phàm trong mắt, thùng rỗng kêu to. Phòng vô tàu cao tốc lấy tốc độ cực nhanh, bay qua Châu Thành trên không, nháy mắt liền đem cấm bay cấm chế cắt phải thất linh bát lạc, toàn bộ cấm bay pháp trận lúc này sụp đổ. Trong thành lập tức tiếng la nổi lên bốn phía, cấp thấp tu sĩ không biết chuyện gì xảy ra, dọa đến bốn phía tán loạn, loạn cả một đoàn. Người nào, một tiếng quát lớn vang lên, một đạo hắc ảnh từ trong thành bay vụt mà lên, chính là hắc sa môn cát lão quái, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, khí thế hùng hổ muốn hương sư vấn tội. Tiêu phàm không thèm để ý hắn, tàu cao tốc nhanh như điện chấp, không chút nào dừng lại, trong nháy mắt liền đi phải xa, chỉ để lại một tiếng lạnh hư. Nghe cái này âm thanh quen thuộc lạnh hư, đồng thời cảm nhận được tàu cao tốc bên trên truyền đến khí thức cường đại, nguyên bản nổi giận đùng đùng cát lão quái liên tục không ngừng đè lại độn quang, đem đầy ngập lửa giận đều ép xuống, gắt gao tiếp cận dần dần đi xa bóng đen, trong hai mắt, cực nhanh hiện lên một vòng vô so sợ hãi thần sắc, mặt đen nháy mắt biến thành trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán cuồn cuộn mà hạ. Trùng kiến sau thiên thai thành, sau trước kia còn muốn càng thêm náo nhiệt ba phân. Ngoại thành phàm nhân khu quần cư, diện tích mở rộng gấp đôi có dư. Bởi vì nước láng giềng chính đạo tông môn đẻ ép, nhạc Tây quốc chín đại ma tông cùng cái khác môn phái nhỏ tình cảnh gian nan, đã có tam đại ma tông cùng hơn 10 nhà môn phái nhỏ từ bỏ tổ địa, đi tới thiên thai thành phụ cận tụ cư. Cái khác ngũ đại ma tông mặc dù còn không có di chuyển, nhưng cũng nhao nhao tại thiên thai thành bên trong thiết lập phân đà, chiếm cứ địa bàn. Vạn nhất ngày nào chịu không được, có thể kịp thời hướng thiên thai thành rút lui, còn có một khối nơi sống yên ổn. Thiên thai thành cảnh giới cũng xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Phòng vũ tàu cao tốc vừa tiếp cận thiên thai thành bên ngoài, liền có đội tuần tra bay tiến lên đây điều tra. Bất quá chi này đội tuần tra cấp bậc rất thấp, vẻn vẹn chỉ có một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ dẫn đội, thành viên khác đều là trúc cơ kỳ đệ tử cấp thấp. Một cảm ứng được phong vũ tàu cao tốc bên trên cường đại vô luân uy áp khí thức, cả đám đều dọa đến gan chiến tâm kinh, xa xa liền theo ở độn quang, không người thi lễ, thần thái cực kỳ kính cẩn. Tiêu phàm ở đầu thuyền hiện thân mà ra, tên kia kim đan sơ kỳ lĩnh đội thấy thế, không khỏi vừa mừng vừa sợ, hai tay giơ cao khỏi đầu, xá dài tới đất, cung cung kính kính nói. Thiên thai tông đệ tử bái kiến đại minh chủ, năm đó tiêu phàm tại ma diễm thành lãnh tụ chín đại ma tông đối kháng ma thú đại quân thời điểm, tên này kim đan sơ kỳ tu sĩ mới vừa vận chúc cơ thành công, đi theo sư môn trưởng bối rút lui đến ma diễm thành, may mắn gặp qua tiêu phàm mấy lần, ấn tượng 10 điểm khắc sâu, lại không nghĩ tới, mấy chục năm về sau, sẽ tại thiên thai thành lần nữa nhìn thấy đại minh chủ. Xa xa liền cảm ứng được phong vỗ tàu cao tốc bên trên khí thế khinh người, nguyên bản trong lòng lo sợ bất an, đợi đến nhìn thấy tiêu phàm, lúc này mới thở phào một hơi. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu, ôn hòa nói, không cần khẩn trương, ninh đạo hữu nhưng ở trong thành. Kia lĩnh đội bận biểu tức đáp, khởi bẩm đại minh chủ, tông chủ liền ở trong thành, đệ tử cái này liền gửi thư tín, hướng tông chủ bẩm báo. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, phòng vô tàu cao tốc lập tức hướng trong thành kích bắn đi. Hắn tự nhiên không có khả năng ở chỗ này chờ kia lĩnh đội hướng trong thành báo tin. Kia lĩnh đội cùng một loại đệ tử cấp thấp nhau nhau không người thở dài, đưa mắt nhìn tàu cao tốc rời đi, lúc này mới móc ra truyền âm phù. Hướng trong thành bẩm báo cái tin tức kinh người này, khi tàu cao tốc tiếp cận thiên thai thành thời điểm, trong thành sớm đã bận bịu làm một đoàn, mấy chục đạo độn quang từ trong thành bắn ra, tiến lên đón tới. Đi đầu một người, búi tóc cao ngất, cung trang hoa mỹ, tuy là nữ lưu. Lại mặt mũi tràn đầy uy nghiêm chi sắc, chính là thiên thai tông tông chủ ninh khinh ngữ, theo sát phía sau, thì là mập mạp nam trưởng lão cùng một thân màu vàng nhạt cung trang, dáng người đầy đặn. Dung mạo xinh đẹp Trần Dương, như là tiêu phàm đoán trước như thế, Trần Dương quả nhưng đã đột phá bình cảnh, bước vào nguyên anh tu sĩ hàng ngũ, Thiên thai tông mặc dù tại mấy chục năm trước trận kia ma thú đại chiến bên trong tổn thất một tên nguyên anh trưởng lão, bởi vì Trần Dương thuận lợi cảnh giới. Bây giờ vẫn như cũ là nhạc Tây quốc chín đại trong ma tông cường đại nhất tông môn. Xa xa cảm ứng được tiêu phàm trên thân lộ ra to lớn uy áp, ninh khinh ngữ giật nảy cả mình. Lại cũng không nghĩ ra, hơn 10 năm đi qua, tiêu phàm lại nhưng đã thành công tiến giai hậu kỳ. Trần Dương càng là vừa mừng vừa sợ, nếu không phải làm phiền sư phụ ở đây. Đã sớm xông lên phía trước, lôi kéo tiêu phàm hỏi han. Ninh khinh ngữ mặc dù giật mình, hay là theo đủ quy củ, nguyên một ống tay áo, lấy tùy tùng thân phận, hướng đại minh chủ làm lễ. Lần này trước tới đón tiếp tiêu phàm, đều đều là người quen biết cũ, đều từng tại ma diễm thành quy về tiêu phàm dưới trướng, cộng đồng chống lại ma thú đại quân, cũng coi như phải là chiến hữu cũ. Nhìn thấy tiêu phàm trở về, cả đám đều 10 điểm vui vẻ. Không nói những cái khác, tiêu phàm đối thiên thai tông thế nhưng là có đại ân. Tại ma diễm thành ăn nhờ ở đậu thời điểm, Ninh khinh ngữ nam trưởng lão trọng thương, hắc ma giáo hùng hổ dọa người, nếu không phải tiêu phàm kịp thời đuổi tới, trước mặt mọi người đánh chết hắc ma vương, thiên thai tông cơ hồ liền muốn tôn nghiêm khó giữ được, thậm chí có bị gồm thâu nguy hiểm. Nơi nào sẽ có hôm nay phong quang, mà lại mọi người đều biết, tiêu phàm là trần dương bạn lữ, cùng thiên thai tông xem như quan hệ thông gia. Lụa mỏng tỉ tỉ, người cũng tới, cùng làm lễ hoàn tất, trần dương rốt cục vẫn là không nhịn được, chạy tới cầm cơ khinh xa tay, kêu lên, đầy cõi lòng hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Nàng cùng cơ khinh xa, khoảng chừng gần 100 năm chưa từng gặp nhau. Cơ khinh xa vừa cười vừa nói, lúc đầu chúng ta chính là chuyên tới tìm ngươi, tốt tốt, ta nhưng nghĩ các ngươi. Trần Dương lòng tràn đầy vui vẻ, lập tức mọi người vây quanh tiêu phàm, tiến về trong thành. Thiên thai tông tổng đàn thiên thai cung, sớm đã răng đèn kết hoa, lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị kỹ càng nghi thức hoan nghênh, một phái vui mừng hớn hở, các loại náo nhiệt, không cần mảnh đồng hồ. Tiệc tối về sau, thiên thai cùng khách quý lâu, tiêu phàm, cơ khinh xa, ninh khinh ngữ, nam trưởng lão, trần dương phân chủ khách ngồi xuống, trước mặt bầy biện nóng hôi hổi linh trà, bất quá ninh khinh ngữ cùng nam trưởng lão sắc mặt, đều có chút ngưng trọng, ẩn ẩn còn kèm theo mấy phân bất an. Tiêu phàm đã minh bạch không sai lầm biểu thị, lần này đến đây là muốn dẫn đi trần dương. Ninh khinh ngữ trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói, tiêu đạo hiếu, tố tố vốn là bạn nữ của ngươi, người muốn dẫn nàng đi cũng là thiên kinh địa nghĩa theo lý ta không nên ngăn cản bất quá thiếp thân cùng nam sư đệ tình hình tin tưởng đạo hữu vô cùng rõ ràng muốn tiến thêm một bước hy vọng là rất xa vời tố tố là ta thiên thai tông mấy chục ngàn đệ tử tương lai ỷ trượng lớn nhất trần dương kiểm bên trên cũng lộ ra do dự thần sắc nàng là xác thực lưỡng nan trăm năm qua một mực dốc lòng khổ tu cùng tiêu phàm trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều bây giờ tu luyện có thành tựu Ngưng Kết Nguyên anh, là thật nghĩ nhiều cùng Tiêu Phàm ở cùng một chỗ. Nhưng mà Ninh Khinh ngữ nói cũng đúng sự thật, nếu như nàng cùng Nam trưởng lão không thể nâng cao một bước, lấy tuổi của bọn hắn mà nói, rất nhanh liền sẽ tiếp cận riêng phần mình thọ nguyên hạn mức cao nhất. Đến lúc đó, Trần Dương chính là Thiên Thai Tông đương nhiên tông chủ, Thiên Thai Tông mấy chục ngàn đệ tử người dẫn đường. Nếu nàng hiện tại cùng Tiêu Phàm đi, Ninh Khinh ngữ những năm gần đây tốn hao ở trên người nàng tinh lực, liền triệt để uổng phí, sư phụ sự thất vọng, có thể nghĩ Trăm năm qua, nàng cùng Ninh Khinh Ngữ ở giữa, đã sớm thành lập được như là mẫu nữ thâm hậu tình cảm, bỗng nhiên cùng sư phụ ly biệt, trong lòng càng là vô so lo lắng. Đối với vấn đề này, Tiêu Phàm cũng sớm có cân nhắc, cười cười nói: "Ninh tông chủ hiểu lầm ý của tại hạ, ta lần này đến đây, không phải muốn để Tố Tố từ đây cùng Thiên Thai tông chặt đứt quan hệ, chỉ là muốn mang nàng đi một cái phi thường thích hợp chỗ tu luyện đợi một đoạn thời gian, đợi nàng tu vi lớn tiến vào về sau, tự nhiên sẽ trở về quý tông." đã nàng là ninh tông chủ đệ tử, như vậy liền mãi mãi cũng là thiên thai tông người. Ninh khinh ngữ bận biểu tức hỏi, tiêu đạo hữu lời ấy thật chứ? Tiêu phàm khẽ cười nói, ninh tông chủ cảm thấy tại hạ là hồ ngôn loạn ngữ người A. Không dám, tiêu đạo hữu nói đùa, ninh khinh ngữ vội vàng nói, mặc dù tiêu phàm là trần dương bạn lữ, nói đến hay là nàng vãn bối, bây giờ lại là hàng thật giá thật hậu kỳ đại tu sĩ, nên thủ quy củ kia là nhất định phải thủ. Bất quá nghe tiêu phàm lời nói này về sau, Ninh Khinh Ngữ cùng Nam trưởng lão đều rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Như thế nói đến, tiểu đạo hữu có thể đặt chân hậu kỳ cảnh giới, cũng cùng cái kia phi thường thích hợp chỗ tu luyện có quan hệ rồi. Chốc lát, Ninh Khinh Ngữ lại hỏi dò, trong giọng nói ẩn ẩn kẹp lấy vẻ hâm mộ. Tiểu tử này cũng quá nghịch thiên, lần đầu nhìn thấy hắn thời điểm, vẫn chỉ là một tên trong kim đan kỳ tu sĩ, mình ngay cả chính mắt cũng không sẽ nhìn hắn một chút, trăm năm trôi qua, mình còn tại Nguyên Anh trung kỳ dậm chân tại chỗ người này cũng đã đột bay mãnh tiến vào, vượt qua đầu của mình bên trong, đặt chân hậu kỳ cảnh giới. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói, xác thực có nhất định quan hệ, đối với vấn đề này, hắn không nghĩ nói chuyện nhiều. Dù sao đây là toàn nghề tộc tiên tổ thánh địa, hắn có thể kiếm một chén canh, đã coi như là cơ duyên to lớn. Ninh khinh ngữ cũng rất thức thời, lại không có xin hỏi. Ninh tông chủ, tại hạ có một cái đề nghị, không biết có nên nói hay không. Tiêu phàm bưng lên linh trà uống một ngụm, nhẹ nói, song nghi cao lại tràn đầy thần sắc lo lắng ninh khinh ngữ cùng nam trưởng lão liếc nhau vừa mới buông lỏng một điểm thần sắc lần nữa trở nên ngưng trọng lên trầm giọng nói tiêu đạo hữu mời nói thẳng không sao tiêu phàm trầm ngâm nói ta đề nghị thiên thai tông vẫn là phải nhanh chóng di chuyển nơi này đã rất không an toàn a à, lần này chẳng những ninh khinh ngữ nam trưởng lão giật nảy cả mình ngay cả trần dương cũng lên tiếng kinh hô từng cái mở to hai mắt nhìn không rõ ràng cho lắm Chẳng lẽ Lệ thú sơn mạch chỗ sâu lại có cái gì dị động không thành? Thế nhưng là, phong ấn chi địa vẫn luôn rất yên tĩnh, không có cái gì dị thường a. À. Cái gọi là phong ấn chi địa, chỉ là Lệ thú sơn mạch chỗ sâu thương khung núi cự hình phong ấn, từ khi ma thú đại quân bị tiêu diệt, mấy chục năm qua, nơi đó đều yên lặng, không có có dị động. Những cái kia tàn dư ma thú quỷ vật, như có lẽ đã rời đi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phải phòng ấn chi địa, là Quảng Ninh Châu không gian dị thường mọi người liền đều chuyên chú nhìn qua hắn thân là nhạc tây quốc tu chân giới minh chủ quảng ninh châu không gian dị thường ninh khinh ngữ tự nhiên đã sớm tiếp vào bẩm báo còn tự thân trước đi điều tra qua chỉ là nàng tại không gian chi đạo nhất khiếu bất thông căn bản cũng không dám tới gần chỉ có thể xa xa coi trọng vài lần trong lòng không có một điểm ngọn nguồn bất quá không gian kia dị thường cũng không có đại bạo phát trong lòng mọi người cũng liền tồn vẻ may mắn trước mấy ngày ta chuyên đi nhìn qua nếu như ta không có đoán sai kia là một đầu cự hình không gian thông đạo. Vấn đề là chúng ta không biết đầu này cự hình không gian thông đạo bên kia là thông hướng phương nào, vạn nhất là thông hướng giới diện khác, vậy liền rất phiền phức. Cùng đầu này không gian thông đạo vững chắc xuống, có lẽ liền sẽ có đại lượng tu sĩ dị giới chen chúc mà tới. Tiêu Phàm chậm rãi nói, Ninh khinh ngữ đám người nhất thời sắc mặt đại biến, Tiêu Phàm lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng ngụ ý lại không thể minh bạch hơn được nữa, Nhạc Tây quốc có khả năng lại một lần nữa trở thành giao diện đại chiến chiến trường nhạc tây quốc chín đại ma tông nghe uy phong lẫm liệt kỳ thực ngay cả nam châu đại lục một trong đó cùng tông môn lực lượng cũng không sánh nổi bất quá một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ mười mấy tên sơ kỳ tu sĩ mà thôi một khi quảng ninh châu thành vì không gian thông đạo lối ra dị giới đại quân chen chúc mà đến nhạc tây quốc chín đại ma tông ngay cả sức đánh một trận đều không có sẽ bị dị giới đại quân giơ tay ở giữa liền hủy diệt mất coi là thật như thế đừng bảo là nhạc tây quốc liền xem như toàn bộ nhạc tây địa khu tu chân giới chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Đó là chân chính tai họa ngập đầu, thế nhưng là chúng ta không chỗ có thể đi, Ninh khinh ngữ sắc mặt thay đổi mấy lần về sau, trầm giọng nói. Nhạc Tây Quốc tại toàn bộ nhạc Tây địa khu, tính là tiểu quốc, tu chân giới thực lực yếu nhỏ, bây giờ càng là lọt vào xung quanh chính đạo tông môn đẻ ép, ngay cả vốn có địa bàn đều thủ không được, lại càng không cần phải nói tìm cái khác lối của hắn. Tiêu phàm chậm rãi nói, thiên thai tông mấy chục ngàn đệ tử, nếu muốn toàn bộ rời đi, tự nhiên rất khó. Bất quá có thể tuyển một nhóm thiên phú cao nhất tinh nhuệ đệ tử, tiến về Kim Châu Thành. Ta có thể cam đoan, Kim Châu Thành sẽ cho bọn hắn một chỗ dung thân chỗ, cũng sẽ không có người ức hiếp bọn hắn. Lấy tiêu phàm bây giờ tại Kim Châu Thành đại minh chủ thân phận, lời nói này nói ra tự nhiên là lòng tin mười phần. Ninh khinh nữ cùng nam trưởng lão lướt nhau, đều khẽ gật đầu một cái. Nhìn ra được, tiêu phàm là một mảnh thành tâm, phải vì thiên thai tông lưu lại một đầu đường lui, vạn nhất tai họa ngập đầu thật dáng lâm, thiên thai tông cũng không đến nỗi như vậy toàn quân bị diệt, còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Tốt, vậy liền hết thảy đều nghe theo minh chủ phân phó. Ninh khinh ngữ nghiêm nghị nói, sau ba ngày, Trần Dương leo lên phòng vũ tàu cao tốc, lặng yên rời đi. Cùng ba ngày trước tiêu phàm đại giá quang lâm thiên thai thành thời điểm kia thịnh đại chàng diện tướng so, lần này rời đi thực tế là rất điệu thấp, trừ ninh khinh ngữ cùng giải rác mấy người, trên cơ bản không người nào biết tiêu minh chủ là khi nào rời đi, cũng không biết thiên thai tông trần trưởng lão cùng tiêu minh chủ cùng đi trước khi đi tiêu phàm lưu cho ninh kinh ngữ một kiện tín vật để thiên thai tông đệ tử mang theo cái này tín vật tiến về kim châu thành giao đến bách hùng bang bang chủ hồng thiên trong tay hồng bang chủ tử sẽ hỗ trợ an bài tốt hết thảy hai tháng về sau phòng vô tàu cao tốc xuất hiện tại một chỗ sóng cả mãnh liệt trên biển đây là nhạc tây địa khu lớn nhất nội hải hải không khí hậu khó lường trong biển yêu thú hung mãnh tiêu phàm đứng đang tàu cao tốc đầu thuyền Sắc mặt bình tĩnh, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Tàu cao tốc liền hướng về tử trong nước biển màu đen kích bắn đi. Nguyên Hạo giao cho hắn tấm bản đồ kia, trong đó có một chỗ không gian thông đạo lối ra ngay tại chỗ này nội hải đáy biển, có thể từ nơi này thẳng tới Nam Châu Đại Lục Tây Bộ Thiên Nhai Biển, lại trải qua Do Trời Nhai Biển đáy biển thông đạo thẳng tới Tây Mạc Biển cả, sau đó trải qua Tiêu Phàm phát hiện đầu kia không gian thông đạo, trực tiếp đi đến Thánh Linh Nguyên Địa. Mặc dù những đại dương này bên trong, trải rộng các loại hung tàn động vật biển, nhưng lấy tiêu phàm dưới mắt tu vi cảnh giới, tăng thêm vảy rồng giáp tương trợ, chỉ cần không phải đụng phải thành quần kết đội cao giai động vật biển, trên cơ bản không có cái gì nguy hiểm. Về phần tương đương với ngộ linh kỳ siêu cấp động vật biển, cũng không phải dễ dàng như vậy đụng phải. Nguyên hạo cũng đã nói, như thế hải tộc đại năng. Bình thường đều sẽ không tùy tiện bên ngoài đi lại, nếu thật là đụng tới, lấy hắn toàn nghe vương tộc khách quý thân phận, cũng không phải một điểm lượn vòng chỗ trống đều không có vượt quá tiêu phàm dự kiến chính là tại nhạc tây địa khu chỗ này nội hải thật đúng là đụng phải một đám cường hãn cao giai động vật biển ngay cả hắn đều có phần phí một phen tay chân mới đưa bọn này động vật biển diệt sát sau đó lữ trình liền một đường thuận lợi một năm về sau tiêu phàm dẫn cơ khinh xa trần dương lăng thiên hoa cùng năm người tại thánh linh nguyên địa hiện thân mà ra hắn lúc trước bày ra cái không gian kia pháp trận vẫn như cố vững chắc vô so một mực đem thánh linh nguyên địa hướng tây bắc vết nứt không gian cố định trở thành ra vào thánh linh nguyên địa đại môn. Bất quá không có tiêu phàm từ tay chế tác lệnh bài, những người khác muốn ra vào cái đại môn này. Lại là chẳng phải thuận tiện, vừa bước lên thánh linh nguyên địa, cảm nhận được xung quanh vô so nồng đậm thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa, đừng bảo là lăng thiên hoa cùng ba tên kim đan đệ tử, liền xem như cơ khinh xa cùng Trần Dương đã ngưng kết nguyên anh, cũng cả kinh trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được, trên đời lại còn có dạng này tu luyện thánh địa. Mặc dù trên đường đi sớm đã tại tiêu phàm trong miệng nghe qua có quan hệ thánh linh nguyên địa tình huống, nhưng nghe nói cùng tự thể nghiệm, tuyệt đối là hai việc khác nhau. Chờ bọn hắn đạp tiến vào liên thành bên trong linh hồ, càng là kinh hỉ vạn phân. Linh dưới cây, bốn cái xanh tươi kén cực kỳ làm người khác chú ý. Tiêu phàm, cái nào là dài nhi tỉ tỉ? Trần Dương nhịn không được hỏi, ánh mắt tại bốn cái kén bên trên qua lại liếc nhìn, đầy cõi lòng hưng phấn. Tiêu phàm cười cười, đi tới giả nhi dung thân xanh tươi kén trước đó, vận khởi thần niệm chi lực chậm rãi điều tra, nhưng buồn bực phát hiện, Già Nhi vẫn như cũ còn đang bế quan, không có chút nào muốn tỉnh lại, khải quan mà ra dấu hiệu, chí ít trong thời gian ngắn là chắc chắn sẽ không khải quan. Đối với Già Nhi loại tình hình này, Tiêu Phàm cũng nhiều lần phân tích qua, lớn nhất có thể là Già Nhi từng ăn một loại nào đó nghịch thiên vật đại bổ, loại kia nghịch thiên linh vật ẩn chứa tinh hoa cùng linh lực thực tế quá nhiều. Già Nhi nhất thời bán hội hoàn toàn luyện hóa không được, cái này vừa bế quan chính là trên trăm năm, từng chút từng chút hấp thu, Loại tình hình này, thật giống như hắn năm đó nuốt vào ngân dược lôi bằng nội đan đồng dạng, trời sinh thánh linh nội đan bên trong ẩn chứa hải lượng tinh hoa, tuyệt không phải hắn chỉ là một tên kim đan kỳ tu sĩ có thể thừa nhận được được. Chỉ bất quá, kia nửa viên ngân dược lôi bằng nội đan, vô cực thiên tôn năm đó đã từng đặc biệt luyện chế qua, tiêu phàm mới tránh bạo thể mà chết hạ tràng. Tương đối mà nói, già nhi tại thánh linh nguyên địa ăn nghịch thiên chi vật, hẳn là tương đối ôn hòa. Dù sao tiêu phàm nuốt chính là trưởng thành thánh linh nội đan, lực đạo cực kỳ uy mãnh bá đạo, mà nơi đây lại là sinh ra trời sinh thánh linh nguyên địa, bạo ngược chi lực cùng thai ngén chi lực, cả hai không thể so sánh nổi. Nguyên hạo cùng như ý cũng còn đang bế quan, bất quá từ nguyên hạo thể nội linh áp ba động đến xem, hắn cách cuối cùng đột phá cũng không xa lắm. Cái thứ tư kén bên trong bao vây lấy, thì là hắc lân. Tiêu phàm thần niệm chi lực dò xét tiến vào kén bên trong, bỗng nhiên nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn vậy mà điều tra không đến hắc lân tình hình, Hắc lần tựa hồ xa vào đến chiều sâu ngủ say bên trong, liền thân bên trên linh áp đều trở nên khi có khi không. Loại tình hình này, thực tế có chút vượt quá tiêu phàm ngoài ý liệu, trước đây chưa hề đụng phải. Tiêu phàm bình thức tĩnh khí, chính phải tiếp tục tăng lớn thần niệm chi lực, bên tai lại vang lên lạc lạc yêu kiểu cười thanh âm, như là chuông bạc, thanh thúy đến cực điểm. Chính là Hắc lân, chỉ thấy xanh tươi kén từng mảnh vỡ vụn, hóa thành từng sợi tinh thuần linh khí, dung nhập vào dưới chân linh hồ trong hồ nước, hóa làm một thể. Hắc Lân vươn người đứng dậy, cười hì hì kêu lên. Hì hì, lừa gạt đến người đi, tiêu phàm thở vào một hơi, không chịu được vươn tay ra, ngay tại nàng trắng nõn nà trên chán gõ cái bạo lật, mặt mũi tràn đầy yêu chiều chi sắc. a à, lụa mỏng tỉ tỉ, tố tố tỉ tỉ, các ngươi đều đến. Hắc Lân đầu tiên là mân mê miệng nhỏ, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng lập tức liền vui vẻ ra mặt, tiến lên giữ chặt cơ khinh xa cùng trần dương tay, giật nảy mình, vui vẻ vô hạn. Nếu không phải trên người nàng lộ ra uy áp mạnh mẽ, lại có ai có thể biết dạng này một cái lại kiều lại khờ tiểu cô nương vậy mà là một tên có nguyên anh trung kỳ tu vi đại cao thủ. Ngươi, ngươi là Hắc Lân?" Trần Dương lại là trợn mắt hốc mồm. Đây là nàng lần đầu nhìn thấy Hắc Lân hóa là thân người, xinh đẹp như hoa, dáng người đầy đặn ngạo nhân, làn da trong suốt như tuyết, mịn màng, la lị thần thái tăng thêm dáng người ma quỷ, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào gặp một lần phía dưới, lập tức điên cuồng. "Đúng a, à, ta là Hắc Lân a." người không biết ta đúng nga à, người trước kia chưa thấy qua ta cái dạng này hì hì mèo lại kiều lại khờ tiểu cô nương bỗng nhiên lắc mình biến hóa hóa thành một đầu đen nhánh con mèo song chân vừa đạp nhảy đến tiêu phàm trên bờ vai tròn căng lớn nháy mắt một cái nháy mắt lông xù cái đuôi to tả hữu lay động kia tiểu bộ dáng muốn bao nhiêu đắc ý liền có bao nhiêu đắc ý nhìn thấy sao đây chính là ta a à. ai nha các ngươi xem như đến lại không đến thật muốn thanh ta nín hỏng đều không ai nói chuyện với ta ngay cả tiểu gia hỏa đều bế quan, một điểm không dễ chơi. Bóng loáng đen nhánh mèo đen miệng nói tiếng người, không ngừng phàn nàn, tình hình này thực tế có chút cổ quái. Cơ khinh xa cùng Trần Dương liếc nhau, lại là kinh ngạc lại là vui vẻ, cũng có chút buồn cười. Trong chấp nhoáng, mèo đen lại hóa thành nhân hình, thanh tú động lòng người đứng tại trước mặt hai người, mỉm cười mà hỏi thăm. Lụa mỏng tỉ tỉ, tố tố tỉ tỉ, ta xinh đẹp không? Cơ khinh xa mỉm cười gật đầu, Trần Dương lại là từ đáy lòng tán thưởng, đưa tay vuốt vuốt hắc lân cái đầu nhỏ, nói. Xinh đẹp, thật xinh đẹp, xinh đẹp phải ta đều đố kỵ chết rồi. Cứ việc hắc lân bây giờ cảnh giới cao hơn nàng, Trần Dương động tác này lại làm được 10 điểm tự nhiên, hắc lân cũng thản nhiên tiếp nhận, không có cảm thấy có chút nào không thỏa. Thật giống như năm đó ở chỉ thủy xem, nàng cùng tiêu phàm mấy tên hồng nhan chi kỷ dính cùng một chỗ chơi đùa. Hi hi, hắc lân liền mặt mũi tràn đầy tỏa ra ánh sáng lung linh, cao hứng không được. a à, lang thiên hoa, các người cũng tới rồi. Náo một trận, Hắc Lân ánh mắt lại rơi vào Lăng Thiên Hoa bọn người trên thân. Lăng Thiên Hoa lập tức xá giải tới đất, cung kính thanh âm. Vâng, đệ tử bái kiến sư cô, nói đến, Hắc Lân thế nhưng là bọn hắn nhóm người này ân nhân cứu mạng, lúc trước nếu không phải Hắc Lân, bằng mấy người bọn hắn tu vi, nhưng điều khiển không được phong vô tàu cao tốc. Biết Hắc Lân là tiêu phàm bản mệnh linh sủng, lại gặp Hắc Lân tu vi như vậy, Lăng Thiên Hoa tự nhiên tất cung tất kính, không dám chậm trễ chút nào. Bản mệnh linh sủng cùng bản tôn đồng sinh cộng tử, cơ hồ có thể coi là một thể, tôn xưng hắc lân một tiếng sư cô, không có có bất kỳ không ổn nào. Hai tên đệ tử khác cũng liên tục không ngừng hướng hắc lân khom mình hành lễ. Ừm, các ngươi đến liền tốt, ở đây tu luyện, hiệu quả tốt lắm đây. Vâng, sư ân hạo đáng, đệ tử cùng vô cùng cảm kích. Hi hi, mấy ngày sau, tiêu phàm xuất hiện tại vạn kiếm trong cốc tâm phong nhãn chi địa. Ấm áp dưới ánh mặt trời, trong muôn hoa, Âu Dương Minh Nguyệt khoanh chân ngồi ngay ngắn, tóc trắng áo choàng, mặt mũi tràn đầy tỏa ra ánh sáng lung linh, dáng vẻ trang nghiêm, đang tĩnh tọa nhập định. Tiêu Phàm khẽ gật đầu một cái, không có đi quấy rầy nàng. Vừa mới đặt chân ngộ linh kỳ, Âu Dương Minh Nguyệt cần trước vững chắc cảnh giới. Nơi đây linh lực dồi dào đến cực điểm, chính là đả tọa tu luyện thượng giai linh địa, cùng thánh linh chi huyệt cũng tương xứng. Chỉ tiếc đến đến nơi đây quá mức phiền phức, bằng không còn có thể để càng nhiều người đến nơi đây tu luyện. Tiêu Phàm chuyên chạy tới nơi này là đến cho Âu Dương Minh Nguyệt đưa không gian lệnh bài. Cùng Âu Dương Minh Nguyệt khải quan về sau, liền có thể dựa vào hắn luyện chế không gian lệnh bài, rời đi nơi đây. Đối không gian chi đạo, Âu Dương Minh Nguyệt cũng có chỗ đọc lướt qua, huống hồ nàng bây giờ tiến giai thành công, xa không phải nguyên anh tu sĩ có thể so sánh, tăng thêm Hạo Dương chim vốn là có xé rách không gian tiên phú, có Tiêu Phàm luyện chế không gian lệnh bài, tự hành rời đi nơi đây, nên vấn đề không lớn. Trừ không gian lệnh bài, Tiêu Phàm còn cho Âu Dương Minh Nguyệt lưu lại một mảnh thẻ tre, thẻ tre bên trong là hắn viết cho Âu Dương Minh Nguyệt một phong đoàn tiên. Đem hai thứ đồ này đưa tiến vào Âu Dương Minh Nguyệt chữ vật vòng tay về sau, Tiêu Phàm liền rời đi phong nhãn chi địa. Audio điện tử võ tấn bền Sau mấy tháng, Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa tại nhà Tây Quốc Quảng Ninh Châu Cảnh Nội. Hắn một mình đi đường, tốc độ liền muốn so phong vô tàu cao tốc nhanh hơn nhiều. Lấy hắn hiện tại tốc độ bay, tại đại tu sĩ bên trong tuyệt đối đứng hàng đầu, cơ bản không người có thể so. Ngân dược lôi bằng thế nhưng là trời sinh phong lôi hai thuộc tính yêu linh, phong độn thuật thần kỳ, không cùng luân so. Lần này, tiêu phàm không làm kinh động bất luận kẻ nào. Rất rõ ràng, không gian lối ra xung quanh mấy ngàn dặm sớm đã thành cấm địa, vô luận là tu sĩ còn là phàm nhân, hay là yêu thú, đều tránh ra thật xa khu vực này. Rõi mắt chỗ đến, xa ngút ngàn dặm không có người ở nếu như là tại nam châu đại lục phồn hoa quốc gia bỗng nhiên xuất hiện dạng này không gian lối ra đại tông môn đã sớm tại xung quanh thiết lập cảnh giới khu tuyệt đối cấm chế bất luận kẻ nào tới gần nhưng mà nhạc tây quốc đang đứng ở bấp bênh thời khắc chín đại ma tông thực lực yếu đuối ốc còn không mang nổi mình ốc căn bản là rút không ra cái gì giống người như vậy tay đến đối với chỗ này tiến hành phong tỏa như là tiêu phàm sở liệu đầu này không gian thông đạo ngay tại dần dần ổn định lại mặc dù muốn hoàn toàn vững chắc còn phải cần một khoảng thời gian nhưng đối với tiêu phàm đến nói, đạt tới dạng này ổn định trình độ, đã đầy đủ. Lấy không gian của hắn tạo nghệ, tăng thêm càn khôn đỉnh trí bảo hộ thân, hoàn toàn có thể tìm tòi hư thực. Tiêu phàm theo gió che đậy hình, lặng yên không một tiếng động tới gần không gian kia lối ra càn khôn đỉnh tại đỉnh đầu của hắn xoay chầm chập, phóng xạ ra trừ ánh sáng màu đỏ, đem hắn toàn thân đều bao phủ nó dưới, phun ra ngoài không gian loạn lưu, đều bị che đậy bên ngoài. Lần nữa điều tra không gian thông đạo tình hình về sau, tiêu phàm rốt cục không trần chờ nữa, phiêu nhiên tiến vào thông đạo. Đây là một đầu siêu trường không gian thông đạo, tiêu phàm tại càn khôn đỉnh bảo hộ dưới, vững vàng hướng về phía trước, trọn vẹn gần nửa canh giờ trôi qua, trước mắt vẫn như cũ hào quang màu nhũ bạch lấp lánh, không nhìn thấy một phương khác lối ra. Tựa hồ từ Bắc Minh Biển cả chỗ sâu không gian thông đạo tiến về thất dạ giới thời điểm. Truyền tống quá trình cũng là như thế này dài dằng dặc. So sánh với ban sơ kinh lịch không gian phong bạo thời điểm không lưu loát, thời khắc này tiêu phàm sớm đã không phải ngô hạ a mông tại không gian thông đạo bên trong chấn định tự nhiên không có bối rối chút nào thậm chí còn tại cẩn thận cảm thụ được không gian thông đạo bên trong hết thảy cùng mình nghiên tập không gian chi thuật ấn chứng với nhau tiêu phàm ẩn ẩn cảm thấy đầu này không gian thông đạo có chút đặc biệt trừ không gian chi lực mà bên ngoài trong đó tựa hồ còn kèm theo từng tia từng sợi lực lượng thời gian tại các loại pháp tắc bên trong so không gian pháp tắc càng thêm kỳ diệu càng thêm khó mà suy nghĩ, chính là thời gian pháp tắc. Bình thường đến nói, thời gian pháp tắc cũng là trung cực pháp tắc. Chí ít là một trong, cái khác đại đa số lực lượng pháp tắc, đều thụ thời gian pháp tắc trưởng khống. Tiêu phàm mặc dù đối không gian pháp tắc có nhiều nghiên tập, đối thời gian pháp tắc lại nhiều nhất chỉ có thể nói là có biết ra mau, hay là đang nghiên cứu không gian chi lực lúc ngẫu nhiên đọc lướt qua đến như vậy một chút. Cho nên, tiêu phàm cũng không thể khẳng định. Hắn tại không gian thông đạo bên trong cảm ứng được một loại khác lực lượng pháp tắc, đến cùng phải hay không lực lượng thời gian. Có lẽ chỉ là ảo giác của hắn thôi, may mà tại Càn Khôn đỉnh bảo hộ phía dưới, kia thần bí lực lượng pháp tắc vẫn chưa đối với hắn tạo thành tổn thương gì, Tiêu Phàm sở dĩ rời đi Thánh Linh Nguyên Địa, một mình đến đây nơi đây. Đồng thời tại không gian thông đạo cũng không 10 điểm vững chắc tình huống dưới, rứt khoát xông vào cũng là bởi vì hắn tại cái này không gian thông đạo bên trong cảm ứng được một loại nào đó cực kỳ khí thức quen thuộc, tựa hồ. Đầu này không gian thông đạo là thông hướng hắn hết sức quen thuộc chỗ. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, trong thông đạo không gian chi lực rốt cục bắt đầu xuất hiện biến hóa, một cái không gian vòng xoáy xuất hiện tại tiêu phàm trước mắt. Đây là một cái cự hình không gian vòng xoáy, ẩn chứa cực kỳ cường đại không gian chi lực. Tiêu phàm lại nhẹ nhàng thở phào một cái, trong mắt hắn, cái không gian này vòng xoáy rất trung quy trung củ, không có chút nào chỗ đáng sợ. Đây là không gian thông đạo tại cuối cùng ổn định trước đó thường có hiện tượng, có đôi khi, dù coi như là hoàn toàn ổn định không gian thông đạo, lối đi ra cũng giống vậy sẽ hình thành không gian vòng xoáy, cần bố trí tốt không gian pháp trận mới có thể để cho người bình yên vô sự ra vào. Tiêu phàm đỉnh đầu càn khôn đỉnh, trực tiếp xông tiến vào không gian vòng xoáy bên trong, sau một lát, suy một tiếng vang nhỏ, tựa như xé vải thanh âm, tiêu phàm thân hình từ không gian vòng xoáy bên kia bắn ra. Sau đó, một cỗ cực kỳ khí thức quen thuộc, đập vào mặt. Địa cầu, không cần bốn phía điều tra, càng không cần nghiệm chứng, tiêu phàm liền 10 điểm khẳng định biết, hắn hiện tại đặt chân chỗ, liền trên địa cầu. ngẩng đầu nhìn lên trên, cái không gian kia vòng xoáy đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà đây chỉ là đối cái khác người mà nói, tiêu phàm lại có thể rõ ràng cảm ứng được, không gian vòng xoáy là ở chỗ này, vẫn chưa biến mất. Đây chính là không gian thông đạo sắp cố định rõ ràng dấu hiệu, tiêu phàm nếu như muốn trở về toa ma giới đi, có thể trực tiếp tới nơi này. Đối đây, tiêu phàm rất hài lòng, mặc dù nói, địa cầu là cố hương của hắn, nhưng bây giờ, toa ma giới mới là hắn căn cơ sở tại địa. Mà lại, hắn rời đi địa cầu đã hơn 100 năm, trên địa cầu sớm đã cảnh còn người mất. Sau một lát, tiêu phàm trở về cố hương vui sướng, liền bị một cái khác kinh nghỉ thay thế hắn vậy mà cảm ứng được thiên diệu tiên tử bản mệnh ấn ký. Từ khi Long Thần Đảo đánh một trận xong, không biết là nguyên nhân gì, chỗ có thần hồn ấn ký đều mất đi hiệu lực, có lẽ đây cũng là thủy tổ thánh địa thần kỳ lực lượng bố trí. Tiêu phàm rốt cuộc không cảm ứng được tầm bảo đoàn những người khác khí tức, dù là hắn cùng thiên diệu tiên tử ở giữa, có cực kỳ mật thiết bản mệnh cảm ứng, cũng bỗng nhiên mất đi tác dụng. Lúc ấy tiêu phàm liền đang hoài nghi, thiên diệu tiên tử rất có thể bị không gian chi lực bay tới giới diện khác, đến mức hắn hoàn toàn mất đi bản mệnh cảm ứng. Tự nhiên, còn có một loại khả năng chính là, thiên diệu tiên tử đã bất hạnh vẫn lạc bất quá tiêu phàm cực tuyệt tiếp nhận loại khả năng này tiêu phàm vô cùng kiên định mà tin tưởng thiên diệu tiên tử khẳng định còn sống hắn vừa vừa bước lên địa cầu thổ địa lập tức liền cảm ứng được thiên diệu tiên tử bản mệnh ấn ký đủ để chứng minh hắn lúc trước tin tưởng vững chắc là chính xác thiên diệu tiên tử quả nhiên bị không gian phong bạo bay tới giới diện khác chỉ là này bản mệnh ấn ký cực kỳ yếu ớt khi có khi không hoàn toàn không cách nào xác định phương vị tiêu phàm vui mừng trong lòng lại bị sầu lo thay thế không hề nghi ngờ, thiên diệu tiên tử tình huống có phần không lạc quan, thậm chí so với lần trước tại Đông Bình Hoang Nguyên gặp nạn, còn muốn phiền phức. Chỉ ít một lần kia, tiêu phàm có thể mười phân rõ ràng cảm ứng được thiên diệu tiên tử vị trí. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể cảm ứng được bản mệnh ấn ký tồn tại chính là đại hỷ sự, tối thiểu người chứng minh vẫn đang. Chỉ cần xác nhận điểm này, luôn luôn có biện pháp tìm tới. Đối đây, tiêu phàm ngược lại là có phần có lòng tin, hắn nhưng là một cùng một bói toán đại sư, lập tức tiêu phàm tại không trung đại khái phân rõ một chút phương hướng, liền lái độn quang, hướng đông phương bay đi. Cùng Nam Châu Đại Lục, thất giả giới cùng dị giới tương đối mà nói, địa cầu thực tế nhỏ đến có thể. Thậm chí Nam Châu Đại Lục một cái cự thành, liền có nửa cái địa cầu lớn như vậy. Vô cực môn chỗ đô lương thành, chính là như vậy siêu cấp cự thành. Sau một lát, tiêu phàm liền cảm giác được, trước mắt địa cầu, cùng hắn trong trí nhớ địa cầu, có phần có khác biệt đó chính là thiên địa linh khí so sánh với trước kia muốn nồng nặc nhiều, mặc dù còn không đuổi kịp Nam Châu Đại Lục, nhưng cũng xa không phải lúc trước có thể so sánh, liền xem như nguyên anh tu sĩ tu luyện, cũng đầy đủ. Trải qua qua mấy chục lớn tuổi trăm năm, địa cầu tu luyện hoàn cảnh ngay tại dần dần khôi phục. Bất quá tiêu phàm nhưng lại chưa cảm thấy thế nào mừng rỡ. Trên thực tế, lấy địa cầu quy mô, cùng tu chân tài nguyên cùng nhân lực tài nguyên, còn so ra kém Nam Châu Đại Lục xa xôi quốc gia một cái châu, dù coi như tu luyện hoàn cảnh hoàn toàn khôi phục, tại mạnh được yếu thua tu chân giới, cũng là ở vào hoàn toàn yếu thế địa vị. Nếu như có thể giống như kiểu trước đây, độc lập với tu chân văn minh bên ngoài, mới là tốt nhất. Chỉ tiếc, dạng này sự tình không lấy nhân lực vì chuyển di. Trung thổ giới vốn là một cái không gian thông đạo hội tụ chỗ, nhiều năm trước không gian thông đạo đổ sụp, mới tạo thành dạng này một cái độc lập thậm chí tắt giao diện. Bây giờ không gian thông đạo dần dần khôi phục, loại này bế tắc cách cục tự nhiên sẽ bị đánh vỡ. Mặc kệ địa cầu có hay không chuẩn bị kỹ càng, dị giới đại quân đều sẽ cuồn cuộn đánh tới. Tưởng tượng thấy tương lai có khả năng xuất hiện nghiêm trọng cục diệt, tiêu phàm song mi có chút nhau. a à, bỗng nhiên ở giữa, ngay tại phi nhanh tiêu phàm bỗng nhiên đè lại độn quang, một tiếng ồ ngạc nhiên lên tiếng, hai mắt sáng ngời, tiếp cận nơi xa, một trận gợn nước ba động lướt qua, không gian vặn vẹo, tiêu phàm thân ảnh tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ thấy xa xa chân trời, bỗng nhiên xuất hiện mấy cái chấm đen nhỏ, nhanh chóng hướng bên này bay vụt mà tới. Từ trên tình hình nhìn, là mấy người đang truy đuổi một người. Bị đuổi theo vị kia, tóc vàng mắt xanh, cái mũi xinh sắn thẳng, quả nhiên là khuôn mặt như vẽ, dáng người cao gầy mê người, váy đỏ bay múa, kiểu diễm không gì sánh được, vậy mà là khó gặp đại mỹ nữ. Vị này tóc vàng váy đỏ nữ lang ước chừng hơn 20 người, trên thân ẩn ẩn lộ ra linh lực ba động, thình lình biểu hiện người này có kim đan hậu kỳ tu vi bất quá rất rõ ràng vừa mới đặt chân kim đan hậu kỳ không lâu, cảnh giới còn chưa hoàn toàn vững chắc. Mà đuổi theo nàng tổng cộng là 5 người, 5 người đàn ông tuổi trung niên, làn da ngăm đen, thân cao lớn, thô thô xem xét, ngược lại là cùng phổ thông người địa cầu dáng dấp không sai biệt lắm, nhưng mà mỗi người trên đầu đều dài lấy một đôi đoạn giác ước chừng dài hai tấc, sừng nhọn phía trên, đỏ tươi ướt át, mang theo một cỗ quỷ dị không nói lên lời hương vị. Không hề nghi ngờ, bọn hắn không là địa cầu người, mà là đến từ dị giới. Cái này năm người đàn ông tuổi trung niên, từng cái tu vi không yếu, mỗi một cái đều có kim đan hậu kỳ tu vi, mà lại cảnh giới vững chắc, pháp lực dày đặc, xa không phải nữ lang tóc vàng có thể so sánh. Một người trong đó, thậm chí đã đến giả anh cảnh giới, ở vào kim đan hậu kỳ trạng thái đỉnh cao nhất, chỉ kém một bước cuối cùng liền muốn đặt chân nguyên anh kỳ. Nữ lang tóc vàng tựa hồ tại độn thuật trên có năng khiếu, lúc này mới có thể tại năm tên cùng giai tu sĩ đuổi theo phía dưới, một đường phi đột, không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là rất hiển nhiên, dạng này cực tốc phi độn cực kỳ hao phí chân nguyên pháp lực, một lúc sau, nữ lang tóc vàng tốc độ liền không thể tránh né chậm lại, mắt thấy năm tên đoàn giác nam tử càng đuổi càng gần, nữ lang tóc vàng trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng, cắn răng một cái, liều mạng bản mệnh chân nguyên bị hao tổn, cũng muốn mạnh mẽ để cao tốc độ bay, thoát khỏi mấy người kia truy kích. Đúng lúc này, cầm đầu đoàn giác nam tử bỗng nhiên một tiếng quát lớn, bỗng nhiên phát lực, thân thể như là mũi tên, bỗng nhiên từ nữ lang tóc vàng đỉnh đầu thẳng bay qua, xoay người một cái, liền ngăn lại nữ lang tóc vàng đường đi, nhếch miệng lên, hiện lên một tia nhe răng cười chi ý. Azelena tiểu thư, người đã chạy không xong, hay là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi? Mơ tưởng, Azelena chém đinh chặt sắt nói, đã người cố chấp như vậy, vậy liền thật xin lỗi. Cầm đầu đoàn rác nam tử sầm mặt lại, quát, động thủ, Azelena cắn răng, mặt mũi tràn đầy kiên quyết chi sắc, cổ tay khẽ đảo, một kiện trường kiếm màu bạc nổi lên, liền phải đem hết toàn lực, đánh cực lần cuối, dù là liền là chết, cũng tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Bị bọn hắn bắt về kết quả, chỉ có so chết càng kinh khủng. Các người muốn bắt nàng chạy về chỗ đó, ngay tại năm tên đoàn giác nam tử chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt bỗng nhiên trong hư không vang lên. Ai, kia giả anh cảnh giới cầm đầu nam tử phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, mẽnh xoay người, trong mắt tinh sáng lóng lánh, bốn phía lục soát cái khác bốn tên đoàn giác nam tử cũng là vừa sợ vừa giận, nhìn bốn phía. Azelena lại là khẽ giật mình, xinh đẹp Việt Luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lại là kinh ngạc lại là mê võng thần sắc. Nghe lầm, nhất định là mình nghe lầm, kia tuyệt không có khả năng, ai tại giả thần giả quỷ, cút ngay cho ta ra. Giả anh cảnh giới đoàn giác nam tử giận tím mặt, nghiêm nghị quát. Ta ngay ở chỗ này, các người con mắt đều mù sao. Thanh âm lại là đến từ đỉnh đầu của bọn hắn năm tên đoàn giác nam tử vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp được không đứng một tên nam tử áo trắng, trường thân ngọc lập, phong thần tuấn lãng, không biết lúc nào, Azelena đã đứng tại bên cạnh hắn, thời khắc này Azelena, phảng phất lấy ma nhất, ngửa đầu nhìn xem nam tử áo trắng khuôn mặt anh tuấn, mặt mũi tràn đầy si mê thần sắc, đối gần trong gang tấc năm tên cường địch, hoàn toàn làm như không thấy. Các hạ là ai? Giả anh cảnh giới đoàn giác nam tử thấp giọng quát nói, đầy cõi lòng đề phòng chi ý, vừa rồi hắn lấy thần niệm chi lực quét qua, thế mà không cách nào điều tra đến đối phương cảnh giới. xem ra người này tu luyện một loại nào đó có thể che giấu mình cảnh giới công pháp, không biết đối phương nội tình hay là chú ý cẩn thận vi diệu. ta là người như thế nào, người căn bản cũng không phối biết. tiêu phàm lạnh lùng nói, người cuồng vọng, người cũng đã biết, chúng ta là kim bằng lão tổ môn nhân, dám cùng chúng ta đối nghịch, bảo ngươi chết vô táng thân. a, à, một câu nói còn chưa dứt lời bỗng nhiên đầy mắt lôi sáng lóng lánh, từng đạo ngân sắc phích lịch chút xuống, nháy mắt đem bọn hắn năm người đều bao phủ, lập tức kêu thảm nổi lên bốn phía. Bất quá tiếng kêu thảm thiết cũng chỉ tiếp tục thời gian cực ngắn, cơ hồ là thoáng qua liền mất, lôi điện lướt qua. Bốn tên đoàn giác nam tử đều hôi phi yên diệt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại Tiêu Phàm mậu thổ thần lôi oanh kích phía dưới, chỉ là kim đan kỳ tu sĩ dị giới, nơi nào có nửa phân dãy dụa chi lực. Duy chỉ có giả anh cảnh giới đoàn giác nam tử còn sống, nhưng cũng bị lôi phải đỉnh đầu bốc khói toàn thân cháy đen nếu không phải tiêu phàm tận lực lưu hắn một cái mạng hắn cũng đã sớm mấy cái kia đồng môn cùng một chỗ thần hình câu diệt tiêu phàm vừa mới trở lại xa cách nhiều năm địa cầu liền đụng phải tu sĩ dị giới đương nhiên phải lưu lại một cái người sống đến hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi dám giết chúng ta kim bằng tộc nhân ngươi chết chắc giả anh nam tử còn tại khàn cả giọng kêu to chỉ bất quá trong mắt đã sớm tràn đầy vẻ hoảng sợ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, cho dù ai đều một chút liền có thể nhìn ra được. Kim bằng tộc, đó là vật gì? Tiêu phàm song nghi cao lại, hỏi. Bọn hắn tự xưng từ huyền ta giới mà tới, là cái gì bên trên các loại chủng tộc? Cho đến lúc này, Azelena mới rốt cục lấy lại tinh thần, mở miệng nói chuyện. Huyền ta giới, tiêu phàm hơi hơi có chút giật mình. Thời kỳ thượng cổ, giao diện đại chiến, liền có huyền ta giới tham dự trong đó, đồng thời cũng là tiến công toa ma giới chủ lực toa ma giới tựa hồ ở vào mấy cái giao diện giải đất trung tâm, tứ phía thụ địch. Chỉ không nghĩ tới, lần này, huyền ta giới xuất công kích trước, lại là trung thổ giới. Theo tiêu phàm biết, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt đến nói, trung thổ giới kỳ thật không thể xem như một cái hoàn chỉnh giao diện, mà là rất nhiều không gian thông đạo chỗ giao hội. Bởi vậy trung thổ giới không giống giới diện khác khổng lồ như vậy, mà là bao quát một mảng lớn hư vô không gian, cùng tô điểm ở giữa rất nhiều tiểu tinh cầu. Nhiều mấy địa phương, đều là xa ngút ngàn dặm không có người ở, không thích hợp tu luyện hư không. ở trung thổ giới, địa cầu chỉ có thể coi là một hạt bụi nhỏ. không sai, chúng ta chính là từ huyền ta giới đến bên trên các loại chủng tộc, trong các người thổ giới bất quá là dưới cùng giao diện, thấp kém chủng tộc cũng dám đối với chúng ta kim bằng tộc nhân vô lễ, chẳng lẽ liền không sợ lão tổ tức giận, đem các người rút gân lột ra, vĩnh thế không được siêu sinh a. À. tự cao tự đại, tiêu phàm hừ lạnh một tiếng nguyên bản nội liếm huy áp mạnh mẽ, bỗng nhiên phóng xuất ra. Còn tại líu lo không ngừng giả anh nam tử bỗng nhiên cứng lại, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cự lực đập vào mặt, trong chốc lát nhếch to miệng, ngay cả khí đều không kịp thở. Ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, ta liền miễn ngươi siêu hồn nỗi khổ. Tiêu phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm giả anh nam tử, trầm giọng nói. Tiền bối tha mạng, vừa nghe đến siêu hồn hai chữ, nguyên bản còn cường hãng không phục giả anh nam tử dọa đến sắc mặt trắng bệch, Bản thân phát run, không dám tiếp tục giảm mồm. 30 phút sau về sau, tiêu phàm rốt cuộc hỏi rõ tất cả vấn đề, nhấc tay vừa nhấc, một đạo ngân sắc phích lịch chém bổ xuống đầu, giả anh nam tử lập tức hôi phi yên diệt, chỉ còn lại có một viên màu nâu đen nội đan, ước chừng trứng gà lớn nhỏ, tại không trung chìm nổi. Tiêu phàm tay khẽ vẫy, đem viên nội đan kia nắm ở trong tay, cẩn thận xem xét xem ra. Cái này kim bằng tộc nam tử bên ngoài đồng hồ nhìn qua cùng nhân loại giống nhau đến 7-8 phần, kỳ thực lại ngậm lấy trời giống chim yêu linh huyết mạch. Dưới đây người lời nói, kim bằng tộc tại huyền ta giới chính là đại tộc, liệt tên ở trên các loại chủng tộc bên trong. Nghe nói bọn hắn tiên tổ, chính là nổi tiếng trời sinh thánh linh kim sĩ sí đại bằng. Tại huyền linh thượng giới, trời sinh thánh linh xếp hạng bên trong, kim sĩ sí đại bằng còn danh liệt ngân rực lôi bằng trước đó, là cùng trời chim chi vương phượng hoàng nổi danh mạnh nhất đại thánh linh, có di sơn đảo hải, xé rách hư không quảng đại thần thông. Từ chuyện này anh nam tử lưu lại nội đan đến xem, này người huyết mạch bên trong xác thực ẩn chứa một tia trời giống chim thánh linh khí tức, tự nhiên cực kỳ mờ nhạt, nếu không phải tiêu phàm đã dần dần cùng kia hơn phân nửa khỏa ngân rực lôi bằng nội đan hòa làm một thể, cơ hồ cũng không cảm ứng được. Xem ra kim bằng tộc cũng quả thực là kim sĩ đại bằng hậu nhân. Giả anh nam tử bàn giao, huyền ta giới cùng trung thổ giới không gian thông đạo một lần nữa mở ra về sau, bọn hắn kim bằng tộc là trước hết nhất xung phong tiên phong bộ đội những này đều chỉ là bình thường tình báo, chân chính để tiêu phàm xem trọng, chính là chuyện này anh nam tử trong miệng kim bằng lão tổ. Vị này kim bằng lão tổ, là kim bằng tộc đương đại tộc trưởng cũng là kim bằng tộc tu vi cao nhất đại năng, nghe nói nhiều năm trước kia đã tiến giai ngộ linh kỳ, chính là toàn bộ huyền ta giới đều tiếng tăm lừng lẫy ngộ linh lão tổ. Về phần kim bằng lão tổ phải chăng đã đi tới trung thổ giới, vậy liền không được biết. Hắn chỉ là một tên kim đan kỳ vãn bối đệ tử, nơi nào biết được ngộ linh kỳ lão tổ hành tung tiêu phàm cao lại lông mày lập tức giãn ra. Dù coi như vị này kim bằng lão tổ đã đi tới trung thổ giới, hắn cũng không phải 10 điểm để ý. Lấy hắn tu vi hiện tại, đối mặt bình thường ngộ linh kỳ tu sĩ, cố nhiên không thể chiến thắng, thoát thân mà đi cơ hội vẫn phải có. Lại nói, lấy địa cầu quy mô, tựa hồ cũng còn giá trị không được một vị ngộ linh kỳ lão tổ tự mình tới tỏa chấn chỉ huy. Tiêu phàm, cái này hai mươi mấy năm, người đi nơi nào rồi? Thẳng đến lúc này, Azelena mới rốt cuộc mở miệng nói ra, cầm thật chặt tiêu phàm tay, cũng không tiếp tục chịu buông ra. Tiêu phàm không khỏi sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi ngược lại. Hai mươi mấy năm, Azelena, ngươi đây là ý gì? Nếu như hắn không có nhớ lầm, mình rời đi địa cầu, cũng đã hơn một trăm năm. Azelena lời này, nghe thật là để người không hiểu thấu. Azelena cũng sửng sốt, nói, có ý tứ gì, chính là, chính là ý tứ này a. À. Ta ngủ say hai mươi năm, sau đó liền cũng tìm không được nữa ngươi. Tiêu phàm ngay cả vội khoát khoát tay, ngừng lại Azelena, hỏi. Azelena, năm nay là năm nào? Azelena lập tức báo ra một con số. Tiêu phàm song nghi trong chớp nhoáng dương lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dựa theo Azelena nói thời gian này, vậy hắn rời đi địa cầu bất quá mười mấy năm mà thôi. Khoảng cách Azelena tại huyết hải trên không ngủ say, cũng chính là hai mươi mấy năm. Nhưng hắn rõ ràng đã tại toa ma giới sinh sống hơn trăm năm, làm sao trên địa cầu lại chỉ mới qua mười mấy năm. Bỗng nhiên bên trong, tiêu phàm lại nghĩ tới xuyên qua không gian thông đạo thời điểm, mình mơ hồ cảm ứng được thời gian pháp tắc chi lực. Chẳng lẽ nguyên nhân liền ra ở đâu? Cái gọi là thời không vặn vẹo, đây là một cái tuyệt đối khoa học chủ đề, trên địa cầu không ít kiệt xuất thiên thể nhà vật lý học, đều đang nghiên cứu cái này đầu đề. Nhưng mà chân chính thấm sâu trong người, lại là tiêu phàm vị này người tu chân. Hắn đã không biết bao nhiêu lần tại khác biệt không gian bên trong xuyên qua, trong đó có lẽ đã sớm ẩn chứa lực lượng thời gian, chỉ lúc trước hắn tu vi quá thấp, không cảm ứng được mà thôi. Mặc dù loại này thời không rối loạn, để tiêu phàm hơi 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 kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh liền chấn định lại, nói. Tốt a, à, Azelena, người đem những này năm trên địa cầu phát sinh đại sự nói cho ta nghe. Về phần hắn tại toa ma giới đủ loại kỳ ngộ, nói rất dài dòng, lại không cần gấp tại nhất thời. Ừm, Azelena liên tục gật đầu, căn cứ Azelena miêu tả, tiêu phàm rời đi địa cầu những năm này, thật đúng là phát sinh không ít đại sự đầu tiên chính là azelena mình tiến dai nàng là thuần chính nhất huyết linh chi thể tại mặc tư bảo hấp thu huyết hải tinh hoa tiến dai tốc độ cực nhanh chỉ là hai mươi mấy năm liền hoàn thành một cái chất thuế biến nếu như không phải huyết hải dưới đáy không gian thông đạo bỗng nhiên đả thông azelena sẽ còn tiếp tục tiến dai ít nhất phải ngưng kết nguyên anh về sau mới có thể khải quan mà ra ngược lại là cùng tân lâm tại thánh linh nguyên địa tình hình giống nhau như đúc huyết hải dưới đáy không gian thông đạo mở ra rồi thông hướng địa phương nào huyền ta giới, tiêu phàm một tràng tiếng mà hỏi thăm, đối không gian thông đạo sự tình, hắn đặc biệt để ý. Đây là dẫn phát mấy cái giao diện đại chiến kẻ cầm đầu. Không phải, huyết hải dưới đáy liên thông là huyết linh đại lục, Azelena trả lời, lại vượt quá tiêu phàm ngoài ý liệu. Huyết linh đại lục cùng Nam Châu đại lục cùng một chỗ, đều thuộc về toa ma giới, nhưng hai phiến đại lục ở giữa, đã sớm mất đi liên hệ. Lại nghĩ không ra, huyết linh đại lục thế mà cùng chung thổ giới ở giữa liên thông. Cái này không gian thông đạo thật đúng là rắc rối phức tạp cực kỳ. Bất quá Liên Thông Huyết Linh Đại Lục đối với chúng ta đến nói, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Huyết Linh Đại Lục tới những người kia, cũng không đem chúng ta xem như thân cận đồng tộc, chỉ là lợi dụng chúng ta thôi. Azelena xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trở nên u ám, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, loại tình hình này, ngược lại nằm trong dự liệu. Huyết Linh Đại Lục gì cùng rộng lớn, tu sĩ gì cùng đông đảo, lẫn nhau ở giữa cũng còn tranh đấu không ngớt như thế nào lại đem trường kỳ sinh hoạt tại một cái khác giao diện Azelena bọn người xem như thân cận tộc nhân. Không có lập tức trở mặt, ra tay với bọn họ, đã coi như là rất không tệ. Huyết linh đại lục người tới không bao lâu, huyền ta giới người cũng tới, song phương lập tức ra tay đánh nhau. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, tại cực cao chân trời nhìn xuống, chỉ thấy trên mặt đất cao lầu san sát, trật tự giành mạch, không giống lắm là lọt vào nghiêm trọng phá hư dáng vẻ. Azelena minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng, thấp giọng nói song phương có ước định, người tu chân ở giữa tranh đấu, không dính đến thế giới người phàm. Tiêu phàm giật mình, kỳ thật tại Nam Châu Đại Lục, cũng có dạng này quy tắc. Bởi vì phàm nhân là hết thảy căn cơ sở tại, chỉ bất quá thất dạ giới ma nhân, đối dạng này quy thì không phải vậy như vậy tuân thủ. Đương nhiên, nếu như đại chiến phát sinh thời điểm, phàm nhân có thể kịp thời tránh đi, mà đại quân người cũng là sẽ không tận lực đuổi theo giết. Chỉ có những cái kia bạo ngược vô so, vô tri vô biết ma thú, sẽ bốn phía thôn vệ phàm nhân. Huyền ta giới mặc dù cũng là dị giới, tựa hồ coi như thủ quy củ. Đương nhiên, đây cũng là tương đối mà nói, đối với người tu chân yêu cầu, phàm nhân nhất định phải tận lực thỏa mãn. Tỷ như nói, chính phủ các nước nhất định phải tổ chức nhân thủ khai thác linh thạch, cung cấp tu sĩ sử dụng. Tại một chút linh khí tương đối nồng đậm địa phương, cũng muốn cầu phàm nhân nhanh chóng rời đi, không thể ảnh hưởng bọn hắn tu luyện, như là loại này. Tiêu phàm nói, chỉ cần không lạm sát liền tốt, đúng vậy a. À. Đây cũng là chính phủ các nước yêu cầu duy nhất. Azelena cười khổ một tiếng, nói: "Bất quá cứ như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt." Đó chính là nguyên bản tranh đấu không nghỉ chính phủ các nước, hiện tại cơ bản đều hòa bình, mọi người cũng không tiếp tục phát triển võ bị, không tải vũ khí cùng quân đội bên trên hoa uổng tiền. Ngược lại là tiết kiệm không ít chi tiêu, trên địa cầu chính phủ các nước sẽ ngừng tranh đấu. Tiêu Phàm thật đúng là đại đại sướng sờ ngơ ngác một chút. Lập tức liền hiểu được Đối mặt với như thế cơ hồ hoàn toàn không thể kháng cự tu chân văn minh, cấp cao vũ lực, trên địa cầu các quốc gia phát triển vũ khí, quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Đã tại kháng cự bên ngoài nhục phương diện không hề có tác dụng, kia cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Phát triển mạnh cấp cao vũ khí, ngược lại có khả năng bị người tu chân nhận định là dụng ý khó dò, vậy liền phiền phức. Mặt khác nói cho người một tin tức tốt, tiêu thiên khi tổng thống, Azelena khóe miệng hiện lên một sợi mỉm cười. Tiêu thiên, lần này, Tiêu phàm là triệt để sửng sốt, thực tế đầu óc của hắn nhất thời chuyển không đến, tại toa ma giới hơn 100 năm, nguyên lai tưởng rằng trên địa cầu tất cả thân nhân đều đã không tại, căn bản liền không có hướng tiêu thiên trên người nghĩ. Azelena lại nói cho hắn, tiêu thiên làm tổng thống, tiêu thiên thiên tử mệnh trí tôn tướng đều đủ, nguyên bản nên đứng hàng 9 năm, quân lâm thiên hạ. Điểm này, tiêu phàm chưa hề hoài nghi tới, lấy hắn tại tướng thuật bên trên tạo nghệ, rõ ràng như vậy thiên tử tướng mệnh là tuyệt sẽ không nhìn lầm chỉ là Tiêu Phàm lại không nghĩ tới, đời này kiếp này, còn có cùng Tiêu Thiên trùng phùng một ngày, bất quá dưới mắt, Tiêu Phàm lại tạm thời không có thời gian đi châu Á đô thành cùng Tiêu Thiên gặp mặt. Hắn còn có càng quan trọng sự tình muốn làm cứu vớt Miranda Vương phi cùng Mikhail bá tước, cùng Simeon gia tộc thành viên khác. Bọn hắn đều bị kim bằng người bắt đi. Azelena nói cho Tiêu Phàm, bọn hắn là tại chuyển di quá trình bên trong lọt vào đột nhiên tập kích. Bỗng nhiên bị số lớn kim bằng người vây quanh, chỉ có một mình nàng xông ra trùng vây. Đây là tại Miranda Vương Phi cùng Mikhail bá tước hy sinh chính mình, toàn lực yểm hộ nàng điều kiện tiên quyết mới có thể làm đến, bằng không, chính là toàn quân bị diệt. Bất quá, nghe mấy người kia khẩu khí, tựa hồ là muốn đưa người bắt về, bọn hắn có cái gì đặc biệt mưu đồ sao? Tiêu phàm nắm cả Azelena tinh xảo bờ eo thon, một bên cực tốc phi đột, vừa nói. Azelena đôi mi thanh tú cao lại, nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, giống như cái này kim bằng người một tên trưởng lão, tu luyện chính là máu đạo công pháp, cho nên bốn phía bắt chúng ta huyết tộc người, dùng để làm làm lô đỉnh cùng tế phẩm, nghe nói đã có không ít huyết tộc người bị độc thủ của hắn, chúng ta chính là chiếm được tin tức này, mới quyết định cả tộc di chuyển, ai ngờ hay là chậm một bước, bị bọn hắn tập kích. Nếu không phải người bỗng nhiên đuổi tới, chúng ta liền rốt cuộc thấy không được. Tiêu phàm liền nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, nói. Yên tâm tốt, ta nhất định sẽ đem bọn hắn đều cứu ra ừm azelena liên tục gật đầu mặc dù nàng không cảm ứng được tiêu phàm chân thực cảnh giới nhưng vừa rồi tiêu phàm khoát tay ở giữa liền diệt sát năm tên kim đan hậu kỳ kim bằng tộc nhân đủ thấy thực lực cực kỳ cường đại tên kia kim bằng người trưởng lão mặc dù là một vị nguyên anh kỳ cao thủ liệu tất tiêu phàm cũng có thể đối phó được rất nhanh hai người liền tới đến thái bình dương một hòn đảo trên không làm trên địa cầu lớn nhất đại dương nếu như đặt ở nam châu đại lục thậm chí còn không bằng một cái nội hải rộng lớn như vậy đại dương bên trên chi chít khắp nơi lớn đảo nhỏ tự tại tiêu phàm trong mắt càng là bỏ túi hòn đảo này xem như trong đó tương đối lớn nguyên thủy rừng cây rậm rạp trước kia chính là một cái hoang đảo bất quá dưới mắt lại thành kim bằng tộc nhân điểm rừng chân ở xa ngoài mấy trăm dặm tiêu phàm liền có thể cảm ứng được chung quanh đảo tản mát ra cực kỳ tinh thuần linh khí có thể khẳng định đáy biển tất nhiên ẩn giấu đi một đầu tinh thuần linh mạch tiêu phàm âm thầm nhẹ gật đầu đối với tu chân tài nguyên vừa mới bắt đầu khôi phục không bao lâu địa cầu mà nói dạng này tinh thần linh mạch đã tính được cực kỳ hiếm thấy. bất quá dưới mắt hòn đảo này trên không lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ huyết quang chi khí, tựa hồ có người đang tu luyện một loại nào đó máu đạo công pháp, hơn nữa còn tương đối bá đạo. xem ra lời đồn đại kia là thật. Azelena, người ở chỗ này, ta đi một lát sẽ trở lại. Tiêu Phàm thả ra thần niệm chi lực hướng hòn đảo bên trên quét qua, liền là lạnh nhạt nói, không ta muốn đi theo ngươi. Azelena lập tức đem cái đầu nhỏ lắc giống phát lang trống, cầm thật chặt tiêu phàm tay, nói cái gì cũng không nguyện ý buông ra. Nguyên lai like tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại tiêu phàm, ai ngờ tại nàng thời khắc nguy cấp nhất, tiêu phàm liền phi tướng quân từ trên trời giáng xuống, đem hung ác bá đạo địch nhân quét sạch, quả thực chính là trong phim ảnh anh hùng cứu Mỹ nhân tiêu chuẩn nhất phiên bản. Lúc này, dù là chính là trời sập xuống, Azelena cũng sẽ không cùng tiêu phàm tách ra. Tốt ha, tiêu phàm cũng không có kiên trì, lập tức liền đáp ứng. Lấy thần niệm chi lực điều tra, ở trên đảo cũng không có có cái gì đặc biệt địch nhân cường đại, chỉ phát hiện một tên nguyên anh tu sĩ khí tức, cảnh giới không phải quá cao, nhiều nhất cũng chính là nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn. Lấy tiêu phàm dưới mắt thực lực, chỉ là một tên nguyên anh trung kỳ huyền ta giới người, bây giờ không có bao lớn uy hiếp. Azelena cùng hắn cùng một chỗ xuống dưới, cũng không có nguy hiểm gì. Bất quá vì để phòng vạn nhất, tiêu phàm hay là làm nhiều một tay chuẩn bị, ống tay áo lắc một cái, thanh kim sắc quang mang lấp lánh, phải rồng giáp bay múa mà ra, chăm chú đem Azelena đầy đặn thẳng tắp thân thể mềm mại bao vây lại. Azelena tuyệt mỹ dung nhan phối hợp cái này dương cương chi khí 10 phần khôi giáp, càng lộ ra khác phố Mỹ, khác dụ hoặc. Có bộ này khôi giáp bảo hộ, dù coi như bị nguyên anh trung kỳ tu sĩ chính diện đánh chúng, cũng không ít bảo mệnh tỷ lệ. Cảm thụ được tiêu phàm tràn đầy yêu thương cùng che chở, Azelena nở nụ cười xinh đẹp, phong tình vạn trùng sau đó, Azelena liền lần nữa kiến thức đến tiêu phàm bá khí. Hòn đảo đề phòng cũng là xâm nghiêm, hai người vừa vừa tiếp cận, lập tức liền nghe tới một tiếng quát lớn. Người nào, dám xông loạn kim bằng đảo, ngay sau đó, liền có mấy đạo nhân ảnh ngự khí mà lên, hướng bọn hắn bắn vụt tới, Azelena mơ hồ nhìn thấy, là sáu bảy tên tuổi bên trên mọc lên huyết sắc đoàn giác kim bằng người, tay cầm pháp bảo pháp khí, khí thế hùng hổ mà đến, nàng chưa kịp nhìn chăm chú nhìn kỹ, bên tai liền vang lên ầm ầm phích lịch thanh âm. Ngân sắc hồ quang điện nháy mắt phải đầy trời, chút xuống, phương viên trong vòng mấy trăm trượng đều bị bao phủ, chỉ thấy một mảnh lôi điện hải dương tại tứ ngược. Azelena cũng còn không thấy rõ ràng kia mấy tên kim bằng người dáng dấp ra sao, bọn hắn liền tại trước mắt của nàng vĩnh viễn biến mất, hóa thành từng sợi khói xanh, tiêu tán tại Thái Bình Dương trên không xanh thẳm vân hà bên trong. Hai mươi mấy năm trước, Azelena cũng từng gặp tiêu phàm thi triển thần thông sấm xét đại chiến huyết hải quái nhân, bất quá có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tay không tắc sắt thi triển thần thông sấm sét, uy lực có thể đạt tới dạng này mức độ kinh người. Đối với mấy cái này dị giới địch nhân, Tiêu Phàm hạ thủ không dung tình chút nào. Trong cái nhấc tay diệt sát 6 7 tên kim bằng người, Tiêu Phàm dưới chân không chút nào dừng lại, trực tiếp hướng hòn đảo trung tâm nguyên thủy trong rừng hạ xuống đi. Thật to gan, lại là một tiếng quát lớn, đồng thời ong ong chi tiếng vang lên, từng đạo huyết hồng cột sáng, từ nguyên thủy rừng cây các nơi hướng tiêu phàm hai người kích xạ mà tới pháp trận chi lực, tiêu phàm không có chút nào ngoài ý muốn, tại hòn đảo trên không điều tra thời điểm, hắn liền đã cảm ứng được hòn đảo bên trên bố trí pháp trận phòng ngự. Ống tay áo lắc một cái, lôi quang tháp bay múa mà ra, một chương ngân sắc lôi võng chút xuống xuống tới, đem hắn cùng Azelena bao phủ nó dưới, huyết hồng sắc cột sáng vừa tiếp xúc với ngân sắc lưới điện, liền là phát ra suy suy tiếng vang, trong nháy mắt hóa thành từng sợi huyết vụ, hướng bốn phía phiêu tán mà đi, chỉ còn lại một cỗ gai mũi mùi máu tươi, thật lâu khó mà tiêu tán. Lên, tiêu phàm quát khẽ một tiếng, lôi quang tháp xoay tròn lấy, đón gió căng phồng lên, nháy mắt hóa thành mấy trượng chi cự, đồng đốc âm thanh bên trong, ngân sắc hồ quang điện lượn lờ, vô tận uy áp thấu thể mà ra. Không có cùng pháp trận phòng ngự làm ra vòng thứ hai phản ứng, kinh thiên phích lịch đã hướng bốn phương tám hướng mãnh bổ xuống. A tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, chỉ gọi nửa tiếng, lại im bặt mà dừng. Trong nháy mắt, trong rừng liền khôi phục yên tĩnh, tất cả chủ trì pháp trận phòng ngự kim bằng người, đều trong cùng một lúc bị lôi điện chi lực diệt sát. Cứ việc tại Azelena trong suy nghĩ, tiêu phàm cho tới bây giờ đều là không gì làm không được đại danh từ, giờ khác này cũng cả kinh trợn mắt hốc ngồm, đỏ trói cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra đến, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nguyên thủy rừng cây chỗ sâu, có một mảng lớn gần đây khai khẩn ra vuông vức sân bãi. Nơi này là kim bằng người động phủ lối vào. Pháp trận phòng ngự trong nháy mắt bị tiêu phàm oanh phá, động phủ cửa vào liền trần trụi xuất hiện tại tiêu phàm trước mặt. Tiêu Phàm ống tay áo phất một cái, một cỗ cự lực tuôn ra, dày đặc bằng đá đại môn ầm vang nổ tung, đá vụn tứ tán sụp đổ. Tiêu Phàm dưới chân độn quang cùng một chỗ, cùng Azelena phiêu nhiên đi vào. Người đến người nào, một tiếng nổi giận hô quát bỗng nhiên vang lên, đồng thời một cơn gió lớn cuốn tới, đầy trời cho bụi cùng đá vụn một quyển mà không, lộ ra một tên nam tử thân hình cao lớn tới. Tiêu Phàm mắt sáng lên, chỉ thấy người này ước chừng chừng 40 tuổi niên kỷ, cùng hắn đã từng diệt sát kia năm tên kim bằng người đồng giặc, làn da ngăm đen, đỉnh đầu mọc lên hai con đỏ thắm như máu đoạn rác, diện mục dữ tợn, cùng kia năm tên kim bằng nam tử khác biệt duy nhất ngay tại ở, trước mắt tên này kim bằng người, đen nhánh trên mặt ẩn ẩn lộ ra một tầng kim quang, lộ ra địa vị càng thêm tôn quý. Trên người người này tản ra nguyên anh trung kỳ linh áp, rất hiển lại chính là tiêu phàm lúc trước lấy thần niệm chi lực điều tra đến tên kia nguyên anh tu sĩ, kim bằng tộc trưởng lão. Thần niệm chi lực hướng phía trước quét qua, kim bằng trưởng lão liền lấy làm kinh hãi, nguyên bản khí thế hùng hổ thần sắc vì đó cứng lại. Đạo hữu cao nhân phương nào, tại hạ kim bằng tộc trưởng lão trọng không sợ, kim bằng trưởng lão hai tay ôm quyền, hỏi, ngôn từ khách khí, đề phòng chi ý lại cực kỳ rõ ràng. Nơi này không phải huyền ta giới, tất cả cái khác tu sĩ dị giới, đều là địch nhân. Tiêu phàm quét hắn một chút, lạnh nhạt nói, trọng đạo hữu tiêu mỗ không phải đến cùng ngươi ôn chuyện. Người phái người truy sát tại hạ bản lữ, lại giam tộc nhân của nàng, là đạo lý gì? Trọng không sợ hai tay chậm rãi để xuống, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt trở nên lạnh như băng, lạnh lùng nói. Nguyên lai đạo hữu là toa ma giới huyết tộc người, hắc hắc. Kia liền không có gì để nói nhiều. Trọng nào đó kính ngươi là nguyên anh hậu kỳ đồng đạo, người tự tiện xông vào ta động phủ, giết đệ tử ta, ta liền không truy cứu. Đạo hữu mang theo bạn lữ của ngươi, nhanh chóng rời đi, có thể miễn đao binh chi hỏa, người này biết rõ tiêu phàm là hậu kỳ đại tu sĩ. Nói chuyện vẫn như cũng như thế kiên cường, tựa hồ có chỗ dựa vào. Tiêu phàm khẽ lắc đầu, ánh mắt cũng biến thành băng lãnh. Trọng không sợ lập tức ý thức được nguy hiểm tức sắp giáng lâm, cổ tay khẽ đảo, kim sáng lóng lánh, hơn 10 thanh phi đao như là mưa hoa đầy trời, hướng tiêu phàm kích xạ mà tới. Vậy mà đoạt trước một bước động thủ, không thể nghi ngờ đây là rất chính xác đấu pháp, tiêu phàm cấp bậc cao hơn hắn, nhược quả cùng tiêu phàm xuất thủ trước, hắn tại gặp chiêu phá chiêu, kia liền bị động, còn không bằng đánh đòn phủ đầu. Tối thiểu nhất có thể đoạt cái tiên cơ, cái này hơn 10 thanh phi đao mỗi một chuôi đều có dài 7, 8 tắc, phảng phất từng chuôi đoạn kiếm, hậu bối mỏng lưỡi đao, tiếng xé gió cực kỳ ngột ngạt. Có thể thấy được mỗi một chuôi phi đao đều 10 điểm nặng nề. Tiêu phàm lại từ bên trong cảm ứng được sinh mệnh khí tức, không hề nghi ngờ. Những này phi đao cũng không phải là lấy kim loại luyện chế, mà là lấy sinh vật vật liệu luyện chế mà thành, Thật giống như Tiêu Phàm vảy rồng giáp cùng vảy rồng kiếm, đều đều là lấy động vật biển vật liệu luyện thành. Dạng này binh khí bảo vật, thường thường luyện hóa tùy tâm, biến ảo muôn vàn, rất khó đối phó. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một tia cười lạnh chi ý, cứ như vậy đứng ở nơi đó, không tránh không né, hơn 10 thanh phi đao đảo mắt đến trước mặt của hắn. Mắt thấy Tiêu Phàm như thế khinh thường, ngược lại là có chút vượt quá trọng không sợ dự kiến, bất quá lập tức liền vui mừng quá đỗi. Người này tự cao là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tu vi tinh thâm, vậy mà dạng này khinh thường hắn bản mệnh pháp bảo, nên hắn không may. Nguyên bản sớm đã làm chuẩn bị, một khi không địch lại, lập tức chuồn mất, thấy tình hình như vậy, dưới chân độn quang liền lặng lẽ thu vào. Liền để cái này huyết tộc tiểu tử, tốt tốt kiến thức một chút ta kim bằng tộc thủ đoạn thần thông. Xoát 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 nặng nề phi đao chính chính bắn chúng tiêu phàm. a à, Azelena không nghĩ tới có thể như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, không chịu được lên tiếng kinh hô, xinh xắn khuôn mặt nhỏ thần sắc đại biến, đầy mắt đều là vẻ lo lắng. Tiêu phàm thân thể bị hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng xé toạc ra, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm bọt biển, tiêu tán tại không trung. Huyễn thuật, trọng không sợ giật nảy cả mình, kêu lên, tay khẽ vẫy, mấy chục đạo kim quang kích xạ mà quay về, đồng thời dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn hướng về sau né tránh mà đi. Người này phản ứng cũng không chậm, kinh nghiệm chiến đấu không thể bảo là không phong phú, chỉ tiếc hắn quyết định lưu tại nguyên chỗ xem xét thấy kết quả liền đã phạm phải sai lầm lớn thậm chí cùng tiêu phàm giao thủ quyết định vốn là sai lầm lớn nếu như tại tiêu phàm giết đến tận cửa thời điểm liền là bỏ trốn mất dạng tiêu phàm vội vàng cứu người có lẽ sẽ không đi đuổi giết hắn còn có một chút hy vọng sống đã chủ động cùng tiêu phàm động thủ kết quả kia liền đã chú định mặc kệ phản ứng của hắn cỡ nào nhanh nhẹn kinh nghiệm cỡ nào phong phú kết quả cũng giống nhau suy một tiếng xé vải nhẹ vang lên, trọng không sợ bên người hư không một trận gợn nước vặn vẹo, một thanh hẹp dài trường đao, mũi nhọn bên trên lam mang lấp lánh, bá một tiếng, hướng trọng không sợ tật bổ mà đến, xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, phảng phất ngay cả không khí đều muốn bị nhóm lửa. Đao phong chưa đến, trọng không sợ lông mày mau sợi dâu, đã bị nhiệt độ nóng bỏng cháy đi một mảng lớn. Tiêu phàm đem viêm linh chảm dung hợp tại bát quái đao pháp bên trong. Trọng không sợ kinh hãi, lúc này vô luận như thế nào cũng không kịp né tránh, dưới tình thế cấp bách, giống to một tiếng, toàn thân kim quang đại phóng, một viên kim sắc lông vũ bay múa mà ra. Cái này mai lông vũ giải ước chừng hơn một xích, kim quang lóng lánh, tựa như lấy vàng dòng chế tạo, tinh xảo dị thường. Trong nháy mắt lông vũ liền biến thành một thanh dài vài thước nhạn linh đao, không cần chỉ dẫn, tự động hướng viêm linh chi nhận nghinh kích đi lên. a à, tiêu phàm thoảng qua lộ ra vẻ kinh ngạc hắn từ mảnh này lông vũ bên trên cảm nhận được cực kỳ tinh thuần sinh mệnh tinh hoa, không hề nghi ngờ, đây là trọng không sợ bản mệnh lông vũ. Kim bằng tộc nhân đều có được thánh linh kim xí đại bằng huyết mạch, chỉ là đa số tộc nhân huyết mạch đều 10 điểm mờ nhạt, cùng tìm thường nhân không khác. Người này có thể tu luyện tới nguyên anh trung kỳ cảnh giới, có thể thấy được tại kim bằng trong tộc xem như người nổi bật, thể nội huyết mạch hẳn là cũng tương đối nồng đậm, thậm chí có thể hóa thành thân chim cũng chưa biết chừng. Cái này mai bản mệnh lông vũ hẳn là hắn cứu mạng pháp bảo, chỉ ít là một trong. Bá quan trọng trước mắt, tiêu phàm đao phong có chút lệch ra, dịch ra chuôi này kim sắc nhạn linh đao. Lập tức, trong hư không như có như không hơi mở quang mang lóe lên, bản mệnh lông vũ biến thành nhạn linh đao, bỗng nhiên liền ngưng giữa không chung, cực lực rằng co. Chỉ bất quá, mặc cho nó dễ dụa như thế nào, lại là lại cũng khó có thể di động nửa phân. Trọng không sợ vừa tức vừa gấp, trong lúc cấp bách vội vàng hướng bên kia nhìn lướt qua, mơ hồ nhìn thấy một đạo trong suốt dây thừng, đem bản mệnh lông vũ một mực trói chặt ở. Cái này huyết tộc tu sĩ vậy mà muốn ỉ lại cường ngạnh đoạt hắn bản mệnh lông vũ. Một khi bản mệnh lông vũ bị đoạt, dù coi như hắn có thể trốn được tính mệnh, cũng sẽ bệnh nặng một trận, chỉ ít rơi xuống một cảnh giới, ngày sau tiến độ tu luyện cũng là từng bước duy gian, làm nhiều công ít. Nếu không phải vừa rồi tình thế cấp bách liều mạng, trong lúc vội vã không có những biện pháp khác có thể nghĩ, hắn cũng sẽ không dễ dàng đem bản mệnh lông vũ phong suốt đối địch chỉ là không nghĩ đến người này giảo hoạt như vậy, gặp một lần hắn bản mệnh lông vũ phẩm tướng bất phàm, liền là lên lòng cướp đoạt. Dưới tình thế cấp bách, trọng không sợ liên tục thôi động thần niệm chi lực, muốn thu hồi bản mệnh lông vũ, lại là không hề có động tính gì. Nguyên bản bản mệnh lông vũ vô cùng có linh tính, pháp bảo tầm thường rất khó giam cầm ở, tiêu phàm tế ra cái này sợi dây thừng, tựa hồ cũng là lấy thú loại bản mệnh vật liệu luyện chế mà thành, mặc cho bản mệnh lông vũ như thế nào biến hóa xê dịch, đều mơ tưởng đào thoát chói chặt trọng không sợ vừa tức vừa gấp, cơ hồ liền muốn một ngụm lão huyết phun sắp xuất hiện tới. Tiêu phàm lại không chịu lại cho hắn cơ hội thở dốc, trái tay run một cái, đem tù long tác cưỡng ép thu hồi lại, trở tay móc ra mấy cái phù lục, cực nhanh phong tại cái kia kim sắc lông vũ phía trên. Nguyên bản còn đang cật lực giấy dụa bản mệnh lông vũ lập tức gào thét một tiếng, lè lè kim quang nháy mắt trở nên cực kỳ ảm đạm. tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, liền đem bản mệnh lông vũ thu tiến vào chữ vật vòng tay. Những động tác này nhìn như phức tạp, kỳ thực chính là một mạch mà thành, trọng không sợ không kịp lại nghĩ những biện pháp khác, đã mất đi cùng bản mệnh lông vũ ở giữa liên hệ. Oa trọng không sợ sắc mặt lập tức trở nên ân hồng tự huyết, phun lên cổ họng kia ngụm máu tươi rốt cuộc áp chế không nổi, phun tới. Bá bá bá, tiếng xé gió vang chỗ, mấy chục đạo màu lam nhạt đao mang tạo thành một chương dày đặc đao võng, vào đầu bao phủ xuống. Trọng không sợ quanh thân lập tức trở nên liệt diễm bốc hơi, phảng phất trong chốc lát đưa thân vào sấy khô trong lò, toàn thân dịch thể đang nhanh chóng bốc hơi, chỉ cần thời gian nháy mắt, liền sẽ bị đốt thành một đoạn than củi. Kim bằng trưởng lão vừa sợ vừa giận, lại không lo được bản mệnh lông vũ mất đi, hét lớn một tiếng, hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng bay múa mà ra, hướng về màu lam nhạt đao mang tạo thành đao võng nghênh kích đi lên. Cái này mấy chục mai phi đao cũng là lấy nhục thể của hắn lông vũ luyện chế mà thành, mặc dù đơn mai phi đao uy lực, sau ra kém bản mệnh lông vũ biến thành nhạn linh đao, nhưng tổ hợp lại với nhau, lại là lợi khí. Trọng không sợ bằng vào bộ pháp bảo này, chiến thắng qua vô số địch nhân, thời khắc nguy cấp, cũng nhiều lần cứu qua tính mạng của hắn. Nhưng lần này, lại không có có tác dụng gì. Tinh viêm chi lực cho tới bây giờ đều là tiêu phàm mạnh nhất thần thông một trong, có đôi khi thậm chí còn so hắn bản tôn trước một bước đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Tỷ như dưới mắt, tiêu phàm bản thân cảnh giới chưa đạt tới nguyên anh hậu kỳ trạng thái đỉnh phong, tinh viêm quyết cũng đã tu luyện tới đệ tam trọng đại viên mãn, vô cùng có khả năng lần nữa dẫn trước bản tôn một bước đột phá đến ngộ linh kỳ uy năng. Trọng không sợ mặc dù tại hắn phi đao pháp bảo bên trong hao phí nhiều năm tâm huyết, tế luyện phải cực kỳ cường hãn, tại đệ tam trọng đại viên mãn tinh viêm quyết công kích phía dưới, cũng chỉ hơi một chống cản, liền nhau nhau phát ra gào thét thanh âm, trong khoảnh khắc bị nhiệt độ nóng bỏng hóa thành mấy chục đạo khói xanh, tiêu tán ở không trung, chỉ để lại một cỗ vũ mau đốt cháy khét về sau mùi cháy khét. Không có khả năng, trọng không sợ quát to một tiếng, trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua biến mất sạch sẽ phi đao màu vàng óng, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. hắn không phải không đánh qua đánh bại, nhưng tế luyện hơn trăm năm thịt linh phi đao vừa đối mặt liền bị triệt để hủy đi. trước kia đừng bảo là chưa hề phát sinh qua, liền xem như nằm mơ đều không tưởng được sẽ phát sinh khủng bố như vậy sự tình. vị này kim bằng trưởng lão còn đến không kịp làm ra cái khác phản ứng, sau một khắc, đao võng liền bao phủ xuống dưới. một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm bỗng nhiên vang lên chỉ gọi nửa tiếng, lại im bặt mà dừng. Đao võng bao phủ phía dưới, kim bằng trưởng lão đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vị này nguyên anh trung kỳ kim bằng tộc trưởng lão cũng không có bị triệt để diệt sát. Đao võng tiêu tán về sau, một vài tấc cao nguyên anh nổi lên, bất quá bởi vì bị nhiệt độ cao thiêu đốt quá đáng, nguyên anh sớm đã uể oải không chịu nổi, mê man, ngay cả thuấn di chi lực đều không có. Tiêu phàm không chút khách khí, thần niệm chi lực bao phủ xuống, trực tiếp thi triển siêu hồn bí thuật đại chiến đã mở ra, cái này kim bằng tộc nếu là huyền ta giới mở đường tiên phong, người này nắm giữ tin tức, tự nhiên so với cái kia đệ tử cấp thấp phải hơn rất nhiều, coi như còn chưa có tư cách tiến vào hạch tâm quyết sách tầng lớp, tổng cũng có thể tiếp xúc đến một chút cao cấp cơ mật. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Trực tiếp đối Nguyên Anh siêu hồn, tự nhiên 10 điểm thuận tiện, sau một lát, kia Nguyên Anh bị triệt để đã hôn mê, tiêu phàm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, tự lầm bẩm một tiếng. Thánh linh nội đan, từ trọng không sợ trong biển thần thức, tiêu phàm đạt được như thế một cái tin tức, cái này kim bằng tộc sở dĩ cam nguyện sung phong, trở thành huyền ta giới xâm lấn trung thổ giới mở đường tiên phong, không phải bọn hắn cỡ nào nghĩ vì nước lập công, mà là có mưu đồ khác. Người này trên danh nghĩa là mở đường tiên phong, kỳ thực chính là là vì tìm kiếm thánh linh nội đan mà tới. Bọn hắn tìm kiếm chính là trong truyền thuyết trời sinh thánh linh kim sĩ sí đại bằng điều giải thể về sau còn sót lại nội đan. Nghe nói mấy vạn năm trước, kim bằng tộc tiên tổ kim sĩ sí đại bằng điều tại thọ nguyên cuối cùng, tỏa hóa thời khắc, vì để cho mình nội đan không đến mức rơi xuống trong tay của địch nhân, đã sớm phái một tên hậu nhân, mang theo hắn nội đan rời đi huyền linh thượng giới, trốn đến dưới cùng giao diện đến. Về phần kim sĩ sí đại bằng có biện pháp nào khi tỏa hóa trước đó, liền đem mình nội đan lấy ra, giao cho hậu nhân mang đi, vậy liền không được biết. Nghĩ đến trời sinh thánh linh thần thông quảng đại, tại trong mắt người khác chuyện muôn vàn khó khăn, tại thánh linh nhìn tới cũng chỉ bình thường mà thôi, cũng không biết nguyên nhân gì, kim bằng tộc nhân tin tưởng, kim sĩ sí đại bằng điều nội đan vẫn luôn lưu tại hạ giới, lại không từng trở về huyền linh thượng giới đi. Bọn hắn đã tại huyền ta giới lục soát nhiều năm, không có kết quả, nhưng sẽ đạt được các loại manh mối tổng hợp. Lại cho ra một cái kết luận kim sĩ sí đại bằng nội đan rất có thể không tại huyền ta giới, mà là tại trung thổ giới. Chỉ bất quá không gian thông đạo sụp đổ, bọn hắn vẫn luôn không cách nào vượt giới mà tới. Bây giờ thật vất vả không gian thông đạo một lần nữa kết nối, đương nhiên phải sung phong đi đầu, tranh làm tiên phong. Về phần thánh linh nội đan chân quý, không cần phải nhiều lời. Tiêu phàm chính là người được lợi trực tiếp nhất, nếu như không có kia nửa viên ngân dược lôi bằng nội đan, hắn muốn tại ngắn ngủi hơn trăm năm thời gian bên trong tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Kia là nghĩ cùng đừng nghĩ, bất quá dưới mắt, tiêu phàm tự nhiên là không có thời gian đi truy đến cùng những này, lúc này tế ra tụ hồn bát, đem trọng không sợ nguyên anh thu vào, cùng Azelena cùng một chỗ. Hướng động phủ chỗ sâu đi đến, ra ngoài ý định chính là, chỗ này động phủ kim bằng tộc cũng không có nhiều người, tại tiêu phàm diệt sát trọng không sợ thời điểm, cái khác đê giai kim bằng tộc nhân đã sớm lòng bàn chân bôi dầu. Bỏ trốn mất dạng, tiêu phàm cũng lười đuổi theo giết những này không quan trọng gì tiểu nhân vật. Động phủ chỗ sâu, có một chỗ to lớn huyết trì. Huyết thủy cuồn cuộn, bạch cốt đá lởm chởm âm hồn trận trận, mùi tanh sông vào mũi. Miranda Vương Phi, Mikhail bá tước cùng với các máu tộc nhân đều bị áp tại huyết trì chi, chi bên cạnh, rất hiển nhiên, nếu không phải Tiêu Phàm kịp thời đuổi tới, trọng không sợ đã chuẩn bị muốn đem bọn hắn huyết tế. Nhìn thấy Azelena thời điểm, Miranda Vương phi đầu tiên là giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, tất nhiên là coi là nữ nhi cũng bị kim bằng người bắt tới. Lại vừa nhìn thấy bên người nàng Tiêu Phàm, nhưng lại giật mình càng sâu, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Cùng Azelena đồng dạng, nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, tiêu phàm sẽ xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng. Mụ mụ, mét cát thúc thúc, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta đều an toàn. Vừa thấy được mẫu thân cùng tộc nhân, Azelena tự nhiên là mừng rỡ, vội vã chạy tới, đem khô tàn trên mặt đất Miranda vương phi nâng đỡ lên, một tràng tiếng an ủi. Miranda bọn người sớm đã bị kim bằng dưới người cấm chế, toàn thân cứng đờ, một không thể động đậy được, chỉ có thể bị động chờ đợi cuối cùng tàn khốc vận mệnh giáng lâm. An toàn, kia, Kim Bằng người đâu? Đều đi nơi nào? Giờ khắc này, Miranda Vương phi đầu đã sớm mơ mơ màng màng, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Đều giết, Tiêu Phàm đem bọn hắn đều giết." Azelena lớn tiếng nói, khó nén hưng phấn trong lòng chi ý. "Đều giết rồi, kia Kim Bằng tộc trưởng lão đâu? Chẳng lẽ hắn không ở nơi này rồi?" "Thế nhưng là cũng không đối a, à, ta mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn." Miranda Vương phi vẫn không tin, phải biết kia Kim Bằng tộc trưởng lão chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ đối với bọn hắn đến nói thực tế là cao cao tại thượng hoàn toàn không cách nào kháng cự đại nhân vật đừng bảo là diệt sát liền xem như từ dưới tay hắn đào tẩu đều chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi tiêu phàm năng lực nàng mặc dù tận mắt chứng kiến qua hai mươi mấy năm trước lại cũng chỉ là kim đan kỳ tu vi coi như hắn lại nghịch thiên tiến giai lại thần tốc chỉ là hai thời gian mười mấy năm chẳng lẽ còn có thể ngưng kết nguyên anh còn có thể diệt sát một tên nguyên anh trung kỳ đại cao thủ dạng này sự tình nói cái gì cũng làm cho người khó có thể tin vương phi yên tâm tốt kia kim bằng tộc trưởng lão đã bị ta giết hiện tại tất cả kim bằng người cũng đã chạy mất tất cả mọi người không cần lo lắng tiêu phàm mỉm cười nói tay phải năm ngón tay như vòng từng đạo pháp quyết đánh ra bắn vào đến miranda cùng trong cơ thể con người lập tức liền đem kim bằng dưới người cấm chế giải hết quả nhiên là cử trọng nhược khinh tài giỏi có dư tiêu tiên sinh đa tạ hẳn là người đã là nguyên anh kỳ cao thủ rồi cấm chế giải trừ, Mikhail nhảy lên một cái, nhìn qua tiêu phàm, cảm kích chi dư, cũng đầy mặt vẻ nghi hoặc. Vừa một lấy được được tự do, hắn liền lấy thần niệm chi lực từng điều tra, nhưng thần niệm chi lực vừa tiếp xúc với tiêu phàm trên thân, lập tức liền bị nhẹ nhàng bắn ra, vậy mà không thể nhận ra biết tiêu phàm tu vi sâu cạn. Tại trước mặt bọn hắn, tiêu phàm tự nhiên cũng tận lực thu liếm đại tu sĩ uy áp chi khí, cả người đều lộ ra 10 điểm bình tĩnh, ôn hòa. Tiêu phàm mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói, tiêu mỗ may mắn, xác thực đã ngưng kết nguyên anh. Bởi vì thời không rối loạn, địa cầu bên này còn chỉ mới qua hai mươi mấy năm, Mikhail cùng Miranda cũng còn chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, tiêu phàm nhớ được năm đó tại mặc tư bảo lần thứ nhất cùng bọn hắn lúc gặp mặt, bọn hắn lúc ấy đều vẫn là chúc cơ hậu kỳ tiêu chuẩn. Bây giờ hai người đều đã đạt tới kim đan sơ kỳ cảnh giới đại thành, lúc nào cũng có thể bước vào trong kim đan kỳ, tương đối mà nói, tiến cảnh cũng coi là cực nhanh về phần mình đã đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới lại là tạm thời không cần thiết tiết lộ cho bọn hắn biết được nơi này cũng không phải tự thoải chỗ cùng gian xếp lại có đầy đủ thời gian lại từ từ ôn chuyện không muộn dù là như thế sự thật này vẫn là để mikhail trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận hắn thực tế nghĩ không ra hai thời gian mười mấy năm tiêu phàm là như thế nào từ trong kim đan kỳ tiến giai đến nguyên anh kỳ bên kia toa azelena đã lời ít mà ý nhiều đem tình huống hướng mẫu thân tự nói một lần Miranda lúc này mới vững tin, tiêu phàm bây giờ đã thành đại cao thủ, uy phong không ai bị nổi kim bằng trưởng lão, rốt cuộc uy hiếp không được bọn hắn. Vương Phi Điện Hạ, bá tước tiên sinh, nơi thị phi không nên ở lâu, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước lại nói. Tiêu phàm nói, tốt, hết thảy đều nghe tiêu tiên sinh an bài. Miranda bọn người tuy là huyết tộc truyền thừa, nhưng cũng chịu không được nơi đây kia nồng đậm vô so mùi máu tanh. Trọng không sợ tu luyện máu đạo thần thông, cùng huyết linh đại lục máu nói truyền thừa, hoàn toàn khác biệt, tràn đầy quỷ dị yêu nghiệt khí tức. Lập tức mọi người tại Azelena dẫn dắt dưới hướng động đi ra ngoài, tiêu phàm đoạn hậu. Tại quay người rời đi nháy mắt, tiêu phàm bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên nghiêng đầu đi, đáy mắt lục mang lấp lánh, nháy mắt đem thiên nhãn thần thông vận sử đến cực hạt, nhanh chóng tại huyết chỉ bốn phía tìm kiếm một lần, lại không thu hoạch được gì. Cùng lúc đó, kia phảng phất cảm giác bị người dòm mó cũng nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thoáng như ảo giác. Tiêu phàm suy nghĩ một chút, lần nữa lấy thần niệm chi lực tinh tế điều tra một lần, như trước vẫn là không có phát hiện, cái này mới nhẹ nhàng lắc đầu, cất bước rời đi động phủ. Sau một lát, phòng vô tàu cao tốc năm mấy chục người bay vút lên, thăng lên giữa không chung. Tiêu phàm ống tay áo lắc một cái, lôi quang tháp bắn ra, đảo mắt hóa thành mấy trượng chi cự, toàn thân ngân quang lóng lánh, một đạo thô to vô so lôi trụ, từ đáy tháp bắn ra, đánh mạnh mà hạ. Trong chốc lát, dường như so không trung nắng gắt còn muốn sáng tỏ 10.000 lần. Âm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ động phủ lập tức đổ sụp, hóa thành một vùng phế tích. Tiêu phàm lúc này mới hài lòng gật gật đầu, phòng vô tàu cao tốc nhẹ nhàng lắc một cái, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh sẫm hướng nơi xa bay trốn đi. Cũng không biết qua bao nhiêu thời điểm, đổ sụp động phủ phía dưới, sâu trong lòng đất, một tên khoanh chân ngồi tĩnh tọa nhưng nghiêng ngửa đầu hướng lên kim bào lão giả mới chậm rãi đem ánh mắt từ giữa không trung thu hồi lại, khe rãnh tung hoành mang trên mặt mấy phân vẻ do dự. Người này dâu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, tuổi tác cực cao, hết lần này tới lần khác cho người cảm giác lại không có chút nào hỏng bét, toàn thân kim quang lóng lánh, để người cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, phảng phất đến từ thời kỳ thượng cổ hồng hoang mãnh thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm người mà phệ. Bên cạnh hắn còn đứng hầu lấy một tên đồng dạng người mặc lập lòe kim bào nam tử trung niên, hai người tranh đấu đều dài lấy một đôi đoàn giác rõ ràng đều là kim bằng tộc nhân chỉ bất quá kim bào lão giả trên đầu đoàn giác hơi dài tất hơn cùng trên người hắn bảo phục đồng dạng kim quang lấp lóe lóa mắt sinh huy đứng hầu nam tử trung niên trên đầu đoàn giác cũng là kim sắc nhưng quang trạch không bằng lão giả trên đầu đoàn giác trói mắt như vậy sư tôn vì sao không xuất thủ bắt cái này tu sĩ nhân tộc nam tử trung niên thấp giọng hỏi mặt mũi tràn đầy tức giận chi sắc còn mang theo hết sức rõ ràng biệt khuất chờ mắt nhìn xem tiêu phàm diệt sát tộc nhân của mình, lại vẫn cứ không thể ra tay, cũng khó trách hắn vẫn hận khó nhịn. Kim bào lão giả thần sắc liền so hắn ôn hòa phải nhiều, tựa hồ đối với tộc nhân bị diệt không có chút nào để ý, chỉ từ tốn nói. Trên người người này cũng mang theo nồng đậm trời chim thánh linh khí tức, không hề nghi ngờ, cũng là thánh linh hậu duệ. Nói không chừng, quẻ tượng chỉ dẫn chính rơi ở trên người hắn, có lẽ hắn chính là chúng ta lần này tìm kiếm thánh linh nội đan quan trọng nhân vật. Nhất định không thể đánh cỏ động rắn, Hừ, đợi khi tìm được thánh linh nội đan về sau, ta muốn tự tay bắt hắn, để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Nam tử trung niên hận hận nói, oán niệm cực sâu. Cái kia cũng cho phép ngươi, kim bào lão giả mỉm cười, nói. Đêm dài lúc phân, châu Á thủ đô, tường đỏ đại viện bên trong, màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính bên trong, lộ ra lấm ta lấm tấm đèn đuốc. Bốn phía cây cối bụi hoa bên trong, nhìn như bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ sát khí, không biết có bao nhiêu nhân viên cảnh vệ mai phục trong đó. Từ khi người tu chân bỗng nhiên trên địa cầu xuất hiện về sau, các đại quốc tối cao bảo vệ bộ môn liền tăng cường đối bản nước thủ lĩnh hộ vệ công làm. Mặc dù mọi người đều rõ ràng, tại những cái kia cường hãn đến biến thái người tu chân trước mặt, phàm nhân cảnh giới thủ đoạn thực tế có chút buồn cười, trên cơ bản mạnh hơn cảnh giới biện pháp đều thùng rỗng kêu to, nhưng nên làm làm việc còn phải làm, chỉ ít có thể để người lãnh đạo trên tâm lý cảm giác an toàn hơn một chút màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính vật bên trong, ngay tại tổ chức tối cao quốc vụ hội nghị. Hình sợi dài màu đỏ bàn hội nghị một phương, ngồi ngay thẳng châu Á Tổng thống Tiêu Thiên. Lúc này Tiêu Tổng thống vẫn như cũ lộ ra phi thường trẻ tuổi, tóc bầm đen, xem xét chính là bản sắc, không phải nhuộm đen, sống lưng thẳng tắp, bất cứ lúc nào, luôn luôn cho người ta tinh lực cực kỳ dư thừa cảm giác. Trên thực tế Tiêu Tổng thống cũng là rất trẻ trung, chỉ có 50 tuổi ra mặt, trước đó không lâu mới đảm nhiệm người lãnh đạo tối cao bất quá lúc này tiêu thiên lại song nghi nhíu chặt hiển nhiên tâm sự nặng nề chẳng những là hắn tham dự hội nghị châu á tối cao quốc vụ hội nghị thành viên từng cái thần sắc ngưng trọng trong phòng họp bầu không khí phi thường nghiêm túc hôm nay thảo luận chủ yếu đề tài thảo luận có hai cái nó một là tại châu á cảnh nội khu vực phía tây lại phát hiện một chỗ phẩm tướng không tồi mỏ linh thạch khoáng mạch kéo dài hơn nghìn dặm cất giữ lượng phi thường phong phú huyền ta giới người tu chân đặc phái đại biểu đã phát tới thông chi yêu cầu châu Á chính phủ lập tức tổ chức nhân thủ khai thác linh quáng, 3 tháng về sau liền muốn giao nạp nhóm đầu tiên linh thạch, đồng thời đối linh thạch phẩm tướng và số lượng đều làm ra cực nó cụ thể yêu cầu. 2. Đặc phái đại biểu còn muốn cầu mỏ linh thạch xung quanh số phạm vi trăm dặm bên trong châu Á cư dân phải nhanh một chút rời đi, di chuyển thời gian cũng là 3 tháng. 3 tháng về sau, trừ mỏ linh thạch khai thác nhân viên bên ngoài, người tu chân đem không bảo đảm này phạm vi bên trong bất luận cái gì phạm tính mạng con người cùng tài sản an toàn, Chuyện như vậy, từ khi người tu chân sau khi xuất hiện, cũng không phải là lần đầu phát sinh. Chỉ bất quá nhiệm vụ lần này so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn gấp, dính đến phạm vi rất rộng, cần di chuyển nhân viên cùng tài vật đông đảo. Trọng yếu hơn nữa là, muốn tại trong vòng 3 tháng an trí nhiều như vậy di dân, đối chính phủ năng lực trưởng khống cùng cân đối năng lực là một cái cực mạnh khảo nghiệp. Bởi vì người tu chân xuất hiện, chính phủ các nước năng lực trưởng khống vốn là bị trên phạm vi lớn suy yếu, không ít địa phương đều bộc phát ra rối loạn, một chút kẻ dã tâm cùng chủ nghĩa vô chính phủ người thừa cơ nháo sự muốn tranh thủ ích lợi của mình cùng chính phủ khiêu chiến tiêu thiên chính là tại loại này bấp bênh trong nguy cục được tuyển vì tổng đàn vừa lên mặt cho liền muốn thu thập cục diện dối rắm bốn phía dập lửa cái này còn không phải nhất khiến người không biết làm sao nhất khiến người buồn bực là trong lòng loại kia biệt khuất quả thực không cách nào nói rõ tiêu thiên không thể không nhiều lần khuyên bảo chính mình lấy đại cục làm trọng mới đưa trong lòng kia cỗ vô danh tà hỏa cưỡng ép áp chế xuống Tối cao quốc vụ hội nghị mở rất dài, trọn vẹn đến dạng sáng lúc phân mới có một kết thúc, tham dự hội nghị nhân vật đầu não các tự rời đi. Tiêu Thiên rời đi phòng học sau, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi hướng cách đó không xa khác một tòa màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính vật đi đến. Nơi đó chính là hắn lâm thời biệt thự, bình thường hắn sẽ tại lâm thời biệt thự làm việc, đa số thời điểm là ở chỗ này qua đêm, quốc sự duy gian, tiêu tổng thống cũng không thể không sớm đêm vất vả, rất khó cố kỵ đến gia đình của mình cùng người nhà bốn tên an toàn nhân viên cảnh vệ trước sau hộ vệ, tại hai bên trong bụi cây. Thì chỉ ít còn ẩn giấu đi sáu tên trở lên bảo tiêu, càng địa phương xa một chút, thì có dòng giã một cái ngay cả lính đặc trùng bảo vệ, phân phối vũ khí hạng nặng cùng phòng không đạn đạo. Bất quá những này chuyên môn dùng để đối phó máy bay phòng không đạn đạo, dùng tới đối phó người tu chân có hữu dụng hay không, lại là ẩn số. Căn cứ kinh nghiệm đến xem, căn bản là vô dụng. Bởi vì hạng nặng phòng không đạn đạo liền từng có thực chiến, nào đó đại quốc liên tiếp bắn trên trăm mai phòng không đạn đạo, kết quả vẫn chưa đánh chúng bất luận cái gì một tên người tu chân. Đối với mấy cái này, tiêu thiên thái độ có chút rộng rãi, không phải rất để ý. Rất nhiều năm trước, đại ca liền đã nói với hắn. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Câu nói này, lúc tuổi còn trẻ tiết tiêu thiên là không tin tưởng lắm, bây giờ làm tổng thống, ngược lại tin. Tại trước mắt hoàn cảnh như vậy dưới, thân là tổng thống, hắn sớm đã đem người an nguy không để ý, quá nhiều đi cân nhắc an toàn của mình, sẽ để cho hắn rất khó hảo hảo thực hiện tổng thống của mình chức trách. Đã là dạng sáng lúc phân, Tiêu Thiên liền không có lại tới phòng làm việc, mà là trực tiếp đi hướng phòng ngủ của mình. Tốt đẹp giấc ngủ chất lượng cùng sung túc giấc ngủ thời gian, là hắn tùy thời tùy chỗ bảo trì tinh lực rồi rào chủ yếu thủ đoạn một trong. Trong phòng ngủ, sớm đã sáng lên ánh đèn, cũng không có người để ý chi tiết này, trừ Tổng thống thiếp thân cảnh vệ, tại lâm thời biệt thự cũng có đại lượng vệ sĩ cảnh giới. Thẳng đến thiếp thân cảnh vệ đoạt trước một bước vì tổng thống mở ra cửa phòng ngủ, mới giật mình khác thường. "Người nào?" quát khẽ một tiếng, mấy chi họng súng đen ngòm đồng thời chỉ hướng trong phòng, trong phòng ngủ ương, đứng một vị người mặc màu xanh nhạt đường trang người trẻ tuổi, đang chắp hai tay sau lưng, đang thưởng thức treo trên tường một tấm tấm ảnh chụp, kia là tiêu tổng thống cùng nhà hắn người ảnh chụp, từ tuổi thơ thời đại đến dưới mắt, mỗi cái tuổi trẻ ảnh chụp đều có. Tại tổng thống trong phòng ngủ, bỗng nhiên không giải thích được thêm ra tới một người tất cả cảnh vệ trước đó không có bất kỳ cái gì phát giác, đối với nhân viên cảnh vệ mà nói, đây quả thực khó có thể tin. Tại cái này cái cổ kính trong sân rộng, chỉ ít có 3.400 tên súng ống đầy đủ nhân viên cảnh vệ, mỗi một cái đều kinh nghiệm phong phú, thân kinh bách chiến. Tại dạng này xâm nghiêm đề phòng phía dưới, đừng bảo là một người sống sờ sờ, liền xem như một con chim, cũng đừng hòng bay tiến vào tổng thống phòng ngủ. Nhưng mà sự thật lại là, người này liền xuất hiện tại trước mặt mọi người, thần thái bình tĩnh, khí độ ung dung, đối chỉ hướng họng súng của mình, nhìn như không thấy, nhu hòa như nước ánh mắt, chỉ là rơi vào tiêu thiên trên mặt, cũng không tiếp tục chịu rời. Tất cả nhân viên cảnh vệ giật mình chung vào một chỗ, cũng không bằng tiêu tổng thống chi rất. Tại nhìn thấy đường trang nam tử nháy mắt, tiêu thiên như bị sét đánh, bình tĩnh đứng ở nơi đó, miệng có chút mở ra, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Ca, cũng không biết trôi qua bao lâu, tiêu thiên mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng, mang theo rõ ràng ý dò xét. Tựa hồ sợ mình nhìn lầm, gọi sai. Nghe tới cái này âm thanh ca, đang chuẩn bị tiến lên cầm nã người này cảnh vệ ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân, nhìn một chút Tiêu Thiên, lại nhìn một chút Đường Trang thanh niên, thực tế không cách nào đem quan hệ giữa hai người dừng lại vì huynh đệ. Hai người tuổi tác chênh lệch chỉ ít 20 tuổi, nói người này là Tiêu tổng thống đệ đệ, vẫn ít nhiều đáng tin cậy, nhưng tất cả mọi người nghe được thanh thanh sờ sở, sở, Tiêu tổng thống là rõ ràng gọi một tiếng ca tiêu phàm khóe miệng hiện lên một tia nụ cười ấm áp, khẽ gật đầu một cái. Giờ khắc này, tiêu thiên lại vô hoài nghi, bỗng nhiên bước nhanh chân, hướng tiêu phàm đi đến, bởi vì quá mức kích động nguyên nhân. Thậm chí thân thể đều tại có chút phát run, tổng thống, cẩn thận, nhân viên cảnh vệ quá sợ hãi, nhao nhao ngăn cản. Đều ra ngoài, tiêu thiên dừng bước, nhưng đầu lại, nghiêm nghị quát tháo một câu, thần sắc vô so nghiêm túc. Mấy tên thiếp thân cảnh vệ đều sửng sốt, trong lúc nhất thời, không biết như thế nào cho phải không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao đều ra ngoài tiêu thiên lại là một tiếng quát chói tai bất quá tùy theo lại tăng thêm một câu giải thích đều yên tâm đi không có việc gì bọn cảnh vệ nửa tin nửa ngờ mắt thấy tổng thống người điểm chấn định mà vị kia đường trang thanh niên từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra cái gì ác ý cùng lệ khí liếc nhìn nhau về sau rốt cuộc chậm rãi lui ra ngoài tại bên ngoài đóng lại cửa phòng ngủ ca thật là ngươi sao nhân viên cảnh vệ lui sau khi ra ngoài tiêu thiên ngược lại dừng lại không có vội vã tiến lên chỉ là quan sát tỉ mỉ lấy tiêu phàm nhẹ giọng hỏi đủ thấy hắn nghi ngờ trong lòng rốt cục vẫn là không có tận đi tiêu trừ tiêu phàm khe khẽ thở dài khẽ vuốt gầm nói tiêu thiên không cần hoài nghi chính là ta ta trở về vậy những ngày năm ngươi đến cùng đi nơi nào ngươi vẫn là ban đầu ngươi sao tiêu phàm nghĩ nghĩ nói cũng thế cũng không phải nghiêm chỉnh mà nói Ta hiện tại là ngươi không nguyện ý nhất nhìn thấy cái loại người này. Tu tiên giả, Tiêu Thiên hỏi dò, Tiêu Phàm lại gật đầu một cái, nói, "Đúng." Tiêu Thiên thở phào một hơi, nói, "Ta liền biết, nếu như nói trên địa cầu còn có mình tu tiên giả, kia liền hẳn là ngươi. Ta cho tới bây giờ đều cho là như vậy." Tiêu Phàm cười cười, không có lên tiếng, "Ca, ngươi có thể nói cho ta, những người tu tiên này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Bọn hắn về sau sẽ rời đi sao?" hay là nói sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này, bọn hắn chính sách, về sau sẽ sẽ không cải biến. Có thể hay không đối với chúng ta những người bình thường này đại khai sát giới. Chốc lát, tiêu thiên như là bắn liên thanh tuôn ra vô số vấn đề, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ vừa uất ức thần sắc. Tiêu phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói. Tiêu thiên, chỉ sợ các người tất cả mọi người phải có dạng này chuẩn bị tư tưởng, không gian thông đạo đã mở ra, tu tiên giả liền sẽ không lại rời đi địa cầu về phần có thể hay không đối với người bình thường đại khai sát giới, bình thường đến nói là không sẽ. Người yên tâm, ta sẽ hết sức đem mặt khác dị giới tu tiên giả đều đuổi đi ra, không để bọn hắn đợi trên địa cầu. Bất quá muốn làm được điểm này, chỉ bằng vào sức một mình ta là làm không được, ta còn muốn liên lạc với càng nhiều bằng hữu cùng đi hỗ trợ. Thanh những cái kia dị giới tu tiên giả đuổi sau khi ra ngoài, ta sẽ cố gắng đốc xúc cái khác tu tiên giả, trên địa cầu thành lập được tốt đẹp trật tự, tận lực không quấy rối người bình thường, lẫn nhau ở giữa, chung sống hòa bình. Người cũng không nên quá lo lắng, tu tiên giả cũng không phải là không thèm nói đạo lý sát nhân của ma. Tiêu thiên liền liên tục gật đầu, thần thái so sánh với lúc trước, nhẹ nhõm rất nhiều. Tiêu phàm lại dò xét đệ đệ vài lần, khẽ cười nói. Người không sai, ta truyền thụ cho người cường thân kiện thể pháp môn, người vẫn luôn kiên trì đang luyện tập A. Tiêu thiên khẽ cong cổ, từ chỗ cổ đem tiêu phàm năm đó lưu cho hắn cái kia hắc ngọc hồ lô tách rời ra, thấp giọng nói. Cái này ta cũng vẫn luôn mang theo, cho tới bây giờ đều chưa từng lấy xuống qua. Tiêu Phàm liền cười, cổ tay khẽ đảo, một cái mới hắc ngọc hồ lô nổi lên. Ngươi thành cái hồ lô này đeo lên đi, đây là ta chuyên môn vì ngươi luyện chế. Thời khắc mấu chốt, nó có thể bảo hộ ngươi, trong hồ lô còn có ba viên thuốc, đến ngươi tuổi già thời điểm, mỗi 10 năm nuốt một viên, có thể lại thêm 30 năm tuổi thọ. Tiêu Phàm thấp giọng nói, yêu mến chi tình, tràn tại nói đồng hồ. Kinh ngoại ô, chỉ thủy xem hay là nhiều năm trước như cũ, ẩn thân ở rừng rậm bụi trúc bên trong, làm theo ý mình, cùng phụ cận thôn dân không có bất kỳ cái gì vãng lai. Tĩnh mịch thanh u, tiêu phàm đè xuống độn quang, nhẹ nhàng rơi vào hoa trong viên, bốn phía giò xét, trong lòng cảm khái muôn vàn. Người nào, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, bóng người lóe lên, liền đến mấy trượng bên ngoài, ánh mắt như là tia chớp thẳng quét tới, lập tức liền kinh hãi. Sư thúc, người này ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, toàn thân áo đen, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm chi khí, chính là văn nhị thái gia đệ tử văn tư viễn. Nghĩ xa, tiêu phàm thần sắc ôn hòa, trong ánh mắt mang theo mỉm cười chi ý, nhẹ nhàng gật đầu. Từ văn tư viễn trên thân lộ ra linh áp đến xem, thình lình cũng có kim đan sơ kỳ tu vi. Tiêu phàm nhớ được, mình rời đi địa cầu thời điểm, văn tư viễn vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ tả hữu tiêu chuẩn. Hai mươi mấy năm ở giữa, cũng coi là tiến bộ quá nhanh. Sư thúc, thật là người trở về rồi, cái này quá tốt, Phan Tư Viễn vừa mừng vừa sợ, thần niệm chi lực một cách tự nhiên hướng về phía trước nhô ra, lại tại chạm đến tiêu phàm thân thể thời điểm, bị nhẹ nhàng bắn ra, hoàn toàn không cách nào điều tra đến tiêu phàm tu vi sâu cạn, trong lòng càng là âm thầm hãi nhiên, hai mươi mấy năm không gặp, vị tiểu sư thúc này tu vi cũng không biết tinh tiến vào bao nhiêu. Nghĩ xa, nhị sư huynh đâu, tiêu phàm ánh mắt bốn phía quét qua, theo miệng hỏi. Tại chỉ thủy quan thượng không thời điểm, Hắn liền phát giác được xem bên trong xem bên ngoài các loại cấm chế toàn bộ triển khai, tựa hồ tại toàn lực đề phòng. Phan Tư Viễn kinh hỷ chi tình dần nhạt, ngược lại trên mặt hiện lên u buồn chi sắc, thấp giọng đáp: "Sư phụ đang lúc bế quan, chuẩn bị xung kích trong kim đan kỳ bình cảnh." Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói: "Xung kích trung kỳ bình cảnh, kia là chuyện tốt a. Làm sao ngươi nhìn qua giống như rất lo lắng bộ dáng?" Tiêu Phàm năm đó rời đi chỉ thủy xem tiến về Mạc Bắc tìm kiếm tạp mã Tổ Vu Lăng mộ thời điểm, Văn Thiên vừa mới ngưng kết kim đan thành công, dựa theo trên địa cầu thời gian để tính, hiện tại chỉ mới qua mười mấy năm, Văn Thiên liền đã đang bế quan xung kích trong kim đan kỳ bình cảnh, đủ thấy nhị sư huynh Thiên Phú tu luyện cực cao, tiến cảnh xa so tu sĩ tầm thường thực sự nhanh hơn nhiều. Văn Tư Viễn lắc đầu nói: Sư thúc có chỗ không biết, sư phụ là tại cưỡng ép xung kích bình cảnh. Tiêu Phàm Song Mi nhẹ nhàng nhân lại nói: Tại sao phải cưỡng ép xung kích bình cảnh? Con đường tu luyện hẳn là thuận theo tự nhiên thời cơ không đến, cưỡng ép đột phá, hiệu quả thường thường hoàn toàn ngược lại. Đạo lý này, nhị sư huynh nhất định hiểu, chưa từng bước vào con đường tu chân trước, Văn Thiên cũng đã là cực tư thâm thuật sư, đối con đường tu luyện, thấm sâu trong người. Văn Tư viễn bận biểu tức khom người nói, sư thúc dậy bảo phải là, chỉ bất quá sư phụ cưỡng ép đột phá. Cũng là bất đắc dĩ, đoạn thời gian trước, sư phụ tu luyện ra một chút đường rẽ, nếm thử mấy loại biện pháp, đều uốn nắn không đến sư phụ liền muốn cưỡng ép đột phá bình cảnh mượn nhờ đột phá bình cảnh thời điểm đại lực đem đi xóa chân nguyên pháp lực uốn nắn tới cũng coi là nhất cử lưỡng tiện tiêu phàm giật mình văn thiên cũng tinh thông y thuật đây đúng là một cái biện pháp khả thi chỉ là tỷ lệ thành công quá thấp không phải đến vạn bất đắc dĩ sẽ không khai thác dạng này mạo hiểm biện pháp tính được là hạ hạ sách khó trách trong quán xem bên ngoài cấm chế toàn bộ triển khai nguyên lai like là dạng này đúng vậy a à, sư thúc vừa mới sư thúc từ trên trời giáng xuống thật đúng là làm ta sợ kêu to một tiếng đi mang ta đi nhìn xem văn tư viễn liền sửng sốt một chút không phải nói sư phụ đang bế quan a à, thấy thế nào bất quá lập tức liền lấy lại tinh thần bọn hắn sư huynh đệ rộng đừng nhiều năm như vậy dưới mắt coi như không thể lập tức gặp mặt như vậy tại văn thiên bế quan mật thất bên ngoài lưu liền một lát cũng là tốt trọng yếu không phải có gặp hay không đạt được mà là một loại tình cảm biểu đạt vâng sư thúc mời đi theo ta Văn tư viễn đối tiêu phàm càng thêm kính cẩn, có thể khẳng định là, vị này trưởng giáo sư thuốc tu vi, khẳng định so trước kia còn muốn cao hơn nhiều, cũng đã bước vào kim đan hậu kỳ cảnh giới. Kỳ thật tiêu phàm để văn tư viễn dẫn đường, cũng chỉ là lời nói khách sáo. Lại không có người so hắn đối chỉ thủy xem tình hình quen thuộc hơn. Tại không chung thời điểm, hắn liền đã điều tra đến văn thiên ở đâu ở giữa mật thất bế quan tu luyện. Rất nhanh, sư thúc điệt hai người liền xuống đất mật thất bên ngoài. Mật thất bốn phía, ẩn ẩn có các loại phù văn lấp lánh, nơi này cũng bày ra cực kỳ nghiêm mật phòng hộ cấm chế. Nguyên bản chỉ thủy xem phòng hộ cũng không phải là xâm nghiêm như thế, bình thường phàm nhân lại có thể nào đối đạp lên lữ trình tu chân văn thiên cùng người tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng gần đây huyết linh đại lục huyết tộc người cùng huyền ta giới dị tộc nhân lần lượt xâm nhập trung thổ giới, tình hình liền khác nhau rất lớn. Nhị sư huynh đã bế quan bao lâu rồi? Văn tư viễn bận biểu tức đáp, đã bế quan ba tháng, tiêu phàm lại nhíu nhíu mày lại. Mặc dù nói, tu chân chi sĩ bế quan tu luyện mấy năm mười mấy năm đều là chuyện thường xảy ra, nhưng sung kích trong kim đan kỳ bình cảnh, bế quan vượt qua ba tháng, tình hình đã rất không lạc quan. Sung kích bình cảnh dù sao không phải phổ thông tu luyện, có thể bế quan mấy năm lâu. Sung kích bình cảnh thời thời khắc khắc đều gặp nguy hiểm. Người ở đây trông coi, ta vào xem, tiêu phàm lập tức nói, sư thúc, văn tư viễn giật này cả mình, chỉ sợ dạng này không ổn, sẽ kinh động sư phụ, Văn Thiên vốn là tu luyện gây ra rủi ro, chân nguyên pháp lực đi xóa kinh mạch, có chút cùng loại tẩu hỏa nhập ma, bây giờ đang bế quan xung kích bình cảnh quan trọng trước mắt, Tiêu Phàm bỗng nhiên đánh vỡ mật thất đại môn, chỉ sợ lập tức liền sẽ quấy nhiễu đến Văn Thiên, lần nữa xảy ra bất chắc khả năng cực cao. Không ngại sự tình, Tiêu Phàm cười cười, chấn định nói, thân thể nhoáng một cái, bốn phía không khí một trận gợn nước vặn vẹo, cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Văn Tư viễn miệng há lớn, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Hắn mặc dù cũng đã trở thành tu sĩ Kim Đan, nhưng dạng này không gian thần kỳ chi thuật, đừng bảo là lý giải, liền xem như nằm mơ đều không nghĩ tới. Tại cấp thấp tu sĩ trong mắt, Văn Thiên tại mật thất bên ngoài bày ra những cấm chế này tự nhiên cực kỳ thần bí, khó mà phá giải. Đối Tiêu Phàm lại sẽ không tạo thành bất kỳ trở ngại nào, huống chi hắn vốn chính là vô cực môn trưởng giáo chân nhân, Văn Thiên bày ra tất cả cấm chế, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Bóng người lóe lên, Tiêu Phàm tại trong mật thất hiện thân mà ra, mật thất vẫn như cũ là như thế quen thuộc mặt đất lấy tam sắc trứng ngỗng thạch phô thành hỗn độn đồ án văn thiên khoanh chân ngồi tại trong mật thất ương hai mắt nhắm nghiền vận khí điều tức mảy may cũng không có phát giác trong mật thất đã thêm một người văn thiên đạp lên lữ trình tu chân lúc đã là già nua chi niên dâu tóc bạc trắng bây giờ tiêu phàm nhìn lại lại chỉ thấy nhị sư huynh tóc sợi dâu thình lình có xanh tươi trở lại xu thế nguyên bản tuyết trắng tóc sợi dâu không ít biến thành màu xám trắng thậm chí còn kèm theo từng tia từng sợi đen nhánh tóc xanh. Chướng mắt đi, so mười mấy năm trước ngược lại trẻ mười mấy tuổi. Bất quá thời khắc này Văn Thiên, trên mặt cơ bắp không ngừng run rẩy, đỉnh đầu bạch khí mờ mịt, ngưng kết thành một đoàn, liền thân tử đều tại khẽ run, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn mà xuống, ướt đẫm quần áo, rất rõ ràng xung kích bình cảnh đã đến cần gấp nhất trước mắt. Mà trước mặt hắn thì trưng bày bốn cái bình ngọc màu trắng, sớm đã mở ra nắp bình, trong bình trở nên rỗng tuếch, hiển nhiên trong bình ngọc linh đan rượu dược, đều đã bị Văn Thiên nuốt tiến vào trong bụng. Dù là như thế, lần này xung kích bình cảnh cũng là giữ nhiều lành ít, cơ hội thành công cực kỳ xa vời. Tiêu phàm không nói hai lời, dưới chân khẽ động, mấy trượng khoảng cách thoáng một cái đã qua, nháy mắt liền tới Văn Thiên sau lưng, nhấc tay vừa nhấc, bàn tay chống đỡ tại Văn Thiên phía sau lưng tâm du trên huyệt, một cỗ thuần khiết vô so hạo nhiên chính khí, cuồn cuộn không tuyệt tràn vào đến Văn Thiên thể nội. Vốn là luyện công tẩu hỏa nhập ma Văn Thiên, thể nội chân nguyên pháp lực chính đang khắp nơi tán loạn toàn thân kinh mạch tựa như như thiêu như đốt đau đến toàn tâm mắt thấy xung kích bình cảnh liền muốn thất bại bỗng nhiên một cỗ quen thuộc đến cực điểm chân nguyên thẳng xuyên thấu vào mặc dù 10 điểm công chính bình thản lại tràn trề vô so hắn liền mảy may kháng cự chi lực đều không có kia cỗ chân nguyên liền cuồn cuộn mà trước nháy mắt liền đem hắn kinh mạch bên trong tán loạn chân nguyên pháp lực hòa làm một thể về đến chính đầu phía trên không đến một khắc đồng hồ quang cảnh hạo nhiên chính khí liền đi khắp văn thiên quanh thân kinh mạch huyệt vị, văn thiên đi xóa chân nguyên pháp lực tự nhiên mà vậy liền một lần nữa nạp về quỹ đạo, cuối cùng, tất cả chân nguyên pháp lực hướng trong đan điền trầm xuống, văn thiên chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, bình cảnh nháy mắt tiêu trừ, đã giữa bất chi bất giác, tiến dai đến trong kim đan kỳ. Trong lúc này, toàn thân kinh mạch thông suốt, tinh lực sung mãn, tâm tình vui vẻ vô so. Đa tạ tương trợ, sư đệ, người trở về rồi, chờ hắn mở mắt ra, nhìn thấy tiêu phàm thời điểm, dù coi như văn nghị thái ra trải qua sóng gió cũng có chút trợn tròn mắt sư huynh tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng lần này ngoài ý muốn về tới địa cầu lại còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy người thân nhất tiêu phàm trong lòng vui vẻ thực tế khó nói lên lời ha ha khó trách ta lúc trước bói toán biết được lần này bế quan có quý nhân tương trợ lại không nghĩ rằng vậy mà ứng tại sư đệ trên thân quả thật là quý nhân tương trợ a à, chố mắt chi dư Văn Thiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười cực kỳ vui vẻ. Ba tháng trước, hắn sở dĩ quyết định mạo hiểm bế quan xung kích bình cảnh, xem bói đạt được tốt nhất đại cát quẻ tượng, chủ quý nhân tương trợ, kỳ thật chính là nguyên nhân lớn nhất. Phan Thiên đã từng tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng, tưởng tượng qua không ít quý nhân, lại cũng không nghĩ ra, vị này quý nhân vậy mà là từ trên trời giáng xuống, mất thích mười mấy năm tiêu phàm. Cũng chỉ có thể là tiêu phàm, nếu như đổi một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, dù coi như thủ đoạn thần thông đều không tại tiêu phàm phía dưới, tu luyện không phải vô cực môn trấn giáo thần công, cũng rất khó thuận lợi như vậy giúp Văn Thiên vượt qua nan quan, lặng yên tiến dai, còn phải dùng nhiều phí chút sức lực. Tới tới tới, sư đệ, chúng ta cái này liền đi uống rượu, không say không nghỉ. Văn Thiên cực kỳ hưng phấn, đứng dậy, giữ chặt tiêu phàm tay, liền hướng mật thất chi đi ra ngoài. Nguyên bản hắn sư huynh đệ ở giữa, bởi vì tuổi tác chênh lệch quá lớn, tình huynh đệ so sánh nhạt phản ngược lại càng giống là trưởng bối cùng vãn bối ở giữa yêu mến. Bây giờ cử biệt trùng phùng, văn thiên tâm thần khuấy động, sư huynh đệ tình cảm ngược lại càng thêm thân cận rất nhiều. Mà lại tiêu phàm tại toa ma giới kinh lịch hơn 100 năm tuế nguyệt, văn thiên trên địa cầu lại chỉ qua mười mấy năm, mắt xuống đến cùng ai niên kỷ lớn hơn một chút, thật đúng là khó mà nói đâu. Cũng may sư huynh đệ tên phân sớm định, lại là không cần xoắn suýt dạng này việc nhỏ không đáng kể. Sau đó một đoạn thời gian, tiêu phàm bề bộn nhiều việc. Azelena Miranda vương phi cùng Mikhail bá tước cùng người mấy tên huyết tộc tộc nhân đều đem đến chỉ thủy xem ở lại tiêu phàm một lần nữa bố trí một cái che đậy pháp trận cái này che đậy pháp trận thoát thai từ hoa đào huyến trận là tiêu phàm cùng hắc lân nhiều năm dốc lòng nghiên cứu về sau sáng tạo ra huyễn trận uy lực cực kỳ cường đại toàn lực mở ra pháp trận lời nói đừng bảo là phổ thông nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản liền vào không được liền xem như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ muốn phá giải cái này huyễn trận kia cũng cần không ít thời gian. Tại huyến trận hạch tâm địa vực, cũng chính là chỉ thủy xem mật thất dưới đất, tiêu phàm trọn vẹn trôn xuống 8 tấm không gian phù. Một khi địch nhân thật phá giải huyến trận, tới gần mật thất dưới đất, cái này 8 tấm không gian phù lục liền theo thứ tự dẫn phát, mở ra một đầu hành trình ngắn không gian thông đạo, đủ để đem đợi tại trong mật thất người truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm. Đương nhiên, đối với chân chính đại cao thủ đến nói, ngàn dặm khoảng cách cũng không tính nhiều xa xôi, tốc độ bay toàn bộ triển khai, trong chốc lát liền có thể đuổi tới. Nhưng Tiêu Phàm lại không cho rằng, như thế đại cao thủ sẽ thật đến cùng Azelena cùng người làm khó. Trước mắt mà nói, Azelena là người liên can bên trong tu vi cao nhất, cũng chỉ là kim đan hậu kỳ mà thôi. Cần bao lớn động lực mới có thể để một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thân tự xuất thủ đi đối phó một đám kim đan kỳ tu sĩ. Trừ phi là giống Tiêu Phàm như thế, vừa vận đụng tới, lúc này mới tiện tay thu thập sạch sẽ nếu như trọng không sợ không có bắt lấy Miranda vương phi bọn người chuẩn bị huyết tế, tiêu phàm cũng sẽ không tùy tiện giết đến tận cửa đi. Bày trận nhàn hạ thời điểm, tiêu phàm tự thân vì mọi người truyền pháp. Mặc dù hắn cũng không từng tu luyện máu đạo công pháp, nhưng đối huyết tộc truyền thừa công pháp lại cũng không lạ lẫm. Tại toa ma giới hơn trăm năm, bị hắn diệt sát đi máu nói cao thủ, không phải số ít. Tỷ như quỷ ảnh tử sông thành, chính là kiêm tu quỷ đạo cùng máu đạo công pháp đại cao thủ, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tại sông thành chữ vật vòng tay bên trong, Tiêu Phàm tìm được hắn chủ tu công pháp, đem những công pháp này giao cho Azelena cùng huyết tộc người, tối thiểu nhất có thể tạo được tham khảo tác dụng. Nó núi chi thạch có thể công ngọc, huống chi có thể làm nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chủ tu công pháp, tự nhiên có 10 điểm chỗ đặc biệt. Tu chân giới có không ít thiên tư chắc tuyệt chi sĩ, bởi vì không chiếm được bên trên cùng công pháp truyền thừa, như vậy phí thời gian cả đời, ôm hận mà kết thúc. Có Tiêu Phàm tự mình chỉ điểm, Đoàn người tự nhiên từng cái cảm thấy hiểu ra, trong quá trình tu luyện gặp phải không ít nan đề, thường thường bởi vì tiêu phàm giam ba câu, liền giải khai mê hoặc, rộng mở trong sáng. Mặc dù hai ba tháng không đủ để để bọn hắn chân chính tiến dai, nhưng ở ngày sau trong quá trình tu luyện, lại có thể thiếu đi không ít đường quanh co. Đối với mỗi giờ mỗi khắc đều ở thăng cấp uy hiếp bên trong người tu chân mà nói. Đây là nhất nhưng quý giá cảnh ngộ, nếu như không phải loại này quan hệ đặc thù, chỉ là kim đan kỳ thậm chí là trúc cơ kỳ tu sĩ, lại kia có khả năng liên tiếp nhiều ngày, lắng nghe một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ truyền pháp. Một ngày này nhàn hạ nghỉ ngơi, tiêu phàm cùng Văn Thiên ngồi đối diện thưởng trà. Azelena bồi tiếp ngồi ở một bên, Văn Tư Viễn đứng hầu ở bên. Sư đệ, đối với sau này, người có cái gì an bài? Văn Thiên nâng chung trà lên, nhấp một miếng, hỏi, có quan hệ toa ma giới hết thảy. Tiêu phàm cũng cùng bọn hắn cho tới qua, đối với mình cảnh giới trước mắt, tiêu phàm cũng chưa giấu giếm. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, ta nhìn cùng đầu kia không gian thông đạo triệt để ổn định lại về sau, hay là trước tiên đem đoàn người đưa đến Kim Châu Thành đi lại nói. Đây cũng là Tiêu Phàm một mực cũng đang lo lắng sự tình, mặc dù nói trên địa cầu tài nguyên tu luyện chính tại khôi phục nhanh chóng. Nhưng cùng toa ma giới tương đối mà nói, hay là có tranh lệch rất lớn. Dù coi như địa mạch linh khí có thể theo kịp Nam Châu Đại Lục, cái khác tu chân tài nguyên lại nghiêm trọng khuyết thiếu, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể khôi phục lại được. Tỷ như các loại công pháp, các loại vật liệu, các loại đan dược, các loại pháp bảo cùng 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 các loại, trên địa cầu ngay cả cái phường thị đều không có. Tại Kim Châu Thành, Văn Thiên bọn người chẳng những có thể tầm mắt mở rộng, còn có thể rất thuận tiện thu hoạch được nó tài nguyên tu luyện của hắn, đối với nhanh chóng tăng lên cảnh giới của bọn hắn cùng sức chiến đấu, vô cùng có trợ giúp. Tiêu Phàm còn có một cái lâu dài hơn kế hoạch, chính là muốn đem Không Linh đảo Vạn Kiếm cốc chế tạo thành mình bí mật căn cứ huấn luyện. Toàn nghề tộc thánh linh nguyên địa cố nhiên là trên nhất tốt nơi tu luyện, nhưng tiêu phàm cũng không thể đem cửa bên trong các đệ tử đều đưa tiến vào người ta tiên tổ thánh địa đi, liền nguyên hạo không nói cái gì, tiêu phàm mình cũng không thể làm như vậy. Chỉ bất quá vạn kiếm cốc bên ngoài kia cuồng bạo không gian loạn lưu là cái vấn đề lớn. Tiêu phàm mình có càn khôn đỉnh tương trợ, ra vào không ngại, mỗi lần có lẽ còn có thể mang lên một hai người. Âu Dương Minh Nguyệt đã trở thành ngộ linh kỳ tu sĩ, có hắn lưu lại không gian phù lục cùng không gian lệnh bài tương trợ, Khải quan về sau, cũng có thể thuận lợi rời đi phong nhãn chi địa. Bất quá muốn lại trở về, độ khó liền rất lớn. Dạng này không phải giải quyết vấn đề căn bản chi đạo. Tiêu Phàm ngược lại là có nắm chắc giải quyết hết vạn kiếm cốc không gian loạn lưu, mở ra một đầu bí ẩn thông đạo, nhưng cần thời gian, còn cần giúp đỡ, nhất thời bán hội là khẳng định khó mà hoàn thành dạng này công trình vĩ đại. Cũng may cũng không vội tại nhất thời. Văn Thiên trầm giọng hỏi: "Sư đệ ý tứ là chúng ta né tránh đi?" Phan Thiên lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, hắn cho rằng đi thẳng một mạch như vậy chính là yếu thế, là đem địa cầu chủ điều khiển quyền chắp tay tặng cho người dị giới. Tiêu Phàm lắc đầu, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nói: "Sư huynh, Nam Châu đại lục tình huống, chỉ có so với chúng ta tưởng tượng càng hỏng bét. Thất Dạ giới toàn lực tiến công, hiện giai đoạn, Nam Châu đại lục lại là năm bè bảy mảng, ốc còn không mang nổi mình ốc." Trông cậy vào từ Nam Châu đại lục điều đại quân đến bên này viện thủ, cơ bản thực tế không lớn. Văn tư viễn trầm ngâm nói, thế nhưng là, sư thúc, nếu như chúng ta đem bên này chắp tay nhường cho, một khi trung thổ giới bị huyền ta giới người hoàn toàn trưởng khống, chẳng lẽ liền không sợ Nam Châu Đại Lục lọt vào tiền hậu giáp kích ha? Căn cứ tiêu phàm miêu tả, mấy vạn năm trước trận kia giao diện đại chiến, chính là toa ma giới một mình đối kháng thất dạ giới, huyền ta giới, cao cổ giới cùng mấy cái tới gần giao diện. Bây giờ chiến hỏa khởi động lại, chẳng lẽ lại muốn lịch sử tái diễn? lần trước giao diện đại chiến là có vô cực thiên tôn ngăn cơn sóng giữ lấy lực lượng một người cưỡng ép cải biến giao diện chi chiến kết cục cứu tỷ tỷ dân tại trong nước lửa lần này lại lại không có vô cực thiên tôn thậm chí ngay cả vô cực môn đều đã triệt để xuống dốc nếu như lần nữa đứng trước mấy cái giao diện vây công lại nhưng như thế nào tự cứu tiêu phàm khẽ vuốt cằm nói nghĩ xa lo lắng cũng rất có đạo lý nhưng bằng lực lượng của chúng ta rất rõ ràng không đủ để ngăn cản huyền ta giới đại quân xâm lấn ta là lo lắng, nếu như làm vô vị chống cự, ngược lại sẽ kích thích người dị giới thích sát khí, đến lúc đó sẽ tai họa đến vô tội. Văn Thiên cùng Văn Tư Viễn cũng nhíu mày, tiêu phàm nói, kỳ thật cũng là bọn hắn lo âu trong lòng. Không thương tổn tới phàm nhân, vẻn vẹn chỉ là huyết linh đại lục cùng huyền ta giới người tu chân ở giữa ước định, cũng không phải pháp luật, cũng không có cái gì cưỡng chế lực ước thúc. Loại này hoàn toàn dựa vào cường giả tự hạn chế cục diện là nguy hiểm nhất, người vô tội sinh mệnh an nguy, đều đều quyết định bởi tại cường giả một ý niệm. Giết cùng không giết, quyền quyết định tại trong tay người khác. Một mực yên tĩnh dự thính Azelena bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nếu như chúng ta thanh không gian thông đạo hủy đi, chẳng phải là liền có thể ngăn cản người dị giới giết tới rồi sao? Văn Thiên cùng Văn Tư Viễn đều đều hai mắt tỏa sáng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hủy đi cỡ nhỏ không gian thông đạo, cũng không khó, nhưng loại kia kết nối hai cái giao diện cự hình không gian thông đạo, lại không phải tùy tiện có thể hủy đi. Thông đạo bản thân không gian chi lực đặc biệt to lớn, bảo vật bình thường, căn bản là đối nó bất lực. Mà lại cũng vô pháp dự đoán, cưỡng ép hủy đi không gian thông đạo, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Ba người liền đều không lên tiếng, có quan hệ không gian chi thuật, bọn hắn tại tiêu phàm trước mặt nhưng không có quyền phát ngôn gì. Duy nhất biện pháp khả thi là phong bế không gian thông đạo lối vào, chỉ bất quá kia cũng cần kiến tạo một cái siêu cấp phong bế pháp trận tuyệt không phải lực lượng một người có thể làm được, cũng không phải thời gian sớm chiều. Tiêu phàm song nghi nhau càng chặt hơn, trên thực tế, hắn vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này. Giao diện đại chiến, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, nhiều năm như vậy tháng dài đánh xuống, cũng đã là một trường hảo kiếp. Tìm kiếm đại giới thấp nhất biện pháp kết thúc đại chiến, mới là vương đạo. Azelena thấp giọng nói, nếu như, ta nói là nếu như, cuối cùng chúng ta chiến bại, đó có phải hay không không còn có nơi sống yên ổn. Tiêu Phàm cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ mở u bàn tay của nàng, nói: "Không cần lo lắng, coi như thật đánh bại, chúng ta cũng có địa phương đi. Không Linh đảo Vạn Kiếm Cốc, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt tị nạn chỗ. Chỉ cần không đụng tới so hắn không gian tạo nghệ cao hơn địch nhân, Vạn Kiếm Cốc phong mắt chi địa chính là an toàn. Đương nhiên, nếu quả thật đụng phải cao nhân như vậy, cũng coi là mệnh chung chú định." Bất quá Tiêu Phàm tin tưởng vững chắc, dù coi như là đồng thời đối mặt mấy cái giao diện tiến công, Nam Châu Đại Lục cũng nhất định có thể kiên trì. Mấy vạn năm trước giao diện đại chiến, chưa thể để Nam Châu Đại Lục diệt tộc, hôm nay cũng giống như vậy. Trong cõi U Minh tự có thiên ý, ngày mai ta liền lên đường đi mặc tư bảo một chuyến, trước điều tra một chút nơi đó không gian thông đạo tình hình lại nói. Nếu như huyết linh đại lục có thể đem đại quy mô quân đội đưa tới, có lẽ liền có thể ngăn cản huyền ta giới người. Cứ như vậy, Nam Châu đại lục liền không đến mức hai mặt thụ địch. Tiêu phàm nâng chung trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói. Azelena lắc đầu, nói chỉ sợ không thể đối bọn hắn gửi hy vọng quá lớn, bọn hắn đều tự tư cực kỳ. Nàng đã cùng huyết linh đại lục đồng bào đã từng quen biết, tình hình không thể lạc quan. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, kiên quyết nói, nếu như bọn hắn thật không để ý đại cục, vậy chúng ta cũng không ngại hỏa thủy đông dẫn, để huyền ta giới cùng bọn hắn trước đánh dậy lại nói. Phan Thiên cười nói, như thế cái biện pháp tốt. Binh lâm thành hạ, không đoàn kết cũng không được. Phan Tư Viễn nói, sư thúc chúng ta có thể hay không hướng Nam Châu Đại Lục chính đạo tông môn cầu viện. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, ta là có quyết định này, chỉ lo lắng, Nam Châu Đại Lục chính mình vấn đề đều không có giải quyết, những cái kia chính đạo tông môn sẽ không rút ra quá nhiều nhân thủ đến. Có tổng so không có tốt, cũng không cần lo lắng quá mức, xe đến trước núi át có đường. Văn Thiên ngược lại là rất rộng rãi, cao giọng nói. Sư Huynh nói đúng, nhưng làm hết mình, mỗi người dựa vào thiên mệnh mặc tư bảo trấn phương viên trăm dặm đã triệt để trở thành phàm nhân vòng cấm huyết tộc người đem nơi này biến thành một cái chiến đấu thành lũy các loại trận pháp cấm chế trồng chất che kín toàn bộ mặt đất cùng bầu trời huyết tộc đội tuần tra cơ hồ là không gián đoạn tại vòng cấm trên không tiến hành vừa đi vừa về tuần tra cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ trông có thể chui cực cao trên trời cao tiêu phàm tĩnh tĩnh huyền phù xem bên người lạnh lẽo cương phong như không đáy mắt lục mang lấp lánh tử quan sát kỹ mặt đất bên trên hết thảy trên địa cầu huyết tộc người ở vào thủ thế cùng kim bằng người tranh đấu mấy trận mấy chỗ địa bàn đều vứt bỏ duy chỉ có mặc tư bảo nơi này là nhất định phải chết thủ nơi này là không gian thông đạo lối ra nếu như vứt bỏ nơi này chẳng khác nào vứt bỏ hết thảy quan sát thật lâu tiêu phàm chưa từng phát giác được đặc biệt khí thức cường đại nhẹ nhàng điểm một cái đầu dưới chân độn quang cùng một chỗ hướng phía dưới kích bắn đi đối tiêu phàm đến nói huyết tộc người bày ra những cấm chế này cơ bản thùng rỗng kêu to bất quá tiêu phàm vẫn là không có ỷ lại cường ngạnh sông, mà là hóa thân tiến vào. Lấy tiêu phàm học được từ thiên diệu cung thuật dịch dung chi tinh diệu, muốn giả dạng thành một tên huyết tộc người không bị phát giác, thực tế không phải chuyện quá khó khăn. Nhiều năm trước, tiêu phàm tại Mạc tư bảo ở lại quá nhiều ngày, đối với nơi này hết thảy đều rất quen thuộc. Bất quá huyết linh đại lục huyết tộc người tới về sau, đối với chỗ này tiến hành cải biến cùng xây dựng thêm, tiêu phàm dễ như trở bàn tay chế trụ một tên trong kim đan kỳ huyết tộc tu sĩ, từ trong miệng hắn thu hoạch được vật mình muốn. Sau nửa canh giờ, tiêu phàm xuất hiện tại mặc tư bảo sâu dưới lòng đất, đã từng huyết hải. Huyết hải đã khô cạn, biến thành một chỗ hám sâu bồn địa, một cỗ không gian ba động, từ bồn dưới đáy dâng trào mà lên, tiêu phàm đứng tại bồn địa bên cạnh thành bảo phía trên, cúi đầu nhìn chăm chú bồn dưới đáy. Nơi đó, chính là không gian thông đạo lối ra, cái cửa ra này quy mô không lớn, đường kính chỉ có hơn 10 trượng. Riêng lấy cửa ra lớn tiểu mà nói, cái này chỉ có thể coi là một đầu cỡ trung tiểu không gian thông đạo, tựa hồ cùng vượt giới không gian thông đạo kéo không lên bao lớn liên quan. Xuyên thấu qua cái thông đạo này, một lần cũng truyền tống không được quá nhiều người. Bất quá tại tiêu phàm trong mắt, tình hình nhưng lại khác biệt. Hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được, lối ra phía dưới, nhưng thật ra là một đầu cự hình không gian thông đạo, cùng Trung Á trên khu vực không đầu kia nối thẳng nhạc Tây địa khu thông đạo cơ hồ tương đương. Chỉ là cửa thông đạo không có hoàn toàn mở ra, đại bộ phận phân đà tại phong bế trạng thái, mới có thể bị tưởng lầm là một đầu cỡ trung tiểu không gian thông đạo. Nơi này đã là mặc tư bảo căn bản trọng địa, cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều có đội tuần tra đang không ngừng tuần sát, những này đội tuần tra viên cấp bậc còn không tính quá thấp. Mỗi một chi đội tuần tra đều từ một tên trong kim đan kỳ huyết tộc người lính đội, chỉ ít còn có 2 đến ba tên kim đan sơ kỳ tu sĩ sung làm phụ tá, còn lại cũng đều có chút cơ hậu kỳ tu vi. Tiêu phàm thân phận bây giờ, chính là một tên tại tòa thành bên trên đứng gác trúc cơ kỳ đệ tử cấp thấp, như thế trơ mắt nhìn chằm chằm bồn địa nhìn cái không ngớt. Chính là chức trách của hắn chỗ, căn bản liền sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Bất quá, mọi thứ đều có ngoài ý muốn, ngay tại tiêu phàm do dự, có phải là cần muốn đi vào không gian thông đạo. Đi huyết linh đại lục nhìn một chút thời điểm, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên chấn vang lên. Đúng thế, chính là điện thoại, cái này là để cho tiện tiêu thiên liên hệ hắn. Đã trên địa cầu, Hắn đương nhiên phải tùy thời cùng Tiêu Thiên giữ liên lạc, vạn nhất Tiêu Thiên có chuyện gì cần hắn hỗ trợ, tùy thời đều có thể tìm được hắn. Đương nhiên, Phan Thiên, Azelena bọn người cũng giống vậy có thể thông qua điện thoại tìm tới hắn. Tu chân Văn Minh cùng Văn Minh khoa học kỹ thuật cũng không phải là xung khắc như nước với lửa. Uy, Tiêu Phàm lấy điện thoại cầm tay ra, ấn xuống nút trả lời. Ca, ngươi ở đâu? Điện thoại bên kia truyền đến Tiêu Thiên trầm tĩnh thanh âm. Ngày xưa cái kia bay dương nhảy thoát Tiêu Nhị ca, sớm đã biến thành trầm ổn khí quyền tiêu tổng thống. Ta tại châu Âu, mặc tư bảo, huyết tộc người địa bàn. Tiêu phàm lời ít mà ý nhiều đáp, ca, tại tuyết vực cao nguyên phát hiện một chút vật kỳ quái, các chuyên gia cũng không biết là cái gì, khả năng cùng tu tiên giả tương quan, người nếu là có thời gian, tranh thủ thời gian tới xem một chút đi. Tiêu thiên cũng không quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát liền cắt vào chính đề. Tốt, ta lập tức đi tới. Tiêu phàm lập tức cúp điện thoại, sau đó bốn phía quét qua. Cứ như vậy trong chốc lát, bên cạnh hắn đã vây một vòng huyết tộc vệ sĩ, trọn vẹn ba chi đội tuần tra hai mươi mấy người đem hắn vây quanh tại chính giữa, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, một mực tiếp cận hắn, tựa hồ sợ hắn trượt, tính cảnh giác hay là rất cao. Ngươi là người phương nào? Vì sao giả trang chúng ta huyết tộc vệ sĩ hỗn tiến đến? Đi đầu một tên trong kim đan kỳ tuần tra đội trưởng, lạnh lùng quát hỏi, trong tay pháp bảo đã dơ lên thật cao, tựa hồ một lời không hợp liền muốn xuất thủ. Mặc dù tiêu phàm bên ngoài đồng hồ nhìn qua cùng bọn hắn huyết tộc người không khác nhau chút nào, trên thân cũng lộ ra thuần chính huyết tộc nhân khí hơi thở, đơn chỉ bằng cái này tay cầm điện thoại, tuần tra đội trưởng liền có thể xác định, tiêu phàm là cái tây bối hàng, chỉ là bên ngoài để phòng xâm nghiêm như vậy, cấm chế nghiêm mật như vậy, thật không biết hắn đến cùng là thế nào hỗn tiến đến. Tiêu phàm nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, nói, ta chỉ là tiến vào đến xem mà thôi, cũng vô ác ý, các người tránh hết ra đi. Kia tuần tra đội trưởng giận dữ, quát, Người cái này gian tế, khẩu khí thật lớn, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói, tránh khỏi ra thịt chịu khổ. Tiêu phàm khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, cười lắc đầu, thân thể nhoáng một cái, một trận gợn nước ba động vặn vẹo qua đi, liền từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chạy, trốn chỗ nào, một đám đội tuần tra viên lập tức giật nảy cả mình, tiếng hò hét nhao nhao vang lên, liên tục không ngừng bốn phía tìm kiếm, lại nơi nào tìm được. Xuy một tiếng vang nhỏ, tiêu phàm thân ảnh tại phía sau bọn họ hơn 10 trượng chỗ hiển lộ mà ra, không chậm không nhanh, cất bước đi ra ngoài. Dừng lại, không cho phép đi, trong lúc nhất thời, tiếng hò hét liên tiếp, hai mươi mấy tên đội tuần tra viên cùng thi triển thần thông, kiệt lực đuổi theo mà tới. Kỳ quái một màn phát sinh, vô luận bọn hắn làm sao cực độ phi đột, tiêu phàm luôn luôn tại trước người bọn họ hơn 10 trượng chỗ, tay áo bồng bềnh, phảng phất đi bộ nhàn nhã, tiêu sái mà đi. Khoảng cách này nhưng Thủy Trung đều khó mà rút ngắn nửa bước đuổi theo đuổi theo, đội tuần tra viên tốc độ trong bất chi bất giác chậm lại, cơ hồ là vô ý thức cùng tiêu phàm kéo dài khoảng cách. Mặc dù giờ phút này cảm ứng được, tiêu phàm vẫn như cũ chỉ có chút cơ kỳ đệ tử khí thức, nhưng mỗi cái đuổi theo người trong lòng đều bồn chồn Không hề nghi ngờ, người này tuyệt không phải chân chính chút cơ kỳ đệ tử cấp thấp. Đuổi đến quá gần, nhưng không thế nào sáng suốt, đạo hữu tốt tuấn xúc địa đại pháp, tại ta huyết tộc cấm địa tới lui tự nhiên, là lấn ta huyết tộc không người A. Hừ lạnh một tiếng vang lên, hơn 10 trượng bên ngoài bóng đen chấp động, hai tên huyết bảo nhân hiện thân mà ra. Hai người này ước chừng trên dưới 30 tuổi, sắc mặt tái nhợt. dáng người thon gầy, thân mặc áo bào đỏ, ánh mắt lạnh lùng lạnh, thẳng bắn tới, nhìn thấy người toàn thân lông mau dựng đứng. Từ trên thân linh áp ba động đến xem, đều đều có lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi, tiếp cận nguyên anh sơ kỳ đại thành cảnh giới. Mà lại hai người thân cao tướng mạo, thậm chí trên mặt thần sắc đều giống nhau như đúc, có thể thấy được là huynh đệ sinh đôi bình thường đến nói tu chân giới huynh đệ sinh đôi hoặc là tỉ muội đều tu luyện có một loại nào đó liên thủ thần thông cùng phổ thông cùng giai tu sĩ tương đối mà nói muốn khó đối phó phải nhiều từ hai người này tràn đầy tự tin thần sắc đến xem bọn hắn hiển nhiên cũng tu luyện dạng này liên thủ thần thông bất quá tại cái này tràn đầy tự tin bên ngoài đồng hồ phía dưới hai người kỳ thật đều âm thầm kinh hãi thần niệm chi lực quét ra lại bị nhẹ nhàng bắn ra hoàn toàn không cách nào điều tra đến tiêu phàm tu vi thật sự sâu cạn trên lý luận đến nói chỉ có thần niệm chi lực cường đại hơn bọn hắn được nhiều mới có thể làm đến điểm này đương nhiên bọn hắn tình nguyện tin tưởng tiêu phàm là tu luyện một loại nào đó ngăn cản người khác thần niệm theo dõi đặc biệt thần thông hoặc là tùy thân mang theo có cùng loại bảo vật tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng hai tay ôm quyền chắp tay nói hay là câu nói mới vừa rồi kia tại hạ chỉ là đến xem cái này không gian thông đạo tình hình cũng vô ác ý hai vị đạo hữu không cần phải lo lắng bên trái huyết bào nhân tựa hồ tính nét tương đối vội vàng sao động cười lạnh một tiếng nói đạo hữu lời này là đem chúng ta xem như ba tuổi tiểu hải a vô duyên vô cớ người đến nhìn cái gì không gian thông đạo tình hình hôm nay nếu là không nói rõ ràng nhưng liền đừng trách chúng ta không khách khí cái này hay là bởi vì hắn đối tiêu phàm sinh ra lòng kiên kỵ không phải lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy đã sớm đánh ngoại nhân tự tiện xông vào huyết tộc căn bản cấm địa nếu để cho nó rời khỏi, còn đến mức nào? Tiêu phàm lại là cười nhạt một tiếng, nhẹ nói. Thật sao, hai vị đạo hữu ngược lại là rất tự tin. Đã như vậy, hai vị không ngại xuất thủ, tại hạ lại cũng muốn kiến thức một chút huyết tộc tu sĩ cấp cao thủ đoạn thần thông. Lời này cũng không phải trêu chọc, tiêu phàm thật có quan sát chi ý. Azelena cùng tộc nhân của nàng, vẫn luôn sinh sống trên địa cầu bên trên, không thể thay đồng hồ chân chính huyết tộc người. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hai tên huyết bào nhân liếc nhau, riêng phần mình cổ tay khẽ đảo, một cái bình bát trạng bảo vật nổi lên, đồng thời hướng không chung ném đi, lập tức mùi máu tanh xông vào mũi, hai cỗ sóng máu từ bình bát bên trong đổ xuống mà ra, hóa thành đầy trời mưa máu, hướng tiêu phàm bao phủ xuống. Trong huyết vũ ẩn chứa máu nói chi lực, quả nhiên không phải bình thường. Bất quá đối với tiêu phàm đến nói, loại trình độ này công kích tự nhiên éo để vào mắt, toàn thân trên dưới thả ra nhạt hào quang màu xanh lam, tinh viêm chi lực phồng lên mà ra, đầy trời huyết phú vãi xuống đến chỉ cần hơi dính đến cái này vòng nhạt hào quang màu xanh lam liền hóa thành khói xanh tan biến tại vô tung hai tên huyết bào nhân giận dữ lập tức lại chuyển đổi một loại mới thần thông nhưng mặc kệ bọn hắn cỡ nào thủ đoạn đổi mới hoa văn trồng chất tiêu phàm chỉ là thả ra tinh viêm chi lực liền đều che đậy bên ngoài xa xa vây xem một đám đệ tử cấp thấp từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm hai tên huyết bào nhân càng đánh càng là kinh hãi đối mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ sợ hãi xem ra hai vị đạo hữu đã hết sức cáo từ tiêu phàm cười nhạt một tiếng trong chấp nhoáng thu tinh viêm chi lực thân thể nhoáng một cái liền ở tại chỗ biến mất gợn nước vặn vẹo lướt qua tại phía sau hai người ngoài mấy trượng hiện thân mà ra dưới chân mây trôi liền muốn ly khai dừng lại hai người không hẹn mà cùng gọi một tiếng trên thực tế gọi một tiếng này không có chút ý nghĩa nào chỉ là biểu thị mình không có cam lòng mà thôi hai vị đạo hữu có chút không biết nặng nhẹ, tiêu phàm sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, lạnh nhạt nói, bỗng nhiên lắc một cái ống tay áo, xa xa một trường đánh ra. Một trường này nhìn như nhẹ nhàng, lại bỗng nhiên cuồng phong gào thét, trong tiếng thét gào, một cỗ to lớn cự lực cuốn tới. Còn tại trường hứa chi ngoại, hai người liền cảm thấy hô hấp không thông suốt, cơ hồ ngay cả khí đều không kịp thở. Đây là hai người ngưng kết nguyên anh về sau, chưa bao giờ từng gặp phải tình hình. Cái này giật mình coi là thật không thể coi thường, hai người không kịp ngẫm nghĩ nữa dưới chân vừa dùng lực như là mũi tên phân biệt hướng về hai bên phải trái kích xạ mà đi trong khoảnh khắc liền thối lui đến mấy trượng bên ngoài chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn đá vụn văng khắp nơi bụi đất bay dương đợi đến bụi mù tan hết chỉ thấy trước mặt mọi người đã nhiều một cái hố sâu to lớn đủ vài trượng rộng sâu đạt trượng dư nhất là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối chính là hố sâu bốn phía chỉnh chỉnh tề tề như là dùng cự nhận cắt ra đến tiện tay một kích chi lực Quả là tại tư, lại nhìn về phía trước, nơi nào còn có tiêu phàm bóng dáng. Hai tên huyết bào nhân lần nữa đối mặt, đều đều sắc mặt tái nhợt, nửa ngày nói không ra lời. Tiêu phàm nếu thật muốn giết bọn hắn, chỉ một kích liền có thể lấy hai tính mạng người. Mặc dù đối tu tiên giả năng lực có hiểu biết, tiêu thiên còn là bị kinh sợ. Tiêu phàm thực tế tới quá nhanh, khi hắn ở trong điện thoại nghe tới tiêu phàm nói thân ở châu Âu, liền để thư ký thông chi ngành tương quan, xế chiều ngày mai 3 điểm đúng giờ họp. Ai ngờ hắn cúp điện thoại không bao lâu, tiêu phàm trực tiếp thẳng xuất hiện tại đại nội, đi tới hắn biệt thự bên trong. Tiêu phàm là lái xe tiến đến, đại nội cảnh vệ chỗ cho hắn giấy thông hành đặc biệt, có thể vì thời ra vào đại nội, không cần tiếp nhận bất luận cái gì kiểm tra. Đây là đẳng cấp cao nhất giấy thông hành, cho tới nay, đạt được loại đãi ngộ này người không cao hơn 100 cái. Sở dĩ dạng này tốn công tốn sức, là tiêu phàm không nghĩ để quá nhiều người biết hắn là tu tiên giả. Để mọi người đều biết, tiêu thiên tổng thống có một vị tu tiên giả ca ca, chưa hẳn thấy là chuyện tốt. Một khi bị huyền ta giới người cùng huyết tộc người biết được, chỉ sợ sẽ cho tiêu thiên mang đến phiền toái không cần thiết. Bất quá cho dù có chút trì hoán, cũng đã đầy đủ tiêu thiên giật này cả mình. Coi như tiêu phàm một chàng đoạn điện thoại của hắn, liền lập tức leo lên chuyên cơ hướng bên này đuổi, cũng không thể đến mức như thế mau lẹ. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tốc độ bay nhanh chóng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được huống chi tiêu phàm tinh thông phong độn thuật, tại đồng bậc tu sĩ bên trong cũng coi như phải siêu quần bạt tùy. Chỉ sợ so sánh với bình thường ngộ linh kỳ lão tổ, cũng không kém bao nhiêu. Tình huống như thế nào, tiêu phàm không có hàn huyên khách sáo, trực tiếp hỏi. Vì không làm cho xung quanh người ngạc nhiên, tiêu chân nhân sử dụng thuật dịch dung, rất khéo léo đem mình dung nhan giả đi 20 tuổi, nhìn qua cùng tiêu thiên bằng tuổi nhau. Kể từ đó, liền sẽ không còn có người kỳ quái, vì cái gì tiêu tổng thống ca ca so hắn tuổi trẻ nhiều như vậy. Về phần đêm hôm đó gặp qua tiêu chân nhân một mặt mấy tên thiếp thân vệ sĩ, lâu như vậy quá khứ, lại nơi nào còn có thể có như vậy rõ ràng ký ức. Chỉ sợ trong lòng bọn họ, tiêu tổng thống ca ca chính là dưới mắt cái bộ dáng này. Cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, là như thế này, ta đã nói với ngươi, trước đó không lâu tại tuyết vực cao nguyên phụ cận phát hiện một đầu cỡ lớn linh mạch, huyền ta giới người thông chi chúng ta, muốn trong 3 tháng khai thác linh thạch, lại yêu cầu chúng ta trong 3 tháng đem linh mạch khu vực trung tâm tất cả phàm tục người cùng rời đi Không muốn ảnh hưởng tu tiên giả tu luyện Cho nên hơn 2 tháng này chúng ta nắm chặt thời gian tiến hành di chuyển Đối với một chút văn vật di tích cổ cũng phải tận lực rời đi Kết quả các chuyên gia tại cao nguyên phía đông một chỗ trên đỉnh núi tuyết Phát hiện một cái ẩn tàng nhiều năm miếu cổ Ở bên trong đụng phải một chút chuyện rất kỳ quái Tiêu thiên một bên tự mình cho Kaka pha trà Một bên giới thiệu tình huống Cụ thể một điểm vẫn là để bọn hắn nói cho người đi bọn hắn đi qua hiện trường tiêu thiên gật gật đầu lập tức đối bên người thư ký nói thông chi mọi người tới họp lập tức vâng tổng thống thư ký kính cần đáp lập tức đi đến bên bàn làm việc gọi điện thoại đi nắm lấy tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt nguyên tắc chuyên gia đoàn đội trực tiếp đối tổng thống văn phòng phụ trách hiệu suất cực cao không đến một giờ vừa mới tán đi không bao lâu chuyên gia khảo cổ nhóm liền một lần nữa tại tổng thống văn phòng bên cạnh trong phòng hội nghị nhỏ tụ tập Tiêu Thiên tự mình cùng đi tiêu phàm, đi tới phòng họp, trừ chuyên gia khảo cổ, tham gia hội nghị còn có mấy vị quân đội tướng lãnh cao cấp. Dạng này lớn di chuyển hành động, trong vòng 3 tháng phải hoàn thành, không sử dụng quân đội là không thể nào đạt thành mục tiêu. Để bảo đảm tuyệt đại đa số di chuyển khu công dân thân người an toàn, có đôi khi không thể không khai thác cưỡng chế biện pháp. Đối mặt tu tiên giả cường ngạnh yêu cầu, dạng này di chuyển hành động. Quyết không cho phép có hộ không chịu di rời xuất hiện. Để tiêu phàm cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn vậy mà tại khảo cổ đoàn trong đội phát hiện một tên tu tiên giả. Đây là một chừng 40 tuổi chuyên gia, từ hắn số ghế có thể nhìn ra được, hắn là khảo cổ đoàn đội người phụ trách. Tiêu phàm từ trên người hắn cảm ứng được cực kỳ yếu ớt linh lực ba động, hẳn là có luyện khí kỳ nhập môn đệ tử tiêu chuẩn. Bất quá tiêu phàm lấy thần niệm chi lực từng điều tra này người về sau, lập tức thoải mái. Người này hẳn là một tên cổ võ cao thủ, cổ võ cao thủ tu tập đến cảnh giới cực cao, thường thường có thể tự động đột phá, bước vào đê giai người tu chân hàng ngũ, tương đương với luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp trình độ. Nhưng cũng chỉ thế thôi, nếu như không có chân chính người tu chân chỉ điểm, cả đời đều muốn dừng bước tại thành tựu như vậy, không thể tiến thêm một bước. Tại phàm nhân quần thể bên trong, cái này liền vô cùng ghê gớm, chẳng những mang ý nghĩa cường hãn sức chiến đấu, vô cùng thân thể khỏe mạnh, còn mang ý nghĩa xa so người bình thường càng dài thọ nguyên. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, 100 năm tuổi thọ là tuyệt không thành vấn đề. Đối với tổng thống tự mình cùng đi tiến đến vị tiên sinh này, mọi người cũng rất tò mò. Đương nhiên, tại dạng này trường hợp, ai cũng sẽ không đem cái này hiếu kỳ biểu lộ ra, thậm chí ngay cả ánh mắt đều che giấu rất khá, nếu không liền thất lễ. Chư vị, đây là Tiêu tiên sinh, cũng là chuyên gia khảo cổ, đối tu tiên giả lịch sử cùng tập tính đều rất có nghiên cứu không có bất kỳ cái gì hàn huyên khách sáo, Tiêu Thiên đi thẳng vào vấn đề giới thiệu Tiêu Phàm thân phận. Đối đây, một đám các chuyên gia tự nhiên là hào không tán đồng. Bây giờ ngồi tại cái này trong phòng họp, đã là cả quốc gia ưu tú nhất chuyên gia khảo cổ cùng lịch sử chuyên gia, lại chưa từng nghe nói qua cái gì Tiêu Tiên Sinh, về phần Tiêu Tổng thống giới thiệu nói hắn là chuyên gia khảo cổ, vậy đơn giản chính là nói nhảm. Nào có bọn hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua chuyên gia khảo cổ. Xin hỏi Tiêu Tiên Sinh trước kia ở đâu cái cơ cấu làm việc? tên kia tu luyện có cổ võ thuật chuyên gia khảo cổ rất không khách khí hỏi. Cho dù là ngay trước Tổng thống trước mặt, cũng muốn chất vấn. Chuyên gia cùng chính khách khác nhau còn là rất lớn. Tiêu phàm nhìn hắn một chút, mỉm cười nói. Gốm tiến sĩ, vấn đề này không phải trọng điểm. Xin mọi người cắt vào chính để đi, đến cùng tại núi tuyết chỗ sâu phát hiện cái gì. Lấy tiêu phàm thần niệm chi lực cường đại, những này người bình thường suy nghĩ trong lòng, cơ hồ rõ như lòng bàn tay, nơi này tất cả mọi người đối với hắn đều cơ hồ không có bí mật gì để nói thuận miệng kêu lên chuyên gia dòng họ chỉ là bình thường thôi gốm tiến sĩ còn muốn mở miệng tiêu thiên ánh mắt đã rất nghiêm nghị quét tới trầm giọng nói gốm tiến sĩ chúng ta không có quá nhiều thời gian đến cãi lộn mời cắt vào chính đề gốm tiến sĩ giật mình kìm lòng không đặng nhẹ gật đầu tổng thống nói rất có đạo lý vị này tiêu tiên sinh rốt cuộc là ai hào không trọng yếu Trọng yếu chính là cách kim bằng người quy định 3 tháng kỳ hạn chỉ có không đến nửa tháng, phải nắm chắc thời gian, không phải sẽ rất khó đem bên trong tòa miếu cổ kia hết thảy bình yên rút đi. Phòng họp ánh đèn tối xuống, chuyên gia bắt đầu truyền bá thả bọn họ tại trong cổ miếu khảo sát toàn bộ hành trình thu hình lại. Trên tuyết sơn miếu cổ, Tiêu Phàm cũng không xa lạ gì, hắn từng đại tuyết sơn chỗ sâu gặp qua thượng sư nhóm khổ tu miếu thờ, kia thật là tuyết lớn ngập núi, ngăn cách với đời. Chỉ có chân chính có trí tại cầu chứng đại đạo cao tăng mới có thể buông xuống trong thế tục hết thảy, ẩn thân ở như thế thế ngoại chi địa yên tĩnh khổ tu. Chuyên gia giới thiệu nói, tòa miếu cổ này đã tiếp cận hoang vu, chỉ có hai tên tuổi già thượng sư tại trong miếu khổ tu. Hàng năm khai băng ngắn ngủi mùa bên trong, ngoài trăm giảm tín đồ sẽ trèo non lội suối, vì miếu bên trong thượng sư đưa đi cần thiết sinh hoạt vật tư, đồng thời tại miếu bên trong đốt hương cầu nguyện, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hỏa, sinh hoạt thuận lợi. Cùng loại miếu cổ, tại tuyết vực cao nguyên cũng không phải là cá biệt tồn tại nhưng mà tòa miếu cổ này xây thành niên đại chi cửu viễn, đại đại vượt qua dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Căn cứ miếu bên trong một chút điển tịch ghi chép cùng đối công trình kiến trúc khoa học xác định, các chuyên gia phát hiện, tòa miếu cổ này lịch sử cực kỳ lâu đời, vậy mà tại mấy vạn năm trước liền xây xong rồi. Mấy chục ngàn năm, đến cùng là 20 ngàn năm vẫn là 30 ngàn năm, hoặc là 40 ngàn năm, tiêu phàm đánh gãy chuyên gia giới thiệu, nhìn chầm chầm hỏi. Mặc kệ là 40 ngàn năm, 30 ngàn năm hay là 20 ngàn năm, đều đã vượt xa cao nguyên Phật giáo truyền thừa niên hạn. Dù là căn cứ truyền thuyết lâu đời nhất, cao nguyên Phật giáo sớm nhất khởi nguyên cũng chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến hơn một vạn năm trước. Phụ trách giới thiệu chuyên gia liền nhìn về phía gốm tiên sĩ, nuốt ngụm nước miếng, không biết nên trả lời như thế nào tiêu phạm vấn đề này. Gốm tiến sĩ cười khổ một tiếng, nói, căn cứ than chất đồng vị chắc định, tòa miếu cổ này thời gian kiến tạo, ít nhất tại 30.000 năm trước đó, có lẽ còn muốn càng thêm cổ lão mặc dù than chất đồng vị xác định là rất khoa học, xác định phương pháp bình thường đến nói không sẽ sai lầm, nhưng một cái xây dựng vào 3 vạn năm trước Phật giáo miếu cổ còn là hoàn toàn vượt qua chư vị đang ngồi chuyên gia thưởng thức, bởi vì có văn tự ghi lại nhân loại văn minh cho tới nay cũng chính là mấy ngàn năm mà thôi. Phật giáo khởi nguyên thời gian liền càng muộn, về phần nói ngược dòng tìm hiểu đến hơn một vạn năm trước Phật giáo khởi nguyên hoàn toàn chính là truyền thuyết thần thoại, không có bất kỳ cái gì khoa học căn cứ. Tiêu phàm nhưng lại chưa biểu hiện ra cái gì vẻ kinh ngạc, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Trừ tòa miếu cổ này xây thành niên đại, chưa vị còn tại miếu bên trong phát hiện cái gì. Gốm tiến sĩ nhìn hắn một cái, lập tức nói: Chúng ta còn tại miếu bên trong phát hiện dạng này tiêu chí cùng một cái. Mê cung, nói đến mê cung thời điểm, gốm tiến sĩ rõ ràng trần chờ một chút, tựa hồ cảm thấy mê cung cái này định nghĩa có chút mơ hồ, không đủ để bao dung phát hiện của bọn họ. Phụ trách phát ra video chuyên gia khảo cổ đem một cái đồ án dừng lại, biểu hiện tại phòng họp trên vách tường. Cái này đồ án, những người khác đã gặp, cũng không thế nào giật mình, nguyên bản một mực chấn định tự nhiên tiêu phàm, còn ngươi lại bỗng nhiên co rút lại một chút. Kim sĩ đại bằng, cái này rõ ràng là một đầu kim sĩ đại bằng điều hình ảnh. Mặc dù chỉ là một tấm chân dung, lại tràn đầy uy nghiêm chi sắc, kia cỗ quân lâm thiên hạ vương giả chi khí, vô cùng sống động. Nhất là toàn thân kim quang lóng lánh lông vũ, càng là vì đó bằng thêm rất nhiều phú quý khí hơi thở chuyên gia lại hoán đổi mấy cái khác biệt hình tượng, đều là hình thái khác nhau kim xí đại bằng điều hình tượng. Nhưng trong đó hai bức bức họa bên trong chim bằng, hai cánh lại không phải kim quang lóng lánh, mà là ngân chói, cùng kim xí đại bằng điều kim sắc khác hẳn khác thường. Không qua mọi người đối chi tiết này cũng không thèm để ý, cái này có lẽ chỉ là hỏa phong khác biệt, hẳn là không có ý tứ gì khác. Cao nguyên Phật giáo, có kim xí đại bằng điều rất nhiều truyền thuyết, trong đó nổi danh nhất anh hùng, đều bị truyền thuyết thành kim xí đại bằng điều truyền thế chuyên gia thuận miệng giới thiệu nói tiêu phàm ánh mắt tại cái này mấy tấm hình ảnh phía trên dừng lại thật lâu tốt a à, nói một chút cái kia mê cung là chuyện gì xảy ra chốc lát tiêu phàm mới chậm rãi nói audio điện tử võ tấn bền sau đó video biểu hiện ra nội dung đa số người nhìn sẽ cảm thấy không hiểu thấu trên cơ bản chính là đội khảo cổ tại vòng quanh cái này từ bọn hắn mấy lần trải qua cùng một nơi cùng một cái đường đi liền có thể thấy rất rõ ràng, nhưng không rõ chính là bọn hắn vì sao lại vòng quanh. Bởi vì tại túi mấy vòng mấy lúc sau, đội khảo cổ viên bắt đầu ở trên vách tường làm ký hiệu, nhưng mà cũng không có có tác dụng gì, bọn hắn hay là đồng dạng nhiều lần vòng quanh. Đây chính là các ngươi nói mê cung, Tiêu Phàm thấp giọng hỏi. Cái gì mê cung, ta vẫn là câu nói kia, tòa miếu cổ này bên trong không có những vật khác, các ngươi chính là tại mù vòng quanh. Một tên tương đối trẻ tuổi sĩ quan cao cấp có chút bất mãn nói hiển nhiên cùng loại hội nghị hắn không phải lần đầu tham gia, cái video này cũng không phải lần đầu quan sát, đối đội khảo cổ ra vẻ thần bí có chút bất mãn, vẻ mong mỏi cơ hồ đều viết lên mặt. Nếu không phải làm phiền Tổng thống đang ngồi, chỉ sợ sớm đã phải tay áo bỏ đi. Ba tháng di chuyển hoàn tất, có bao nhiêu chuyện bận rộn, lại ở đây cùng một đám không hiểu thấu chua tú tài cây nấm. Bọn hắn căn bản liền là đụng phải quỷ đà tương. Nghe nói rất nhiều trong cổ miếu đều có loại này thần bí chứa chú, tướng quân trẻ tuổi đối cái này nhưng thật ra là rất tin tưởng. Lữ tướng quân, ta đã nói với người rồi, chúng ta dùng dụng cụ từng điều tra, trong cổ miếu còn có ẩn tàng không gian, chỉ là chúng ta tìm không thấy tiến vào con đường. Mê cung này, thiết kế phải quá đặc biệt, để người không thể không bội phục cổ trí tuệ con người. Gốm tiến sĩ cũng có chút không vui phản kích nói, hắn cũng rất bất mãn những quân nhân này đến can thiệp hắn làm việc, theo lý, bọn hắn chỉ cần cung cấp an toàn bảo hộ, cho hậu cần chi viện liền đủ. Lữ tướng quân biến sắc, liền muốn chế diễu lại, tiêu phàm nhẹ nói. Đây không phải mê cung, đây là huyễn trận, cái gì, tất cả mọi người sửng sốt, lơ ngơ. Như vậy đi, tòa miếu của này sự tình, chư vị cũng không cần quản, để ta tới phụ trách điều tra. Về phần văn vật bảo hộ làm việc, ta cũng sẽ làm tốt. Mọi người yên tâm tốt, không đợi mọi người lấy lại tinh thần, tiêu phàm lập tức làm ra quyết định. Tiêu tiên sinh, người nói đùa sao, chốc lát, gốm tiên sĩ mới kêu la, nhất quán ôn tồn lễ độ chuyên gia khảo cổ, thần thái trở nên hết sức kích động, cái khác đội khảo cổ viên thần sắc cũng là cơ bản giống nhau. Không mang dạng này, đoàn người thiên tân vạn khổ mới tìm được như thế một cái mấy vạn năm trước xây thành miếu cổ. Đào sâu xuống dưới, tuyệt đối là khảo cổ học giới kỳ thích, sẽ khiếp sợ toàn cầu. Từng cái chính hưng phấn, ma quyền sát trưởng, kết quả vị này không hiểu thấu xuất hiện tiêu tiên sinh mặc danh kỳ diệu nhất lời nói liền muốn đem bọn hắn nhiều ngày vất vả toàn bộ không rơi. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, tiêu phàm đã đứng dậy, hướng mọi người khẽ gật đầu, cũng không dừng lại, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Tiêu tiên sinh, ngươi không thể dạng này, ngươi biết tòa miếu cổ kia vị trí cụ thể sao, này sao lại thế này, trong lúc nhất thời, trong phòng họp loạn thành một bầy. Xôi chào, Tổng thống tiên sinh, mắt thấy tiêu phàm đã nhanh chân đi ra ngoài, gốm tiến sĩ đột nhiên xoay người nhìn về phía tiêu thiên, một gương mặt đỏ bừng lên. Cái này Tiêu Tiên Sinh, chính là tổng thống Tiên Sinh tự mình cùng đi tiến đến. Tổng thống Tiên Sinh cũng nên cho đoàn người một cái công đạo mới được. Bất quá tổng thống Tiên Sinh bàn giao, càng khiến người ta kém chút tức nổ phổi. Tổng thống Tiên Sinh Từ Tốn nói, hết thảy đều dựa theo Tiêu Tiên Sinh nói xử lý, từ giờ trở đi, bất kỳ người nào không được tiếp cận tòa miếu cổ kia ba trong vòng 10 dặm. Lữ Tướng Quân, cái này cảnh giới làm việc, xin ngươi nhất định phải hoàn thành tốt. Không được có bất luận cái gì sơ hở. Vâng. Lữ tướng quân đứng dậy, đứng nghiêm trào, gọn gàng đáp. Gốm tiến sĩ cùng đội khảo cổ viên môn tức giận đến trợn mắt hốc mồm. Sau đó, Tiêu Thiên lại giải thích một câu. Gốm tiến sĩ, cái này là vì mọi người tốt. Ngay từ đầu, Tiêu Thiên vẫn chỉ là hoài nghi việc này cùng người tu chân tương quan, thấy Tiêu Phàm thái độ về sau, liền đã có thể 100% khẳng định. Tiêu Phàm rời đi phòng họp, lập tức lái xe ra đại nội, chuyển qua mấy vòng về sau, đem xe rất tiến vào một tòa nhà chọc trời bãi đậu xe dưới đất. Đảo mắt liền không gặp bóng người. Không lâu sau đó, Tiêu Chân Nhân thân hình liền xuất hiện tại tuyết vực cao nguyên Đông Bắc Bộ nơi nào đó trên tuyết sơn không, dõi mắt chỗ đến, khắp nơi đều là tuyết trắng mênh mang sơn phong. Đội khảo cổ có thể phát hiện tòa miếu cổ kia, hoàn toàn là trùng hợp, người bình thường muốn tại dạng này không chung có phát hiện, càng là người si nói mộng. Bất quá tại Thiên Nhãn Thần Thông phía dưới, hết thảy đều không chỗ che thân. Trong chốc lát, Tiêu Phàm liền xác định miếu cổ vị trí, nhấn một cái độn quang, hướng phía dưới núi tuyết kích bắn đi. Đây là một cái bảo trì hoàn hảo miếu cổ, theo chuyên gia khảo cổ giới thiệu, thậm chí còn có hai vị cao tuổi thượng sư ở đây thanh tu. Trên thực tế, tiêu phàm tại trên trời cao liền đã cảm ứng được hai vị này thượng sư tồn tại, đoán chừng chuyên gia khảo cổ khẳng định cho hai vị thượng sư làm qua làm việc, mời bọn họ rời đi, nhưng lọt vào cực tuyệt. Tổng thống nghiêm lệnh ở đây là vô hiệu, dù là liền xem như người tu chân uy hiếp, hai vị cao tuổi thượng sư cũng giống vậy sẽ không để ý tới đối với bọn hắn đến nói, sinh cùng tử ở giữa thậm chí không có cái gì giới hạn, sinh chính là chết, chết chính là sinh, như thế tuần hoàn qua lại, về phần vĩnh hằng. Tiêu phàm không có ý định đi quấy nhiễu bọn hắn, thu liếm khí thức của mình, lặng yên không một tiếng động tiến vào miếu cổ. Một chút liền có thể nhìn ra được, tòa miếu cổ này lối kiến trúc, cùng tuyết vực cao nguyên cái khác núi tuyết chỗ sâu miếu thờ không giống, cái khác miếu thờ mang theo rõ ràng cao nguyên đặc thù, mà tòa miếu cổ này đây càng thêm tràn đầy nét cổ xưa. Bức tường bên trên tuyên khắc lấy cực kỳ phù văn cổ xưa, tiêu phàm có cảm giác quen thuộc. Đây là một cái cơ hồ cùng lần trước giao diện đại chiến cùng thời đại miếu thờ. Có lẽ xây thành thời gian càng lần trước giao diện trước khi đại chiến, lại hoặc là tại về sau, mấy ngàn năm khoảng cách, tại trong dòng sông lịch sử, mảy may cũng không kỳ quái. Những cái kia phù văn đã mất đi linh khí, tiêu phàm tin tưởng, có thể là linh lực đã hao hết. Lúc trước, hẳn là rất cường đại phòng hộ cấm chế. Mặc dù tiêu phàm 10 điểm nguyên bác, nhưng muốn nghiên cứu triệt để những phù văn này, hay là cần thời gian nhất định, Tiêu Phàm tạm thời không có ý định ở đây làm lão học cứu. Cùng đội khảo cổ đồng dạng, hắn đối mê cung chỗ sâu ẩn dấu bí mật cảm thấy rất hứng thú. Tại trên đỉnh núi tuyết không, Tiêu Phàm liền đã cảm ứng được linh lực ba động, bất quá loại ba động này 10 điểm yếu ớt, khi có khi không, không để ý, liền sẽ bị xem nhẹ. Nếu như Tiêu Phàm trước đó không có đạt được đội khảo cổ báo cáo, chỉ là từ tòa miếu cổ này trên không trải qua, cũng giống vậy rất khó phát hiện nơi này ẩn giấu linh lực ba động. Bởi vậy có thể suy đoán, bị đội khảo cổ viên môn nghi hoặc xưng là mê cung cái kia huyễn trận, bởi vì tồn tại thời gian quá xa xưa, linh lực sớm đã tiêu hao phải không sai biệt lắm. Chỉ bất qua đối với người bình thường đến nói, cái kia như cũ là khó mà phá giải siêu cấp mê cung. Bởi vì đội khảo cổ viên làm tiền kỳ làm việc, thông hướng địa cung thông đạo đã mở ra. Hai vị thượng sư khả năng bởi vì niên kỳ quá lớn, hoặc là tâm cảnh quá mức bình tĩnh, đối này cũng không thèm để ý, cũng vô lực lại đem địa cung cửa vào ngăn chặn, cứ như vậy mở rộng ra, không trở ngại chút nào. Để tiêu phàm kỳ quái là, đội khảo cổ thế mà cũng chưa phái người ở đây thủ hộ. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, tại tuyết sơn này chỗ sâu, thế ngoại chi địa, lại có ai sẽ vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây đến. Thế đại cung phụng tòa miếu cổ này cái kia dân chăn nuôi bộ lạc, đã tại mấy ngày trước đây bị cưỡng ép rời đi, trừ này mà bên ngoài, lại cũng không người biết được tòa miếu cổ này tồn tại. Tiêu Phàm lặng yên không một tiếng động tiến vào địa cung. Tại địa cung bên trong chuyển mấy vòng, dần dần thâm nhập dưới đất, không bao lâu, Tiêu Phàm liền cảm ứng được huyễn trận tồn tại. Bóng đen lóe lên, Hắc Lân thân hình bỗng nhiên nổi lên, hóa thành sinh xắn đầy đặn thiếu nữ, đứng tại Tiêu Phàm bên người, tròn căng mắt to không ngừng quan sát bốn phía, kinh ngạc nói: "Thật là tinh diệu huyễn trận, Tiêu Phàm lấy làm kinh hãi. Đây là Hắc Lân lần đầu tại linh thú điểm bên trong đối một cái huyễn trận làm ra dạng này trực tiếp phản ứng." hoàng đường phụ tử còn lưu tại thánh linh nguyên địa tiếp tục tu luyện hắc lân lại kiên quyết muốn đi theo tiêu phàm rời đi hắc lân lý do cũng rất đơn giản nàng vừa mới tiến cấp nguyên anh trung kỳ đồng thời đã cơ bản vững chắc cảnh giới dù coi như tiếp tục tại thánh linh nguyên địa tu luyện trong thời gian ngắn tiếp tục tiến dài khả năng cũng không lớn chỉ có thể để pháp lực của mình trở nên càng thêm thâm hậu một chút nhưng mỗi một lần tiến dài không chỉ có riêng là chân nguyên pháp lực tích lũy cũng muốn cầu tâm cảnh tiến bộ cho nên mới có lịch luyện nói chuyện không thông qua lịch luyện, tâm cảnh sẽ rất khó tiến bộ, nhất là tiến dài quá nhanh, tâm cảnh vô cùng có khả năng lạc hậu hơn chân nguyên pháp lực tăng lên, tại đột phá bình cảnh thời điểm, rất dễ dàng hình thành tâm ma, nhẹ thì tiến dài thất bại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, tự phế thần thông. Cho nên đây cũng là tiêu phàm vẫn luôn tại vì Tân Lâm lo lắng nguyên nhân. Tân Lâm vượt qua bậc thang càng nhiều, trên tâm cảnh tranh lệch lại càng lớn, một ngày kia khải quan mà ra, một cái ứng đối không thích đáng, liền có khả năng ủ thành đại họa. Đây là thời kỳ thượng cổ huyến trận, Hắc Lân lần nữa dò xét qua bốn phía về sau, rất khẳng định nói. Lúc này, tiêu phàm cũng phát giác được, mình lúc trước đối cái này huyến trận đoán chừng là sai lầm. Trước kia coi là, cái này huyến trận linh lực sắp hao hết, không cần phí cái gì kinh liền có thể tiện tay phá mất, hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Huyến trận linh lực cực kỳ dồi dào, đây không phải lấy linh thạch trèo chống huyến trận, mà là lấy toàn bộ dưới mặt đất linh mạch làm linh lực nơi phát ra, cho dù là kinh lịch hơn mấy vạn năm, linh lực cung ứng cũng vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt. Sở dĩ tại không trung chỉ có thể cảm ứng được cực kỳ yếu ớt, lúc đứt lúc núi linh lực ba động, đó là bởi vì cái này huyễn trận đồng thời có che đậy khí tức cấm chế. Chỉ là bị đội khảo cổ trùng hợp mở ra địa cung chi môn, mới có như vậy một tia linh lực ba động tiết lộ ra. Bằng không mà nói, nơi này liền bị che lấp phải cực kỳ chặt chẽ, từ gian ngoài nửa điểm vết tích đều không phát hiện được. Tiêu phàm đành phải đem nhặt có sẵn tiện nghi tâm tư thu vào, nhìn hắc lân một chút hỏi có thể phá a à, thử một chút xem sao nhưng không có chút tự tin nào hắc lân khẽ gật đầu một cái nói lập tức tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích hướng mình trắng noãn trên trán một điểm một con ngân sắc mắt dọc dần dần nổi lên hắc lân nhẹ hư một tiếng một đạo sáng như bà cột sáng bỗng nhiên hướng về phía trước bắn ra suy xé mở huyễn trận một góc thân thể hai người nhoáng một cái liền từ xé mở lỗ hổng bên trong xuyên vào Dòng giã ba canh giờ trôi qua, tiêu phàm cùng Hắc Lân lại trở lại. Hắc Lân nhìn qua có chút mỏi mệt, chân nguyên pháp lực rõ ràng hao tổn 10 điểm nghiêm trọng, thi triển thật mắt chi quang thực tế phi thường hao tâm tốn sức. Cái này huyến trận không giống bình thường, chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Xem ra để mà quá khứ phương pháp phá trận là không làm được. Hắc Lân nhẹ nhàng thở vào một cái, có chút buồn bực nói. Thật mắt chi quang xé rách hư không chính là nhất tuyệt, dĩ vãng phá trận cơ hồ là không có gì bất lợi lần này lại đụng phải kẻ khó chơi tiểu nha đầu trong lòng biết bao ấm ức tiêu phàm mỉm cười nói cũng không tính uổng phí công phu tối thiểu chúng ta biết cái này huyễn trận trận nhãn chỗ không đề cập tới cái này gốc giả cũng liền thôi vừa nhắc tới đến hắc lân liền càng là khí cổ cổ reo lên vậy thì có cái gì dùng trận nhãn kia là không ngừng chạy loạn thật đúng là kỳ quái trận nhãn sẽ tự mình chạy loạn đây là thủ đoạn gì loại này bày trận thủ pháp khi thật hiếm thấy Tiêu phàm trầm ngâm nói, có lẽ, đây chính là huyền linh thượng giới thủ đoạn. Hắc lân song mi dương lên, nói, cái này là thế nào nói? Tiêu phàm liền đem từ trọng không sợ trong biển thần thức siêu hồn đoạt được tình huống hướng Hắc lân nói một lần. Kim sĩ đại bằng nội đan, Hắc lân giật nảy cả mình, hai mắt trợn thật lớn. Cái này cùng trong cơ thể ngươi viên kia ngân rực lôi bằng nội đan có quan hệ gì sao? Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cái này ta nhưng không biết, trời sinh thánh linh sự tình, chúng ta biết rất ít. Bất quá kim sĩ đại bằng cùng ngân dực lôi bằng đều là trời giống chim thánh linh bên trong bài danh phía trên, có lẽ lẫn nhau ở giữa có liên quan gì cũng khó nói. Tóm lại nếu thật là có như thế đồ vật, lại tại chúng ta trung thổ giới lời nói, nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay, dù sao cũng tốt hơn bị kim bằng người lấy đi. Nói không chừng sẽ để thực lực bọn hắn tăng nhiều. Hắc lân gật đầu nói, kia là tự nhiên, liền coi như chúng ta lấy ra không có tác dụng gì. Cũng tốt hơn tư địch, dùng khẳng định là hữu dụng, mà lại là rất có tác dụng. Tiêu phàm ngữ khí rất chắc chắn, trời sinh thánh linh mặc cho chất liệu gì, đều là bảo vật vô giá, lại càng không cần phải nói nội đan. Người cảm thấy, nơi này cùng kia kim xí sí đại bằng nội đan có quan hệ. Chốc lát, Hắc Lân hỏi, tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói, bói toán kết quả, tựa như là có chút liên quan, chỉ là quẻ tượng tương đối mơ hồ, không lớn xác định. Kia cũng đáng được thử một chút, coi như không liên quan, chúng ta cũng không tổn thất cái gì. Muốn phá cái này huyễn trận, trước liền muốn đem trận nhãn cố định xuống. Chỉ cần cố định trận nhãn, lấy thật mắt chi quang thần thông, huyễn trận một kích có thể phá. Tiêu Phàm cười cười, nói, muốn cố định trận nhãn cũng là không khó, hay là biện pháp cũ, lấy trận phá trận, chỉ bất quá lần này, muốn bố một cái không gian pháp trận, cái này thượng cổ huyễn trận, lớn nhất không giống bình thường ngay tại ở trận nhãn thiết trí đường nét độc đáo. Lấy Tiêu Phàm trên trận pháp tạo nghệ, lấy bình thường biện pháp là phá không được cái này huyễn trận, về phần lấy man lực phá giải. Vậy thì càng thêm nghĩ cùng đừng nghĩ, ngay cả thật mắt chi quang đều bất lực, nhưng tiêu phàm lại còn tinh thông không gian chi đạo, đồng thời người mang càn khôn đỉnh dạng này không gian trí bảo. Trận pháp chi đạo cùng không gian chi đạo hợp lại cùng nhau. Uy lực mạnh, liền không thể coi thường, cái này cỡ nhỏ không gian giam cầm pháp trận trọn vẹn hao phí tiêu phàm hai ngày hai đêm thời gian, mới rốt cuộc bố trí xong. Huyễn trong trận, tiêu phàm ngồi xếp bằng đỉnh đầu càn khôn đỉnh xoay chậm chậm từng đạo trừ màu đỏ hỗn độn đồ án chiếu nghiêng xuống đem tiêu phàm quanh người một cái đường kính không đủ ba trượng cỡ nhỏ không gian giam cầm pháp trận đều đều bao phủ nó hạ hắc lân thì đứng tại pháp trận bên ngoài ngưng thần mà đứng bình thức tĩnh khí trải qua hai ngày nữa tĩnh dưỡng hắc lân hao tổn chân nguyên pháp lực đã hoàn toàn khôi phục tinh khí thần ở vào trạng thái đỉnh cao nhất tiêu phàm nói đến rất rõ ràng cái này lâm thời bố trí mà thành không gian pháp trận nhiều nhất chỉ có thể cầm cố lại trận nhãn thời gian qua một lát, phải chăng có thể phá trận, liền nhìn Hắc Lân có thể hay không bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội. Hai người cũng đã chuẩn bị kỹ càng, Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm. "Đốt!" Tiêu Phàm đột nhiên quát khẽ một tiếng, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết cuồn cuộn không dứt đánh vào đến đỉnh đầu Càn Khôn đỉnh bên trong, Càn Khôn đỉnh hào quang tỏa sáng, ngay sau đó, toàn bộ pháp trận đều vang lên tiếng ong ong, lóe lên một cỗ không gian chi lực bỗng nhiên từ pháp trong trận phóng xạ mà ra, hướng về phía trước càn quét mà đi. Ngay tại bốn phía du tẩu huyến trận trận nhãn, tốc độ di động bỗng nhiên liền trở nên chậm chạp, phảng phất hãm thân tại vũng bùn đầm lầy bên trong, dần dần đi không được. Tiêu phàm trong miệng niệm quyết lại là càng ngày càng nhanh, hướng càn khôn đỉnh rót vào pháp lực tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Định, sau một lát, tiêu phàm một tiếng gào to, sớm đã toàn bộ tinh thần đề phòng hắc lân bỗng nhiên chỗ sâu ngón giữa và ngón trỏ, điểm tại trán của mình phía trên, mắt dọc nổi lên, một đạo sáng như bạc cột sáng, bắn thẳng đến nhập huyễn trận chỗ sâu. Hoác suy một tiếng, không khí chung quanh bỗng nhiên vặn vẹo, không ngừng lăn lộn phun trào, phảng phất đốt lên nổi hơi, sôi trào lên. Liên tiếp ba ba tiếng vang lên, thật giống như rất nhiều khí cầu theo thứ tự vỡ ra, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, mê vụ tiêu tán, một cái hùng vĩ dưới mặt đất điện đường, xuất hiện tại tiêu phàm cùng hắc lân trước mắt. Xong rồi, hắc lân quát to một tiếng, đầy cõi lòng vui vẻ. Tiêu phàm cũng cười thu thần thông, giơ tay, đem càn khôn đỉnh thu hồi thể nội, cái kia đường kính ba trượng cỡ nhỏ không gian giam cầm pháp trận càng trở nên cực kỳ ảm đạm, hào không bóng sáng. Tiêu phàm tiện tay một trưởng đánh ra, lập tức đem pháp trận hủy đi. Hắn cũng không muốn để người từ cái không gian này pháp trong trận nhìn trộm đến không gian của hắn tạo nghệ cao bao nhiêu. Trước mắt cái này dưới mặt đất điện đường, rộng lớn đạt mấy trăm trượng, cao tới hơn 10 trượng, nhưng không nhìn thấy một đầu trèo chống cây cột, liền phảng phất lòng đất thiên nhiên khe hở. Dưới đất điện đường cuối cùng có một bộ pho tượng, cao tới mấy trượng, điêu thủ nhân thân, phía sau hai cánh mở rộng, toàn thân kim giáp, tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu sáng rạng rỡ. Lôi chấn tử, Hắc Lân nhìn thấy cỗ này pho tượng, không chịu được lên tiếng kinh hô. Ngay tại nghiêm túc dò xét pho tượng kia hình thái tiêu phàm phúc phốc cười ra tiếng. Không trách Hắc Lân gọi như vậy, cỗ này pho tượng vẫn thật sự cùng trong truyền thuyết thần thoại lôi chấn tử giống nhau đến bảy phần nếu như lại tay cầm lôi chùy lôi chui, vậy liền hoàn toàn giống nhau như đúc. Làm sao biết lôi chấn tử hình tượng, không chính là như vậy lưu truyền ra đến. Đây chính là kim sĩ đại bằng hạ giới kim thân A. Chốc lát, Hắc Lân nghi hoặc mà hỏi thăm, dựa theo kim bằng tộc truyền thuyết, thánh linh kim sĩ đại bằng là đem mình nội đan giao cho một tên trong tộc hậu nhân mang theo rời đi, tiến về hạ giới, tránh né cửu gia truy sát. Nhưng cái này truyền thuyết đầy đủ xa xưa, Hắc Lân nói là kim sĩ đại bằng hạ giới phân thân, cũng rất có thể mà lại cắt cử phân thân hạ giới tránh né cửu địch truy sát chi dư còn có cơ hội đông sơn tái khởi tựa hồ khả năng này lớn hơn tiêu phàm nói nhìn xem có điểm giống chỉ bất quá có quan hệ kim xí đại bằng truyền thuyết tại tuyết vực cao nguyên lưu truyền niên đại phi thường xa xưa đã nhiều năm như vậy chân tướng đến cùng như thế nào sớm đã bị truyền đi hoàn toàn thay đổi hắc lân lại lắc đầu nói thế nhưng là ngôi miếu này nếu là thật xây ở mấy chục ngàn năm trước đó kia cái này truyền thuyết chính là tiếp cận nhất chân tướng sự thật. Tiêu phàm không khỏi có chút sướng sờ ngơ ngác một chút, không thể không thừa nhận, Hắc Lân nói rất có đạo lý. Đến gần đi xem một chút đi, nơi này không gian chi lực cũng rất mạnh đại. Tiêu phàm nói, dưới chân khẽ động, thân thể trong chấp nhoáng liền đến kim xí đại bằng pho tượng trước mặt, vây quanh pho tượng, quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy pho tượng hai cánh phía trên, ẩn ẩn có vàng dòng quang mang lấp lánh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống tới, dương cánh bay cao. Trừ cái đó ra, pho tượng kia ngược lại cũng không có có chỗ đặc biệt gì. Bất quá tiêu phàm luôn luôn cảm thấy có chút rất không thích hợp, rõ ràng đứng tại pho tượng trước đó, thậm chí vươn tay ra, liền có thể đụng chạm đến pho tượng băng lãnh thân thể, nhưng dù sao cho hắn một có loại cảm giác không thật. Hắc lân, ngươi nhưng có cái gì phát giác? Tiêu phàm nhìn Hắc lân một chút, mỉm cười hỏi. Hắc lân xinh sắn miệng nhỏ có chút phỉnh lên, tựa hồ cùng tiêu phàm tâm hữu linh tê. Hi hi, nơi này còn có một cái huyễn trận. Nơi này lại còn bố trí một cái cỡ nhỏ huyến trận, đồng thời liền bố trí tại pho tượng trên thân. Dạng này bày trận thủ pháp, thật đúng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nếu không phải tiêu phàm cùng Hắc Lân đều là tinh thông trận pháp tông sư cấp nhân vật, coi là thật không phát hiện được. Hắc Lân không nói hai lời, chỉ tay một cái chán mình, thật mắt chi quang bắn ra, suy suy âm thanh bên trong, tựa hồ có vô hình cấm chế bị xé toạc ra, pho tượng mặt ngoài một trận gợn nước ba động hiện lên, bỗng nhiên liền trở nên khác biệt pho tượng hay là cố kia pho tượng, lại đột nhiên sống lên, toàn thân trên dưới kim quang lưu động, vô số phù văn không ngừng lấp lánh, nhìn thấy người hoa mắt. Đây là cái gì, thượng cổ phù văn A? Hắc lân nhìn chầm chầm những cái kia phù văn, chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng bay loạn, hoàn toàn không rõ là có ý gì. Tiêu phàm lại có thể thấy rõ ràng, những phù văn này, cùng hắn tại càn khôn đỉnh bên trong thủy tổ trong tàng bảo các tìm được ngân dược lôi bằng nội đan thời điểm thấy qua những cái kia phù văn là một mạch đồng nguyên, chỉ là những cái kia phù văn lấp lánh phải quá nhanh, rất khó bắt giữ được. Thường thường thấy rõ một cái phù văn ý tứ, bên kia đã không biết tránh qua bao nhiêu cái khác biệt phù văn. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, nháy mắt đem thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn, vậy mà cũng vô sự vô bổ. Tiêu phàm không những không giận mà còn lấy làm mừng hoan, càng thêm hưng phấn lên. Không hề nghi ngờ, những phù văn này thật sự có khả năng cùng huyền linh thượng giới tương quan. Cần biết đầu kia ngân dược lôi bằng chính là vô cực thiên tôn phi thăng huyền linh thượng giới về sau, đại đạo đã thành, tự tay chém giết. Lôi bằng tại tối hậu quan đầu, tự bạo nhục thân cùng nội đan, lấy vô cực thiên tôn chi năng, cũng chỉ có thể bắt lấy nửa viên không trọn vẹn nội đan, thu tập được một bình nhỏ tinh huyết. Hai loại phù văn một mạch đồng nguyên, tự nhiên cũng là đến từ cùng huyền linh thượng giới. Vì như thế, thiên nhãn thần thông mới có thể mất đi tác dụng. Hạ giới thiên nhãn thần thông mạnh hơn, muốn nhìn trộm huyền linh thượng giới trời sinh thánh linh bí mật, cũng vẫn là lực có chưa đến. Song phương cảnh giới thực tế cách biệt quá xa, cái này thật miễn cưỡng không tới. Tiêu phàm cứ như vậy đứng tại pho tượng trước đó, từng chữ từng chữ phân biệt. Chỉ cần chịu tốn thời gian, luôn có thể hiểu rõ. Chọn vẹn bảy ngày thất giả quá khứ, một mực ngơ ngác đứng vững tiêu phàm bỗng nhiên kêu nhỏ một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích, tựa hồ rốt cục có thu hoạch. Thì ra là thế, ta minh bạch đây là một cái truyền tống trận khởi động khẩu quyết, toàn bộ đại điện, chính là một cái siêu cấp truyền tống trận. Tiêu Phạm hưng phấn nói, bốn phía bắt đầu đánh giá. Hắn vừa đi tiến vào nơi này, liền cảm nhận được không gian lực lượng tồn tại, chỉ là cũng không mười phần nguy hiểm, cũng cũng không phải là rất để ý. Tại một cái đổ sụp không gian thông đạo dần dần nặng mới mở ra thời đại, không gian chi lực tứ ngược cơ hồ là tất nhiên. Mà lại rất nhiều nhỏ xíu không gian ba động, cũng chỉ có hắn loại này đẳng cấp không gian đại sư mới có thể cảm ứng được những người khác là một điểm cảm giác đều không có đạo hữu coi là thật uyên bác hơn nữa còn là không gian chi đạo tông sư tiêu chuẩn quả nhiên không có khiến ta thất vọng đúng lúc này một cái bình thản thanh âm già nua bỗng nhiên nghĩ tới phảng phất đã gần trong gang tắc tiêu phàm giật nảy cả mình không cần suy nghĩ dưới chân khẽ động liền hướng một bên phi tốc đi vòng quanh đồng thời đưa tay đem hắc lân kéo đến phía sau mình nhất quán chấn định tự nhiên tiêu chân nhân lúc này là thật lấy làm kinh hãi, cảm ứng được một loại cực độ nguy hiểm, mà lại đã giữa bất chi bất giác bước đến phụ cận. Từ khi tiêu phàm tiến giai hậu kỳ đại tu sĩ về sau, còn chưa từng như này chỉ đột qua, đối phương tu vi cực cao, có thể nghĩ. Tiêu đạo Hữu làm gì khẩn trương, lão phu cũng vô ác ý. Đối tiêu phàm kịch liệt phản ứng, đối phương cũng không để ý, chỉ là bình tĩnh nói. Một hơi thối lùi đến hơn 10 trượng bên ngoài, tiêu phàm mới đè lại thân hình, ánh mắt trong chớp nhoáng quét qua, liền nhìn thấy tại đại điện lối vào chỗ, đứng hai tên toàn thân kim quang lóng lánh kim bào người. Đi đầu vị kia, đầu bạc sâu bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, chính không biết đã bao lớn tuổi tác, chỉ ít cũng tại thiên tuế trở lên. Một vị khác thì theo sát phía sau, lại ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt, tràn đầy đề phòng chi ý, tựa hồ đối với tiêu phàm cảm nhận 10 điểm không tốt. Tiêu phàm thần niệm chi lực nhô ra, lần nữa lấy làm kinh hãi, tên kia kim bào lão giả, trên thân lộ ra linh áp ba động, rõ ràng tỏ rõ lấy, hắn là một tên ngộ linh kỳ lão tổ, mà lại cảm giác bên trên, so tiêu phàm đã từng thấy qua nghiễm lực lão tổ. Thiên quang lão tổ cùng ngộ linh kỳ đại năng muốn càng thêm cường đại, cho tiêu phàm một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Ngay cả đứng hầu ở bên trung niên kim bào người, đều có nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại thành khủng bố tu vi, trên thân lộ ra khí thế uy áp, không chút nào tại đã từng danh xưng nhạc tây địa khu đại tu sĩ thứ nhất hỗn nguyên thượng nhân phía dưới, không tầm thường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ có thể so sánh xem bọn hắn trên thân kim bào, lại xem bọn hắn trên đầu đoàn giác. Cảm thụ được trên người bọn họ kia khí thức quen thuộc, tiêu phàm tự nhiên biết, hai vị này là thần thánh phương nào. Tiêu phàm xin ra mắt tiền bối, biết rõ kẻ đến không thiện, tiêu phàm hay là y theo cấp bậc lễ nghĩa, hai tay ôm quyền. Hướng kim bào lão giả chắp tay, cao giọng nói, kim bào lão giả nhẹ gật đầu, xem như đáp lễ, bình thản nói. Tiêu đạo hữu không cần phải khách khí, lão phu họ trọng, chính là kim bằng nhất tộc tộc trưởng trước đó vài ngày chết tại đạo hữu thủ hạ trọng không sợ là tộc ta bên trong vãn bối tiêu phàm trong lòng run lên người này tùy tiện liền đem giữa hai người thù hận để lộ thần thái vẫn là như vậy bình tĩnh tự nhiên tựa hồ cũng không còn khí gấp thống hận chi sắc lại không biết trong lòng của hắn đến cùng ra sao chủ ý bất quá có một chút có thể khẳng định đó chính là bọn họ hai người xuất hiện ở đây tuyệt không phải trùng hợp hẳn là dự mưu đã lâu bất quá từ người này thần thái đến xem tựa hồ cũng không giống là vì lấy tính mệnh của hắn mà tới. Nếu không đã sớm đánh, cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi. Tiêu phàm liền yên lặng nhìn qua hắn, chậm đợi đoạn dưới. Kim bào lão giả đánh giá tiêu phàm, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, nói. Tiêu đạo hữu cơ trí, chắc hẳn đã biết lão phu ý đổ đến rồi. Tiêu phàm cũng không che giấu, trực tiếp nói. Tiền bối là vì kim bằng nội đan mà đến. Đúng vậy, kim bào lão giả nhẹ gật đầu, nói. Ta kim bằng tộc nhân, chính là kim sĩ sí đại bằng huyết mạch hậu duệ đã tiên tổ thánh linh nội đan có khả năng sống ở trên đời làm hậu bối khẳng định phải trăm phương ngàn kế tìm về đến làm chấn tộc chi bảo cung phục tiêu đạo hữu nghĩ có đúng không lý do này rất lớn tiêu phàm trên cơ bản không thể phản bác mà lại cũng không có phản bác tất yếu hắn tới nơi đây mục đích còn không phải như vậy nói đến kim bằng tộc nhân lý do còn càng thêm mạo xưng phân một chút tiền bối tựa hồ cũng sớm đã ngờ tới tại hạ sẽ đến đến nơi đây Kim bào lão giả khẽ vuốt cằm cũng không phủ nhận, nói. Xác thực như thế, đạo hữu một mực đều đem trọng không sợ Nguyên Anh tùy thân mang theo, mặc dù không biết đạo hữu làm là như vậy dụng ý gì, nhưng lão phu xác thực có thể bằng này xem xét biết đạo hữu hành tung. Tiêu phàm từ tốn nói, chỉ sợ không chỉ là đơn giản như thế a à. coi như ta không có đem trọng không sợ Nguyên Anh tùy thân mang theo, lấy tiền bối thần thông, nghĩ đến cũng có biện pháp biết tại hạ hành tung. Lấy kim bào lão giả kinh nghiệm giang hồ, không có khả năng đem hy vọng đều ký thác vào đối thủ tự giác phía trên, dù sao quyền chủ động tại tiêu phàm trong tay, hắn tùy thời đều có thể diệt sát đi trọng không sợ Nguyên Anh. Đã có tâm muốn truy tung hắn, khẳng định còn có thủ đoạn khác. Kim bào lão giả cười cười, nói, chỉ là phải biết đạo hữu hành tung, xác thực không khó. Nếu như ta không có đoán sai, đạo hữu cũng hẳn là một vị thuật tính cao thủ. Cũng là, tiêu phàm lấy làm kinh hãi, hai mắt sáng ngời, tiếp cận kim bào lão giả. Như thế nói đến, tiền bối cũng là người trong đồng đạo. Lại là không có tại kim bào trên người lão giả cảm ứng được thuật sư khí tức, nếu không phải người này tận lực giấu giếm, chính là hắn thuật tính tạo nghệ cực cao, ở xa tiêu phàm phía trên, lúc này mới khó mà phát giác. Bất quá tiêu phàm tình nguyện tin tưởng là cái trước, mặc dù kim bào tu vi của lão giả cảnh giới ở trên hắn, nhưng lại không có nghĩa là thuật tính chi đạo cũng nhất định mạnh hơn hắn rất nhiều. Vô cực chín tướng diệu tuyệt thiên hạ, ngũ hành thần toán tề tụ, so sánh dưới, tựa hồ hay là vô cực chín tướng hơn một chút. Huyền ta giới bói toán chi thuật lại thần kỳ, cũng không đến nỗi che lại vô cực chín tướng. Kim bào lão giả rất nhỏ gật đầu, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ cô đơn thần sắc, hơi xúc động nói. Lão phu chính là lúc tuổi còn trẻ tiết bói toán quá mức, tiết lộ trời cơ quá nhiều, lúc này mới hao tổn không ít thọ nguyên. Bây giờ nghĩ lại, có chút hối hận, khi đó, thực tế là quá tranh cường háo thắng, kỳ thật lữ trình tu chân, vĩnh sinh mới là chính đạo, cái khác đều không cần gấp. Một mực giữ im lặng Hắc Lân bỗng nhiên nói, người tuổi tác rất già rồi sao? Kim bào lão giả cười một tiếng, phần đục ánh mắt tại trên mặt nàng đảo qua, vừa cười vừa nói. Tiểu cô nương, người cảm thấy thế nào? Hắc Lân kìm lòng không đặng gật đầu, nói, đúng là rất già rồi. Làm càn, đứng hầu ở bên kim bào trung niên nhân sầm mặt lại. Nghiêm nghị quát, Hắc Lân nhếch lên cái mũi nhỏ đầu, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Kim bào lão giả khoát tay áo, ngừng lại trung niên nhân. Tiêu phàm trầm giọng nói, tiền bối là đem tiến ra hy vọng, ký thác vào thánh linh nội đan phía trên A. Từ kim bào lão giả bề ngoài suy đoán tuổi của hắn, lại căn cứ lời hắn nói, tiêu phàm ẩn ẩn suy đoán ra. Người này vô cùng có khả năng cùng năm đó Âu Dương Minh Nguyệt đồng dạng, gặp bình cảnh. Chỉ bất quá Âu Dương Minh Nguyệt là kẻ tại hậu kỳ đại tu sĩ đỉnh phong quan khẩu, kim bào lão giả lại là kẻ tại ngộ linh sơ kỳ đỉnh phong quan khẩu. Ngộ linh sơ kỳ tu sĩ trên lý luận thọ nguyên, chỉ ít có 2.000 năm nhiều. Nhưng lại dài thọ nguyên, cũng cuối cùng cũng có hao hết một ngày, muốn trường sinh bất tử, liền nhất định phải không ngừng tiến dai. Cho tới nay đều thần tình lạnh nhạt, tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy đều sớm đã mất đi hứng thú kim bào lão giả nghe xong lời ấy, lại là nhẹ nhàng chấn động, sắc mặt biến hóa, phần đục trong đôi mắt, bỗng nhiên bắn ra hai đạo nhiếp tâm hồn người lãnh điện. Bỗng nhiên tiếp cận tiêu phàm, khí tức trên thân, nháy mắt đại thịnh. Tiêu phàm lại chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, không sợ hãi chút nào chi ý. Càng không có nửa điểm lùi bước, chốc lát, kim bào lão giả uy áp vừa thu lại. Lại khôi phục bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng, nhẹ nói. Tiêu đạo hữu cảm thấy lão phu cái này tưởng niệm rất buồn cười a. À. Tiêu phàm lắc đầu, nói, không dám, tiền bối là ngộ linh kỳ cao nhân, tại hạ không dám vọng nghị. Nếu quả thật có thánh linh nội đan trí bảo như thế, mà lại thật là kim xí đại bằng còn sót lại, có lẽ thật có thể trợ tiền bối đột phá bình cảnh, cũng cũng chưa biết. Kim bào lão giả khóe miệng hiện lên mỉm cười, nói. Tiêu đạo hữu ngược lại là thành thật, đạo hữu lúc trước cách làm thời điểm, thúc đẩy món kia bảo đỉnh, tựa hồ rất là bất phàm, không biết đạo hữu có thể lại triệu hoán đi ra, để lão phu cẩn thận phân biệt một chút. Tiêu phàm thầm kinh hãi, người này vậy mà coi trọng hắn càn khôn đỉnh, bất quá kim bào lão giả thần thái thản nhiên, tựa hồ cũng không cho là mình yêu cầu này rất mức phân, cũng không có lộ ra tham lam chi ý, giống như liền là muốn quan sát một chút mà thôi. Tiêu phàm chỉ hơi một do dự, liền là nâng tay khẽ vẫy, càn khôn đỉnh nổi lên, tại trước ngực hắn xoay chậm chậm, phóng xạ ra nhàn nhạt trừ hào quang màu đỏ. Bảo đỉnh theo hắn nhiều năm, lẫn nhau ở giữa sớm đã tâm thần tương thông, tại khoảng cách xa như vậy bên trên, kim bảo lão giả tu vi lại cao, cũng rất khó giơ tay ở giữa liền đem bảo đỉnh cướp đi. Nếu kim Bảo lão giả ỷ lại cường ngạnh đoạt, vậy liền đại chiến một trận là xong. Từ kim Bảo lão giả hai người hiện thân, tiêu phàm trong lòng cảnh giác liền không có một khắc buông lỏng qua mặc dù đối thoại không mang mảy may khói lửa lẫn nhau tướng là địch nước quan hệ lại mảy may đều chưa từng cải biến đối tiêu phàm suy nghĩ trong lòng kim bảo lão giả lại không chút nào để ý hai mắt sáng ngời tinh quang đại phóng chỉ là tiếp cận càn khôn đỉnh tinh tế xem khe rãnh tung hoành trên mặt dày lộ ra vẻ mặt hưng phấn quả nhiên là càn khôn đỉnh tiền bối cũng biết càn khôn đỉnh a à, tiêu phàm bất động thanh sắc hỏi nhưng trong lòng sớm đã kinh ngạc không hiểu người này thế nhưng là từ huyền ta giới mà đến cũng không phải là trung thổ giới cùng toa ma giới nhân sĩ. Phô cực môn chỉ ở toa ma giới cùng trung thổ giới khai tông lập phái, tựa hồ vẫn chưa đem thế lực mở rộng đến huyền ta giới đi. Không ngờ vị này kim bằng lão tổ, mới mở miệng liền kêu lên càn khôn đỉnh đại danh, quả thực khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Kim bào lão giả cười cười, nói, không gian trí bảo, mọi người cùng đề cử, càn khôn đỉnh, vì thứ nhất, thậm chí có người nói, càn khôn đỉnh, không phải thông huyền linh bảo, mà là tạo hóa chi bảo, chỉ bất quá lưu lạc đến chúng ta dạng này dưới cùng giao diện. Không phát huy ra bao nhiêu uy lực mà thôi. Cổ tịch ghi chép, năm đó vô cực thiên tôn cầm này bảo tung hoành các giới, không gian thần thông quét ngang hết thảy đối thủ, không đâu địch nổi. Kiện bảo bối này, không chỉ có riêng tại trong các người thổ giới đại danh đỉnh đỉnh. Tạo hóa chi bảo, ngay cả tiêu phàm chính mình cũng sửng sốt một chút. Đây là hắn lần đầu nghe tới người khác đánh giá như thế càn khôn đỉnh, mà lại không phải người bình thường, mà là một tên đến từ dị giới ngộ linh kỳ đại năng xem ra càn khôn đỉnh còn có không ít bí mật, chờ lấy hắn cái chủ nhân này đi khai quật. Như thế nói đến, tiêu đạo hữu là vô cực truyền nhân rồi. Kim bào lão giả lần nữa nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm, nhiều hứng thú dáng vẻ. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói, không nghĩ tới tại huyền ta giới, cũng có quan hệ với vô cực thiên tôn cùng vô cực môn ghi chép. Kim bào lão giả nói, cái này hiển nhiên, năm đó vô cực thiên tôn lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ lắng lại toàn bộ giao diện đại chiến, có thể xưng công đức vô lượng. Có quan hệ sự tích của hắn, tại chúng ta huyền ta giới cũng là truyền kỳ. Không ít trong cổ tịch đều ghi chép có, tiêu phàm khẽ vuốt cằm, tiêu đạo hữu đã có, càn khôn đỉnh, dạng này không gian trí bảo, mở ra cái không gian này pháp trận, hẳn không phải là vấn đề. Cái này liền mời tiêu đạo hữu thi pháp đi, kim bào lão giả mỉm cười nói, tiền bối có phải là hiểu lầm, tại hạ nhưng cũng không có hứa hẹn qua, muốn mở ra cái không gian này pháp trận. Dù coi như tiêu phàm ngay từ đầu đúng là muốn mở ra không gian pháp trận, bây giờ tình hình rõ ràng xảy ra biến hóa, kế hoạch tự nhiên cũng muốn tiến hành cải biến. Kim bào lão giả ánh mắt lập tức híp mắt khâu lại, ánh mắt sắc bén như đao, nhẹ nói. Tiêu đạo hiểu là người biết chuyện, chúng ta tốt nhất là hợp tác vui vẻ, có mấy lời liền không cần phải phu nói đến quá lộ triệt đi. Tiêu phàm sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, đứng hầu một bên nam tử trung niên lạnh lùng nói. Tiêu đạo hiểu, lão tổ có thể dạng này thông tình đạt lý, người hẳn là cảm giác sâu sắc may mắn mới đúng. Nếu không, giết ta kim bằng tộc nhân mối thù, luôn luôn muốn báo. Dù coi như ngươi mình có thể đi thẳng một mạch, đồng môn của ngươi đệ tử, nhưng chưa chắc từng cái có ngươi tu vi như vậy cảnh giới. Những ngày này, người đi nơi nào, cùng những người nào gặp mặt, chúng ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Khó trách tiêu phàm rời đi Thái Bình Dương hòn đảo nhỏ kia thời điểm, luôn có một loại cảm giác bị người dòm ngó. Hắc Lân khẽ nói, Liên tính chúng ta bây giờ hợp tác với các ngươi ai biết các ngươi về sau có thể hay không trở mặt kim bảo lão giả ánh mắt hướng hắc lân trên mặt quét qua từ tốn nói vậy sẽ phải đánh cược một keo lão phu hiện tại coi như cho các ngươi hứa hẹn nghĩ đến tiểu hữu cũng là khẳng định không tin con đường tu chân vốn là tràn đầy gian nan hiểm trở không có người nào có thể trốn ở nhà ấm bên trong chứng đạo vĩnh sinh một điểm phong hiểm đều không bốc lên tiểu hữu chắc hẳn cũng đến không được hôm nay hóa hình cảnh giới Vị này Kim Bằng lão tổ tựa Hồ Kiên nhẫn không tồi. Đối Tiêu Phàm linh sủng, đều nói cái này rất nhiều lời. Bất quá những lời này, tự nhiên đều là nói cho Tiêu Phàm nghe. "Tốt, vậy ta liền cùng tiền bối hợp tác một lần, nhìn xem vận khí như thế nào." Tiêu Phàm lập tức làm ra quyết định, lạnh nhạt nói. Kim Bào lão giả liền cười, nói: "Tiêu đạo hữu quả nhiên cơ trí, lão phu không có nhìn lầm người." Tiêu Phàm nói: "Muốn khởi động cái không gian này pháp trận, cần bốn người đồng thời phát lực." Ta trước đem yếu điểm nói rõ một chút. Kỳ thật có càn khôn đỉnh nơi tay, lại hiểu rõ pho tượng phía trên phù văn hàm nghĩa, Tiêu Phàm một người là đủ mở ra truyền tống trận. Chỉ bất quá dưới mắt, đương nhiên phải cho cái này hai tên kim bằng tộc cao giai đại năng tìm một chút chuyện làm, bớt đến bọn hắn quá nhàn, quan trọng trước mắt cho Tiêu Phàm gây sự. Được, Tiêu đạo hữu cứ việc phân công, chúng ta tự nhiên sẽ hết sức phối hợp. Cũng không biết có phải hay không tin tưởng Tiêu Phàm, hoặc là không nghĩ lại phức tạp, Kim Bào lão giả một ngụm liền đáp ứng không trần chờ chút nào do dự. Mặc kệ kim bào lão giả đối tiêu phàm chân thực cảm nhận đến cùng như thế nào, lúc này đều mạnh hơn tự kiềm chế. Tìm tới kim sĩ đại bằng nội đan mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tin tưởng có viên nội đan kia, bối rối mình nhiều năm bình cảnh vấn đề, lập tức liền sẽ giải quyết dễ dàng, nhất cử bước vào cảnh giới càng cao hơn, truy tìm chân chính vĩnh sinh chi đạo. Về phần tiêu phàm cuối cùng muốn xử trí như thế nào, bất quá là việc rất nhỏ, mảy may cũng không để tại kim bào trong lòng ông lão có thể tiện tay xử trí rơi kia là tốt nhất, vạn nhất để hắn trượt, cũng không khẩn yếu. Lập tức bốn người tại bốn phía đại điện vào chỗ, dựa theo tiêu phàm chỉ điểm, riêng phần mình thi pháp, đem hùng hậu đến cực điểm chân nguyên pháp lực rót vào không gian pháp trận trận cước bên trong, tiêu phàm thì thế ra càn khôn đỉnh, miệng lẩm bẩm chốc lát. Bảo đỉnh hào quang tỏa sáng, từng đạo trừ màu đỏ hỗn độn đồ án phun ra ngoài, hướng trong đại điện tâm lôi chấn tử pho tượng dũng mãnh lao tới. Một khắc đồng hồ về sau, cả tòa đại điện đều ong ong làm vang lên, cao tới mấy trượng lôi chấn tử pho tượng, kịch liệt lắc lư, đại điện mặt đất từng đợt chấn động, bạch sắc quang mang từ mặt đất phun ra, cử hình không gian pháp trận toàn diện khởi động, nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải một cái truyền thống trên ý nghĩa truyền thống trận, mà là một cái không gian pháp trận. Cái không gian này pháp trận tác dụng là tại một đầu đã có không gian thông đạo phía trên mở ra một cái lỗ hổng, có thể cung cấp người ra vào. Mà truyền thống trận mỗi khởi động một lần, đều muốn hao phí không ít linh thạch đối với những cái kia cấp bậc không cao truyền tống trận mỗi lần khởi động về sau đều muốn nghỉ ngơi mấy tháng mới có thể một lần nữa xúc tích lực lượng tiến hành xuống một lần khởi động bất quá từ cái không gian này pháp trận quy mô đến xem nó liên thông cũng là một đầu cỡ lớn không gian thông đạo trung thổ giới nguyên bản là các loại không gian thông đạo giao hội chỗ tiêu phàm đã sớm từng điều tra không gian pháp trận liên thông không gian thông đạo vẫn tương đối ổn định tiến vào nhập không gian thông đạo về sau thậm chí đều không cần mượn nhờ càn khôn đỉnh lực lượng đến bảo vệ mình, chỉ cần cậy vào không gian của hắn chi thuật liền có thể bảo đảm không ngại. Chân chính ổn định không gian thông đạo là có thể đại quy mô truyền tống nhân viên. Âm âm tiếng vang bên trong, pho tượng chậm rãi chìm xuống dưới, một cỗ trói mắt hào quang màu nhũ bạch dâng lên mà ra, nháy mắt che kín cả tòa đại điện, quang hoa lấp lánh, phù văn phi vũ, nguyên bản của phát giạt rào cung điện dưới đất, bỗng nhiên trở nên tràn ngập ma huyễn sắc thái. Tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy, đem càn khôn đỉnh thu hồi lại, lại khẽ vươn tay, đem hắc lân thu tiến vào linh thú điểm, dưới chân trượt đi, liền tiến vào không gian pháp trận lối vào. Kim bào lão giả cùng trung niên nhân liếc nhau, cũng gấp đi theo sát. Tại không gian thông đạo bên trong, tiêu phàm ngược lại không lo lắng sẽ gặp phải tập kích. Tiêu phàm vững vàng hướng về phía trước, bỗng nhiên song mi nhẹ nhàng dương lên. Hoảng hốt ở giữa, hắn tựa hồ nhìn thấy không gian thông đạo bên ngoài, từng khỏa quen thuộc hành tinh chính đang nhanh chóng đi xa kia là hắn từng tại địa lý trên sách học cùng trên TV thấy qua thái dương hệ hành tinh. Thổ tinh to lớn quang điểm, hết sức rõ ràng tỏ rõ lấy thân phận của nó. Bất quá ngẫm lại Nam Châu đại lục rộng lớn, tiêu phàm trong lòng vẻ kinh ngạc cũng lập tức thoải mái. Trung thổ giới nếu là một cái có thể cùng toa ma giới, thất dạ giới cùng huyền ta giới cùng đánh đồng giao diện, như vậy nó rộng lớn cũng là tất nhiên. Vẹn vẹn một viên địa cầu, nhưng không đảm đương nổi trung thổ giới cái tên này. Phô cực môn sơn môn sở tại địa đô lương thành, cơ hồ liền có hơn phân nửa địa cầu lớn như vậy. Rất nhanh, những cái kia quen thuộc hành tinh liền phi tốc co lại nhỏ, nhìn không thấy, không gian thông đạo trực tiếp tiến vào vô tận hư không bên trong. Chính là bởi vì trung thổ giới nhưng thật ra là các loại không gian thông đạo giao hội chỗ, cho nên cấu thành cùng giới diện khác đều khác nhau rất lớn, là từng khỏa tinh cầu phân bố tại vô tận hư giữa không chung, lại không giống giới diện khác như thế. Là vô biên vô hạn rộng lớn biển cả cùng lục địa cũng không biết bao nhiêu thời gian quá khứ, tiêu phàm rốt cuộc nhìn thấy không gian thông đạo lối ra. Rời đi không gian thông đạo nháy mắt, tiêu phàm liền đã xem vảy rồng giáp tế ra đến, bao khỏa toàn thân, đồng thời dưới chân ra tốc, hướng một bên kích bắn đi, tận lực cùng kim bảo lão giả hai người kéo dài khoảng cách. Đối mặt một tên đã đạt đến tại ngộ linh sơ kỳ cảnh giới đại thành tu sĩ cấp cao cùng một tên công lực thâm hậu cùng giai tu sĩ. Hay là cẩn thận một chút vi diệu, mà lại là đến một cái hoàn toàn xa lạ chỗ. Kim bào lão giả cùng trung niên nhân lập tức cũng từ không gian thông đạo bên trong ghé qua mà ra, đối tiêu phàm như lâm đại địch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đổi chỗ mà xử, bọn hắn sẽ chỉ so tiêu phàm càng căng thẳng hơn. Thấy hai người cũng không có trở mặt chi ý, tiêu phàm lúc này mới bắt đầu dò xét tình hình chung quanh. Loạn, đây là tiêu phàm đối với chỗ này cái thứ nhất cảm nhận. Không phải phương diện khác loạn, mà là không gian chi lực rất loạn, trên trời cao, không gian loạn lưu tứ ngược đại đại không gian nho nhỏ vòng xoáy, khắp nơi có thể thấy được. Cơ hồ muốn vượt qua không linh đảo vạn kiếm cốc, bất quá luận trình độ hung hiểm, nơi này nhưng lại xa xa không thể cùng vạn kiếm cốc đánh đồng. Nguyên nhân rất đơn giản, những này tứ ngược không gian loạn lưu cùng không gian vòng xoáy, đều tại cực cao thiên khung, cũng không có tới gần mặt đất. Chỉ cần không lung tung hướng không chung sông loạn, ngoan ngoãn đợi tại tầng trời thấp. An toàn vẫn rất có bảo hộ, hoang vu, đây là tiêu phàm cái thứ hai cảm nhận cũng cùng vạn kiếm cốc đồng dạng, hoang vu đến thực điểm, dõi mắt chỗ đến, chỉ thấy được vùng đất bằng phẳng hoang nguyên, khắp nơi đều là trần trụi tảng đá, không nhìn thấy một cái vật sống, cũng không gặp được một vòng lục sắc. Vậy mà cùng vạn kiếm cốc tình hình cực kỳ tương tự. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều là không gian phong bạo kiệt tác. Năm đó, nơi đây hẳn là một chỗ không gian thông đạo giao hội chỗ, về sau không gian thông đạo sụp đổ, dẫn đến nơi đây phát sinh không gian thật lớn phong bạo, cuồng bạo không gian chi lực, đem nơi đây hết thảy đều san thành bình địa. Không có bất kỳ cái gì vật sống có thể tại dạng này tứ ngược không gian phong bạo dưới kiên trì, không phải bị không gian loạn lưu phá tan thành từng mảnh, chính là bị không gian phong bạo cuốn đi, không biết đi bao nhiêu ngoài ức vạn dặm địa phương. Có lẽ ngay từ đầu, còn có không ít sinh linh có thể tránh né những này không gian chi lực, nhưng chỉ cần không gian dị thường thời gian tiếp tục phải đủ dài, như vậy nhất định nhưng lại biến thành hiện tại cái dạng này. Chỉ cần không thể rời đi nơi đây, Tất cả vật sống hoặc là thọ nguyên hao hết, hoặc là bị không gian loạn lưu xé nát, không có con đường thứ ba có thể đi. Tiêu Phàm hiện tại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, năm đó nơi này là loại nào bộ dáng? Kinh dị, đây là Tiêu Phàm cái thứ ba cảm nhận, đúng vậy, chính là kinh dị, cứ việc bốn phía hoàn toàn hoang lương, không có thấy đến bất kỳ còn sống sinh linh, thậm chí quỷ ảnh đều không nhìn thấy một con, Tiêu Phàm lại hào không lý do cảm thấy trong lòng bất an, không phải bình thường bất an, mà là vô cùng bất an tựa hồ có một loại nào đó không thể dự báo nguy hiểm dấu ở hắn không thể nhận ra cảm giác chỗ tối phận rủi bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm dạng này không hề có đạo lý kinh dị cảm giác tiêu phàm còn rất ít cảm thụ qua thuần túy là một loại trực giác tiêu phàm kìm lòng không đặng hướng na bên cạnh nhìn qua chỉ thấy hai tên kim bằng người đều đứng tại chỗ không nhúc nhích trung niên nhân giống như hắn rõ ràng cảm thấy có chút bất an song nghi chăm chú nhau kim bằng lão tổ lại hai mắt khép hờ sắc mặt ngây ngô tựa hồ ngay tại tinh tế phẩm vị nơi đây không giống bình thường, mảy may cũng nhìn không ra đến, hắn ở sâu trong nội tâm đến cùng làm cảm tưởng gì. Sư tôn, loại cảm giác này, tựa hồ có điểm giống là cổ tịch ghi chép bên trong mê hồn đảo. Mắt thấy kim bào lão giả chậm chạp không có động tính, nam tử trung niên liền trần chờ nói, ngữ khí rất không nhất định. Trong truyền thuyết, mê hồn đảo chính là rất nhiều không gian thông đạo điểm tụ một trong, cùng tình hình nơi này có chút tương tự. Ừm kim bằng lão tổ rốt cục khẽ gật đầu một cái nơi này xác thực chính là mê hồn đảo nam tử trung niên lập tức liền hưng phấn lên nói đã như vậy chúng ta còn chờ cái gì kim bằng lão tổ lần nữa khẽ vuốt cằm quay đầu nhìn về phía cách đó không xa giáp trụ tươi sáng ngưng thần đề phòng tiêu phàm lạnh nhạt nói tiêu đạo hữu đi thôi tiêu phàm trầm ngâm nói tiền bối như là đã đến mục đích tại hạ nhiệm vụ liền xem như hoàn thành đi kim bằng lão tổ nói thứ nhất ta cũng không thể khẳng định nơi này có phải là mục đích. Mặc dù cổ tịch ghi chép, mê hồn đảo xác thực có thể là tiên tổ phân thân ẩn cư chỗ, nhưng không có cuối cùng nghiệm chứng trước đó, ai cũng không thể xác định. Thứ hai, nếu như nơi này không phải ta muốn tìm địa phương, như vậy liền còn có muốn tiếp tục nhờ tiêu đạo hữu địa phương. Mặc kệ đạo hữu có phải là tin được, lão phu đều có thể hướng người hứa hẹn, chỉ cần tìm được thánh linh nội đan, lão phu coi như tiêu đạo hữu là ta kim bằng tộc bằng hữu chẳng những người diệt sát trọng không sợ ân oán có thể sơ lược đạo hữu lại có yêu cầu gì lão phu cũng có thể thỏa mãn được tiêu phàm không có nhiều lời nửa chữ lập tức đồng ý vô luận kim bằng lão tổ có thủ tín hay không tiêu phàm hiện tại đều nhất định phải cùng hắn tiếp tục hợp tác coi là thật chọc giận người này hậu quả cực kỳ đáng lo chính hắn có lẽ có thể đi thẳng một mạch liệu tất kim bằng lão tổ lẻ loi một mình cũng không dám tiến về nam châu đại lục nhìn dậm đuổi giết hắn lại cho tiêu thiên bọn người rước lấy đại phiền toái lại trước nhìn kỹ hãng nói mà lại đối cái kia trong truyền thuyết kim xí đại bằng nội đan tiêu phàm nội tâm cũng giống vậy tràn đầy ý tò mò nửa viên ngân dược lôi bằng nội đan đã để hắn được ích lợi không nhỏ nếu là một viên hoàn chỉnh kim xí đại bằng nội đan lại nên làm như thế nào tiền bối nơi đây vì sao gọi là mê hồn đảo cùng hai tên kim bảo người duy trì khoảng cách nhất định tiêu phàm lần đầu tiên hỏi thời gian dài như vậy quá khứ loại kia kinh dị cảm giác vẫn luôn chưa từng tiêu trừ, ngược lại càng ngày càng là mãnh liệt. Đôi này tiêu phàm đến nói, thật chính là vô cùng hiếm thấy. Cái này hai tên kim bằng người tựa hồ đối với nơi đây có hiểu biết, đương nhiên phải hỏi một chút. Kim bằng lão tổ cũng không quay đầu lại, đáp, bởi vì thời kỳ thượng cổ, nơi này có trồng đại lượng mê cốc thụ, còn có không ít hồn hương mộc. Tiêu phàm giật mình, mê cốc thụ lớn nhất công hiệu, chính là mê hồn, nghe nói mê cốc thụ đóa hoa, trái cây thậm chí lá cây, vỏ cây, dễ cây đều lại phát ra mãnh liệt mê hồn khí tức, thường nhân vừa nghe phía dưới. Lập tức liền sẽ sinh ra mãnh liệt ảo giác, mê cốc thụ sinh trưởng niên đại càng lâu xa, đến huyễn công hiệu liền càng mãnh liệt. Mê cốc thụ mật hoa cùng trái cây là không ít đến huyễn thuốc thiết yếu tài liệu luyện chế. Đối tăng tiến vào thần niệm chi lực cũng có rất mạnh công hiệu. Tiêu phàm một mực ăn thái thanh hoa linh đan bên trong. Liền có mê cốc trái cây thành phân, bất quá lượng thuốc phải nghiêm khắc khống chế, một khi quá lượng chẳng những vô ích, còn có lớn hại. Tu luyện thần niệm chi lực xảy ra sự cố, là tu sĩ kiêng kỵ lớn nhất. Nói theo một ý nghĩa nào đó, điên so chết càng khó chịu hơn. Thần kỳ là, mê cốc thủ cùng hồn hương mộc là thế mà xen lẫn quan hệ. Có mê cốc lâm địa phương, liền có hồn hương mộc. Chỉ bất quá, mê cốc thủ cực kỳ cao lớn, thường thường có thể dài đến mấy chục mấy trăm trượng chi cự, mà hồn hương mộc lại 10 điểm kiều nhỏ, sinh trưởng ở mê cốc thủ dễ cây bên cạnh, hào không thấy được sinh trưởng 10.000 năm mới khó khăn lắm mọc ra hai ba xích mà thôi. Không cẩn thận, liền sẽ bị người coi nhẹ, xem như cỏ dại. Nhưng hồn hương mộc lại thật sự là cây, không phải cỏ dại, cũng không phải dây leo. Mà lại không biết muốn bao nhiêu gốc mê cốc thụ ở giữa, mới có thể ngẫu nhiên mọc ra một gốc hồn hương mộc tới. Hồn hương mộc tại tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh, một đoạn nhỏ mấy ngàn năm hồn hương mộc, thường thường liền có thể đổi được một số lớn linh thạch, so mê cốc thụ trái cây đáng tiền được nhiều. Nam Châu đại lục Đông Phương thất long biển sâu chỗ, liền có một cái mê cốc núi, chính là Đông Phương ất mộc thần tính toán nơi phát nguyên. Tại mê cốc trên núi nghiên cứu bói toán chi thuật, thật đúng là rất trí nhớ khuấy động. Nơi đây nếu như sinh trưởng ra đại lượng mê cốc thụ cùng hồn hương mộc, như vậy được xưng là mê hồn đảo, liền không có chút nào khiến người bất ngờ. Thế nhưng, nơi đây vì sao xưng đảo, nhưng không thấy biển sâu đại dương. Kim Bằng Lão Tổ nói, đây vốn chính là trong hư không một hòn đảo, trên không chạm trời dưới không chạm đất mà là bị rất nhiều không gian thông đạo cố định ở đây làm vì không gian thông đạo điểm tụ tiêu phàm gật đầu nói phải trước mắt bọn hắn đều chỉ có thể tại tầng trời thấp phi đột tốc độ cũng không nhanh rất khó thăm dò ở đây toàn cảnh nhưng tiêu phàm bằng trực giác liền biết tòa này hòn đảo tuyệt sẽ không so địa cầu nhỏ chỉ có càng càng rộng lớn nghiêm chỉnh mà nói nơi này hẳn là một quả tinh cầu hoặc là từ đại lục ở bên trên thoát ly một khối to lớn mảnh vỡ dưới mắt khắp nơi đều là bằng phẳng đồng hồ, mê cốc thủ cùng hồn hương một bóng dáng không gặp, sớm đã bị không gian chi lực san thành bình địa. Nhìn qua, nơi nào đều là giống nhau địa hình địa vật. Kim bằng lão tổ hai người lại tựa hồ như mục tiêu minh xác, tốc độ bay mặc dù không nhanh, nhưng thủy chung là hướng hướng phía tây bắc hướng, một mực chưa từng thay đổi qua. Không thể nghi ngờ, bọn hắn có một loại phương pháp đặc thù đến tiến hành định vị. Mà tiêu phàm trong lòng kinh dị cảm giác lại càng ngày càng là mãnh liệt, bất quá tại mãnh liệt này kinh dị cảm giác phía dưới, nhưng cũng xen lẫn một tia không hiểu thấu chỉ dẫn, giống như cũng là đến từ phương hướng Tây Bắc. Tiêu phàm cảm giác được, loại này chỉ dẫn tựa hồ là cùng hắn trong đan điền ngân dược lôi bằng nội đan có cộng minh nào đó. Chẳng lẽ kim sĩ đại bằng nội đan thật tại cái này mê hồn ở trên đảo? Ngay tại phương hướng Tây Bắc, một đầu đại hạp cốc xuất hiện tại ba người trước mặt. Cái này cái gọi là đại hạp cốc, kỳ thật chỉ là một chỗ hướng xuống lõm sơn cốc, có lẽ là bởi vì chỗ này sơn cốc nguyên bản liền thấp hơn đồng hồ, bởi vậy tại không gian chi lực quét ngang qua đi, hay là bảo lưu lấy một điểm hẻm núi bộ dáng. Kim Bằng lão tổ bỗng nhiên đè lại độn quang, đứng tại chỗ này hẻm núi lối vào chỗ, ánh mắt sáng ngời, không ngừng đang trong hạp cốc tìm kiếm. Chỗ này hẻm núi hình dạng mặt đất, xác thực cùng bọn hắn một đi ngang qua đến nhìn thấy bình nguyên hình dạng mặt đất có chỗ khác biệt, tại bị cắt qua đi đồng hồ nham thạch ở giữa, vậy mà có thể nhìn thấy gốc cây vết tích. Rất hiển nhiên nhiều năm trước không gian phong bạo, đem nơi đây rừng rậm đều phá hủy hầu như không còn, bởi vì địa thế quan hệ, lại còn bảo lưu lại một ít cây cọc, chỉ là đã sớm sinh cơ đoạn tuyệt. Tiền bối, nơi đây có chút hung hiểm, nhất định phải từ nơi này đi qua a. Tiêu phàm song nghi nhau, đứng tại hẻm núi lối vào, trong lòng của hắn kinh dị cảm giác, đã mãnh liệt đến mức độ không còn gì hơn. Lấy hắn vượt xa cùng giai tu sĩ thần niệm chi lực, còn như vậy, nơi đây hung hiểm, có thể thấy được chút ít. Kim bằng lão tổ liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, nói: "Tiêu đạo hữu thật mạnh thần niệm chi lực, đây là vô cực truyền thừa đặc điểm a." Tiêu Phàm cười cười, cũng không đáp lời, "Đi thôi, một mực tránh né cũng không phải là cách pháp." Kim bằng lão tổ nhẹ khẽ hít một cái khí, dưới chân độn quang cùng một chỗ, hướng trong khe núi lớn bay đi, bất quá tốc độ bay rõ ràng so vừa rồi chậm dần rất nhiều. Nam tử trung niên như trước vẫn là theo sát phía sau. Tiêu Phàm lạc hậu bọn hắn hơn 10 trượng ba người hướng phía tây bắc mà đi bỗng nhiên ở giữa hoắc suy một trận vang lớn cùng tiêu phàm gần trong gang tất địa phương không gian vặn vẹo ba động một bóng người bỗng nhiên nổi lên trong tay kim sắc lôi trùy lập lòe phát phát sáng hồ quang điện lượn lờ một tiếng nhe răng cười vào đầu liền hướng tiêu phàm bổ xuống khí thế cực kỳ khinh người huệ thiên hào dù là tiêu phàm nhất quán chấn định giờ phút này cũng quá sợ hãi bỗng nhiên bước đến hắn phụ cận người này vậy mà là huệ thiên hào thế nhưng là Tiêu Phàm rõ ràng nhớ được, Huệ Thiên Hào đã sớm tại Long Thần Đảo bị huyết quang thiếu niên diệt sát đi, khi lấy bọn hắn cái này rất nhiều người trước mặt, cắt lấy Huệ Thiên Hào đầu lâu, Tiêu Phàm tuyệt sẽ không nhìn lầm. Nhưng mà, Huệ Thiên Hào chợt xuất hiện ở đây, đồng thời khí thế hùng hổ hướng bị giết tới. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là âm hồn quấy phá? Tiêu Phàm không cần suy nghĩ, ống tay áo lắc một cái, lôi quang tháp bắn ra, tiếng sét đánh âm thanh, hồ quang điện lập lòe, liền hướng Huệ Thiên Hào nghinh kích đi lên ầm ầm nổ vang huệ thiên hào lôi trùy trùng điệp đánh vào lôi quang tháp phía trên kinh thiên động địa đinh tai nhức óc lôi quang tháp vậy mà tại trong khoảnh khắc liền bày biện ra chống đỡ hết nổi thái độ không có khả năng dù coi như là huệ thiên hào chuyển thế trùng sinh hắn cũng không có khả năng mạnh mẽ như vậy cần biết hiện tại tiêu phàm cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tu vi cao cường không chút nào tại huệ thiên hào phía dưới ngang tay đối đầu huệ thiên hào hơn phân nửa không phải địch thủ của hắn mà giờ khắc này Huệ Thiên Hào lại cơ hồ liền ép đến tiêu phàm đỉnh đầu. Giận tím mặt, liền muốn lần nữa hướng lôi quang tháp bên trong quán chú chân nguyên pháp lực tiêu phàm, trong đầu mãnh linh quang lóe lên, trong chớp nhoáng hiểu rõ ra. Đây không phải Huệ Thiên Hào, đây là tâm ma, hắn tâm ma của mình. Trong chốc lát hạo nhiên chính khí lưu chuyển toàn thân, trong đầu một trận thanh minh, gần ngay trước mắt Huệ Thiên Hào lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Tiêu phàm lắc đầu, nâng tay khẽ vẫy, thu hồi lôi quang tháp, bận biểu tức hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy kim bằng lão tổ còn bình chân như vậy, hai tay chắp sau lưng đứng ở nơi đó, nam tử trung niên lại đã sớm sắc mặt đỏ bừng lên, hai mắt tròn cả, miệng lẩm bẩm trong tay pháp bảo quang mang bắn ra bốn phía, rất rõ ràng đang cùng một cái cũng không tồn tại địch nhân tác chiến, cùng tiêu phàm vừa rồi gặp phải tình hình giống nhau như đúc. Chỉ bất quá tiêu phàm trước một bước giải thoát ra, mắt thấy tiêu phàm nháy mắt linh đài thanh minh, đem tâm ma của mình đuổi đi, tu vi tựa hồ so hắn càng ra thân hơn sau nam tử trung niên, lại còn vẫn như cũ bị mộng má lúng đồng tiền, kim bằng lão tổ trong mắt lại là tinh quang lóe lên. Vô cực truyền thừa, quả thật không phải tầm thường, cùng là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, tiêu phàm đã thuận lợi thoát khỏi huyến cảnh, bên trong nam nam tử nhưng như cũ giới hạn trong khổ chiến bên trong, cái này thần niệm chi lực cường đại, chỉ ít tại đồng bậc tu sĩ bên trong, có thể coi là là siêu quần bạt tủy. Kim bằng lão tổ cứ như vậy im ắng lơ lửng tại một bên, tuyệt không xuất thủ can thiệp cùng tâm ma của mình đối kháng, mặc dù 10 phần nguy hiểm, đồng thời nhưng cũng là một sự rèn luyện. Muốn nâng cao một bước, loại này tâm ma lịch luyện, luôn luôn phải thừa nhận ở, ai cũng không thể đi đường tắt. Lại sau một lúc lâu, nam tử trung niên bỗng nhiên rên lên một tiếng, thân thể chấn động mạnh một cái, hai mắt nháy mắt trở nên thanh minh, lại là rốt cuộc thành công từ ác mộng bên trong đi tới. Nơi đây mặc dù bị không gian chi lực san bằng, nhưng mê cốc lâm oán khí, nhưng thủy trung chưa từng tiêu tán, nhiều năm qua đi, sớm đã hóa thành tâm ma. Sau đó cần phải bảo vệ chặt linh đài, không muốn bị ma vật có thời cơ lợi dụng. Kim bằng lão tổ mắt nhìn nam tử trung niên, trầm giọng nói. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy vết mồ hôi, thở hồn hển không thôi, cho thấy phải vừa rồi cùng tâm ma nhất chiến, hao phí hắn quá nhiều thần niệm chi lực, nghe sư phụ nói như vậy, bận biểu tức kho người xác nhận, nghĩ nghĩ, hỏi. Sư tôn, cái này mê cốc thụ chỉ là vô chi vô biết xuẩn vật, có thể nào trầm tích oán khí, hóa thành tâm ma. Tại hắn nghĩ đến, chỉ có sống sờ sờ có máu có thịt có linh hồn sinh linh, sau khi chết mới có oán khí tích tụ, hóa thành oan quỷ lệ phách loại hình, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói thực vật cũng là phát sinh loại tình hình này. Kim bằng lão tổ hư một tiếng, nghiêm nghị nói, thiên địa vạn vật đều có linh khí, đều có hồn phách, chỉ là ngươi trước kia không biết mà thôi. Mê cốc thụ đã là sinh linh, há có thể không có linh khí hồn phách. Quả thật là tử vật, làm sao lấy làm thuốc. Vâng, sư tôn, đệ tử minh bạch, nam tử trung niên kính cẩn thụ giáo. Người này dù nhưng đã khó khăn lắm đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại thành, tại sư phụ trước mặt, nhưng thủy trung cung kính có thừa, không dám có chút vô lễ đi quá giới hạn. Tiêu phàm không rên một tiếng, móc ra một viên thuốc, đưa tiến vào miệng bên trong. Mặc dù hắn thành công đem tâm ma loại trừ, nhưng trong lòng kinh dị cảm giác, lại không chút nào từng biến mất. Tiêu phàm ẩn ẩn cảm thấy, Thái Thanh Hoa Linh đan tăng tiến vào thần niệm chi lực cố nhiên có phần có hiệu quả, nhưng ẩn chứa trong đó hai lá tham gia, mê cốc quả cùng cùng dược vật, đều có cực kỳ mãnh liệt đến huyễn hiệu quả, ngày bình thường nó hại không hiện, đến cái này mê hồn ở trên đảo, chỉ sợ sẽ gấp bội bạo phát đi ra. Ba người tiếp tục hướng phía trước, nhưng mà cái này đại hạp cốc quả nhiên là từng bước khó đi, thỉnh thoảng đều sẽ bị quấy nhiễu. Bất quá lấy ba người cường đại tu vi, chỉ cần có phòng bị. Lại có đối phó tâm ma kinh nghiệm, mặc dù tâm ma quấy dày đại đại kéo chậm bọn hắn trước tiến vào tốc độ, lại rất khó lại cho bọn hắn tạo thành tính thực chất tổn thương, ngược lại đang không ngừng đánh rằng co bên trong, tiêu phàm cảm thấy tâm tính đang nhanh chóng tăng lên. Nghĩ đến hai tên kim bằng người cũng là như thế, duy nhất để tiêu phàm không dám xem thường chính là, trong lòng kinh dị bất an. Vậy mà càng ngày càng là mãnh liệt, tựa hồ kia không biết to lớn nguy hiểm, chính đang từng bước hướng hắn tới gần, mà hắn lại từng bước một đi tiến vào đối phương đã sớm thiết kế tốt lồng giam cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, bọn hắn đã tiến vào đại hạp cốc chỗ sâu. Địa thế càng ngày càng thấp, mà hẻm núi thì trở nên càng ngày càng rộng lớn, dần dần biến thành một chỗ cực kỳ rộng lớn bồn địa. Thỉnh thoảng có không gian loạn lưu thổi qua, thậm chí còn tao ngộ nhiều lần cỡ nhỏ vết nứt không gian. Lấy tiêu phàm không gian tạo nghệ, hắn dưới mắt lo lắng nhất chính là hai loại tình hình, loại thứ nhất là cực kỳ bão táp không gian cuồng bạo, loại thứ hai chính là suốt quỷ nhập thần vết nứt không gian, dù có cản khôn đỉnh hộ thân cũng khó có thể làm được vạn vô nhất thất, kỳ thật cỡ nhỏ vết nứt không gian, vẫn luôn là tiêu phàm nghiên cứu đối tượng. Hắn đã sớm ý thức được, vết nứt không gian xuất quỷ nhập thần, giết người ở vô hình. Nếu như có thể trưởng khống thậm chí tạo ra vết nứt không gian, kia là không cùng luân so đại sát khí. Đối với không tinh thông không gian chi đạo hoặc là không có không gian pháp bảo hộ thân đối thủ mà nói. Vết nứt không gian chính là trung cực ác mộng, dù coi như là cấp bậc cao hơn hắn được nhiều đại năng tu sĩ, Tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cũng có khả năng mắc lừa. Chỉ tiếc, nghiên cứu đến nay còn không có sở đến vây cánh gì. Nghịch Thiên như vậy đòn sát thủ, nếu là dễ dàng như vậy trưởng khống, nơi nào còn có người khác đường sống. Tiêu Phàm chính trong đầu vuốt vuốt những năm gần đây nghiên cứu vết nứt không gian quý thích, bỗng nhiên bên tai nghe tới một trận cực kỳ thanh thúy tiếng cười, như là chuông bạc rung động lòng người. Thiên Thiên, trong chốc lát, Tiêu Phàm cơ hồ ngây người, quả thực không thể tin vào tai của mình tiếng cười kia thật sự rõ ràng chính là uyển thiên thiên thanh âm không biết bao nhiêu lần ra hiện tại hắn trong mộng bây giờ tân lâm cơ khinh sa trần dương azelena đều đã tìm tới duy chỉ có thiên thiên tung tích không rõ cũng là tiêu phàm nhất lo lắng đương nhiên đồng dạng để tiêu phàm lo lắng hay là lại một lần nữa tách rời thiên diệu tiên tử bất quá trở lại trung thổ giới về sau tiêu phàm đã loáng thoáng cảm ứng được nàng bản mệnh ấn ký trong lòng an tâm một chút tiêu phàm có nằm mơ cũng chẳng ngờ vậy mà lại ở đây nghe tới thiên thiên tiếng cười, vẫn là như vậy thanh thúy, đẹp đẽ như vậy, như thế bay dương nhảy thoát, thanh xuân sức sống vô hạn. Là ta à, tiếng cười nhẹ bên trong, tiêu phàm bóng người trước mắt chấp động, đầy người váy đỏ như lửa huyền thiên thiên, xuất hiện ở trước mặt hắn, khóe mắt mỉm cười, trên hai gò má, tràn đầy hoạt bát cùng vẻ mừng rỡ. Tiêu phàm, nhiều năm như vậy không gặp, người muốn ta sao? Trong chấp nhoáng, uyển thiên thiên liền đến hắn phụ cận, chỗ sâu như bạch ngọc tiêm tiêm tố thủ, muốn vuốt ve gương mặt của hắn. Tiêu Phạm Yên lặng đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn nàng, như là si. Uyển Thiên Thiên trên mặt ý cười càng đậm, hai tròng mắt tuyệt đẹp bên trong, tinh quang bắn ra bốn phía. Đúng lúc này, phích lịch một tiếng, lôi quang tháp lượn vòng mà ra, hồ quang điện lập lòe, một đạo thô to lôi trụ, hướng về Uyển Thiên Thiên vào đầu mãnh kích mà hạ. Hi hi, lôi điện chi lực, chính giữa Uyển Thiên Thiên đầu lâu, lại chỉ nghe một tiếng hoạt bát cười khẽ, hồng mang lóe lên, Uyển Thiên Thiên liền từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không gì không phá thần thông sấm sét, tựa hồ đối với nàng vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng chút nào. Một trận gợn nước ba động, Uyển Thiên Thiên hồng sắc thân ảnh tại mấy trượng bên ngoài nổi lên, miếu máu trừng mắt, một bước sinh khí tiểu bộ dáng. Tốt, người đánh ta, ta liền biết người thay lòng, người không còn thích ta đúng hay không. Ta hận ngươi, xinh xắn dáng vẻ, coi là thật để người vừa yêu vừa thương, thích đến tận xương tủy đầu. Tiêu phàm hít sâu một hơi, hạo nhiên chính khí lưu chuyển toàn thân như là một thùng nước đá vào đầu dội xuống linh đài lập tức thanh minh đáy mắt lục mang lấp lánh thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn nháy mắt liền thấy rõ kia váy đỏ uyển thiên thiên diện mục chân thật chỉ thấy một cái màu ngà sữa trùng sáng tại ngoài mấy trượng không ngừng lấp lánh giống như có miệng mũi chỉ là không thành hình người tiêu phàm lấy làm kinh hãi đây không phải tâm ma tâm ma vô hình vô thể chỉ cần hắn linh đài thanh minh tâm ma không có cơ hội có thể thừa dịp tự nhiên biến mất thứ này lại hữu hình có thể, toàn thân trên dưới đều lộ ra cực kỳ mãnh liệt không gian ba động, quang đoàn chỗ sâu tựa hồ còn có hai con mắt, đang mục quang lấp lánh nhìn chằm chằm tiêu phàm. Yêu nghiệt, tiêu phàm khẽ quát một tiếng, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích, hướng đỉnh đầu lôi quang tháp một điểm, một cỗ hùng hậu pháp lực mãnh liệt mà vào, lôi quang tháp điện mang đại thịnh, nháy mắt liền đến kia màu ngà sữa quang đoàn đỉnh đầu, phích lịch một tiếng, vô tận hồ quang điện chút xuống, tạo thành một cái giày đặc lôi võng, liền muốn đem kia quang đoàn bao phủ nó hạ hi hi đánh không chúng đánh không chúng uổng phí tâm cơ rõ ràng nhìn thấy lôi võng đem kia màu trắng quang đoàn hoàn toàn bao phủ tiêu phàm bên tai lại lập tức lại vang lên kia vui cười thanh âm hào quang màu nhũ bạch lóe lên quang đoàn lại tại một phương hướng khác hiện thân mà ra không ngừng vặn vẹo cuồn cuộn tựa hồ có chút hưng phấn không gian thần thông tiêu phàm hai mắt có chút híp mắt khâu lại thấp giọng nói mà lại cực kỳ cao minh xa không tầm thường không gian thần thông có thể so sánh, dù coi như là tiêu phàm, tinh nhiên không gian thuật nhiều năm, còn có cản khôn đỉnh nơi tay, cũng thi triển không ra dạng này suốt quỷ nhập thần thuấn di thuật. Người đến cùng là cái gì? Tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy, đem lôi quang tháp thu hồi lại, ánh mắt sáng ngời, tiếp cận kia màu ngả sữa quang đoàn, trầm giọng hỏi. Ta chính là ta a, à, người không biết ta sao, ta chính là người thích nhất người. Kia màu ngả sữa quang đoàn bên trong phát ra cười khanh khách âm thanh, vẫn như cũng như chuông bạc dễ nghe lại không còn là uyển thiên thiên thanh âm vật này có thể huyến hóa ra uyển thiên thiên bộ dáng cùng thanh âm bất quá là tâm ma huyến hóa mà thành đánh tiêu phàm trở tay không kịp bây giờ tiêu phàm linh đài thanh minh bảo vệ chặt thần thức biển cái này yêu vật liền không có bắt đầu chỗ tự nhiên rốt cuộc huyến hóa không ra uyển thiên thiên thanh âm thì ra là thế tiêu phàm trong đầu linh quang lóe lên bỗng nhiên liền có rõ ràng mạch lạc nơi đây danh sưng mê cốc lâm lại có hay không tận không gian chi lực cho nên sinh ra như thế cái quái vật, đã có tâm ma chi lực, lại tinh thông không gian thần thông. Đây là một loại mới sinh linh, trước đó Tiêu Phàm chưa bao giờ thấy qua, thậm chí ngay cả tưởng tượng cũng không nổi đạt được. Quả nhiên là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. A, à, ngươi thật giống như biết ta là ai, lừa gạt không đến ngươi. Kia màu ngà sữa quang đoàn bên trong phát ra thanh âm kinh ngạc, tựa hồ đối với Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, 10 điểm hiểu rõ. Tâm ma lực, quả thật không thể coi thường tiêu phàm càng thêm cảnh giác lên, mặc kệ hắn cỡ nào rộng rãi, đối mặt dạng này một cái tùy thời đều có thể hiểu rõ ý nghĩ của mình yêu nghiệt, cũng không thể không cảnh giác gấp trăm lần. Đây cũng không phải là bình thường yêu vật, một khi để nó có cơ hội để lợi dụng được, làm hại chi liệt, xa không phải bình thường có thể so sánh. Cùng những địch nhân khác đối đầu, thất bại còn có cơ hội đào tẩu, cùng loại này yêu nghiệt tác chiến, một khi thất bại, liền vô cùng có khả năng bị hắn tước tổ chấm chiếm, đem mình biến thành một bộ cái xác không hồn các hạ không gian thần thông coi như không tệ, nhưng tâm ma chi thuật, hắc hắc, kia còn kém xa lắm. Dựa vào như thế điểm tu vi, liền nghĩ muốn làm gì thì làm, kia còn rất sớm. Tiêu phàm cười lạnh, nói, hư, ngươi cho rằng ngươi bao nhiêu lợi hại sao, quả nhiên không ra tiêu phàm sở liệu, cái này yêu vật nghe xong tiêu phàm khinh thường với hắn, lập tức liền đại vi sinh khí, âm thanh kêu to lên. Màu ngà sữa quang đoàn mặt ngoài, nháy mắt gạt ra một khuôn mặt, mơ hồ giống như là một cái hơn 10 tuổi tiểu nam hài, tức giận tiếp cận tiêu phàm phảng phất cực không phục tiêu phàm hai mắt bốn phía quét qua lại phát hiện kim bằng lão tổ cùng nam tử trung niên đã không thấy bóng dáng tại hắn mới vừa rồi cùng yêu vật giao thủ thời điểm tựa hồ liền đã hoàn thành không gian đổi thành lấy không gian của hắn tạo nghệ cái này yêu vật lại có thể giữa bất chi bất giác đem hắn chuyển qua nơi khác không gian thần thông mạnh còn tại tiêu phàm ngoài ý liệu có bản lĩnh người đến bắt ta a à. quang đoàn mặt ngoài tấm kia tiểu nam hài mặt nâng lên miệng thở phì phò kêu lên mặt mũi tràn đầy khiêu chiến biểu lộ. Tiêu phàm khóe miệng kéo một cái, cố ý giả ra một cái rất nụ cười khinh thường, khinh miệt nói. Ta nếu là bắt lại ngươi, thì thế nào? Tiểu nam hài sướng sờ ngơ ngác một chút, tựa hồ đối với tiêu phàm vấn đề này có chút không tưởng được, chốc lát mới lên tiếng. Ngươi phải bắt được ta, ta liền nghe lời ngươi. Tốt, một lời đã định. Hi hi, ngươi đến bắt ta đi. Tiểu nam hài giống như thập phần vui vẻ dáng vẻ, màu ngà sữa quang đoàn lóe lên, liền bỗng nhiên tại nguyên chỗ mất đi bóng dáng. Tiêu Phàm song mi nhẹ nhàng một dương, dưới chân độn quang cùng một chỗ, cũng gấp nhanh hướng bên cạnh vọt tới. Một khe hở không gian vô thanh vô tức tại hắn vừa mới đứng chỗ đứng cuồn cuộn cắt qua, nếu không phải Càn Khôn đỉnh sớm dự cảnh, chỉ sợ lần này Tiêu Phàm liền muốn chịu thiệt thòi lớn. Mặc dù nói, lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng tu vi, bị chặt đứt một cái cánh tay hoặc là đùi, cũng không làm đại sự, có thể trong thời gian cực ngắn trùng sinh nhưng mà dù sao sẽ tổn thất tinh huyết, cũng áp chế động nhuệ khí. Ngoài mấy trượng quang mang lóe lên, màu ngà sữa quang đoàn nổi lên. Tiêu phàm bỗng nhiên dừng bước chân, rất không vui nói. Người không tuân quy củ, màu ngà sữa quang đoàn một trận cuồn cuộn, tiểu nam hài khuôn mặt lại nổi lên, kinh ngạc nói. Ta làm sao không tuân quy củ rồi, nói xong là ta đến bắt ngươi, kết quả ngươi lại dùng ám tiến đả thương người, vậy ta còn làm sao bắt ngươi. Tiêu phàm hầm hừ nói, ngữ khí có chút bất mãn. Tiểu Nam hài lại chố mắt một chút, song mi cũng nhào lên, phảng phất đang rất chân thành tự hỏi Tiêu Phàm nói ra vấn đề. Tiêu Phàm thầm kêu hổ thẹn, cái này thật đúng là lừa gạt tiểu hài tử chơi, chỉ là nếu không dùng chút tâm cơ, chỉ sợ Tiêu chân nhân ngày hôm nay còn thật sự có khả năng tại lật thuyền trong mương. Cái này yêu vật thế nhưng là nơi này địa chủ, đối xung quanh không gian chi lực, xa so Tiêu Phàm quen thuộc được nhiều, giống như lại có thể khống chế vết nứt không gian để bản thân sử dụng. Ta không phải cố ý muốn như vậy, ta có khi cũng khống chế không nổi, bọn chúng sẽ tới chỗ tán loạn. Chốc lát, tiểu nam hải nói, ngữ khí hơi có chút vỉ khuất. Tiêu phàm trong lòng giật mình, nghe thuyết pháp này, đứa bé trai này thật có thể khống chế vết nứt không gian, mặc dù còn không phải rất nhuần nhuyễn. Nhưng đã đầy đủ kinh người, tóm lại chính là ngươi không tuân quy củ. Tiêu chân nhân lần đầu dạng này vô sỉ, tiểu nam hài lập tức hạ quyết tâm, nói, tốt, vậy ta liền không trốn đến vết nứt không gian bên trong đi. Nhưng chính bọn chúng sẽ tới chỗ tán loạn, cũng không nên trách ta, người phải cẩn thận chút. Ngược lại quan tâm tới tiêu phàm tới, gia hỏa này nếu là vừa lên đến liền quải điệu, vậy liền không ai cùng hắn chơi. Tốt, ta sẽ cẩn thận, ngươi chạy đi, ta đến bắt ngươi. Tiêu phàm gật đầu nói, hi hi, ta chạy. Tiểu nam hài lập tức rất là vui vẻ, màu ngà sữa quang đoàn nhoáng một cái, lần nữa tại nguyên chỗ mất đi bóng dáng. Bất quá lần này, tiêu phàm thiên nhãn thần thông toàn bộ triển khai. Lại có thể loáng thoáng nhìn thấy một tia dấu vết, dù sao hắn không tá trợ nơi đây suốt quỷ nhập thần vết nứt không gian đến thuấn di, chỉ là sử dụng bản thân không gian thần thông, đối đồng dạng tinh thông không gian thuật tiêu phàm mà nói, liền xem như có dấu vết mà lần theo. Tiêu phàm thân thể một trận vặn vẹo, cũng tại biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn ngay tại mấy trượng bên ngoài hiện thân mà ra, kia màu ngà sữa quang đoàn cơ hồ trực tiếp đụng vào trước mặt hắn, bỗng nhiên bên trong nhìn thấy cách đó không xa tiêu phàm, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Kêu lên, tốt, nguyên lai like người cũng sẽ không gian pháp thuật vậy quá tốt chúng ta có thể hảo hảo chơi tiêu phàm không nói hai lời bàn tay tìm tòi huyễn hóa ra một con lớn gần trượng cự trưởng hướng nam màu ngà sữa quang đoàn vào đầu bắt xuống dưới hắc hắc cái này ta không sợ màu ngà sữa quang đoàn bên trong truyền đến tiểu nam hài cười hì hì thanh âm quang đoàn lập tức uốn éo liền dễ dàng né tránh kia huyễn hóa ra đến đại thủ tại ngoài mấy trượng lộ ra gương mặt mỉm cười tiếp cận tiêu phàm hào hứng tăng vọt hư ta liền không tin bắt không được ngươi. Tiêu phàm sầm mặt lại, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, song trường tề xuất, lập tức cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, hai cỗ như bài sơn đảo hải kinh lực tuôn trào mà ra, hợp hai là một, hóa thành cuồn cuộn chiều dâng, hướng màu ngà sữa quang đoàn càn quét mà đi. Vô dụng, cái này căn bản bắt không được ta, tiểu nam hài kêu to, đối cuốn tới cuồng bạo kinh lực, không thèm để ý chút nào, không tránh không né. Trong nháy mắt, liền bị cỗ này kinh lực xé nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bay múa. Cùng cuồng phong quá khứ, sữa hào quang màu trắng lại lần nữa cùng tiến tới, hóa thành màu ngà sữa quang đoàn, lộ ra tiểu nam hải dương dương đắc ý gương mặt. Bất quá ngay tại tiêu phàm xong trưởng tề xuất đồng thời, một đảo hắc mang đã sớm từ hắn linh thú điểm bên trong bắn ra, đảo mắt liền biến mất ở trong hư không. Thật sao, ta nhất định có thể bắt lại ngươi, tiêu phàm không tức giận chút nào nói, tế ra mấy kiện pháp bảo, tại không trung vừa đi vừa về bay múa, Huyễn hóa ra vô tận thần thông, nhao nhao hướng Tiểu Nam Hải bao phủ xuống. Đẹp mắt đẹp mắt, thật xinh đẹp. Tiểu Nam Hải đối này càng là không sợ chút nào, chỉ là cười đùa, lớn tiếng gọi tốt. Hắc Lân dù nhưng đã có thể nói là trận pháp tông sư, nhưng bố trí một cái mang không gian chi lực tinh xảo pháp trận, hay là cần một chút thời gian, Tiêu Phàm phải vì nàng tranh thủ thời gian này. Đối Tiêu Phàm cái tiểu động tác này, Tiểu Nam Hải vẫn chưa phát giác. Hắn mặc dù thần thông quảng đại, cũng rất ít cùng người đã từng quen biết. Đối người tu chân đủ loại thủ đoạn, tự nhiên hoàn toàn không biết gì. Thậm chí hắn mở miệng nói chuyện, đều chỉ là tiêu phàm trong đầu cảm ứng, trên thực tế, cái này màu ngà sữa quang đoàn vẫn chưa phát ra bất kỳ thanh âm tới. Đây là một cái hiểu được không gian thần thông cùng tâm ma chi thuật tân sinh linh. "Chú ý, ta lúc này thật muốn tới bắt ngươi, ngươi cẩn thận chút." Tiêu Phàm bỗng nhiên kêu lên, thân thể nhoáng một cái, liền hướng màu ngà sữa quang đoàn đánh tới, đồng thời tay trái bấm quyết, tay phải năm ngón tay luân chuyển từng đạo chữ màu đỏ hỗn độn đồ án phun ra ngoài, hóa thành một cái lưới lớn, hướng màu ngà sữa quang đoàn vào đầu đâu hạ xuống. a à, không gian cấm chế, lần này, tiểu nam hài lấy làm kinh hãi, lại không là trước lúc trước cái loại này chẳng hề để ý ngữ khí. Càn khôn đỉnh vốn chính là không gian trí bảo, suy một tiếng vang nhỏ, màu ngà sữa quang đoàn lại lần nữa tại nguyên chỗ mất tích, hóa thành một tia chớp, phía bên phải phía trước kích xạ mà đi. Cứ việc không tá trợ vết nứt không gian, cái này yêu linh thuấn di thuật cũng là không như bình thường, đảo mắt liền thoát ra trừ tấm võng lớn màu đỏ bao phủ Phạm Trù. Bất quá tiêu phàm vốn là không có trông cậy vào vừa ra tay liền chế trụ hắn, nếu không cũng cũng không cần phải dạng này lớn phí chắc trở. Hắn bện ra tấm kia trừ tấm võng lớn màu đỏ, vốn là ở bên phải lưu lại một đường vết rách. Yêu linh hoàn toàn không có tâm cơ, quả nhiên không hề nghĩ ngợi, liền phía bên phải phía trước kích bắn đi. Mà phải phía trước chính là Hắc Lân bố trí xong huyễn trận. A à, đây là địa phương nào, thật kỳ quái, màu ngà sữa quang đoàn thoát ra hơn 10 trượng bên ngoài, liền bỗng nhiên ngừng lại. Tiểu Nam hài khuôn mặt nổi lên, hướng bốn phía tò mò bắt đầu đánh giá, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc nghi hoặc. Hiển nhiên trong huyến trận nhìn thấy hết thảy, cùng hắn ngày bình thường chứng kiến hết thảy khác nhau rất lớn, trong lúc nhất thời, để hắn có chút chưa tỉnh hồn lại. Tiêu phàm thân thể nhoáng một cái, cũng tiến vào huyễn trận, lập tức ống tay áo lắc một cái, một đoạn dài hơn hai thước đen nhánh đầu gỗ nổi lên, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm khí tức, chính là không ít tu sĩ cấp cao đều tha thiết ước mơ hồn hương mộc, từ cái này đoạn hồn hương mộc chiều dài đến xem, chỉ ít có vạn năm trở lên dược linh. Nó chân quý có thể nghĩ, ai ngờ tiêu phàm lại đem cái này đoạn hồn hương mộc đặt ở trong hai tay, nhẹ nhàng một túm, tinh viêm chi lực lướt qua, không biết giá trị bao nhiêu linh thạch 10.000 năm hồn hương mộc, lập tức liền hóa thành hư không. Cùng lúc đó, từng sợi tản ra mùi thơm khói xanh, lại chậm rãi hướng huyễn trong trận tràn ngập mà đi. 10.000 năm hồn hương mộc, an hồn định phách, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Cái này yêu linh nếu là hấp thu mê cốc trái cây tinh hoa huyễn hóa mà thành, lấy 10.000 năm hồn hương mộc tới đối phó. Lại là 10 điểm phù hợp, tất cả đây hết thảy, yêu linh hoàn toàn không biết gì. Thời khắc này yêu linh, sớm đã tại huyễn trong trận tràn đầy phấn khởi khắp nơi tán loạn. Cái này yêu linh rất rõ ràng là phi thường lạc quan tính cách, vừa một lâm vào khốn cảnh. Liền có thể tự ngu tự nhạc, Vậy mà đem huyễn trận xem như một loại nào đó mê cung, dự định muốn bằng sức một mình đem cái này mê cung phá vỡ. Bất quá cái này tự nhiên không phải phổ thông huyễn trận, dựa theo Tiêu Phàm chỉ lệch, Hắc Lân sớm đã tại huyễn trong trận trôn xuống 8 tấm không gian cấm chế phù lục. May mà Tiêu Phàm luyện chế cái này phù lục rất nhiều, tồn kho phong phú, nếu không thật sự chính là dùng đến đau lòng. A, à, nơi này cũng có không gian cấm chế. Không bao lâu, Yêu Linh liền xúc động tờ thứ nhất không gian cấm chế phù lục thân là không gian yêu linh tiểu nam hài đối đồng loại thần thông lộ ra phi thường mẫn cảm màu ngà sữa quang đoàn lóe lên lập tức liền từ nơi đây lui ra ngoài cực nhanh xông tiến vào huyễn trận khác một tầng trong cấm chế a à, nơi này cũng có rất nhanh tiểu nam hải thanh âm kinh ngạc liền thỉnh thoảng vang lên bất quá dựa vào lấy thuấn di thần thông cao minh mỗi lần một phát hiện không đúng yêu linh liền lập tức né tránh mà đi hắn tự nhiên không biết ngay tại huyễn trận chủ điều khiển trận nhãn chỗ tiêu phàm ngay tại thôi động càn khôn đỉnh, từng đạo trừ màu đỏ hỗn độn đồ án, hướng huyễn trong trận liên tục không ngừng thả bắn vào. Dần dần, toàn bộ huyễn trận đều bị nhuộm thành trừ màu đỏ, hỗn độn đồ án không ngừng lấp lánh, lộ ra thần bí dị thường. Ta minh bạch, đây không phải mê cung, đây là một cái bẫy, người nghĩ tại trong cạm bẫy bắt lấy ta. Đột nhiên, trung tâm ảo trận vang lên tiểu nam hài tiếng kêu sợ hãi, không còn có vừa rồi nhẹ nhàng như thường, lộ ra kinh hoàng chi ý. Nghĩ phải bắt được ta, nhưng không có dễ dàng như vậy, nhìn sự lợi hại của ta. Nha, đây là cái gì, đau đầu quá. Đang lúc tiểu nam hài vừa sợ vừa giận, chuẩn bị thi triển lợi hại thần thông thời điểm, 10.000 năm hồn hương một tác dụng đúng lúc này phát huy ra, quả nhiên đối tâm ma lực là cực lớn khắc chế. Không, người đừng muốn tóm lấy ta. Tiểu nam hài vừa kinh vừa sợ, lớn tiếng kêu lên, kiệt lực muốn thoát khỏi 10.000 năm hồn hương mộc đối với hắn đầu não không chế. Hắn là hấp thu vô tận mê cốc thủ oán khí huyễn hóa mà thành, cùng hồn hương mộc đã là sen lẫn quan hệ, lại là tử địch, muốn thoát khỏi 10.000 năm hồn hương mộc khống chế, coi là thật nói nghe thì dễ. Lúc này, hắn quanh người hư giữa không chung, bỗng nhiên hiện ra một chương trừ tấm võng lớn màu đỏ, từ trên xuống dưới, đem hắn cực kỳ chặt chẽ bao phủ trong đó. Trên đỉnh đầu ong ong rung động, càn khôn đỉnh hiện thân mà ra, sớm đã hóa thành vài thước lớn nhỏ, không gian cấm chế chi lực từ bảo trong đỉnh liên tục không ngừng phóng xạ ra đến, trừ tấm võng lớn màu đỏ dần dần hướng trung ương nắm chặt không tốt đây là vật gì thật là lợi hại ngẩng đầu nhìn đến càn khôn đỉnh tiểu nam hài rốt cục quá sợ hãi lớn tiếng kêu lên tiêu phàm trầm mặt năm ngón tay luân chuyển từng đạo hùng hậu pháp quyết đánh vào đến càn khôn đỉnh bên trong bảo đỉnh càng là quang hoa đại phóng một đạo trừ màu đỏ không gian vòng xoáy tại lưới lớn phía trên hiển hiện không tiểu nam hài một tiếng tuyệt vọng kêu to liền thân bất do kỷ bị càn khôn đỉnh thu vào tiếng kêu sợ hãi im bặt mà dừng uy đây là địa phương nào a à? mau thả ta ra ngoài. Chỉ chốc lát, càn khôn đỉnh bên trong bỗng nhiên lại truyền ra tiểu nam hài thanh âm, lại là kinh hoàng lại là ủy khuất, cơ hồ liền muốn rơi lệ cảm giác. Tiêu phàm mỉm cười nói, yên tâm tốt, người trong này không có gặp nguy hiểm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn không quấy rối có lẽ còn sẽ có một trận tạo hóa. Lời này tiêu phàm cũng không phải lắc lư hắn, càn khôn đỉnh là không gian trí bảo, tiêu phàm đối không gian chi đạo lĩnh mộ, đa số đều là từ càn khôn đỉnh vách trong khắc lên được đến, đứa bé trai này nếu là không gian yêu linh, tại càn khôn đỉnh bên trong có lẽ thật có thể đạt được một trận lớn tạo hóa. Về phần yêu linh quấy rối, có thể hay không đối càn khôn đỉnh tạo thành tổn hại, lại là hoàn toàn không tại tiêu phàm lo lắng phạm vi bên trong. Càn khôn đỉnh chính là công nhận thông huyền linh bảo chính phẩm, thậm chí có người nhận định nó là tạo hóa chi bảo. Loại này đẳng cấp bảo vật, cũng sẽ ở trong phạm vi nhất định hình thành mình một phương độc lập thiên địa, có quy tắc của mình, tuyệt không phải tùy tiện có thể bị rào loạn mà lại tiêu phàm cùng cái này yêu linh tiếp xúc thời gian mặc dù không dài lại có thể phát giác được cái này yêu linh ngây thơ chưa mẫn tính cách thuần lương không giống như là loại kia đại gian đại ác yêu vật dù coi như đối với mình đánh lén cũng vẻn vẹn đang tìm người chơi đùa mà thôi cũng không có cái gì ác ý đem hắn tạm thời giam giữ tại càn khôn đỉnh bên trong không sẽ có bao nhiêu nguy hiểm đối yêu linh không có nguy hiểm càn khôn đỉnh cũng không có nguy hiểm gì trên thực tế yêu linh tại bảo trong đỉnh la to yêu cầu thả hắn ra ngoài liền đã rất nói rõ vấn đề càn khôn đỉnh đủ để cầm cố lại hắn vậy ngươi về sau có thể hay không thả ta ra ngoài ngươi dự định vĩnh viễn thanh ta quan trong này sao tiểu nam hài thanh âm lại khẩn cấp hỏi sẽ không chờ ta thanh chuyện nơi đây xong xuôi liền sẽ thả ngươi ra ngươi lại không phải người xấu ta tại sao phải bắt giam ngươi tiểu nam hài lập tức liền cao hứng trở lại kêu lên tốt ta liền biết ngươi cũng là người tốt không là người xấu Tiêu Phàm cười cười, còn nói thêm, thế nhưng là, ngươi không là nói qua, chỉ cần ta bắt lại ngươi, ngươi liền nghe ta. Ngươi có phải hay không quên rồi? Không có, ta chưa quên, ngươi bắt được ta, ta sẽ nghe lời ngươi, chỉ cần ngươi về sau không thanh ta quan ở đây là được. Tiểu Nam hài vội vàng nói, giọng nói vô cùng nó nghiêm túc, giống như là tại trịnh trọng hướng Tiêu Phàm hứa hẹn như. Tốt, vậy ngươi trước hảo hảo đợi đi, không cho phép lại quấy rối. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, đem càn khôn đỉnh thu vào, lúc này mới bắt đầu tìm khắp tứ phía kim bằng lão tổ sư đồ hai người hạ lạc. Theo lý đem dạng này một cái không thể nắm lấy yêu linh thu tiến vào càn khôn đỉnh bên trong. Tiêu phàm hẳn là lập tức tiến vào trong đỉnh đi điều tra một chút đến tột cùng. Nhưng cho tới nay, hắn vẫn như cũ chỉ có nguyên thần xuất khiếu, mới có thể tiến nhập trong đỉnh. Kim bằng lão tổ cùng nam tử trung niên liền ở lân cận, cường địch đảo mắt, tiêu phàm dũng khí lại tráng. Cũng không dám liền tương mình như vậy nhục thân ném tại bên ngoài. Chỉ chốc lát, tiêu phàm liền cảm ứng được kim bằng lão tổ hai người chỗ, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng na cái phương hướng kích bắn đi. Cùng tiêu phàm cảm thấy thời điểm, thoảng qua lấy làm kinh hãi. Kim bằng lão tổ hai người tựa hồ vừa mới kinh lịch một trận ác chiến, hai người khí tức cũng khác nhau trình độ có chỗ suy yếu. Nhất là kim bằng lão tổ, tiêu phàm gần như có thể mười phân rõ ràng cảm ứng được hắn thần niệm chi lực hao tổn, cực kỳ nghiêm trọng. Ngược lại là nam tử trung niên tình hình muốn hơi tốt một chút, xem ra tâm ma yêu vật lần này là lấy kim bằng lão tổ làm chủ yếu đối tượng công kích. Thấy tiêu phàm một bộ thần hoàn khí túc dáng vẻ, kim bằng lão tổ song trong mắt lóe lên một vòng vẻ hung lệ. Lập tức liền khôi phục chấn định, bình thản nói, đi thôi, nam tử trung niên trần chờ một chút, rốt cục vẫn là không nói gì. Rất rõ ràng, hắn là muốn nhắc nhở sư phụ điều tức một chút, nhưng ở tiêu phàm trước mặt, lời này cuối cùng nói không nên lời. Thực tế không nghĩ tới mê hồn đảo như thế hung hiểm, ngay cả ngộ linh kỳ lão tổ đều kém chút gây ra rủi ro sau đó lịch trình cũng là hào không thoải mái một đường ác chiến hướng về phía trước chiến bại vô số tâm ma chỉ bất quá đẩy tiến vào tốc độ tự nhiên lớn thụ ảnh hưởng cũng may kim bằng lão tổ sư đồ các loại đan dược chuẩn bị mạo xưng phân trong lúc nguy cấp tổng là có thể kịp thời được bổ sung về phần tiêu phàm càng là không cần phải nói chữ vật vòng tay bên trong các loại chân quý linh dược cơ hồ liền là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn trọn vẹn lớn thời gian nửa năm quá khứ, rốt cuộc xa xa nhìn thấy một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây. Ba người lấy làm kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thần sắc nghi hoặc. Từ khi bọn hắn đạp lên cái này mê hồn đảo về sau, dõi mắt chỗ đến, đều đều là hoàn toàn hoang lương, nhiều nhất liền là gặp qua một chút không còn hình dáng mê cốc thụ gốc cây tử, mà lại đều đã chết héo, vô sinh cơ. Lúc này, bỗng nhiên nhìn thấy một mảnh như thế thanh thúy tươi tốt rừng cây, sao không làm cho lòng người bên trong hoài nghi. Chẳng lẽ hải thị thận lâu, nam tử trung niên nhịn không được thấp giọng nói, phải, cũng không phải, chốc lát, kim bằng lão tổ tử tốn nói, sư tôn, nam tử trung niên liền nhìn qua, kim bằng lão tổ lại nhìn về phía tiêu phàm, tiêu phàm nhẹ nói, đây là không gian huyến tượng, cánh rừng cây này xác thực tồn tại, nhưng là muốn muốn đi vào, còn phải hướng phá mất bên ngoài tầng này không gian bình chướng nam tử trung niên cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mảnh này xanh um tươi tốt rừng cây chẳng những thật tồn tại, mà lại liền tại bọn hắn thấy được vị trí kia, nhưng mà bên ngoài có một tầng không gian bình chướng một mực bảo vệ, cũng may mà như thế, mảnh này sau cùng mê cốc lâm mới rốt cục có thể bảo tồn lại, không có cùng địa phương khác mê cốc lâm đồng dạng, bị không gian chi lực quét sạch sành xanh. Khó trách, khả năng này là mê hồn ở trên đảo sau cùng một mảnh mê cốc lâm nam tử trung niên hít mắt lại nhìn xem phía trước rừng cây trầm giọng nói tiêu đạo hiếu xem ra lại muốn mượn nặng không gian của ngươi thần thông kim bằng lão tổ chậm rãi nói tiêu phàm nhíu mày nói tiền bối xác thực định thứ muốn tìm ngay tại trong rừng cây kia a à. không gian bình chướng này nhìn qua rất không thấy được lại ở chỗ này tồn tại hơn ngàn năm lâu lại cuồng bạo không gian chi lực đối này cũng không thể tránh được muốn phá giải không gian bình chướng này lấy tại hạ lực lượng cá nhân chỉ sợ khó mà có hiệu quả tiêu phàm đây cũng là ăn ngay nói thật lấy không gian của hắn tạo nghệ tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra không gian kia bình chướng không giống bình thường kim bằng lão tổ nói căn cứ điển tịch ghi chép mê hồn đảo có thể là bảo tàng chỗ đã đến nơi đây vô luận như thế nào đều muốn đi vào xem một chút không phải có thể nào cam tâm về phần nói đến phá giải chi đạo nhưng cũng có rất nhiều loại phương pháp khác nhau như là tiêu đạo hữu lời nói Muốn hoàn toàn phá giải cái không gian này bình chướng, kia đúng là phi thường khó khăn. Nhưng nếu như, chúng ta chỉ là muốn mượn nói đâu. Mượn đường, không sai, có, can khôn đỉnh, dạng này không gian trí bảo nơi tay, chỉ là muốn tại không gian bình chướng này bên trên mở ra một đầu lâm thời thông đạo đến, hẳn là cũng không phải là khó khăn như vậy đi. Kim bằng lão tổ bình tĩnh nói, cho thấy phải đối không gian chi đạo cũng rất có biết. Cái này còn cần lại chống đỡ xem gần xem xét mới có thể xác định. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, từ tốn nói, cái này hiển nhiên, cũng đừng tiêu đạo hữu một mình phấn chiến, lão phu cùng tiểu đồ đều sẽ ra tay trợ đạo hữu một chút sức lực. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, lại không mở miệng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng na phiến rừng cây kích bắn đi. Kim bằng lão tổ sư đồ hai người tự nhiên theo sát ở phía sau. Nhắc tới cũng kỳ, đến kể bên này, trước kia thỉnh thoảng sẽ hiện ra tới quấy rối tâm ma, lại cứ thế biến mất không gặp, phảng phất bị cái gì lực lượng vô hình ngăn cản ở ngoài mà lại trải qua nghiệm chứng, tâm ma cũng giống như vậy có thể diệt sát. Tiêu phàm bọn hắn trên đường đi cũng rất hít đụng phải cùng một con tâm ma nhiều lần quấy dày tình huống. Đã cũng là sinh linh một loại, có thể bị diệt sát, cũng là hợp tình lý. Bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, mảnh rừng cây kia xem ra gần ngay trước mắt, ba người phi độn 30 phút sau quang cảnh, nhưng như cũng chỉ có thể là thấy ở xa xa, từ đầu đến cuối không cách nào chống đỡ xem gần xem xét. Hừ, xem ra thật đúng là như đồng đạo bạn lời nói, nơi này không gian chi lực có chút cổ quái. Kim bằng lão tổ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên ống tay áo lắc một cái, một đạo sán lạn ngân quang hiện lên, một con con thoi trạng pháp bảo, trong chấp nhoáng bay ra, hướng về phía trước kích bắn đi. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, lập tức thấy rõ ràng. Chỉ thấy cái này mai con thoi trạng pháp bảo, dài ước chừng hơn một xích, toàn thân tản ra trắng lóa quang trạch, một cỗ cường đại không gian chi lực, phun ra ngoài mặc dù cái này không gian chi lực kém xa càn khôn đỉnh như vậy hùng hậu kéo dài lại có khác một loại khí thức bá đạo ngân toa những nơi đi qua phát ra suy suy nhẹ vang lên từng đợt không gian vặn vẹo như là gợn nước dập dờn lái đi nguyên bản một mực cùng bọn hắn như gần như xa thanh thúy tươi tốt rừng cây bỗng nhiên liền lộ ra rõ ràng rất nhiều cũng chân thực rất nhiều cái này ngân toa thình lình cũng là một kiện cấp bậc không thấp không gian pháp bảo kim bằng lão tổ đã chuyên vì tầm bảo mà đến lại biết rõ muốn tại hai cái khác biệt giao diện ở giữa xuyên qua, đương nhiên phải làm tốt tương ứng chuẩn bị. Lấy hắn đường đường ngộ linh kỳ lão tổ thân phận, có một kiện cao dai không gian pháp bảo, không chút nào hiếm lạ. Lúc này, kim bằng lão tổ tận lực tại tiêu phàm trước mặt triển lộ không gian của mình pháp bảo, chỉ sợ cũng có ý cảnh cáo. Ngươi không muốn dở trò gian, coi như không có phối hợp của ngươi, chính ta cũng có biện pháp phá trận mà vào. Bất quá ngươi nếu là không phối hợp, cùng việc này qua đi, ta khẳng định sẽ tìm ngươi tính sổ. Tiêu phàm lại không để ý tới kim bằng lão tổ trong lòng đến cùng làm cảm tưởng gì, chỉ là gấp nhìn chằm chằm viên kia bay vụt qua lại ngân toa, con mắt đều không nháy mắt một chút. Được rồi, bỗng nhiên, tiêu phàm trầm giọng quát, cổ tay rung lên, năm ngón tay luân chuyển, từng đạo trừ màu đỏ hỗn độn đồ án bay ra, theo sát tại ngân toa về sau, ầm vang vỡ ra, một trận liên tục không ngừng xé vải thanh âm phát ra, vắt ngang tại trước mặt bọn hắn không gian chung quanh bình chướng, lập tức liền bị xé nứt, mảnh rừng cây kia rốt cuộc cực kỳ rõ ràng triển hiện tại bọn hắn trước mắt. Rất tốt, lần này phối hợp phi thường ăn ý, kim bằng lão tổ nâng tay khẽ vẫy, đem ngân toa thu hồi lại, mỉm cười gật đầu, trên mặt lộ ra cực kỳ hài lòng biểu lộ. Cũng coi là một lần diễn tập đi, tiêu phàm lại cũng không để ý tới hắn, trực tiếp hướng na rừng cây thẳng bay qua, đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận chuyển đến cực hạn, bắt đầu từ mảnh quan sát, song nghi lập tức chăm chú nhíu lên không gian bình chướng này bên ngoài chi lực, tự nhiên hoàn toàn không thể cùng khu vực hạch tâm đánh đồng. Muốn tại cái này hùng hậu vô so hạch tâm bình chướng bên trên mở ra một cái thông đạo đến, coi là thật nói nghe thì dễ. Tiền bối, cái không gian này bình chướng 10 điểm dày đặc, từ không cần phải nói, đặc điểm lớn nhất, chính là đang không ngừng lưu chuyển biến hóa bên trong, vô một khắc bình tĩnh. Tiêu phàm nhíu mày nói ngược lại là cùng bọn hắn đại tuyết sơn chỗ sâu trong cổ miếu nhìn thấy cái kia huyễn trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu kim bằng lão tổ lại mặt mang mỉm cười nói như thế nói đến ngược lại là so với chúng ta trong tưởng tượng muốn đơn giản chút đạo hữu lấy càn khôn đỉnh cố định bình phong này một khắc lão phu lại lấy linh hư toa một kích toàn lực có lẽ liền có thể tại không gian bình chướng này bên trên mở ra một cái thông đạo tới tiêu phàm trong lòng ám cảm giác kinh ngạc đây chính là kế hoạch của hắn xem ra kim bằng lão tổ tại không gian thuật bên trên tạo nghệ, cực kỳ cao minh, chỉ là không có cản khôn đỉnh như thế chí bảo mà thôi. Bất quá hắn cái kia ngân toa, lại là kiện không tầm thường không gian pháp bảo, tiêu phàm từ đó cảm nhận được không thể coi thường linh áp ba động, chỉ là kia linh áp ba động có chút không hoàn chỉnh, tựa hồ không có luyện chế hoàn toàn, vẫn chỉ là một kiện bán thành phẩm. Lại hoặc là, căn bản chính là cái nào đó chí bảo tàn phiến luyện chế mà thành. Pháp bảo như thế, tiêu phàm trên thân liền có hắn dùng để cất giữ thổ ma ngẫu không gian giới chỉ, chính là cái nào đó không gian trí bảo tàn phiến luyện chế. Bởi vậy tiêu phàm đối loại này không hoàn chỉnh linh áp ba động, hết sức quen thuộc. Chỉ bất quá, nếu như linh hư toa quả thật là cái nào đó không gian pháp bảo tàn phiến luyện thành, liền đã có cường đại như thế uy năng, kia nó bản tôn, thật không biết ra sao cùng nghịch thiên chi vật. Được, muốn cố định bình phong này, hay là cần bày trận, lại muốn xin tiền bối tương trợ một chút sức lực. Cái này hiển nhiên, nhưng có chỗ mệnh, vô không tuân theo lập tức tiêu phàm cũng không nói nhiều liền là bắt đầu cẩn thận nghiệm coi như bố trí không gian pháp trận xa so bố trí phổ thông pháp trận muốn phức tạp được nhiều cũng khốn khó hơn nhiều cần đi qua nhiều lần suy tính mới có thể có ra chính xác nhất số liệu lần này bày trận thời gian dài dằng dặc vượt qua dữ liệu của tất cả mọi người vậy mà chọn vẹn tốn hao một tháng lâu một cái tiểu xảo tinh xảo không gian pháp trận mới rốt cuộc xây thành lóng lánh chữ ánh sáng màu đỏ thiếp đang không ngừng lưu chuyển không gian bình chướng phía trên. Thậm chí lấy mắt thường đều có thể nhìn thấy, bị trừ hào quang màu đỏ bao phủ địa phương, bình chướng bên trong không gian chi lực lưu chuyển, ngay tại một chút xíu trở nên chậm chạp. Kim bằng lão tổ tràn đầy nếp nhăn mặt ra bên trên không khỏi lộ ra tán thưởng thần sắc, mỉm cười nói. Tiêu đạo hữu không gian chi thuật, quả nhiên thần kỳ, khiến người nhìn mà than thở. Tiêu phàm cười cười, cũng không khách khí, chỉ nói là nói. Xin tiền bối lưu ý, chỉ cần chờ chúng nó dừng lại, liền lập tức xuất thủ. Tốt, lão phu hiểu được, kim bằng lão tổ nụ cười trên mặt lập tức thu liễm. Bình thức tĩnh khí, một mực tiếp cận không gian bình chướng nội bộ biến hóa. Gần nửa canh giờ trôi qua, tiêu phàm năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết hướng trước ngực cách đó không xa càn khôn đỉnh kích bắn đi. Miệng bên trong một tiếng quát lớn, định, càn khôn đỉnh nháy mắt hào quang tỏa sáng, toàn bộ không gian pháp trận đều toàn lực vận chuyển lại đem không gian bình chướng cái này một khối nhỏ hoàn toàn nhuộm thành chữ màu đỏ, hỗn độn đồ án chiếu sáng dạng dỡ. Tiền bối, ngay tại lúc này, kỳ thật không đợi tiêu phàm phân phó, kim bằng lão tổ sớm đã hết sức chăm chú. Linh hư toa cũng đã nắm trong tay, tật, kim bằng lão tổ cũng là một tiếng gào to, nguyên bản liền lấy kích động linh hư toa, cũng giống vậy ngân quang đại phóng, siêu một tiếng, hướng chữ màu đỏ hỗn độn đồ án chính giữa, bay đi. Kia linh hư toa quả nhiên không hổ là cường lực không gian pháp bảo, những nơi đi qua, thế như trẻ tre, không gian bình chướng lên tiếng trả lời mà ra, không có chút nào trở ngại. Chỉ bất quá không gian bình chướng này độ dày, lại vượt qua dự liệu của bọn hắn, linh hư toa tốc độ, cực nhanh suy giảm, biến chậm. Tiêu phàm vội vàng thêm đại pháp lực, càn khôn đỉnh uy năng tăng nhiều, kim bằng lão tổ cũng kiệt lực thôi động linh hư toa, mới rốt cục đem không gian bình chướng nhất cử đánh xuyên, xé mở một vài xích lớn nhỏ lỗ hồng. Kim bằng lão tổ không nói hai lời, thân thể nhoáng một cái, liền từ vết nứt bên trong bắn thẳng đến đi vào nam tử trung niên theo sát phía sau tiêu phàm lại trì hoãn một hồi lần nữa đem cái này vết nứt ra cố biến thành một đầu chân chính cỡ nhỏ thông đạo lúc này mới đi vào theo con đường phía trước duy gian mọi thứ đều phải cẩn thận chút vì chính mình lưu lại một con đường lùi luôn luôn cần thiết nếu thật là chờ mặt động thủ đầu này cỡ nhỏ thông đạo vô cùng có khả năng thành vì chính mình thoát hiểm chuẩn bị ở sau bằng không mà nói sống chết trước mắt dù coi như hắn có cản khôn đỉnh nơi tay, chỉ sợ cũng cũng không đủ thời gian đến thi pháp, thoát đi cái này lồng giam không gian. Một xuyên qua thông đạo, tiêu phàm lập tức cảm thấy lòng giả vì đó một sướng, kìm lòng không đặng hít một hơi thật sâu. Thật là tinh thuần thiên địa linh khí, nơi đây có thể nguyên trạng lưu giữ lại, chỉ ít cũng mệt mỏi tích hơn ngàn năm linh khí. nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy từng cây đại thụ che trời, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đủ có mấy chục trượng chi cao, tán cây mở rộng, bao trùm cực lớn cao lớn tán cây phía trên, từng đóa từng đóa to bằng cái bát tô hoa hồng, mở sán lạn đến cực điểm. Mê cốc thụ, mê cốc hoa, mê cốc lâm, tiêu phàm cơ hồ là vô ý thức hướng mê cốc thụ gốc dễ nhìn lại. Hắn đang tìm kiếm hồn hương mộc, mặc dù tại Nam Cực Tiên ông linh dược vườn bên trong, hắn có trồng ba cây hồn hương mộc, mỗi một gốc đều có vạn năm trở lên dược linh, nhưng đã đến truyền thuyết này bên trong đầy khắp núi đồi đều là mê cốc lâm địa phương, đương nhiên phải tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được vài đoạn 10.000 năm hồn hương mộc. Nhân chi tham lam, cổ là như thế. Sau đó, tiêu phàm liền nhìn thấy mấy gốc hồn hương mộc, liền sinh trưởng tại mê cốc thụ dễ cây chỗ, bất quá cao mấy thước thấp, cùng cao tới mấy chục trượng mê cốc thụ tương đối mà nói, quả thực tựa như là từng cây không chút nào thu hút cỏ nhỏ, ô trầm trầm, không có có bất luận chỗ thần kỳ nào. Bất quá tiêu phàm trong mắt lập tức liền lộ ra vẻ thất vọng. Những này hồn hương mộc dược linh đều không quá dài, chỉ ở ba khoảng chừng 5.000 năm, để ở phòng ngoài, cố nhiên cũng đã là khó gặp linh dược, có thể bán cái rất cao giá tiền, tại tiêu phàm trong mắt, lại vẻn vẹn chỉ là chưa thành thuộc tiểu mầm non mà thôi. Hồn hương mộc không so các linh dược khác, không ít linh dược, dược linh phương diện đều là có hạn chế, cũng không phải là dược linh càng dài càng tốt, nếu như vượt qua thành thuộc kỳ, sau đó dược hiệu ngược lại không tốt. Hồn hương mộc lại không giống, dược linh càng dài, hiệu quả liền càng tốt. Nhưng tiêu phàm chi hơi chần chờ liền xuất thủ đem vài cộng mấy ngàn năm dược linh hồn hương mộc ngắt lấy, thu nhập chữ vật vòng tay bên trong. Tại kim bằng lão tổ trước mặt, hắn cũng không muốn lộ ra quá thổ hào. Mấy ngàn năm dược linh hồn hương mộc, người mắt cũng không nhìn thẳng một chút, đó chỉ có thể nói một vấn đề người có quá nhiều so cái này tốt hơn nhiều hồn hương mộc. Bởi vì cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, hay là không muốn gây nên cái này sư đồ hai người ngấp nghé vi diệu. Mặc dù nói, hắn người mang càn khôn đỉnh như vậy trọng bảo, đã đầy đủ gây nên người khác giết người đoạt bảo chi tâm, thiếu một cái dẫn dụ tổng so thêm một cái dẫn dụ muốn tốt. Kim bằng lão tổ sư đồ cũng giống như hắn, xuất thủ hái không ít hồn hương mộc, mừng khấp khởi bỏ vào trong túi. Cùng thu thập được đủ nhiều hồn hương mộc, ba người mới rốt cuộc định thần lại, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền đến mê cốc lâm trên không, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một mảnh vô tận biển hoa, màu hồng phấn cùng tươi đóa hoa màu đỏ, nộ phóng nở rộ, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Hương hoa trận trận xông vào mũi, dù là ba người định lực cực cao, cũng không chịu được lòng giả vì đó một choáng, Kim Bằng lão tổ thậm chí sắc mặt biến hóa, nhẹ hừ một tiếng. Tiêu Phàm trong lòng hơi động một chút, Kim Bằng lão tổ cái này hình thái, nhưng không có trốn qua ánh mắt của hắn. Xem ra, vị này huyền ta giới ngộ linh kỳ lão tổ, tại cùng tâm ma tác chiến thời điểm, thần niệm chi lực xác thực nhận trọng thương. Về phần tại sao là tu vi cao nhất người bị thương nặng nhất, trong lúc nhất thời, nơi nào nghĩ được rõ ràng. Cái này thần hồn sự tình, dù sao cùng cái khác khác nhau rất lớn, cường đại hơn nữa tu sĩ, cũng vô pháp hoàn toàn suy nghĩ thấu. Có lẽ kim bằng lão tổ nhiều năm qua, một mực kẹt tại ngộ linh sơ kỳ trạng thái đỉnh phong, từ đầu đến cuối khó mà đột phá, vốn là để thần hồn chi lực gặp khó, tại cái này mê hồn đảo càng là lọt vào cường đại tâm mang ngay cả điểm công kích, vội ý phía dưới, thần hồn bị thương nặng, cũng hợp tình hợp lý. Tại mê cốc lâm chỗ sâu, ẩn ẩn nhìn thấy kim sáng lóng lánh. Chỉ là cách xa, nhìn không rõ ràng, tiêu phàm lại có thể cảm ứng được, nơi đây không gian hoàn cảnh, cũng không phải 10 điểm ổn định, ẩn ẩn có không gian loạn lưu tràn ngập trong đó. Quan sát một lát, kim bằng lão tổ nhấn một cái độn quang, lại về vào trong rừng cây, không nói một lời, hướng mê cốc lâm chỗ sâu xuất phát. Tiêu phàm cũng không có đưa ra dị nghị, mặc dù trực tiếp từ rừng cây trên không bay qua, tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, nhưng mê cốc thuộc tươi hoa đua nở, hương hoa là hướng lên phiêu tán, đến huyễn chi lực cũng là rừng cây phía trên cường đại hơn nhiều. Kim bằng lão tổ hiển nhiên không muốn bốc lên dạng này phong hiểm, tiêu phàm cũng không muốn mạo hiểm. Tâm ma lực, ai cũng không dám đánh cược nói mình nhất định đối kháng được. Từ trong rừng cây đi, tốc độ chậm một chút, lại muốn an toàn được nhiều. Mà lại, không lâu sau đó bọn hắn liền có kinh hỉ. Càng đi mê cốc lâm chỗ sâu xuất phát, hồn hương mộc dược linh liền càng dài, dần dần bắt đầu xuất hiện dược linh 6-7 ngàn năm lâu hồn hương mộc ngay cả tiêu phàm đều có chút động tâm, thu thập không ít. Tại một mảnh trên vách núi, tiêu phàm thậm chí còn thu thập được một viên 10.000 năm dược linh định gió quả. Đây là cường liệt nhất chấn tĩnh thuốc, tại rất nhiều đan dược và phương thuốc bên trong, đều là chủ dược, giá cả chi cao, mảy may cũng không tại 10.000 năm hồn hương mộc phía dưới. Định gió quả tại tiêu phàm linh dược vườn bên trong, cũng có trồng, nhưng 10.000 năm dược linh định gió quả, vẫn như cũng là cực kỳ vật khó được mảnh này mê cốc lâm đã nhiều năm chưa từng bị người quấy dày qua các trồng linh dược sinh trưởng rất nhiều trong đó có mấy loại là tiêu phàm linh dược vườn bên trong đều chưa từng có lại là có đại thu hoạch trước mắt tiêu phàm đã thu tập được hơn ba loại gian ngoài hiếm thấy linh thảo linh quả linh dược nam cực tiên ông linh dược vườn bên trong sớm đã trồng đầy nhất định phải thay phiên trồng kim bằng lão tổ sư đồ hai người mặc dù cũng có chút y đạo tri thức nhưng đối linh dược linh thảo nhận biết lại chỗ nào có thể cùng tiêu y thánh đánh đồng không ít linh dược hai người cũng không nhận ra, tự nhiên là tiện nghi Tiêu Phàm, cái này lại đố kỵ không được. Cũng may hai người chuyến này cũng không phải vì thu thập linh dược mà đến, cái này rất nhiều chân quý hồn hương một cùng mê cốc trái cây, chỉ là ngoài định mức thu hoạch. Duy nhất để Tiêu Phàm cảm thấy bất an là, tiến vào mê cốc lâm về sau, trong lòng kinh dị cảm giác, cũng không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Sau một ngày, ba người đã tiến vào mê cốc lâm nơi cực sâu. Tiêu đạo hiếu nhưng có cái gì cảm ứng a? À? một mực đi ở phía trước kim bằng lão tổ bỗng nhiên dừng chân lại cũng không quay đầu lại chậm rãi hỏi ngữ khí trầm thấp tiêu phàm trên mặt bất động thanh sắc hỏi ngược lại tiền bối cái này là ý gì kim bằng lão tổ song mi nhân lại nói đạo hữu không có cảm ứng a à. nói như vậy chẳng lẽ là ta cảm ứng ra sai rồi trên người đạo hữu thánh linh khí tức là mãnh liệt như thế mà lại cũng là trời giống chim thánh linh huyết mạch ta còn tưởng rằng đạo hữu hẳn là cũng cảm ứng được Tiêu phàm trong lòng âm thầm hãi nhiên, hắn xác thực cảm ứng được, mà lại là rất rõ ràng thánh linh khí tức, tựa hồ cùng trên người hắn ngân rực lôi bằng nội đan khí tức cực kỳ tương tự. Kim bằng lão tổ cũng cảm ứng được cái này khí tức. Như thế nói đến, nơi đây vô cùng có khả năng chính là kim sĩ đại bằng điều nội đan tồn tại địa. Thuận lợi như vậy liền tìm được, tiêu phàm có chút trợn tròn mắt, nghĩ nghĩ bọn hắn năm đó tìm kiếm thiên hương ngọc lộ, tụ họp ngũ hành thần toán, chín tên hậu kỳ đại tu sĩ hao phí mấy chục năm công phu, từ toa ma giới tìm tới thất dạ giới, cuối cùng tại long trên đảo thần cũng chưa có xác định kia đến cùng phải hay không thiên hương ngọc lộ, lại ném mấy cái tính mạng, còn có mấy vị tung tích không rõ. Kết cục có thể xưng thảm liệt, tìm kiếm thánh linh nội đan, liền thuận lợi như vậy. Cũng khó trách tiêu phàm ngoài ý muốn, nhưng mà chuyện trên đời này, thật đúng là nói không chính xác, liền giảng cứu cái duyên phân. Kim bằng lão tổ miệng bên trong là nói như vậy, dưới chân lại là không ngừng chút nào, tại rừng rậm ở giữa, hướng về phía trước kích bắn đi. Thậm chí đối với dưới chân những cái kia lần lượt xuất hiện 10.000 năm dược linh hồn hương mộc cũng làm như không thấy, chỉ có tiêu phàm trong lúc cấp bách vẫn không quên thu thập một chút. Bỗng nhiên ở giữa, kim quang lóa mắt, ba người không hẹn mà cùng đè lại độn quang, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Không biết lúc nào, bọn hắn đã ra rừng rậm, nơi xa là một cái cao lớn trăm trượng hoàng kim tượng nặn, cùng bọn hắn tại núi tuyết miếu cổ dưới mặt đất trong miệng đường nhìn thấy tòa kia lôi chấn tử pho tượng cực kỳ tương tự, toàn thân quang mang lấp lánh. Kim Bích Huy Hoàng, một cỗ uy lăng thiên hạ bá khí, phồng lên mà ra. Dù coi như tiêu phàm đã tiến dài đến đại tu sĩ tiêu chuẩn, cũng không chịu được trong lòng lật lật. Thánh Linh, cơ hồ là lập tức, tiêu phàm liền ở trong lòng có dạng này trực tiếp nhất phản ứng. Tại Long Thần Đảo, đối mặt huyết quang thiếu niên cùng cỗ kia kén máu, tiêu phàm cũng từng cảm ứng được loại kia bế nghĩa thiên hạ bá khí. Mà lại đồng dạng ngang ngược, trong cơ thể hắn ngân rực lôi bằng huyết mạch, cũng có rõ ràng cảm ứng. Chỉ bất quá, dựa theo cổ tịch ghi chép, kim sĩ sí đại bằng điều tại thượng giới thánh linh bên trong, thanh danh cũng không ngang ngược tả ác, là một loại rất có vương giả chi khí thánh linh. Như thật luận thủ đoạn thần thông, ngân dược lôi bằng chưa hẳn ngay tại kim sĩ sí đại bằng điều phía dưới. Kim sĩ sí đại bằng sở dĩ xếp hạng tại ngân dược lôi bằng trước đó, hơn phân nửa hay là bởi vì loại này thánh linh vương giả chi khí, ngân dực lôi bằng quá mức bá đạo chút, xếp hạng phản thấp. Tại mê hồn đảo chỗ sâu, duy nhất may mắn còn sống sót mê cốc trong rừng. Xuất hiện dạng này một cái cao tới trăm trượng lôi chấn tử pho tượng, cảm ứng được như thế nồng đậm thánh linh khí tức, xem ra vô cùng có khả năng thánh linh nội đan liền giấu ở chỗ này. Điều kiện tiên quyết là Kim Bằng người ghi chép không sai, thật sự có thánh linh nội đan được đưa tới hạ giới. Sau một khắc, Tiêu Phàm liền đề cao 12 phân cảnh giác, nếu như nơi này chính là Kim Bằng lão tổ muốn tìm mục đích, như vậy tình cảnh của hắn liền trở nên cực kỳ nguy hiểm. Kim Bằng lão tổ vô cùng có khả năng trước hướng hắn xuất thủ bất qua chi ít tại dưới mắt, kim bằng lão tổ ép căn bản không hề ý nghĩ như vậy, thậm chí ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng tiêu phàm một chút, sự đồ hai người toàn bộ tinh lực, đều để ở đó cái pho tượng phía trên. Sư tôn, hẳn là nơi này, mê hồn đảo vốn là có khả năng nhất địa điểm một trong. Nam tử trung niên thấp giọng nói, dù nhưng đã tại hết sức che giấu, nhưng vẫn là khó mà khống chế lại mình kích động trong lòng chi ý. Mặc dù nói, coi như thuận lợi tìm tới thánh linh nội đan, đó cũng là kim bằng lão tổ hưởng dụng, cùng hắn quan hệ không lớn. Nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn, mà lại chỉ cần thật tìm được thánh linh hóa thân chỗ, ai nói liền nhất định chỉ có thánh linh nội đan loại này bảo vật. Thánh linh nội đan cố nhiên về lão tổ, những bảo vật khác, hắn liền có phần. Kim bằng lão tổ hít lại hai mắt, khẽ vuốt cằm, nhưng không có vội vã tới gần cái kia kim sắc điêu khắc. Tiêu đạo hiếu, lấy người ý kiến, nơi đây không gian pháp trận như thế nào. Chốc lát, kim bằng lão tổ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một bên tiêu phàm, trong bất chi bất giác, tiêu phàm khoảng cách cùng bọn họ đã kéo ra đến hơn 10 triệu xa, dù coi như là kim bằng lão tổ thân tự xuất thủ, cũng rất khó thoáng qua ở giữa liền đánh lén đến tiêu phàm. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, nói, chỉ sợ nơi đây có thể may mắn còn sống sót, cũng là bởi vì cái không gian này pháp trận. Lấy không gian của hắn tạo nghệ, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra được, nơi này cấu trúc một cái siêu cấp không gian pháp trận, chính bởi vì cái này pháp trận, mới ở đây chống lên một vùng không gian, Đem nơi này cuồng bạo không gian chi lực đều cản tại bên ngoài, để cái này một mảnh mê cốc lâm cuối cùng được lấy may mắn còn sống sót. Cái kia kim sắc pho tượng, chính là cái này tòa siêu cấp không gian pháp trận chủ điều khiển trận nhãn chỗ, liên tục không ngừng linh lực, cũng là từ pho tượng trên thân lộ ra, chống đỡ lấy cả tòa đại trận vận chuyển. Từ linh lực cường đại tinh thuần trình độ để phán đoán, Tiêu Phàm có thể khẳng định, tòa này pháp trận là lấy địa mạch linh khí làm căn cơ, không phải dùng linh thạch, nếu không căn bản là chèo chống không thời gian lâu như vậy cái này tòa không gian pháp trận cấu trúc cực kỳ tinh diệu, tựa hồ là đến từ huyền linh thượng giới thủ bút. Mà lại nơi đây không gian chi lực cùng nơi khác khác biệt, một khi pháp trận bị phá hủy, chỉ sợ sẽ lần nữa dẫn phát trong lúc đó không gian thông đạo phát sinh lớn sụp đổ, thật vất vả mới dần dần khôi phục không gian cân bằng, lại sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiêu phàm chậm rãi nói, kim bằng lão tổ cười nhạt một tiếng, nói, tiêu đạo hữu không cần dự vì đó chỗ, lão phu lần này là tầm bảo mà đến, chỉ muốn đạo hữu nhận biết tiến thối, lão phu cũng chưa chắc phải nhất định sẽ làm khó ngươi. Nhưng giọng nói chuyện đã kinh biến đến mức khác biệt, kia cao cao tại thượng, nhìn ta tâm tình có được hay không thần thái, đã sôi nổi mà ra, mang theo hết sức rõ ràng uy hiếp đe dọa chi ý. Tiêu phàm ánh mắt khẽ hít một cái, lạnh nhạt nói. Tiền bối có thể xác định, nơi này chính là tiền bối muốn tìm địa phương A. Xem ra trong lòng người này đã nhận định, nơi này chính là mục đích, nếu không lấy người này đa mưu túc trí, khi không đến mức nhanh như vậy liền lộ ra bản tướng. Bất quá như là đã đến nơi này, tiêu phàm nhưng cũng không có ý định cứ như vậy lui bước. Thánh linh nội đan đối với hắn lực hấp dẫn, chưa hẳn liền so kim bằng lão tổ tiểu. Cần biết trong cơ thể của hắn vốn là có lấy nửa viên thánh linh nội đan, mà lại đã ẩn ẩn có cùng nhục thể của hắn hòa làm một thể chi ý. Tám chín phần mười đi, hắc hắc, xem ra đạo hữu đối cái này thánh linh nội đan cũng có ngấp nghé chi ý. Tốt, vậy liền mỗi người dựa vào cơ duyên đi, Kim bằng lão tổ lần nữa trên dưới dò xét tiêu phàm vài lần, cười hắc hắc, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng na kim sắc điều khắc kích bắn đi. Nam tử trung niên lại đứng tại chỗ không động, ánh mắt lạnh lùng, tiếp cận tiêu phàm, tự nhiên là tại đề phòng hắn. Mặc dù có kim bằng lão tổ tại, chỉ là một tên nguyên anh tu sĩ, mảy may cũng không để vào mắt, thế nhưng là tại cái này thánh linh chi địa, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Cũng không thể để cái này nhân tộc tiểu tử hỏng đại sự. Chiếu hắn tâm tư tự nhiên là trước đem cái này nhân tộc tiểu tử giết an toàn nhất, tránh khỏi quan trọng trước mắt, ra hỏa này gây sự. Lão tổ không chịu trước giải quyết tiêu phàm, tự nhiên cũng có hắn suy tính. Mặc dù bọn hắn có bảy tám phần nắm chắc, xác định nơi này chính là bọn hắn muốn tìm mục đích, nhưng vạn nhất phạm sai lầm, kiệt tiêu phàm liền còn có giá trị lợi dụng. Dù coi như giết hắn, có thể đem càn khôn đỉnh cướp đến tay bên trong, nhưng mà trong thời gian ngắn có thể hay không tìm hiểu thấu đáo cái này không gian trí bảo thúc đẩy phương pháp, thế nhưng là ai đều chuyện không có nắm chắc tại cái này không gian chi lực tứ ngược tung hoành chỗ một khi xuất hiện sai lầm đây tuyệt đối là không có đỉnh tai ương tiêu phàm nhìn nam tử trung niên một chút bình thản nói đạo hữu không cần khẩn trương chỉ cần có chỗ tốt tại hạ cũng không nghĩ vạch mặt nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng nói các ngươi nhân tộc có phải là đều thích phô trương thanh thế người tuổi còn trẻ chỉ sợ cũng liền là vừa vặn vững chắc cảnh giới đi vạch mặt hừ hừ Tiêu Phàm cũng không để ý tới hắn khinh miệt, dưới chân khẽ động, liền hướng về phía trước bay đi. Đối thủ càng là khinh thường hắn, đối với hắn mà nói, thì càng có lợi. Nam tử trung niên đi sát đằng sau ở phía sau, từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì hơn 10 trượng khoảng cách, ba người trình hình tam giác mà đứng. Đi tới pho tượng trước đó, ngửa đầu hướng lên, càng thêm có thể cảm thấy pho tượng kia to lớn vĩ ngạn, chạm trột sự tinh tế, ở xa miếu cổ dưới mặt đất điện đường kia một cái điêu khắc phía trên, trên người thượng cổ phù văn không ngừng lấp lánh, thần bí phi phàm. Kim bằng lão tổ thân thể chậm chậm mà lên, vây quanh điêu khắc, chậm rãi chuyển lên một vòng đến, thân sắc cực kỳ nghiêm nghị, miệng lẩm bẩm, tựa hồ ngay tại mặc niệm những cái kia phù văn, từ ánh mắt của hắn đến xem, đối với mấy cái này thượng cổ phù văn có chút quen thuộc. Tiêu Phàm cũng không để ý tới nam tử trung niên dám thị đối với hắn, đáy mắt lục mang lấp lánh, đồng dạng tại cẩn thận đọc những cái kia thượng cổ phù văn. Muốn tìm kiếm thánh linh nội đan bí mật, nhất định phải biết rõ ràng bản này phù văn ý tứ. Ngay cả nam tử trung niên lực chú ý đều rất nhanh bị bản này thượng cổ phù văn hấp dẫn. Sau nửa canh giờ, Kim Bằng lão tổ đã bay đến pho tượng trên cùng, lẳng lặng lơ lửng tại pho tượng ngay phía trước, cùng pho tượng ưng miệng cùng hai mắt tương đối, cảm giác bên trên, hắn không phải tại cùng một bộ pho tượng đối mặt, mà là cùng cả người cao trăm trượng chân nhân đang nhìn nhau. Giữa hai người, thậm chí còn thông qua ánh mắt tại lẫn nhau giao lưu. Bỗng nhiên kim bằng lão tổ đưa tay phải ra, chập ngón tay lại như dao, tại mình cổ tay trái bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, máu tươi lập tức tuôn ra, lập tức tay phải năm ngón tay gảy nhẹ, một chuỗi huyết châu bắn ra, chính chính vẩy vào kim sắc pho tượng hai mắt ở giữa, ấn đường phía trên. Một cỗ đỏ tươi huyết quang phóng xạ ra đến, vô luận kim quang như thế nào lóa mắt, cũng không che giấu được cỗ này diễm lệ huyết quang. Rõ ràng chỉ là mấy giọt máu tươi, trong nháy mắt, pho tượng đầu lợi dụng huyết hồng một mảnh, tựa hồ toàn bộ đầu đều bị máu tươi bao trùm, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc, nháy mắt tràn ngập trong không khí ra. Kim bằng lão tổ phi thân mà xuống, đứng ở pho tượng chính diện, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, một chuỗi dài của phát tối nghĩa văn tự từ trong miệng hắn phát ra. Rất nhanh, pho tượng đầu máu tươi liền bắt đầu hướng phía dưới chảy xuôi, phảng phất một đạo huyết sắc thác nước, từ cao trăm trượng không chút xuống, chỉ là tốc độ kém xa tít tắc chân chính thác nước nhanh như vậy. Nhưng mà huyết sắc thác nước những nơi đi qua, kim quang lập tức chôn vùi, thay vào đó là trói mắt huyết quang. Không hề nghi ngờ, kim bằng lão tổ chính đang thi triển một loại nào đó cổ lão tế thuật. Mà tế phẩm, liền là hắn tinh huyết của mình, lấy kim bằng tộc tộc trưởng đương nhiệm thân phận, triệu hoán kim xí đại bằng viễn cổ phân thân, thật là lẽ phải. Audio điện tử võ tấn bền Kim sắc điều khắc cao tới trăm trượng, huyết dịch một chút xíu chảy xuống trôi, thời gian cũng một chút xíu trôi qua, trọn vẹn qua một ngày một đêm, điều khắc cuối cùng một tia kim quang trôn vùi, toàn bộ pho tượng huyết quang nhấp nháy, nguyên bản uy nghiêm khí quyển lôi chấn tử, trong chớp nhoáng biến thành hình dạng giữ tận huyết ma quái, mùi tanh sông vào mũi, tựa hồ toàn bộ trong rừng cây, đều trở nên quỷ dị. Đốt, kim bằng lão tổ bỗng nhiên đứng người lên, hai mắt lớn trừng, lắc một cái ống tay áo, một đoàn huyết quang hướng lên bắn ra, đảo mắt hóa làm một con dương cánh bay lượn chim bằng, ngửa mặt lên trời huyết dài một tiếng, hướng về pho tượng đầu bay bắn xuyên qua. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, nguyên bản đóng chặt pho tượng ưng miệng, bỗng nhiên mở ra, hướng na đầu huyết sắc chim bằng dùng sức khẽ hấp, nhìn như thần tuấn phi phàm huyết sắc chim bằng lần nữa một tiếng huyết dài, một lần nữa hóa thành một đoàn huyết quang, hướng pho tượng ưng miệng bắn tới. Trong chấp nhóm này, kim sắc điều khắc như cùng sống tới, cho người ta cảm giác cực độ quỷ dị. Mặc dù ba người đều 10 điểm xác định, điều khắc vẫn là tử vật, nhưng mỗi người đều cảm giác, giờ khắc này pho tượng, xác thực cùng lúc trước có chút khác biệt là ai, tỉnh lại bản tôn người. Đột nhiên, một thanh âm ầm vang vang vọng, như là chín ngày lôi âm, cuồn cuộn mà xuống, chấn động đến ba người màng nhĩ đều ong ong rung động. Tiêu phàm bọn người không khỏi hãi nhiên, lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới, vậy mà lại xuất hiện tình hình như vậy, thực tế có chút ngoài ý muốn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cái thanh âm chủ nhân, khả năng tu vi so với bọn hắn muốn cao hơn nhiều. Vừa dứt lời, huyết quang lấp lóe, một bóng người từ pho tượng đỉnh đầu nổi lên đạo nhân ảnh này vừa mới xuất hiện thời điểm toàn thân máu lóng lánh tựa như một cái huyết nhân nhưng rất nhanh huyết sắc liền bắt đầu tiêu tán kim quang lóa mắt ba người thấy rõ ràng kim quang bên trong là một vị miệng chim nhân thân thần chỉ sau lưng mọc lên hai cánh toàn thân kim quang lưu truyền cùng điêu khắc ngoại hình giống nhau như đúc mắt ưng như điện quan sát mà xuống một cỗ khó tả bá khí phồng lên mà ra đệ tử trọng lăng bái kiến tôn giả đại nhân kim bằng lão tổ không chút do dự cung cung kính kính bái xuống dưới, đầu dạp xuống đất. Nam tử trung niên cũng liên tục không ngừng theo sát quỷ gối, đại lễ lễ bái. Trong lúc này, tự nhiên là không lo được giám thị tiêu phàm. Tiêu phàm hai mắt sáng ngời, thấy được rõ ràng, đạo nhân ảnh này nhìn như dày đặc, kỳ thực hay là một đạo linh thân, chỉ bất quá khí thế khinh người. Mảy may cũng không tại huyết quang thiếu niên phía dưới, nhưng mặc kệ hắn là thực thể hay là linh thân, để tiêu phàm đối một cái ngoại tộc người quỳ lạy kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Ừm, các ngươi là ta bản tộc người." Tôn giả khẽ vuốt cầm, nói, "Đúng vậy, đệ tử may mắn bái kiến tôn giả, hạnh thế nào chi?" Kim Bằng lão tổ lại bái về sau, thẳng tắp thân thể, cao giọng nói, "Đều đứng lên đi." Tôn giả chậm rãi nói, ngữ khí có chút hỏa ái. "Là, đa tạ tôn giả đại nhân." Kim Bằng lão tổ lại cung cung kính kính xá một cái, lúc này mới đứng dậy. Đứng xuôi tay, thần thái cực kỳ kính cẩn, "Ngươi là cái nào giao diện Kim Bằng tộc nhân, hẳn là huyền ta giới a?" Tôn giả ở trên cao nhìn xuống, đánh giá kim bằng lão tổ cùng nam tử trung niên, không chậm không nhanh mà hỏi thăm. Vâng, tôn giả đại nhân mắt sáng như đuốc, đệ tử chính là huyền ta giới kim bằng tộc nhân. Kim bằng lão tổ bận biểu tức đáp, từ tôn giả này trên thân, hắn cảm ứng được cực kỳ thuần chính kim bằng khí thức, không hề nghi ngờ, vị tôn giả này đại nhân chính là kim bằng tộc tiền bối. Loại bản năng này cảm ứng, kia là làm không được giả. Nam tử trung niên không chịu được hỏi, xin hỏi tôn giả đại nhân, Tại giới diện khác cũng có chúng ta kim bằng tộc nhân tụ cư a. À. Tôn giả liếc hắn một cái, nói, cái này hiển nhiên, cái này tới gần mấy cái giao diện đều có kim bằng tộc nhân tụ cư. Bất quá vẫn là huyền ta giới tộc nhân nhất là hưng thịnh. Hai người các ngươi tu vi không yếu, nhìn đến đã nhiều năm như vậy, huyền ta giới kim bằng tộc hay là chưa từng suy bại xuống dưới. Đa tạ tôn giả khích lệ, ta kim bằng tộc tại huyền ta giới mặc dù chưa nói tới là đại tộc, những năm gần đây nhưng cũng nhân khẩu thịnh vượng trong tộc các đệ tử coi như không chịu thua kém, mỗi một thời đại đều có người có thể bốc lên đòn rông. Ngữ khí kính cẩn, bất quá trong câu chữ vẫn là không nhịn được lộ ra kiêu ngạo tới. Những năm gần đây, tại hắn dẫn dắt phía dưới, kim bằng tộc càng là có nhảy vọt phát triển, như cùng hắn mình lời nói, riêng lấy nhân khẩu mà nói, kim bằng tộc xác thực tính không được huyền ta giới đại tộc, nhưng mà trong tộc cao thủ không ít, còn có hắn dạng này ngộ linh kỳ lão tổ tỏa chấn, luận chân thực chiến lực, lại so hứa đa nhân khẩu đông đảo đại tộc còn cường hãn hơn mấy phân, tại huyền ta giới địa vị cũng rất không thấp. Ngô, người đã đột phá đến ngộ linh kỳ, như thế nói đến, người hẳn là bản tộc thế hệ này tộc trưởng rồi. Kim bằng lão tổ kho người đáp, cực khổ tôn giả đại nhân xin hỏi, đệ tử thẹn trưởng Kim bằng nhất tộc đã 800 năm. 800 năm, nói như vậy, ngươi là gặp được bình cảnh rồi. Ta nói vì cái gì đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người đến tỉnh lại bản tôn người, lại nguyên lai là như vậy nguyên nhân tôn giả này quả nhiên cơ trí, mặc dù chỉ là một bộ linh thân, lại một lần liền đoán được kim bằng lão tổ lần này ý đổ đến. Tôn giả như thế ngay thẳng, kim bằng lão tổ khó được mặt mo đỏ ửng, cúi đầu đáp. Tôn giả đại nhân trách cứ phải là, đệ tử đều không có sớm ngày đến đây tỉnh lại đại nhân, đúng là đệ tử đám người khuyết điểm. Chỉ là cái này không gian thông đạo tại hơn ngàn năm trước bỗng nhiên xuất hiện dị biến, đại bộ phận phân không gian thông đạo sụp đổ, gần đây mới lại lần lượt khôi phục. Trước đó, đệ tử tiền bối tộc nhân đã từng trăm phương ngàn kế tìm kiếm tôn giả đại nhân thanh tu chỗ, nhưng không gian thông đạo sụp đổ, lại là không cách nào đi tới cái này mê hồn đảo. Tìm kiếm thánh linh nội đan, cũng không phải từ thế hệ này kim bằng tộc trưởng bắt đầu, lịch đại kim bằng tộc tiên tổ, liền từng làm qua đủ loại cố gắng, chỉ là vẫn luôn chưa từng tìm tới địa điểm chính xác. Nếu không phải có những này tiên tổ tầm bảo ghi chép, kim bằng lão tổ lại có thể nào thuận lợi như vậy tìm đến nơi đây, đồng thời tỉnh lại vị tôn giả này đại nhân. hư Người không vì mình thiên chu địa diệt, tu chân giới, loại tình hình này rất phổ biến, ta cũng cũng không trách ngươi. Vâng, đa tạ Tôn giả đại nhân thông cảm. Tôn giả đại nhân gật gật đầu, lại quan sát tỉ mỉ hắn một trận, bỗng nhiên nhíu mày nói: "A, à, thần hồn của ngươi chi lực bị thương rất nặng, là chuyện gì xảy ra?" Trước khi tới đây, trải qua ác chiến a, Kim Bằng lão tổ vội vàng đáp. Tôn giả đại nhân mắt sáng như đuốc, nơi đây tâm ma lực cường đại, đệ tử tới đây thời điểm, xác thực cùng tâm ma giao thủ qua thần hồn chi lực có chỗ tổn thương. Tôn giả cổ tay khẽ đảo, một viên đen nhánh đan dược nổi lên, tản ra nhàn nhạt hồn hương một mùi thơm khí tức, ngón tay búng một cái, dược hoàn hướng kim bằng lão tổ bay đi, nói. Nơi này có một viên thuốc, là năm đó ta ở chỗ này thu thập mấy chục ngàn năm hồn hương một tinh hoa luyện chế mà thành, đối với tầm bổ thần hồn rất có hiệu quả trị liệu, vốn là cho chính ta lưu lại, bây giờ ta là không dùng được, cho người đi. Kim bằng lão tổ vội vàng nâng tay khẽ vẫy, đem viên đan dược kia nắm ở trong tay, khom người nói: "Đa Tạ Tôn giả đại nhân ban thuốc, đệ tử vô cùng cảm kích." Đan dược một đưa tới tay, hắn liền có thể cảm ứng được ẩn chứa trong đó thần hồn mạnh mẽ chi lực. Tôn giả nói rõ là lấy mấy chục ngàn năm dược linh hồn hương mộc tinh hoa luyện chế mà thành, dược hiệu tự nhiên cực kỳ mãnh liệt. Người lập tức ăn vào đi, đối chứa trị thần hồn của người chi lực, hẳn là rất có hiệu quả." "Vâng, cần tuân Tôn giả đại nhân chỉ lệnh." Kim Bằng lão tổ vội vàng khom người vái chào lập tức ngửa cổ một cái, đem đan dược nuốt xuống. Đan dược vừa liều thuốc dưới, lập tức liền cảm giác được một cỗ nhu hòa lực đạo tuôn ra tiến vào thần trí của mình trong biển, bị thương rất nặng thần hồn lập tức một trận nhẹ nhõm, nói không nên lời dễ chịu hưởng thụ. Kim bằng lão tổ trong lòng không khỏi đại hỷ, quả nhiên không hổ là huyền linh thượng giới đan phương, huyền diệu vô so, xa không phải hạ giới đan dược có thể so sánh. Viên thuốc này dược hiệu mạnh mẽ, người nắm chắc thời gian luyện hóa dược lực đi. Tôn giả nói, vâng, đệ tử tuân mệnh, mặc dù nói, tại tôn giả trước mặt đà tọa thổ nạp, rất là vô lễ, nhưng tôn giả đại nhân đã nói như vậy, kim bằng lão tổ cũng không tốt trái lệch, lúc này khẽ không người, liền ngồi xếp bằng, hai tay bấm quyết, bắt đầu thổ nạp điều tức, luyện hóa dược lực. Tôn giả ánh mắt tại nam tử trung niên trên thân khẽ quét mà qua, thần sắc không thèm để ý chút nào. Hiển nhiên nam tử trung niên tu vi cảnh giới quá thấp, dẫn không dậy nổi hắn mảy may hứng thú. Ánh mắt rơi vào tiêu phàm trên mặt, a, à, Tôn giả xong nghi, bỗng nhiên một dương, lộ ra kinh ngạc thần sắc, lập tức liền nhiều hứng thú quan sát tiêu phàm tới. Tiêu phàm hai tay ôm quyền, có chút không người, lạnh nhạt nói. Vãn bối tiêu phàm, xin ra mắt tiền bối. Hắn sớm đã thần niệm chi lực từng điều tra, lại phát hiện căn bản liền không phát hiện được cái này linh thân cảnh giới sâu cạn. Mặc dù tiêu phàm cũng biết, mộ linh kỳ đã là dưới cùng giao diện cực hạt, sau so mộ linh kỳ cao hơn hóa hư kỳ cảnh giới, căn bản liền không khả năng tại hạ cùng giao diện xuất hiện, Giao diện cường đại áp lực sẽ tự động bài xích hóa hư kỳ trở lên siêu cấp đại năng. Cái này cũng vì là thiên đạo chi lực vì giữ gìn giao diện cơ bản cân bằng mà tự động làm ra lựa chọn. Nhưng tôn giả này nếu thật là từ huyền linh thượng giới xuống tới, vậy hắn lúc đầu tu vi liền vô cùng có khả năng không chỉ là ngộ linh kỳ cảnh giới. Hạ giới về sau, pháp lực thần thông nhận giao diện chi lực áp chế, không cách nào phát huy ra vượt qua ngộ linh kỳ tiêu chuẩn, nhưng mà tâm tính cảnh giới, tầm mắt kiến thức lại không phải ngộ linh kỳ tu sĩ có thể chịu được so sánh tranh đấu thời điểm đây cũng là không thể khinh thường một điểm tỷ như tiêu phàm hiện tại coi như đem tu vi của mình áp chế đến kim đan kỳ chân chính động thủ cùng giai tu sĩ cơ vốn liền không phải là đối thủ của hắn kỳ quái người rõ ràng là thuần chính tu sĩ nhân tộc làm sao thể nội nhưng lại có cái này rất nhiều chỗ khác nhau thánh linh huyết mạch tôn giả dò xét tiêu phàm thần sắc càng thêm hiếu kỳ ngay cả tiêu phàm mình nghe lời này đều có chút không nghĩ ra cái gì gọi là cái này rất nhiều chỗ khác nhau thánh linh huyết mạch. Chẳng lẽ không nên chỉ có ngân rực lôi bằng cái này một loại A? À? Còn có cái gì thánh linh huyết mạch tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn? Ừm, ngân rực lôi bằng, thanh toan nghê, ly hôn, thế mà còn có. Kim cương cự viên, hắc hắc, huyết mạch này thật đúng là đủ loạn. Kỳ quái là, tu sĩ tầm thường thể nội, nếu là có nhiều như vậy khác biệt thánh linh huyết mạch, đã sớm không chịu nổi, bạo thể mà chết. Người đến bây giờ còn sinh long hoạt hổ, thật đúng là để ta có chút không hiểu rõ. Tôn giả một mực tiếp cận tiêu phàm, giống như là tự lầm bẩm nói. Chẳng lẽ, ngươi là hỗn độn linh thể, ngươi cũng họ tiêu, hẳn là, ngươi là tiêu vô cực tại cái này một giới hậu nhân. Tôn giả này ngược lại là người thông minh, dựa vào như thế điểm đường tác, thế mà lập tức liền đoán được chân tướng. Nhưng tiêu phàm chú ý trọng điểm, lại hiển nhiên cùng hắn khác biệt, lập tức hỏi. Tiền bối, ngươi thật sự là từ huyền linh thượng giới xuống tới. Tôn giả con mắt thoáng nhìn, lạnh nhạt nói, thế nào, người đang hoài nghi bản tôn người thân phận. Tiêu phàm nói, đó cũng không phải, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, bản môn khai phái tổ sư tại huyền linh thượng giới cố sự. Khai phái tổ sư, nói như vậy, người thật sự là tiêu vô cực hậu nhân rồi. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói, có quan hệ vãn bối huyết mạch, trong môn cũng vô văn tự ghi chép, tại hạ là không vô cực thiên tôn huyết mạch hậu nhân, mình không thể nào biết được. Bất quá từng có người nói nói, tại hạ chính là vô cực thiên tôn hậu nhân. Có người, ai, tôn giả tựa hồ đối với tiêu phàm càng ngày càng là hiếu kỳ, lập tức hỏi. Kia người thân phận, tựa hồ cùng tiền bối tương tự. Thật sao, kia không có khả năng, năm đó hạ giới phân thân, chỉ có một mình ta, thiên bằng đại nhân không có khả năng lại phái cái khác phân thân hạ giới. Tôn giả ngạo nghễ nói, kim bằng lão tổ cùng nam tử trung niên nghe vậy, thần sắc càng là kính cẩn. Tôn giả trong lúc vô tình đã đem thân phận chân thật của mình bạo lộ ra, hắn chính là thiên bằng đại nhân phân thân. Về phần thiên bằng đại nhân, kia cũng không cần hoài nghi, tất nhiên chỉ là Thánh Linh Kim sĩ đại bằng. Tiêu Phàm cười cười, nói: "Các cử có phân thân hạ giới thượng giới Thánh Linh, cũng không chỉ tiền bối một vị." "Ồ, vậy còn có người nào?" Tôn giả có phần cảm thấy hứng thú hỏi. "Thất dạ mãng, thất dạ mãng." Tôn giả đầu tiên là hơi cảm giác kinh, lập tức liền nở nụ cười. "Hắc hắc, người gặp qua thất dạ mãng phân thân rồi. Mặc dù ta rất chán ghét hắn, nhưng cũng không thể không nói, lão già này bản tôn năm đó ở huyền linh thượng giới, có thể thực uy phong. Rất nhiều thánh linh đại nhân bản tôn, đều không phải là đối thủ của hắn, tiêu phàm trong lòng hơi động, hỏi, đều nói thất giả mãng cùng trời giống chim thánh linh là tử địch, như thế nói đến, tiền bối bản tôn thiên bằng đại nhân, cũng cùng thất giả mãng giao thủ qua, lại không biết thắng bại như thế nào. Từ tôn giả đối thất giả mãng xưng hô bên trên liền có thể nghe được. Người này đối thất giả mãng không có bất kỳ cái gì hào cảm nhưng mà hắn nhưng cũng thừa nhận thất giả mãng rất lợi hại đã từng đánh bại qua không ít cái khác trời sinh thánh linh thất giả mãng hung danh hiền hách bị một giới phụng làm thủy tổ luôn luôn có mấy phân đạo lý nhiều năm trước tới nay thất giả giới đản sinh trời sinh thánh linh không chỉ một vị cũng chỉ có thất giả mãng được tôn sùng là thủy tổ tôn giả lạnh cười nói thất giả mãng lại hung danh hiền hách cùng thiên bằng đại nhân so kia còn kém xa lắm đâu năm đó phân thân của hắn tại hạ giới bị tiêu vô cực đánh cho răng rơi đầy đất. Bản tôn tại huyền linh thượng giới, đồng dạng bị tiêu vô cực đánh cho răng rơi đầy đất. Lấy cái gì cùng thiên bằng đại nhân đến so, tưởng tượng tổ sư năm đó uy phong, tiêu phàm không khỏi có chút xuất thần. Tiểu tử, mặc dù bản tôn người cũng rất không thích tiêu vô cực, nhưng cũng không thể không thừa nhận, người vị tổ sư này. Đúng là cái nhân vật, đại khái là mấy chục ngàn năm đến, các người tu sĩ nhân tộc bên trong tài năng xuất chúng nhất một vị. Hỗn độn linh thể, bao nhiêu 10.000 năm mới ra một cái, mà lại chỉ có thể xuất hiện ở các ngươi nhân tộc. Nói đến đây, tôn giả trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ tham lam. Tiêu vô cực là hỗn độn linh thể, nhưng lại cho hắn tám cái lá gan. Hắn cũng không dám đi đánh tiêu vô cực chủ ý, đó là ngay cả hắn vốn tôn đại nhân đều nhượng bộ lui binh ngoan nhân. Lại nói, coi như hắn thật có lá gan lớn như vậy, bây giờ lại đi đâu tìm tìm tiêu vô cực đi. Uy chấn huyền linh thượng giới vô cực thiên tôn, không biết bao nhiêu năm trước liền đã hà nâng phi thăng. Nhưng trước mắt vị này tiêu vô cực hậu nhân, thế mà cũng là hỗn độn linh thể, hơn nữa còn chỉ có chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, kia thật là quá tốt, quả thực chính là đưa hàng tới cửa. Thượng thiên đối với hắn thật đúng là chiếu cố rất ga. Như vậy, tiêu phàm đã tại huyết quang thiếu niên miệng bên trong đã nghe qua một lần, mà lại ngữ khí cùng trước mắt vị tôn giả này đồng dạng tham lam, để tiêu phàm đối với mấy cái này thánh linh hóa thân mất đi sau cùng một tia kính sợ cảm giác. Cho tới nay, tiêu phàm đều thờ phụng năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn câu nói này, hiện tại xem ra còn có rất nhiều người cũng không thờ phụng. Nhân tộc tiểu tử, bản tôn người đối trong cơ thể ngươi thế mà có nhiều như vậy thánh linh huyết mạch cảm thấy rất hứng thú, ngươi cho bản tôn giả thuyết nói, đây là có chuyện gì? Tôn giả từ trên cao nhìn xuống quan sát tiêu phàm, lấy thuần túy mệnh lệnh như giọng điệu nói. Tiêu phàm hai mắt có chút bắt đầu híp mắt, lạnh lùng nói. Các hạ quá vô lễ, hẳn là các hạ coi là, ngươi là thánh linh phân thân, liền có thể vinh mặt hất hàm sai khiến muốn làm gì thì làm a à. kim bằng hóa thân một cước này xem như đá vào trên miếng sắt tiêu phàm chính là loại kia ngoài mềm trong cứng điển hình đừng bảo là chỉ là một cái thánh linh hóa thân liền xem như kim sĩ đại bằng bản tôn giáng lâm cũng đừng hòng để tiêu phàm khuất phục dù coi như đánh không lại cùng lắm thì chết rất tốt quả nhiên có tính tình bản tôn người hy vọng bản lãnh của ngươi cũng cùng tính tình của ngươi đồng dạng lớn tôn giả đại nhân không những không giận mà còn cười trên mặt lộ ra cực kỳ rõ ràng vẻ khinh miệt cười lạnh nói chỉ là một tên nguyên anh kỳ tiểu bối cũng dám làm càn nếu ta nhục thân vẫn còn vừa ra tay liền có thể muốn cái mạng nhỏ của ngươi cho phép ngươi ở đây tự khoe tiêu phàm cười nhạt một tiếng nói dù coi như các hạ nhục thân vẫn còn tại giao diện chi lực áp chế xuống cũng không phát huy ra bao nhiêu uy lực tới huống chi năm đó hắn nhục thân hạ giới không biết kinh lịch bao nhiêu gian nan hiểm trở tại dạng này dưới cùng giao diện trừ côn trùng bên ngoài, tuyệt không có người nào thân thể có thể tồn tại hơn mấy vạn năm. Qua nhiều năm như vậy, hắn linh thân một mực tại nơi này ngủ say, đoán chừng cũng là bởi vì nhục thân sớm đã hủy hoại nguyên nhân. Có đúng không, chờ ta cầm xuống ngươi, liền có thể lấy nhục thể của ngươi luyện chế ra một bộ thượng giai thân thể tới. Tôn giả vừa cười vừa nói, tựa hồ hết thảy đều đã trong lòng bàn tay của hắn, tiêu phàm đã thành cá trong chậu, bắt hắn lại, mười phần chắc chín. Nam tử trung niên bận biểu tức kho người nói khởi bầm tôn giả đại nhân cầm xuống người này đệ tử nguyện hiệu sức mọn ngươi tôn giả nghiêng nghiêng liếc hắn một chút khinh miệt chi ý tràn tại nói đồng hồ ngươi không phải là đối thủ của hắn tôn giả đại nhân nam tử trung niên lập tức chán nản mặc dù không dám ở tôn giả trước mặt nổi giận nhưng không phục tình trạng lại là trực tiếp viết trên mặt tôn giả liền cười lạnh cười nói thế nào ngươi không phục a à? không phục lời nói vậy ngươi liền lên thử một chút đi tốt đệ tử kia liền bêu xấu. Rất hiển nhiên, vị này kim bằng tộc đại tu sĩ tính tình cực kỳ táo bạo, vừa được đến tôn giả cho phép, lập tức liền tiến về phía trước một bước, bày ra khí thế rào rạt tư thế. Bất quá vẫn là không nhịn được hướng na bên cạnh đả tỏa thổ nạp, luyện hóa dược lực kim bằng lão tổ nhìn một cái. Trước mắt tôn giả đại nhân cố nhiên là tiên tổ phân thân, nhưng kim bằng lão tổ mới là sư phụ của hắn, đương nhiệm kim bằng tộc trường. Thời khắc này kim bằng lão tổ, trên mặt cơ bắp có chút khiên động, lộ ra mấy sợi vẻ thống khổ bất quá luyện hóa dược lực tu bổ thần hồn thương tích nguyên bản liền sẽ hết sức thống khổ nam tử trung niên cũng không phải rất để ý đã sư phụ không có mở miệng vậy coi như hắn là ngầm đồng ý tiểu tử hừ hừ nam tử trung niên tiếp cận tiêu phàm cười lạnh liên tục hắn sớm liền muốn thu thập cái này nhân tộc tiểu tử cũng dám xông tiến vào động phủ của hắn sát hại nhiều như vậy kim bằng tộc nhân quả thực chính là tội ác tài trời chết chưa hết tội Bây giờ tiên tổ phân thân đã đã tìm được, tiểu tử này không còn có nửa phân giá trị lợi dụng, còn giữ hắn làm cái gì? Thừa cơ hội này, còn có thể tồn tại trước mặt đại nhân lộ lộ mặt. Một đầu kim xí đại bằng hư ảnh, tại nam tử trung niên phía sau nổi lên, trong chốc lát kim quang lóng lánh, trói lóa lá mắt. Tiêu phàm chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, không có bất kỳ cái gì động tác. Trong nháy mắt, kim xí đại bằng hư ảnh tán đi, kim quang sán lạn hai cánh, hóa thành hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại nam tử trung niên phía sau, vẫn như cũ phảng phất hai cánh. Cùng loại thần thông, trọng không sợ cũng từng thi triển qua, xem ra đây là bọn hắn kim bằng tộc bản mệnh thần thông, chỉ là thần thông mạnh yếu, cùng mọi người tu vi cảnh giới trực tiếp tương quan. Nam tử trung niên có nguyên anh hậu kỳ đại thành cảnh giới, đồng dạng một loại thần thông, trong tay hắn thi triển đi ra, uy năng tuyệt đối không giống. Tiểu tử, chịu chết đi, nam tử trung niên hai cánh mở ra, hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng, hướng tiêu phàm kích bắn đi. Tiêu phàm nhẹ hừ một tiếng, thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, trên thân mấy chục tấm vảy rồng bay múa mà lên, hóa thành hơn 10 thanh dài hơn thước đoạn kiếm, siêu siêu âm thanh bên trong, không sợ hãi chút nào hướng về phi đao màu vàng óng nghênh kích đi lên. Thương thương thương, liên tiếp bạo hưởng bên trong, thanh kim sắc tia lửa tung tóe, phải rồng đoạn kiếm nhao nhao bị phi đao màu vàng óng đánh chúng tứ tán bay múa. Cả hai tương giao, phải rồng đoạn kiếm rõ ràng không địch lại phi đao màu vàng óng nói đến cũng không ngoài ý muốn, tiêu phàm cái này vảy rồng đoàn kiếm cố nhiên là ly dao cùng kim dao vương vảy rồng luyện hóa mà thành, trung quy là tử vật, mà phi đao màu vàng óng lại là kim bằng tộc bản mệnh thần thông, uy lực bên trên tự nhiên có chỗ khác nhau. Nam tử trung niên trong lòng không cam lòng, cố ý muốn tại tôn giả trước mặt đại nhân khoe khoang bản sự, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, không có chút nào lưu thủ ý dò xét. Phi đao màu vàng óng đánh tan vảy rồng đoàn kiếm, như là du long tại trời, bay múa hướng tiêu phàm kích xạ mà tới. Hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng, đủ để tại không trung bố thành một chương đao võng, đem tiêu phàm hoàn toàn bao phủ nó dưới. Ba bá, bá bá phi đao màu vàng óng lướt qua, tiêu phàm thật giống như hư ảnh, vỡ vụn thành từng mảnh, tiêu tán thành vô hình. Một trận gợn nước vặn vẹo lướt qua, tiêu phàm từ mấy trượng bên ngoài hiện thân mà ra. Huyễn thuật, tại ta bản mệnh phi đao trước mặt thi triển huyễn thuật. Hắc hắc, đánh tốt tính toán. Nam tử trung niên giữ tợn trong tiếng cười, hơn 10 thanh phi đao màu vàng óng kiểu mũi tên xê dịch, xoay quanh bay múa, hướng tiêu phàm kích bắn đi. Tiêu phàm lại một lần nữa hóa thành hư ảnh, tại biến mất tại chỗ vô tung. Nhưng mặc kệ hắn huyễn thuật cùng thuấn di thuật thi triển phải như thế nào xuất thần nhập hóa, phi đao màu vàng óng luôn luôn có thể ngay lập tức truy sát mà tới, như bóng với hình. Từ nam tử trung niên trong lời nói cũng có thể nghe được, này bản mệnh phi đao tựa hồ đối với huyễn thuật cùng thuấn di thuật đều có tự nhiên phá giải kỳ hiệu. Kim sĩ đại bằng vốn là trời sinh không gian thuộc tính thánh linh, mà huyễn thuật cùng thuấn di thuật đều không thể tránh né mang có không gian thần thông ở bên trong, thậm chí chính là không gian thần thông một loại. Trung niên nam tử này có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, thân chảy xuôi kim bằng huyết mạch, cũng không tính quá đạm bạc. Trong lúc nhất thời, hai người triển khai kịch liệt truy sát. Ai đều chưa từng lưu ý, bên kia toa kim bằng lão tổ, tình hình đã kinh biến đến mức rất không đúng. Kim bằng lão tổ trên mặt cơ bắp kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, trên trán mồ hôi đầm đìa, cuồn cuộn mà xuống, phảng phất đang kinh lịch hống khổ cực độ, bỗng nhiên mở mắt ra, gắt gao tiếp cận cách đó không xa kim bằng tôn giả, trong mắt lửa giận lấp lánh, hận không thể một ngụm đem hắn nuốt xuống. Người cho ta ăn là vật gì? Chốc lát, kim bằng lão tổ cắn chặt hàm răng, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Kim bằng tôn giả liền cười, từ tốn nói, đương nhiên là trị liệu thần hồn thương tích đan dược, chỉ bất quá trong đan dược này, luyện hóa ta một sợi phân hồn, chúng ta cùng là thiên bằng huyết mạch lấy ngươi chút tu vi ấy có thể nào phát hiện có gì không ổn kim bằng lão tổ cắn răng nghiến lợi nói ta một mảnh thành tâm lại tới đây đưa ngươi triệu hoán đi ra đã mọi người cùng là thiên bằng huyết mạch ngươi vì sao muốn đối ta dưới dạng này độc thủ kim bằng tôn giả vừa cười vừa nói bởi vì ta cần nhục thể của ngươi a chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ta chỉ là một bộ linh thân a ta ở đây ngủ say mấy trăm ngàn năm mới rốt cuộc đợi đến một bộ thân thể thích hợp, người cảm thấy ta có nên hay không bỏ qua ngươi. Ngươi, nơi này rõ ràng còn có những người khác tại, người tại sao phải giết hại đồng bào. Kim bằng lão tổ quả thực muốn chọc giận điên, tập trung tinh thần muốn nâng cao một bước, hao phí vô số tâm huyết, thật vất vả đến nơi đây, ai ngờ lại là như vậy hạ tràng, làm mướn không công không nói đến, thế mà còn đem chính mình cũng mắc vào. Bị người đoạt xá, đó là chân chính thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Kim bằng lão tổ lại không nghĩ tới, uy phong mình một thế, phút cuối cùng, hạ chàng vậy mà như thế thảm liệt. Kim bằng tôn giả liếc cách đó không xa còn tại cùng nam tử trung niên kịch chiến tiêu phàm một chút, từ tốn nói. Người nói cái này nhân tộc tiểu tử A, hắn đương nhiên cũng thật là tốt đoạt xá đối tượng, nhưng hắn là hỗn độn linh thể, lại người mang bốn loại khác biệt thánh linh huyết mạch, dù coi như là bản tôn người, cũng không có hoàn toàn chắc chắn đoạt xá về sau có thể triệt để luyện hóa thân thể của hắn làm việc cho ta, tổng muốn lấy tiểu tử này về sau. Đem trong cơ thể hắn bí mật một cha một cái tìm hiểu rõ, mới có thể cuối cùng định đoạt. Về phần ngươi, cùng ta cùng loại đồng nguyên, lại lấy bản mệnh tinh huyết tỉnh lại ta, đoạt ngươi bỏ, không có bất kỳ trở ngại nào. Cũng sẽ không khiến cho cảnh giới rơi xuống, chỉ cần một đoạt xá thành công, lập tức liền có thể phát huy cỗ này thân thể tất cả uy năng. Ngươi là ngộ linh kỳ tu sĩ, kia tiểu tử bất quá là chỉ là nguyên anh kỳ. Ta nếu là đoạt xá kia tiểu tử, chẳng phải là còn muốn thụ ngươi chế. Đừng tưởng rằng, ta không biết ngươi là vì sao mà đến. Nếu không có trong truyền thuyết thánh linh nội đan, ngươi lại muốn tới nơi này tỉnh lại ta. Đổi lại là ta, ngươi muốn làm thế nào? Tiếng nói không vang, lại nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong mắt hắn, đây hết thảy tựa hồ cũng là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi mơ tưởng đạt được, ta cái này liền tự bạo nhục thân, Người cái gì cũng đừng nghĩ đạt được." Kim Bằng lão tổ gắt gao tiếp cận hắn, hung tợn nói. "Tự bạo nhục thân?" Kim Bằng tôn giả cười lên ha ha, "Ngươi khi ta tại nói đùa với ngươi a, à, ngươi ngược lại là tự bạo một cái cho ta xem một chút." Bên này đối thoại, suốt cục kinh động ngay tại kịch chiến hai người, nam tử trung niên liền thi tuyệt chiêu, đem tiêu phảm ép ra mấy trượng, dưới chân độn quang cùng một chỗ. Liền hướng bên này bay tới, miệng bên trong tức giận kêu lên. "Tôn giả đại nhân!" Người cái này là ý gì? Mặt mũi tràn đầy vừa sợ vừa giận thần sắc. Hừ, kim bằng tôn giả hừ lạnh một tiếng, ống tay áo lắc một cái, một cỗ cự lực tuôn ra, bất ngờ không đề phòng. Nam tử trung niên bỗng nhiên cùng luồng sức mạnh lớn đó đụng vào nhau, oanh một tiếng vang thật lớn, lập tức hướng về sau bay rất ra ngoài. Đúng lúc này, tiêu phàm như bóng với hình, trong chấp nhoáng liền đến phụ cận, một trưởng oanh ra. Long tượng nặng tay, dạng này cơ hội trời cho, tiêu phàm tử sẽ không bỏ qua hắn mới vừa cùng nam tử trung niên một mực chiến đấu, từ đầu đến cuối không chịu dốc hết toàn lực, cũng là bởi vì một mực đối ở một bên nhìn chằm chằm kim bằng tôn giả cùng kim bằng lão tổ thâm hoài kiên kỵ, vạn nhất mình toàn lực thi triển, hai người này lại tại bên cạnh đánh lén, thật đúng là ngăn cản không nổi. Không sai biệt lắm muốn san ra hơn phân nửa tinh lực lúc đến khắc phòng bị bọn hắn. Mà xương chim, thiết bối đao lang dạng này đòn sát thủ, tạm thời cũng vẫn chưa tới tế lúc đi ra. Bây giờ kim bằng nhân chi ở giữa chợt nổi lên nội chiến, Cơ hội này có thể nào bỏ lỡ? Một cố hủy diệt cự lực, bỗng nhiên sau này vào tới, nam tử trung niên không khỏi hồn phi thiên bên ngoài. Lúc này, né tránh cái gì đều là khẳng định không kịp, kim quang lóe lên, hơn 10 thanh phi đao tại sau lưng của hắn nổi lên, khoảnh khắc hóa thành hai con kim sắc cánh, bảo vệ hậu tâm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đây là hắn duy nhất có thể làm. Trong lúc này, cũng không lo được khác, gấp vội kêu lên. Tôn giả cứu ta! Rất rõ ràng lão tổ dưới mắt là không trông cậy được vào. Tiểu Bối, làm càn, Kim Bằng Tôn giả thấy long tượng nặng tay cự lực, sắc mặt cũng là hơi đổi, không nghĩ tới chỉ là một cái nguyên anh kỳ tiểu bối, vậy mà có thể phát ra như thế hùng hồn bá đạo trưởng lực, thật đúng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà lại tiêu phàm động tác như thế tấn mãnh, cũng đồng dạng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Rất hiển nhiên, vừa rồi Tiêu Phàm ép căn bản không hề xuất toàn lực, chỉ là tại cùng nam tử trung niên chiến đấu bất quá kim bằng tôn giả tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem tiêu phàm ở ngay trước mặt chính mình đem nam tử trung niên diệt sát lại là ống tay áo lắp một cái lần nữa một cỗ cự lực mãnh liệt mà ra đâm nghiêng bên trong hướng long tượng nặng tay cự lực đánh tới tốc độ nhanh như thiểm điện chỉ là kim bằng tôn giả động tác mặc dù nhanh nhanh cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp oanh một tiếng hai cỗ cự lực nghiêng một nghiêng trùng điệp đụng vào nhau nhưng long tượng nặng tay cự lực hay là đoạt trước một bước có hơn phân nửa đánh trúng nam tử trung niên phần lưng. Nam tử trung niên quát to một tiếng, thân thể đằng không bay lên, tựa như ra khỏi nòng như đạn pháo, hướng về phía trước kích bắn đi ra, người còn tại không trung liền đã hoa hoa liên thanh, liên tiếp phun ra bốn năm ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trọn vẹn bay ra 30-40 trượng xa, mới xoạch một tiếng, trùng điệp ném xuống đất. Đường đường một tên nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong đại tu sĩ, thậm chí ngay cả điều khiển thân thể mình lực lượng đều nhất thời vận lên không được, cứ như vậy trùng điệp ngã xuống, rơi chật vật không chịu nổi. Thậm chí ngã xuống về sau, lại giấy ruộng mấy lần, mới rốt cục nhảy lên một cái, đứng vững thân thể, nhưng lại há mồm liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, khi tức nháy mắt trở nên suy yếu rất nhiều, từ nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới trực tiếp rơi xuống. Nếu không phải kim bằng tôn giả từ đó một kích, vì hắn ngăn trở non nửa long tượng nặng tay chi lực, lúc này, sớm đã bị đánh nứt gân gãy xương, biến thành máu thịt be bét một đoàn. Đây cũng là bởi vì trong cơ thể hắn kim bằng huyết mạch tương đối nồng đậm nguyên nhân, nhục thân mạnh mẽ, xa không tầm thường cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Bằng không mà nói, dù coi như chỉ tiếp nhận một nửa long tượng nặng tay chi lực, cũng vẫn là sinh không chịu nổi. Năm đó long tượng tổ sư sáng tạo vô cực long tượng công, long tượng nặng tay quét ngang thiên hạ, cùng giai tu sĩ không một người là hắn địch thủ. Nam tử trung niên thật vất vả ngừng lại phun máu tươi tung tóe, không nói hai lời, lấy ra một cái bình ngọc, liên tiếp đổ ra ba viên kim sắc đan dược, ngửa cổ một cái, tất cả đều nuốt xuống. Đan dược này hiển nhiên là bí chế thánh dược chữa thương, trong chốc lát, trắng bệch như tờ giấy trên mặt, liền một lần nữa hiện lên một vòng huyết sắc. Cầu tặc, mơ tưởng đạt được, đối đây hết thảy, kim bằng lão tổ phảng phất giống như chưa gặp, run rẩy đứng lên, hai mắt gắt gao tiếp cận kim bằng tôn giả, cắn răng nghiến lợi kêu lên. Tựa hồ đang liều mạng ngưng tụ chân nguyên pháp lực, muốn thi triển thần thông, tự bạo nhục thân. Giám, kim bằng tôn giả sầm mặt lại, thân thể nhoáng một cái, tựa như tia chớp, hướng kim bằng lão tổ kích bắn đi. Mặc dù trong miệng hắn nói đến 10 điểm nhẹ nhõm, tựa hồ căn bản liền không đem kim bằng lão tổ để vào mắt, nhưng đối phương đến cùng là một tên ngộ linh kỳ tu sĩ, tại cái này cùng giao diện, đã đại biểu cho tối cao cấp bậc, có thể tu luyện tới dạng này cảnh giới, tự nhiên cũng có chút áp đáy hòm thủ đoạn thần thông. Vạn nhất bị kim bằng lão tổ tự bạo nhục thân, vậy coi như thật thất bại trong gang tấc. Tiêu phàm quát khẽ một tiếng, Ống tay áo lắc một cái, một đoàn cho vân phi bắn mà ra, ở giữa không trung lăn mình một cái, hóa thành một tên mập mạp tiểu niếp, chính là Oán Linh. Oán Linh mắt nhỏ quay tít một vòng, liền nhìn thấy cách đó không xa kim bằng Tôn Giả Linh thân. Vượt quá tiêu phàm dự kiến chính là, Oán Linh cũng không có cùng dĩ vãng nhìn thấy quỷ vật linh hồn đồng dạng, hưng phấn đến be be trực khiếu, ngược lại sững sờ ngơ ngác một chút, tròn vo trên mặt cực nhanh hiện lên một vòng nhân cách hóa vẻ sợ hãi. Oán linh vậy mà lại đối kim bằng tôn giả linh thân cảm thấy sợ hãi. Không hề nghi ngờ, cái này kim bằng tôn giả cảnh giới thực tế quá cao, mà oán linh cố nhiên là hết thảy quỷ vật linh thân thiên địch, làm sao vẫn còn khi còn bé. Bất quá oán linh sợ hãi sợ hãi, cũng chỉ là thoáng qua liền mất, lập tức liền be be vừa gọi, hóa thành một đoàn lớn gần mẫu mây xám, hướng về kim bằng tôn giả linh thân bay nhào qua. A, à, trời sinh quỷ linh, tiêu vô cực hậu nhân, vậy mà lại có loại vật này thật đúng là kỳ quặc quái gở. Lão gia hỏa kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, ai ngờ hắn hậu nhân đều đọa nhập ma đạo, quả thực chính là lớn lao châm chọc. Nhìn thấy oán linh hiện thân, ngay cả kim bằng tôn giả cũng kinh hãi, kinh ngạc vô cùng kêu lên. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi, cũng vô bất kỳ kinh hoàng nào chi ý, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra được, cái này thiên sinh quỷ linh xa vị thành niên, tạm thời còn đối với hắn cấu thành không được bao lớn uy hiếp. Cho nên dưới chân không ngừng chút nào, trực tiếp hướng kim bằng lão tổ vào tới, đối oán linh làm như không thấy. Chỉ cần chế trụ kia nhân tộc tiểu tử, cái này thiên sinh quỷ linh còn không phải nhà mình vật trong bàn tay, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, viêm linh chi nhận nổi lên, chăm chú nắm trong tay, toàn thân chân nguyên pháp lực biên cuồng hướng tinh viêm thần binh bên trong chen chúc mà vào, hẹp dài màu đỏ sậm mũi nhọn, đảo mắt biến thành lam nhạt, thượng cổ phù văn lấp lánh, một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức phun ra ngoài, Viêm linh chảm tiêu phàm chợt quát một tiếng, hai tay vung lên, một đạo thật dài màu lam nhạt đau mang, hướng kim bằng lão tổ tật bổ mà đi. Lúc này, kim bằng lão tổ không thể động đậy, chính là tốt nhất bia ngắm. Đã kim bằng tôn giả nghĩ muốn đoạt xá, như vậy chỉ cần trước một bước hủy đi kim bằng lão tổ bộ thân thể này, kim bằng tôn giả hết thảy mưu đồ, liền đem thất bại. Không có cỗ này ngộ linh kỳ nhục thân, kim bằng tôn giả vẻn vẹn nương tựa theo một bộ linh thân, thủ đoạn thần thông tự nhiên giảm bớt đi nhiều, liền coi như không địch lại, tiêu phàm tự tin còn là có biện pháp thoát thân mà đi. Tiểu bối, thật to gan, kim bằng tôn giả giận tím mặt, một tiếng quát lớn. Một đôi kim sắc cánh, bỗng nhiên tại phía sau hắn nổi lên, hai cánh mở ra, hóa thành vô số phi đao màu vàng óng, hướng tiêu phàm kích bắn đi. Đồng thời, kim bằng tôn giả mở chừng hai mắt, hướng phiêu oán linh đốt một tiếng quát chói tai, một cỗ vô hình tiếng gầm, sôi trào hướng oán linh cuồn cuộn cuốn tới. Đây hết thảy động tác đều phát sinh ở trong nháy mắt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phi đao màu vàng óng gió táp mưa rào đánh trúng màu lam nhạt đau mang. Kim bằng tôn giả không hổ là thượng giới thánh linh phân thân, vẻn vẹn chỉ là một bộ linh thân, huyễn hóa ra đến phi đao, vậy mà ngạnh sinh sinh đem viêm linh chảm từ đó chặt đứt. Không cùng tiêu phàm tái phát ra lần công kích thứ hai, kim bằng tôn giả đã hóa thành một sợi kim quang, trực tiếp từ kim bằng lão tổ trên đỉnh đầu trực thấu đi vào, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nguyên bản nghiến răng nghiến lợi, trong hai mắt phun ra lửa giận kim bằng lão tổ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngây dại ra, trên mặt phẫn hận vô so thần sắc, cũng lập tức liền biến mất vô hình. Kim bằng tôn giả linh thân bá đạo vô so, qua trong giây lát, liền phải hoàn thành đoạt xá. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn ám toán trước đây, kim bằng lão tổ thần hồn chi lực, cơ hồ đều đã bị hắn phân thần chế trụ, cho nên đoạt xá mới trở nên thuận lợi vô so, kim bằng lão tổ đường đường ngộ linh kỳ đại năng, thậm chí ngay cả nửa phân kháng cự chi lực đều không có, chỉ có thể mặc cho bằng bài bố. Đúng lúc này, hai đoàn màu xám sắt cái bóng, bỗng nhiên xuất hiện tại kim bằng lão tổ bên người. Thiết bối đao lang, xưa tôn cẩn thận, đã xa xa trốn đến mấy chục trượng bên ngoài nam tử trung niên, bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại kim bằng lão tổ bên người hai đoàn bóng xám, chính là tiêu phàm lặng lẽ phóng xuất hai con tứ giai trùng vương. Thiết bối đao lang tiến thối như điện, dù là kim bằng tôn giả là thánh linh phân thân tại đoạt bỏ chưa triệt để hoàn thành nháy mắt đối hai đầu con bọ ngựa cũng không có chút nào phát giác đợi đến nam tử trung niên lên tiếng nhắc nhở đã tới không kịp suy suy hai tiếng trầm đục máu tươi vẩy ra chỉ thấy kim bằng lão tổ một cái cánh tay cùng một cái bắp đùi song song từ trên thân thể của hắn tách rời bay lên không trung mặc kệ kim bằng tộc tu sĩ thân thể gì chờ cường hoành tại tứ giai thiết bối đao lang cận thân công kích phía dưới đều như tờ giấy yếu ớt không chịu nổi một kích thiết bối đao lang một kích thành công không chút do dự lập tức giơ lên đại đao lần nữa hung hăng cắt xuống đi thiết bối đao lang cận thân bác kích chi thuật cùng tiêu phàm đồng dạng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đó chính là một khi công kích bắt đầu liền là giả dích không dứt không đem địch nhân triệt để diệt sát quyết không bỏ qua trước đó thiết bối đao lang chưa hề thất thủ qua nhưng hôm nay rốt cục vẫn là phát sinh ngoại lệ. Kim bằng lão tổ miệng bên trong đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, nguyên bản đờ đẫn hai mắt bỗng nhiên trừng tròn xoe, một cỗ cực kỳ cường hãn bá khí. Thấu thể mà ra, ống tay áo lắc một cái, vừa mới bị thiết bối đao lang chặt đứt lực lượng mỏng manh, càn quét mà lên, một trường đánh ra. Phanh, một đoàn huyết phú bỗng nhiên ở giữa không trung bạo liệt mà ra. Mang theo sông vào mũi mùi máu tanh, vào đầu hướng hai đầu thiết bối đao lang bao phủ xuống thiết bối đao lang giáp trụ cực kỳ cứng rắn, phổ thông pháp bảo căn bản liền không đả thương được bọn chúng mảy may. Nhưng mà đối mặt cái này đầy trời mưa máu, hai đầu con bọ ngựa lại tựa hồ như có chút e ngại, không lo được đả thương địch thủ, thân thể nhoáng một cái. Trong chấp nhoáng liền thối lui đến hơn 10 trượng bên ngoài. Phải này thở dốc cơ hội tốt, kim bằng lão tổ phi thân trở ra, cùng lúc đó, miệng lẩm bẩm phía sau to lớn thiên bằng điêu khắc, bỗng nhiên huyết sắc cởi tận, một cỗ chói mắt kim quang thẳng bắn tới, Kim bằng lão tổ lập tức liền tắm rửa tại cái này kim sắc phía dưới ánh sáng nguyên bản máu chảy ồ ạt à tay gãy đứt chân chỗ chảy máu lập dừng Kim bằng lão tổ miệng bên trong niệm chú miệng vết thương huyết nhục ngưng kết dần dần hóa thành mới cánh tay cùng đùi trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu Tiêu Phàm không có tới gần hắn có thể từ kia vốn cổ phần sắc quang huy bên trong cảm nhận được lực lượng cường đại cỗ lực lượng này hẳn là đến từ Huyền Linh thượng giới bất quá Tiêu Phàm đồng thời cũng cảm ứng được cỗ lực lượng này đã là cường nỗ chi kết thúc. Mặc kệ nó là đến từ phương nào, năm đó ra sao chờ cường đại, trải qua nhiều năm như vậy tiêu hao, cũng sớm đã trôi qua tuyệt đại bộ phân huy năng. Mặc dù kim bằng lão tổ tay chân trùng sinh, khí tức lại rõ ràng muốn so vừa rồi yếu rất nhiều. Tinh huyết đánh mất rất nhiều, rất nhanh, phò tượng bên trên kim quang dập tắt, kim bằng lão tổ mặc dù hay là lúc trước kia tuổi già sức yếu bộ dáng, ánh mắt lại so trước kia sắc bén được nhiều, hung tợn hướng tiêu phàm cùng nam tử trung niên quét tới. Là kim bằng tôn giả, tiêu phàm cơ hồ lập tức liền kết luận, kim bằng tôn giả đã đoạt xá thành công, bây giờ đối diện thân thể kia bên trong đợi, chính là kim bằng tôn giả thần hồn, kim bằng lão tổ thần hồn, ngay tại vừa rồi, đã bị triệt đề thôn vệ hết, có lẽ, bị kim bằng tôn giả thi triển thần thông gì, triệt đề ngăn chặn. Nam tử trung niên tìm lòng không đặng lui lại mấy bước, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng sợ hãi vẻ bất an. Thế nào, người cũng muốn phản bội ta a à? Kim bằng tôn giả từ trên cao nhìn xuống tiếp cận nam tử trung niên, lạnh lùng hỏi. Đệ tử không dám, nam tử trung niên vội vàng kho người nói. Mặc dù bị đoạt xá về sau kim bằng lão tổ trên thân lộ ra uy áp có chỗ yếu bớt, rất rõ ràng thương thế chưa lành, nhưng khí thức kia lại nguy hiểm được nhiều. Phảng phất đối mặt chính là một đầu đến từ viễn cổ hồng hoang hung mãnh quái thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm người mà phệ. Người này có thể không khách khí chút nào ám toán kim bằng lão tổ, đối với hắn tự nhiên cũng sẽ không có cái gì hương hỏa chi tình. Bọn hắn những này hạ giới kim bằng tộc nhân, tại kim bằng tôn giả trong mắt, cùng sâu kiến cũng không kém là bao nhiêu. Một khi chọc giận người này, chỉ sợ sẽ không chút khách khí lấy tính mệnh của hắn. Người cũng không cần phải sợ, ta đoạt sư phụ ngươi nhục thân, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lúc trước thiên bằng đại nhân gặp đại nạn, bị tiêu vô. Bị cường địch bước đến tuyệt cảnh, lúc này mới mệnh ta hạ giới ẩn núp, chờ đợi lấy ngày sau đông sơn tái khởi. Chỉ bất quá ta chờ đợi thời gian quá dài, nhục thân đã sớm mục nát tại phá giới dưới đến thời điểm, ta cũng bị trọng thương. Nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không đoạt xã. Mặc dù kim bằng tôn giả đổi giọng cực nhanh, tiêu phàm vẫn là nghe rõ ràng. Lại nguyên lai like năm đó ở huyền linh thượng giới, vô cực thiên tôn chẳng những diệt sát ngân dược lôi bằng, còn đem kim sĩ sí đại bằng cũng bước đến tuyệt cảnh. Về phần kim sĩ sí đại bằng phải chăng cuối cùng được lấy may mắn thoát khỏi, không được biết, nhưng từ người này ngôn từ ở giữa, nhưng cũng có thể nhìn thấy một hai. Như kim sĩ sí đại bằng bình yên vô sự, cần gì phải muốn phái phân thân mạo hiểm đến đến hạ giới. Nói đến, đây đã là kim sĩ đại bằng cuối cùng cũng là nhất bất đắc dĩ thủ đoạn. Coi là thật không tưởng tượng ra được, phổ cực thiên tôn tại huyền linh thượng giới đến cùng ra sao cùng uy phong, không ngất sinh thánh linh đều một cái tiếp một cái bị hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Đã các ngươi là kim bằng tộc nhân, bản tôn người tự nhiên sẽ chiếu cố các ngươi. Cùng bắt lấy cái này nhân tộc tiểu tử, bản tôn người liền cùng ngươi cùng một chỗ trở về kim bằng tộc. Lấy tư chất của ngươi, đột phá bình cảnh đặt chân ngộ linh kỳ, cũng không làm khó dễ, người thiếu khuyết bất quá là một chút kinh nghiệm mà thôi, cái này bản tôn người có thể chỉ điểm ngươi. Chờ ta triệt để luyện hóa tiểu tử này hỗn độn linh thể, liền sẽ trở về huyền linh thượng giới đi. Đến lúc đó, ngươi chính là kim bằng tộc mới nhất tộc chi chủ. Làm sao, chẳng lẽ ngươi không muốn làm tộc trưởng không nghĩ nâng cao một bước A. À? Kim bằng tôn giả mắt nhìn nam tử trung niên, không chậm không nhanh nói, trong giọng nói, cực điểm dụ hoặc sở trường. Hắn kế hoạch ban đầu là thừa dịp nam tử trung niên cùng Tiêu Phàm kịch chiến thời điểm, vô thành vô tức cướp đoạt kim bằng lão tổ nhục thân, cùng Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hắn sớm đã hoàn thành đoạt xã. Đến lúc đó, lấy hắn huyền linh thượng giới siêu cấp cao thủ kinh nghiệm kiến thức cùng nhục thân ngộ linh kỳ tu vi cảnh giới, cầm xuống chỉ là một tên nguyên anh kỳ hậu bối, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Ai ngờ quan trọng trước mắt lại ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Nhất là Tiêu Phàm chợt bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, Thế mà còn nuôi dưỡng có tứ giai thiết bối Đao Lang cùng trời sinh quỷ linh dạng này hiếm thấy linh vật, mặc dù lấy hắn dưới mắt cảnh giới tu vi, Tiêu Phàm cũng không thể đối với hắn tạo thành bao lớn uy hiếp, nhưng muốn dễ như trở bàn tay cầm xuống người này, nhưng cũng không có có mấy phần chắc chắn. Lúc này, có người trợ giúp tự nhiên so đơn đả độc đấu muốn tốt. Nam tử trung niên sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục cắn răng một cái, nói: "Đệ tử nguyện ý tuân theo Tôn giả đại nhân chỉ lệnh." "Rất tốt." Kim Bằng Tôn giả nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra tiếu dung. Người trước cuốn lấy tiểu bối này một lát, chờ ta thu thập kia hai đầu côn trùng lại nói. Cái này an bài ngược lại là 10 điểm hợp lý, lấy tứ giai thiết bối đao lang năng lực cận chiến, nếu như nam tử trung niên không có có thụ thương, vẫn như cũ ở vào nguyên anh hậu kỳ trạng thái đỉnh phong, có lẽ còn có thể ngăn cản một trận, nếu không được cũng có thể thoát thân mà đi. Nhưng bây giờ bản thân bị trọng thương, cùng thiết bối đao lang giao phong, chỉ sợ trong chốc lát, liền sẽ bị cắt thành khối vụn. Kim bằng tôn giả không chút do dự, đem hai đầu biến thái linh trùng giao cho mình tới đối phó. Nghe xong là cái này an bài, nam tử trung niên lập tức âm thầm thở vào một cái, lập tức hung tợn tiếp cận tiêu phàm, quát lạnh nói. Tiểu bối, liền để cho ta tới hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Hắn thấy, tiêu phàm bất quá là phía sau đánh lén tiểu nhân, coi là thật động thủ, nơi nào sẽ là đối thủ của mình. Bất kể nói thế nào, nhất định phải đem tiểu bối này cầm xuống, báo một trưởng kia mối thù nam tử trung niên cổ tay khẽ đảo lấy ra một cái hoàng kim mặt nạ hướng trên mặt bao một cái kín kết thiếp trên mặt nam tử trung niên đảo mắt liền biến thành ưng miệng điêu mắt bộ dáng cùng kia lôi chấn tử rất có chỗ tương tự mà nguyên bản bởi vì thụ thương mà trở nên suy yếu khí tức nháy mắt liền tăng vọt đi lên khôi phục lại nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn phía sau kim quang lóe lên một đôi dài đến mấy trượng cánh chim màu vàng giãn ra mỗi một viên lông vũ đều chiếu sáng dạng dỡ cho người ta một loại cực kỳ hoa lệ, vừa tức thế bức người cảm giác. Cái này hoàng kim mặt nạ không biết là loại nào pháp bảo, lại có nháy mắt tăng cao tu vi pháp lực cường hãn năng lực. Tiêu phàm ống tay áo lắc một cái, thanh kim sắc quang mang lấp lánh, trong tay đã nhiều một thanh hàn lóng lánh trường kiếm, giao long khí tức bắn ra, đồng dạng khí thế khiếp người. Tiểu bối, đi chết đi, nam tử trung niên một tiếng quát lớn, phía sau hai cánh càng thêm kim quang lóa mắt, kim sắc lông vũ liền muốn chuyển hóa thành bản mệnh phi đao, lần nữa hướng tiêu phàm phát động tiến công xem kiếm tiêu phàm lại thân thể nhoáng một cái trong chấp nhoáng liền đến hắn phụ cận dơ cao trường kiếm một kiếm bổ xuống vậy mà đoạt trước một bước phát động công kích cho hắn đến cái tiên hạ thủ vi cường mắt thấy kim bằng tôn giả đoạt xá thành công tiêu phàm rất rõ ràng hôm nay gặp phải cục diện thực tế cực kỳ hung hiểm so sánh với long thần đảo một lần kia cũng không kém bao nhiêu thậm chí còn hơn dù sao một lần kia đối mặt chỉ là thất giả mãng hóa thân một bộ linh thân lần này đối mặt kim bằng tôn giả cũng đã có được hiểu linh kỳ tu sĩ nhục thân nó sức chiến đấu có lẽ chưa chắc ngay tại huyết quang thiếu niên phía trên nhưng độ tự do nhưng còn xa không phải huyết quang thiếu niên có thể so tại long thần đảo huyết quang thiếu niên thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là trông coi huyết tế sân bãi bảo đảm kén máu bên trong thai nghén sinh linh an toàn không dám rời xa tiêu phàm bọn người cái này mới được thuận lợi thoát thân dưới mắt kim bằng tôn giả lại vô cùng có khả năng đuổi giết hắn đến chân trời góc biển lần này tiêu phàm là thật tránh đều không trốn thoát từ kim bằng tôn giả biết được hắn hỗn độn linh thể về sau kia tham lam thần sắc đến xem tiêu phàm rất rõ ràng người này không bắt hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua đã như vậy kia liền nghĩ cách trước tiêu diệt hắn giúp đỡ lại nói đơn đả độc đấu tiêu phàm tự nhiên không sợ hãi chút nào cùng giai tu sĩ nhưng ở hỗn chiến bên trong một tên nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong đại tu sĩ, uy hiếp lại là không thể khinh thường. Đến hay lắm, mắt thấy tiêu phàm chủ động hướng hắn tiến công, nam tử trung niên không những không giận mà còn cười, một tiếng gầm thét, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay đã nhiều một thanh hậu bối kim đao, tản ra cường đại kim bằng khí tức, không chút do dự, hướng về thanh kim sắc trường kiếm nghênh kích đi lên. Kim sĩ đại bằng điều có xé rách hư không thiên phú thần thông, tại không gian chi đạo thiên phú bên trên, gần với thiên phượng nhất tộc cái này kim bằng tu sĩ được chứng kiến tiêu phàm thuấn di thần thông cùng không gian chi thuật liền là đem bản mệnh lông vũ hóa thành kim đao tế ra mục đích đúng là muốn để tiêu phàm thuấn di thuật cùng không gian thuật khó mà thỏa thích thi triển chỉ cần có thể đem tiêu phàm khóa chặt buộc hắn cùng mình cứng đối cứng nam tử trung niên có tuyệt đối tự tin tiêu phàm khẳng định không phải là đối thủ của mình qua nhiều năm như vậy cùng cùng giai tu sĩ giao thủ hắn còn chưa từng bị đánh bại bang đao kiếm tương giao phát ra như kim loại giòn vang vượt quá nam tử trung niên ngoài ý liệu chính là lần này tiêu phàm cũng không có thi triển hắn thuấn di thuật cùng không gian thuật mà là thực sự giao thủ hắn có thể cảm thấy thanh kim sắc trên trường kiếm chuyển đến cự lực cỗ lực lượng này mạnh thậm chí để hắn toàn thân vì đó chấn động kim bằng tôn giả từng nói tiêu phàm thể nội có kim cương cự viên huyết mạch nam tử trung niên còn có chút không tin tưởng lắm hiện tại nhưng lại không thể không tin nhưng mà đây không phải trọng điểm chân chính trọng điểm là nam tử trung niên nguyên lai tưởng rằng tiêu phàm muốn cùng hắn liều mạng liều mạng, một ngụm chân khí đều đã sách tới, chuẩn bị kỹ càng để cho cái này nhân tộc tiểu tử nếm thử bản mệnh kim đao lợi hại. Kia nhìn qua sắc bén vô song thanh kim sắc trường kiếm, bỗng nhiên liền đoạn mất, phân thành mười mấy đoạn. Không, không phải mười mấy đoạn mảnh vỡ, mà là mười mấy chuôi hàn lóng lánh đoạn kiếm, tiêu phàm thanh trường kiếm này, vốn là từ ly giao 12 phiến bản mệnh vảy rồng luyện chế mà thành là tiêu phàm xuất kỳ bất ý, tấn công địch không sẵn sàng đòn sát thủ. Cho tới nay, mỗi lần xuất thủ đều chưa từng thất bại qua. Lần này cũng không ngoại lệ, dù là nam tử trung niên cảnh giới cao thâm, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lần này cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Hỗn trướng, trong lúc cấp bách, nam tử trung niên thân thể lắc một cái, toàn thân phi đao màu vàng óng bỗng nhiên bay múa mà lên. Hướng về như thiểm điện đánh tới 12 chuôi vảy rồng kiếm nghênh kích mà lên. Động tác lại nhanh, so sánh với tiêu phàm hay là chậm nửa nhịp. Một trận đinh nương loạn hưởng, hơn phân nửa vảy rồng kiếm bị phi đao màu vàng óng đón đỡ bên ngoài, lập tức tiếng rên rỉ đột nhiên vang. 12 chuôi vảy rồng kiếm trong nháy mắt bay trở về đến tiêu phàm trong tay, một lần nữa ngưng kết thành một thanh thanh kim sắc trường kiếm, nam tử trung niên kim quang lóng lánh bảo phục phía trên, lại thêm ra ba đạo giả sắc. Vai trái, ngực trái cùng eo phải, da chóc thịt bong, thỉnh thoảng có máu tươi phun ra ngoài. Nếu không phải hắn chống đỡ phải nhanh, vừa rồi ba thanh vẩy rồng kiếm là đủ đem hắn cắt làm mấy khúc, tuyệt không phải dưới mắt loại này ra thì tổn thương. Tiểu bối, nam tử trung niên phẫn nộ được sủng ái lỗ đều vặn vẹo biến hình. Rõ ràng tiểu tử này cảnh giới còn không bằng mình, coi là thật giao thủ với nhau, lại chói chân chói tay, khắp nơi bị quản chế, liên tiếp thụ thương, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Bị kim bằng tôn giả nhìn thấy hắn như thế vô năng, chỉ sợ trở lại trong tộc về sau, cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Về phần nói kế thừa tôn giả y bát, trở thành kim bằng tộc một đời mới tộc trưởng, kia càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Chỉ tiếc, tiêu phàm căn bản liền định cùng hắn đấu võ mồm, càng không có ý định để hắn thở nổi, cổ tay rung lên, thanh kim sắc trường kiếm mang theo thật dài kiếm mang, lần nữa hung hăng hướng nam tử trung niên cực bổ xuống. Còn tới chiêu này, nam tử trung niên cơ hồ muốn tức nổ phổi, tiểu tử này liên tiếp không ngừng mà sử dụng cùng nhất chiêu số, cái này không chỉ là miệt thị hắn, quả thực chính là vũ nhục, đối với hắn trí thông minh vũ nhục, chẳng lẽ loại này hèn hạ hạ lưu thủ đoạn, sẽ để cho hắn đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hai lần mắc lừa a à? Lập tức nam tử trung niên hét lớn một tiếng, đối tật bổ mà tới thanh kim sắc trường kiếm chẳng quan tâm, nhô lên bản mệnh kim đao, trung cung thẳng tiến vào, trực tiếp hướng tiêu phàm ngực hung hăng sóc quá khứ. Đang xuất thủ nháy mắt, liền kích phát bản mệnh kim đao xé rách hư không thiên phú thần thông, trong chấp nhoáng liền đến tiêu phàm phụ cận. Đi sau mà tới trước, quả nhiên hảo thủ đoạn trong chốc lát, bản mệnh kim đao liền đã cùng tiêu phàm lồng ngực gần trong gang tắc. Mặc dù tiêu phàm người khoác phải rồng giáp, nhưng nam tử trung niên tin tưởng, mạnh hơn giáp trụ, cũng không có khả năng chính diện ngăn trở mình bản mệnh kim đao một kích toàn lực. Chỉ cần không phải thông huyền linh bảo chính phẩm, một kiện khôi giáp không có khả năng như thế nghịch thiên. Đúng vào lúc này, nam tử trung niên lại sững sờ ngơ ngác một chút, bởi vì, hắn chợt phát hiện, tiêu phàm trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Rất nhạt, mang theo nhẹ nhẹ vẻ châm chọc nguyên bản tự tin hơn gấp trăm lần kim bằng cao thủ, trong lòng bỗng nhiên lại lo lắng bất an chẳng lẽ tiêu phàm lại có quỷ kế gì không thành. Rất không may, hắn lúc này lại đoán đúng rồi, tiêu phàm mục đích chính là muốn dụ khiến cho hắn cùng mình cận thân bác kích. Tiêu phàm người mang long tượng chi lực, kim cương thân thể, cận thân bác kích thuật có một không hai thiên hạ. Nam tử trung niên cho dù người mang kim xí đại bằng bản mệnh thần thông, chém giết gần người cũng tuyệt không phải tiêu phàm đối thủ. Long tượng nặng tay bốn chữ rõ ràng vô cùng truyền vào đến nam tử trung niên trong tay sớm đã vận sức chờ phát động tay trái bỗng nhiên một trưởng đánh ra cuồng phong gào thét phá mặt như đao vương bát đản nam tử trung niên chỉ gọi phải nửa tiếng liền là hóa thành kêu thảm cả thân thể đằng không bay lên giữa không trung tung xuống một lớn bồng huyết vũ lốp bốp một trận loạn hưởng kia là xương cốt vỡ vụn thanh âm trong lúc nhất thời nam tử trung niên căn bản cũng không biết mình toàn thân xương cốt, đến cùng còn có mấy cây là hoàn chỉnh. Đáng thương vị này đường đường nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong đại tu sĩ, ngày bình thường tại kim bằng tộc xương tôn xương tổ, thậm chí tại toàn bộ huyền ta giới đều thanh danh hiển hách, tại một cái xa so với mình trẻ tuổi cùng giai tu sĩ trước mặt, lại trở nên giống như là đứa bé, không có chút nào kháng cự chi lực. Người giữa không chung, nam tử trung niên tràn đầy phẫn hận lại tràn đầy sợ hãi trên mặt nhanh chóng lướt qua một vòng kiên quyết chi sắc, bỗng nhiên khẽ vươn tay, răng rắc một tiếng, mang trên đầu hai con kim sắc đoản giác bên trong một con, ngạnh sinh sinh bẻ gấy Kỳ quái là, mặt ngoài vết thương chỗ cực kỳ chỉnh tề, phảng phất bị lưỡi dao tận gốc chặt đứt, bóng loáng như gương không có chút nào vết máu chảy ra. Nam tử trung niên thật sâu nhìn cái này đoản giác một chút, không nói hai lời, bỗng nhiên hé miệng, cắn một cái vào đoản giác, lanh lợi một trận giòn vang, vậy mà đem cái này đoản giác nhai phải vỡ nát, trực tiếp nuốt xuống. Trong khoảnh khắc nguyên vốn đã khó khăn lắm ngã xuống hậu kỳ đại tu sĩ vừa mới tiến cấp tiêu chuẩn nam tử trung niên, trên thân bỗng nhiên bốc lên nó một cỗ sinh cơ bừng bừng, trong hai mắt một mảnh đỏ bừng, phảng phất có từng giọt máu tươi muốn nhỏ giọt xuống. Đây đã là hắn trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai cưỡng ép kích phát thể nội tiềm năng, nháy mắt áp chế thương thế, khôi phục pháp lực. Có lẽ kim bằng tộc xác thực có loại bí thuật này, nhưng vô luận như thế nào, làm như vậy khẳng định sẽ dẫn phát hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, thể xác tinh thần thụ trọng thương chính là tất nhiên chỉ là tình thế cách cấm, lúc này nam tử trung niên cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Hậu quả nghiêm trọng đến đâu, cũng tổng so ở đây bị nhân tộc tiểu tử tại chỗ diệt sát phải tốt hơn nhiều. Nhưng hiển nhiên, loại này liều chết đến cùng đấu pháp, vẫn chưa để tiêu phàm có chút bàng hoàng chi ý, dừng bước, như bóng với hình thẳng đuổi theo, trong tay giải kiếm nhất run, vô số kiếm hoa kéo ra, kiếm ảnh như núi, trồng chất, hướng nam tử trung niên cuồn cuộn đánh tới. Vô cực chín kiếm, đây là vô cực môn đích truyền kiếm pháp, trừ chính tông vô cực đệ tử, bất kỳ người nào cũng không thể đạt được truyền thụ, bao quát vợ con ở bên trong. Tại phàm tục thế giới thời điểm, tiêu phàm rất ít khi dùng đến bộ kiếm pháp kia thời điểm. Người bình thường các loại, ai cũng đỡ không nổi hắn một chiêu nửa thức, trên cơ bản không dùng đến vô cực chín kiếm dạng này áp đáy hòm tuyệt kỹ. Chân chính có thể đem hắn làm cho sử xuất vô cực chín kiếm địch nhân, cực kỳ hiếm thấy. Dù coi như tại tu chân giới, bộ kiếm pháp kia tiêu phàm cũng cực ít thi triển. Bình thường đến nói, Long Tượng nặng tay liền có thể rất gọn gàng giải quyết vấn đề. Bất quá đối mặt nam tử trung niên dạng này đánh không chết tiểu cường, Tiêu Phàm rốt cục đem bộ kiếm pháp kia phát huy ra. Chính là không thể để cho đối thủ lại có cơ hội thở dốc. Một khi để nam tử trung niên thở ra hơi, khẳng định cũng sẽ có lợi hại thủ đoạn muốn thi triển. Mỗi một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều có mình việt chiêu. Tiêu Phàm cố nhiên cũng không e ngại, thế nhưng là một trận chiến này thời gian liền kéo quá dài chỉ sợ bên kia toa kim bằng tôn giả sẽ không cho hắn nhiều thời giờ như vậy đến chậm rãi giải, giải quyết chiến đấu. Đem nguy hiểm tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái là an toàn nhất, cũng nhất lợi ích thực tế phương pháp. Nam tử trung niên ánh mắt lập tức biến, hắn đã lĩnh giáo qua tiêu phàm chém giết gần người thủ đoạn, trong đầu thanh thanh sở sở, vô luận như thế nào cũng không thể để cái này nhân tộc tiểu tử lấn đến bên cạnh mình trong vòng một trường. Nếu không lịch sử liền sẽ tái diễn, tai nạn lần nữa giáng lâm hắn là chân chân chính chính lại cũng chịu đựng không nổi một cái long tượng nặng tay. Thân thể nhoáng một cái, kim bằng tộc xé rách hư không thiên phú thần thông thi triển, nam tử trung niên liền muốn cùng tiêu phàm kéo dài khoảng cách. Lúc này, một đạo trừ màu đỏ hỗn độn đồ án nổi lên, lập tức liền đem đường đi của hắn phong bế. Đối với hắn chiêu này, tiêu phàm đã sớm phòng bị đến. Không đợi nam tử trung niên lại có động tác gì, vô tận kiếm ảnh đã bao phủ xuống. Hỗn đản, nam tử trung niên tiếng hét phẫn nộ bên trong, kim sắc thân thể đảo mắt liền bị cuồn cuộn kiếm hoa bao phủ hoàn toàn, tại kiếm hoa bên trong, thỉnh thoảng vang lên binh khí giao kích thanh âm cùng nam tử trung niên tức hổn hển giận mắng. Đánh tới đánh lui, cuối cùng vẫn là trốn không thoát cái này nhân tộc tiểu tử bầy cái bẫy. Bên này đánh cho náo nhiệt, bên kia kim bằng tôn giả đối phó thiết bối đao lang thủ pháp, cũng là gọn gàng. Mắt thấy hai đầu thiết bối đao lang khí thế hung hăng lao đến, kim bằng tôn giả cười lạnh một tiếng. Hai con tứ giai tiểu côn trùng, liền thật lấy vì bản tôn người không có cách nào đối phó a. À. Ống tay áo lắc một cái, bay ra một viên màu tím sậm quả, ước chừng nắm đấm lớn nhỏ, lộ ra 10 điểm nồng đậm mùi thơm, khiến người vừa nghe phía dưới, đầu tiên là tâm thần thanh thản, lập tức liền đầu váng mắt hoa, chỉ muốn lập tức nằm vật xuống, hô hô ngủ một giấc say. Chính là mê cốc thụ quả, loại này màu tím sậm, dược linh trí ít tại vạn năm trở lên, cùng 10.000 năm hai lá tham gia đồng dạng, là cường liệt nhất đến huyễn thuốc tiêu phàm cũng thu thập không ít, bào chế về sau, dùng tại thái thanh hoa linh đan bên trong, chỉ cần không thừa thái, đan dược tăng tiến vào thần niệm chi lực hiệu quả sẽ nâng cao một bước. Kim bằng tôn giả miệng hơi mở, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ, trong khoảnh khắc liền bị mê cốc quả hút thu vào, màu tím sậm quả, lộ ra một tia máu tươi đỏ thắm. Nhấc tay một trưởng oanh ra, phanh một tiếng vang trầm, mê cốc quả lăng không nổ tung, hóa thành một đoàn màu đỏ tím sương mù, vào đầu hướng hai con tứ giai linh trùng bao phủ xuống. Đồng thời kim bằng tôn giả miệng lẩm bẩm, từng đạo quỷ dị thần hồn chi lực dung nhập vào màu đỏ tím trong sương mù. Mặc dù Tiêu Phàm đang toàn lực đối phó nam tử trung niên, đối tình huống bên này cũng vẫn luôn tại lưu ý. Hai đầu tứ giai con bọ ngựa, dưới tình huống bình thường, dù coi như đối mặt bình thường ngộ linh kỳ tu sĩ, cũng có sức tự vệ, thật đánh không lại, tránh hay là lẫn mất lên. Nhưng mà kim bằng tôn giả lại tuyệt không phải bình thường ngộ linh kỳ tu sĩ, lai lịch của hắn quá mức kinh người, tiêu phàm còn lo lắng linh trùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kim bằng tôn giả đánh ra cái này từng đạo quỷ dị thần hồn chi lực, tiêu phàm lập tức cảm giác được trong lòng bất an, liền cùng hắn tiếp cận nơi này lúc, loại kia hào không lý do kinh dị cảm giác. Là đồng dạng, cứ việc kim bằng tôn giả nhận giao diện chi lực áp chế, lúc trước nhục thân đã sớm hủy, tại cái này giới, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra ngộ linh kỳ sức chiến đấu, nhưng mà thần hồn chi lực nhưng còn xa không phải bình thường mộ linh kỳ tu sĩ có thể so, so sánh với kim bằng lão tổ dạng này sinh trưởng ở địa phương mộ linh kỳ tu sĩ. Phải cường đại hơn nhiều, có thể hữu hiệu đối phó thiết bối đao lang loại này hung trùng phương pháp, xác thực không nhiều. Nhưng mà thần hồn chi đạo tăng thêm máu đạo thần thông, lại là rất không tệ khắc chế chi pháp. Thiết bối đao lang hung ác vạn phân, gân cốt như sắt, binh khí khó thương, pháp bảo tầm thường cũng đối phó không được, nhưng đại đa số côn trùng đều có một cái nhược điểm đó chính là thần hồn chi lực yếu nhỏ, còn lâu mới có thể cùng tu sĩ nhân tộc đánh đồng. Ngu xuẩn mà dã man, dã man mà hung hãn, đây cũng là hết thảy man hoang chủng tộc điểm giống nhau. Quả nhiên, thiết bối đao lang vừa thấy được bước đồ án kia tử sắc xương mù. Liền là lộ ra 10 điểm e ngại, bỗng nhiên dừng lại thân thể, ngẩng đầu nhìn đoàn kia đỏ tía sương mù, trần chờ không quyết. Nguyên bản đối với côn trùng đến nói, đối bất kỳ cái gì sự vật phản ứng đều rất đơn giản, bình thường chỉ có hai loại lựa chọn đánh hoặc là trốn côn trùng sẽ không muốn quá nhiều, sẽ chỉ phục tùng mình bản năng, bởi vậy cũng đã rất thiếu xuất hiện trần chờ không quyết định tình huống. Lần này, xem như trường hợp đặc biệt, kim bằng tôn giả cường đại thần hồn chi lực, nháy mắt liền đối thiết bối đao lang sinh ra kịch liệt ảnh hưởng. Như thế do dự trần chờ một chút, liền đầy đủ màu đỏ tím sương mù vào đầu bao phủ xuống. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiêu phàm hừ lạnh một tiếng. Hai đầu thiết bối đao lang thân thể chấn động, phảng phất mộng du bên trong người bỗng nhiên bị tỉnh lại, mạnh hữu lực hai cái bắp đùi trên mặt đất khẽ trống, lập tức nhanh như thiểm điện hướng một bên bay đi, sau đó cũng không quay đầu lại, trực tiếp trốn tiến vào xa xa mê cốc trong rừng, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Nguyên bản kim bằng tôn giả không có ý định thu phục hoặc là diệt sát thiết bối đao lang. Tứ giai thiết bối đao lang đã không có khả năng đổi chủ. Về phần diệt sát, có thể diệt sát kia là tốt nhất, thực tế diệt sát không được, cũng không làm đại sự kim bằng tôn giả mục tiêu là tiêu phàm, chỉ cần bắt cái này nhân tộc tiểu tử, hai đầu con bọ ngựa liền mặc bọn chúng ở đây tự sinh tự diệt tốt, cần gì phải để ý tới. Hai đầu con bọ ngựa đào tẩu, tiêu phàm cũng không có vội vã triệu hoán bọn chúng trở về. Hắn cùng linh trùng ở giữa thần niệm liên hệ mặc dù không gì phá nổi, nhưng thiết bối đao lang vừa mới thụ rất lớn kinh hãi, để bọn chúng trước tránh một chút cũng tốt. Dù sao có thần hồn cấm chế tại, thiết bối đao lang cũng sẽ không chạy ra quá xa, cùng việc nơi này, lại tìm về đến là được. Bất quá thiết bối đao lang như thế dễ như trở bàn tay bị kim bằng tôn giả dọa đi, vẫn còn có chút vượt quá tiêu phàm dự kiến. Sớm biết cái này kim bằng tôn giả đến từ huyền linh thượng giới, tất nhiên có chút khó lường thủ đoạn, lại cũng không nghĩ ra cường hãn đến thế. Trong chốc lát, liền thiếu đi hai tên cường đại giúp đỡ, tiêu chân nhân nói không phiền muộn tuyệt đối là giả, chỉ là trong lúc nhất thời, cũng vô pháp khả thi. Mắt thấy hai đầu con bọ ngựa chạy chối chết, Kim Bằng Tôn giả cười ngạo nghễ, hướng bên này nhìn sang, lại chỉ thấy Tiêu Phàm vận kiếm như gió, đã sớm đem nam tử trung niên hoàn toàn bao phủ tại kiếm dưới ánh sáng, chỉ thấy kiếm lóng lánh, nhưng không thấy nam tử trung niên thân ảnh. "Phế vật." Kim Bằng Tôn giả từ trong hàm răng lóe ra như thế hai chữ đến, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui. Mặc dù nghĩ cũng biết, tu sĩ tầm thường tuyệt đối không phải hỗn độn linh thể cùng giai tu sĩ đối thủ, thế nhưng nam tử trung niên một mực bị Tiêu Phàm đè lên đánh, ngay cả thở một ngụm công phu đều không đáp lại thực tế cũng đủ uất ức. Chỉ bất quá trong lúc này, kim bằng tôn giả còn cần giúp đỡ, cũng không thể trơ mắt cứ như vậy nhìn xem nam tử trung niên bị diệt sát. Lúc này dưới chân khẽ động, đã sắp qua đi giải cứu. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đầy trời kiếm quang bỗng nhiên tiêu tán, một đạo máu thịt be bét bóng người, từ kiếm quang bao phủ xuống bắn ra, chính là nam tử trung niên. Chỉ bất quá thời khắc này kim bằng trưởng lão, sớm đã máu me đầm địa, toàn thân trên dưới, không biết có bao nhiêu đạo vết thương, ngay tại thích táp hướng xuống chảy xuôi máu tươi, trên mặt mặt nạ hoàng kim cũng đã bóng dáng không gặp, trắng bệch như tờ giấy trên mặt, tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi. Cánh tay trái càng là sóng vai mà đứt, toàn bộ nửa người đều rách mước, rất hiển nhiên đây không phải lợi kiếm gây thương thích, mà là nam tử trung niên tự bảo pháp bảo thời điểm làm bị thương chính mình. Đây cũng là không có cách nào biện pháp, lại không tự cứu, coi như đợi không được tôn giả đại nhân viện thủ. Quả nhiên bằng vào pháp bảo tự bảo uy năng thành công phá giải tiêu phàm liên miên bất tuyệt vô cực chín kiếm. Vừa một lấy được được tự do, nam tử trung niên nhìn đều không hướng kim bằng tôn giả bên kia nhìn lên một cái, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm tiêu phàm một chút, trong hai con người tràn đầy oán hận chi ý, dưới chân lại không ngừng chút nào, độn quang cùng một chỗ, trong chớp nhoáng biến hướng hơn trăm trượng bên ngoài mê cốc trong rừng kích bắn đi, vậy mà cùng thiết bối đao lang không có sai biệt. Đao mệnh quan trọng, về phần kim bằng tôn giả đủ loại hứa hẹn, không cần cũng được tại sự cảm nhận của người nọ bên trong mình căn bản liền chẳng phải là cái gì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn hy sinh hết mí mắt cũng sẽ không chớp mắt tiêu phàm cũng không có đuổi theo nhìn qua nam tử trung niên máu thịt be bét bóng lưng chỉ là khe khẽ lắc đầu nam tử trung niên tốc độ bay cực nhanh chỉ một cái hô hấp ở giữa liền đã đi ngang qua hơn trăm trượng xa đến mê cốc bên rừng duyên sau một khắc liền muốn biến mất tại mênh mông trong rừng rậm đột nhiên phích lịch một tiếng một nói kim sắc thiểm điện không hề có điểm báo trước từ trong rừng rậm bổ ra. Cái này nói kim sắc thiểm điện, mới xuất hiện lúc 10 điểm tinh xảo, mỗi bổ ra một tấc, liền thô to một phân. Trong nháy mắt liền biến thành thô to lôi trụ, trùng điệp đánh vào nam tử trung niên dưới đỉnh đầu. Bất ngờ không đề phòng, tu vi giảm nhiều, kém chút ngã ra nguyên anh hậu kỳ cảnh giới nam tử trung niên cơ hồ không có chút nào kháng cự chi lực, lập tức kêu thảm một tiếng, máu thịt be bét thân thể, lập tức liền bị kim sắc phích lực hoàn toàn nuốt hết, đảo mắt nổ tung hóa thành vô số huyết vũ, tứ tán vẩy ra, sau một khắc, những này vẩy ra mưa máu lại lại hóa thành điểm điểm sương mù, tiêu tán ở hư giữa không trung. Đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, kim bằng tộc trưởng lão, cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả nguyên anh đều bị hạo dương thần lôi tại chỗ diệt sát, như vậy hôi phi yên diệt, triệt để bị lau đi vết tích. Kim bằng tôn giả sắc mặt, trong chất nhoáng chìm xuống dưới. Không ảnh lóe lên, một bộ váy đỏ, tóc trắng phơ bay múa Âu Dương Minh Nguyệt, từ mê cốc trong rừng chậm bước ra ngoài, dưới chân như hành vân như nước chảy, nháy mắt liền tới phụ cận, cùng tiêu phàm đứng sóng vai, đối mặt với kim bằng tôn giả. Đến rồi, tiêu phàm mỉm cười, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng bình yên chi ý. Ừm, um, ta nhìn thấy ngươi cho ta nhắn lại, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói. Biết tiêu phàm thế mà đi bị ngăn cách hơn nghìn năm lâu chung thổ giới, Âu Dương Minh Nguyệt khải quan về sau, lập tức không chút do dự liền chạy tới. Nàng là huyền âm chi thể,